Chương 641. Bạch Y Nam tử vung chân đá bay Nguyên Sa, sau đó tiêu sái đập không đi mất. Mấy vị bạn học vội vàng khiêng Nguyên Sa đi trị thương. Hai trận đấu của Nguyên Sa thật chấn động lòng người, không ai có thể ngờ lại ra kết quả như vậy, Nguyên Sa và Thẩm Văn đều chịu thảm bại, chỉ sợ sẽ cần rất nhiều thời gian để khôi phục. Các trận chiến sau đó tiếp tục nhưng đã không còn mấy ai để ý, kết quả đội Nam từ chiến thắng, giành được quyền quản lý khu 8 phàm nhân giới bạch y nam tử bỏ đi giả dạ tuyết lập tức đuổi theo nàng cảm giác hắn rất giống tên kia nhất định phải lột mặt nạ của hắn xuống kiểm tra đứng lại bạch y nam tử đi không bao lâu thì sau lưng có tiếng quát các vị tìm ta bạch y nam tử quay đầu nhìn hỏi bọn giả dạ tuyết hình thành thế bao vây giả dạ tuyết lạnh nhạt tháo xuống mặt nạ nếu không thì sao bạch y nam tử ung dung trả lời dường như không ý thức được mình đang bị bao vây Ngươi không có lựa chọn, một tên học huynh hừ lạnh nói. Hắn không biết vì sao già dạ tuyệt muốn lột mặt nạ tên này, nhưng không sao, càng tạo cơ hội cho hắn biểu hiện trước mặt người đẹp. Hắn vừa nói vừa từ từ tản ra khí tức, 21 viên tinh thần xếp hàng. Điều này nói rõ hắn đã đạt cảnh giới liên tinh. Một tên khác cũng không chịu thua, 34 viên tinh thần tỏa sáng. Lại là liên tinh cảnh. Những người còn lại cảnh giới tinh khiếu, cũng không cần biểu hiện. Bây giờ ngươi ngoan ngoãn nghe lời hay để bọn ta động tay, tên liên tinh cảnh tự tin nói. Bạch Y Nam tử trước đó đánh bại nguyên sa biểu hiện ra cảnh giới rất gần liên tinh, dựa theo độ lớn của tinh thần có thể đoán ra lấy 21 làm căn. Bây giờ đối diện với hai liên tinh cảnh hàng thật giá thật, lấy 21 và 34 làm căn, há còn có cơ hội. Các ngươi ép ta, không sợ ta tố cáo với pháp gia sao? Bạch Y Nam tử hỏi lại. Ta chỉ muốn ngươi tháo mặt nạ xuống. Giả dạ tuyết lên tiếng, giọng không còn gay gắt, hiển nhiên nàng cũng không muốn đụng đến pháp gia. Ta không có nghĩa vụ làm theo lời ngươi, bạch y nam tử từ chối thẳng thừng. Ngươi không có quyền lựa chọn. Nơi đây không có ai, ngươi có tố cáo cũng vô dụng, một tên liên tinh mất kiên nhẫn lớn tiếng, hắn đang rất muốn thể hiện bản thân. Ta đang tìm một kẻ đeo mặt nạ, nếu không phải ngươi ta sẽ bồi thường. Giả dạ tuyết thuyết phục lần cuối, nhẹ giọng hơn. Chỉ nghe hắn nói mấy câu, nàng càng có cảm giác chính là hắn. Mười năm trước hắn năm mươi tinh, mười năm sau hắn giỏi lắm tăng thêm nhất tinh, thực lực này rất mạnh nhưng có hai vị liên tinh hoàn toàn dư sức bắt lấy. Các ngươi chắc chứ? Bạch Y Nam tử cười nhạt. Xem ra ngươi chọn chống đối, tên liên tinh quyết định ra tay. Hai mươi viên liên tinh nối với nhau rủ xuống tinh quang, hắn đưa bàn tay chụp tới, hắn không cho rằng cần vận dụng công pháp, vũ khí. Bạch Y Nam tử cũng đưa tay đối ứng, cũng không cần cái gì công pháp, vũ khí. Bột. Hai bàn tay bắt lấy nhau, tên này hơi ngạc nhiên vì lực lượng ngang nhau, không phải nói tên này mới tinh khiếu lấy 21 tinh làm căn. Sao lại có thể? Không chờ hắn tìm câu trả lời, bạch y nam tử vặn tay. Răng rắc, tay tên này như tấm vẽ lau bị vắt nước. a a a hắn hét lên đau đớn. Buông tay, tên liên tinh còn lại kịp phản ứng, bay tới giải cứu. Nhưng đúng lúc này, bầu trời như hóa đêm hai trăm viên tinh thần sáng lấp lánh xuất hiện một cổ khí tức cường đại ép xuống cho dù hai tên liên tinh cảnh giới cao hơn nhưng mà số lượng tinh thần quá nhiều khiến bọn họ cũng bị ép quỳ sụp xuống đám người còn lại càng là tuyệt vọng úp sắp mặt xuống đất không thể gượng lên được bọn hắn tinh thần hoảng loạn không thể tin được hai cái liên tinh nhỏ nhoi các ngươi đã coi mình vô địch bạch y nam tử lạnh nhạt nói sau đó ung dung bước qua bọn họ Dạ tuyết dưới áp lực vẫn kiên cường chống đỡ Ngước mắt nhìn bóng áo trắng Nàng tự trách mình chưa mạnh đã không coi ai ra gì Đây coi như là bài học cho chính mình Cũng không có thù oán bạch y nam tử Thực lực này chắc chắn không phải tên kia rồi Nhưng khi tên bạch y nam tử đi qua chỗ nàng Hắn cúi đầu sát bên tai nàng Thì thầm, giọng nói thay đổi Ngạc nhiên chưa Dạ tuyết trong mắt Nàng nhận ra giọng nói này Là hắn, tên khốn kiếp Lửa giận bốc cháy, nàng gồng lên tất cả sức mạnh, 23 viên tinh thần dâng lên, tám vòng chuyển luân sáng chói. Nàng muốn nghịch thế mà lên. Nhưng đáng tiếc, bằng này thực lực là không thể nào chống nổi 200 viên tinh thần. Tôn Kỳ nhìn nàng cười cười, cũng không có ngăn cản, hắn sợ dị kích thích nàng vì hai mục đích. Thứ nhất là muốn biết thực lực chân thực của nàng. Nhìn xem độ lớn của tinh thần, có thể đoán được nàng lấy 233 làm căn giống như nguyên sa. Dựa trên thực lực này, hắn sẽ đối với nàng làm một số chuẩn bị. Thứ hai hắn muốn khiến giả tuyết rối loạn suy đoán. Lần trước biểu hiện ra 50 viên tinh thần, năm vòng chuyển luân. Lần này 200 viên tinh thần, không biết nàng sẽ có suy nghĩ thế nào. Nhưng chắc chắn sẽ không nghi đến thẩm văn, nên nhớ thẩm văn mới vừa bị phế xong. Giả tuyết trong mắt long song song, cực kỳ tức giận, thù này nàng còn có cơ hội báo không, tên này rốt cuộc là cái thứ gì, sao có thể tăng nhanh như vậy? Lần trước là 50 viên tinh thần, trong 10 năm hắn đã tăng thành 200 viên, tốc độ tu luyện này là không thể nào. Xưa nay chưa từng nghe nói. Chỉ có thể nói ngay từ đầu hắn đã 200 viên tinh thần, trước đó là lừa nàng. Tên khốn kiếp này lừa nàng hết lần này đến lần khác. Không thể tha thứ. Tên này tu luyện tới 200 viên tinh thần, đồng nghĩa với việc lấy 233 làm căn, thiên phú ngang với nàng. Người thiên phú thế này lại chưa từng nghe tới, trong số tất cả những học viên học đường không có ai lấy 233 tin làm căng, chỉ có Giả Tuyết và Nguyên Sa, bởi vậy dù tu vi chưa cao nhưng bọn họ đã nổi tiếng khắp học đường, được mệnh danh là Nhật Nguyệt Sông Kiệt. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một kẻ như thế, hắn rốt cuộc là ai? Giả Tuyết khó khăn đưa tay vào túi gấm, nàng muốn vận dụng bảo vật mà mẹ đưa cho, nàng vẫn còn cơ hội nghịch chuyển tình thế. Nhưng Tôn Kỳ làm sao cho nàng cơ hội đó? Ngoan ngoãn ngủ một lúc đi. Tôn Kỳ đưa tay đánh ngất nàng. Sau đó, hắn thông dòng bước qua mặt bọn họ. Khi hắn biến mất thân hình, đám người vẫn còn chưa hết bàn hoàng, mồ hôi ướt đẫm áo, bọn họ nhìn nhau không ai nói lên được lời nào, tên này rốt được là ai. Bảo Ngọc đứng dậy đỡ lấy giả tuyết, trước tiên cần tuyết tỷ tỉ tỉnh lại rồi tính tiếp. Trở lại biệt phủ, tử lão đang chờ hắn. Ngươi cũng thật gian, phản bội xong bọn mã đại lại phản bội tiếp đám hoàng tung. Bọn chúng mà biết được sẽ không tha cho ngươi. Cũng là do bọn chúng ép ta. Phản bội mã đại vì bọn chúng lừa ta, phản bội hoàng tung vì bọn chúng không giữ lời, chỉ trả một nửa. Nói đến bọn hoàng tung, ta có cảm giác tất cả đều trong tính toán của ngươi, cho dù bọn chúng có trả đúng, ngươi cũng sẽ phản. Hơ, hơ. Tử lão nói gì vậy? Ta là loại người đấy sao? ngươi chính là loại người đấy. Bị tử lão nói trúng tim đen, Tôn Kỳ cười gượng lập tức bẻ lái sang chuyện khác. Điểm số thế nào? Bọn Hoàng Tung trả 100 điểm, bọn Nam từ trả 100 điểm và quyền làm chủ một tiểu tượng. Để ta chuyển điểm qua cho ngươi. Tử lão lấy ra thẻ định danh. Tôn Kỳ đưa tay ngăn lại. Không cần. Ta đã nói sẽ chia đôi điểm cho lão. Sau này chúng ta sẽ còn hợp tác nhiều. Tử lão nghĩ một thoáng rồi gật đầu. Được, vậy ta chuyển phần còn lại cho ngươi. Cũng không cần, lão dùng điểm đấy mua giúp ta một số thứ." Tôn Kỳ nói, sau đó đưa ta một tờ danh sách cho Tử lão. Tử lão nhìn hắn khó hiểu, tên nhóc này không biết trong đầu đang nghĩ gì. Bọn họ trò chuyện mấy câu sau đó chia tay. Tôn Kỳ sở dĩ không lấy điểm vì hắn sợ bọn kia truy đến thân, dù sao cũng là phản bội, không ai thích bị phản bội cả bởi vậy hắn cần chuẩn bị hậu trước, nếu như có điều tra cũng sẽ chỉ đến tử lão là Đức. Cho dù tử lão có khai hắn ra hắn cũng sẽ phủ nhận tất cả, không có thông tin giao dịch điểm trên thẻ sẽ rất khó kết tội hắn. Tất nhiên đây chỉ là một chút lo xa, chưa chắc bọn kia biết bị phản bội, hắn diễn tốt như thế cơ mà. Mấy ngày sau, tại phàm giới khu 8, nhóm người của Nam từ đến đây tiếp quản các pho tượng, bất ngờ là Tôn Kỳ cũng xuất hiện. Ngươi vì sao đến đây? nam từ hỏi hắn vẫn nghĩ tôn kỳ còn đang dưỡng thương tôn kỳ lúc này sắc mặt xanh xao hốc hác tinh thần bất định đôi khi hoảng hốt tôn kỳ chắp tay hữu lễ nói học đệ nghe nói tu hành nguyện lực có ích trong đột phá nên đã mua lại quyền làm chủ một pho tượng nam từ là kẻ tinh minh hắn thấy tôn kỳ vẫn lễ phép đầy đủ làm ra vẻ tươi cười nhưng trong giọng nói có sự chán chường âm điệu thều thào lên xuống không kiểm soát chứng tỏ trong người bị thương không nhẹ mà lại vẫn chưa chuyển tốt. Nam Từ lấy ra tấm thẻ liên lạc với Tử Lão, nhận được tin đúng là đã bán lại quyền làm chủ cho tôn kỳ. Nam Từ cất đi tấm thẻ, mỉm cười nói: Học đệ lần đầu tu nguyện lực, chắc có nhiều chỗ không biết, để học huynh hướng dẫn cho đệ. Vậy thì còn gì bằng đa tạ học huynh. Tôn Kỳ mỉm cười chấp tay. Hai bọn họ trò chuyện với nhau chủ yếu là nam từ chỉ cho tôn kỳ cách để lại thần hồn ấn ký trên pho tượng và cách thu nguyện lực cùng vài mẹo vặt khác nhưng mà nói tới nói lui nam từ vẫn cảm thấy tôn kỳ không cần tu cái gì nguyện lực chỉ sẽ làm hỏng tương lai của hắn để thiên phú không tệ cần gì tìm đến nguyện lực chỉ có những người như bọn ta khi đã đến cuối đường không nhìn thấy ánh sáng mới tuyệt vọng tìm đến nguyện lực để chỉ bại một trận mà thôi sống trên đời này ai không từng bại qua để dưỡng thương mấy năm lần nữa xuất thế vẫn là thiên tài. Để nghe nói nguyên sa cũng bị phế, đây là cơ hội cực tốt để đệ bước lên, phải nhân lúc này vượt lên trước hắn. Tôn Kỳ tỏ ra quyết tâm nói. Tùy đệ. Nam từ thở dài nói, trong chuyện này hắn đã hết lời, vận mệnh mỗi người là do họ tự quyết định, Tôn Kỳ quyết định như thế, hắn còn gì để nói. Trong thông thiên tháp có một chủ tượng và mười mấy phụ tượng. Chủ tượng tất nhiên là của Nam Từ, mấy phụ tượng khác cũng theo thực lực mà phân chia tôn kỳ thực lực thấp được cho một pho tượng nhỏ nằm tại góc khuất chỉ sợ sẽ không có nhiều nguyện lực bọn họ nhanh chóng đánh ấn lên pho tượng mọi thứ đã xong bây giờ có thể trở về từ từ tiếp nhận nguyện lực tôn kỳ đang tại khoanh chân tu luyện chợt lông mày nhảy lên đến rồi một sợi vô hình đi vào trong thần hải đây chính là nguyện lực mà bọn hắn nói đến sao nguyện lực như những sợi chỉ trong suốt cuốn lấy các viên tinh thần làm giảm tính bài xích giữa các viên tinh thần. Các sợi nguyện lực còn cuốn lấy nhau. Tôn Kỳ hiểu ra vì sao nói nguyện lực có hỗ trợ nhất định trong liên tinh và hợp tinh. Tôn Kỳ vận khởi công pháp, những sợi nguyện lực cùng thần khí cuốn quanh tay. Hắn đánh ra một chưởng, cảm nhận chưởng lực, thấy được gia tăng một chút. Tôn Kỳ chuyển động ý nghĩ. Phốc, 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 cắt đứt các sợi nguyện lực nhưng các sợi nguyện lực cũng không tan rã mà từ từ nối lại với nhau hắn lại trọng một ít đạo hỏa của hỏa hỏa đốt thử sợ nguyện lực bị đốt thành hư vô nhưng rất nhanh lại có sợi khác thay thế hắn phong tỏa thần hải thì không thấy nguyện lực truyền vào những sợi nguyện lực không có nguồn cung nên tự tiêu tan hòa lực lượng vào trong tinh thần nhưng tốc độ tiêu tan cực chậm không đáng kể hắn tiếp tục thử nghiệm tất cả các tính chất của nguyện lực xem có giúp ích gì được cho mình không nhưng khiến hắn thất vọng rồi giúp thì ít mà hại thì nhiều hèn gì mọi người có nguyện lực như rượu độc. Nguyện lực quá nhiều sẽ cuốn lấy bao trùm lấy tinh thần khiến tinh thần khó hấp thụ thần khí, buộc phải hấp thụ nguyện lực nhiều hơn để thay thế. Trở thành quá trình tuần hoàn bóp nghẹt tinh thần. Đó cũng là lý do vì sao tu luyện nguyện lực không quá nhị dực. Khá giống với cách thuốc viện hoạt động. Sau khi thử nghiệm chán chê, hắn phong tỏa thần hải ngăn nguyện lực đổ vào, dự định mấy ngày nữa sẽ trao bán pho tượng, hắn có thể không cần nhưng nhiều người sẽ vì nó mà tranh sức đầu mẻ tráng. Hắn tưởng như vậy là xong. Nhưng hôm sau đột nhiên bên tai vang lên tiếng u u, hắn còn tưởng tai mình có vấn đề. Nhưng âm thanh dần trở nên rõ ràng, là những tiếng cầu nguyện. Không ngờ phong tỏa thần hồn các đức nguyện lực nhưng những tiếng cầu nguyện vẫn có thể trực tiếp đi vào đầu hắn. Lời cầu xin tới tai hắn. Hắn không thèm thực hiện. Hắn vẫn duy trì chính sách cây gậy và củ cà rốt nam từ còn nhắc nhở hắn cẩn trọng khi ban phước tránh ảnh hưởng đến người khác như lần trước hắn nghe được rất nhiều lời cầu nguyện hắn liền gia tăng thêm một tầng ngăn cách các tiếng rì rầm cầu nguyện im bặt nhưng mà có một bà quá phụ suốt ngày rên rỉ cầu cho cô con gái khỏi chân què hắn muốn bỏ qua nhưng lời nguyện này mang ý chí quá lớn hắn bỏ qua cũng không được hắn bị bà này làm đau cả đầu gia tăng mấy tầng ngăn cách cũng không được cuối cùng hắn phải chịu thua trước sự lì lợm của bà quá nghèo làm nhanh cho xong việc tránh cho bà ta tiếp tục làm phiền tất nhiên là không thể trực tiếp ban phước cần thiết kế một chút ngày hôm đó cô con gái vào rừng kiếm trái rừng thấy một dấu chân khổng lồ cô tò mò ướm thử thì chân được khỏi từ hôm đó hắn không nghe thấy tiếng bà rên rỉ nữa ngược lại là những lời ca tụng khiến cho những sợi nguyện lực trở nên lấp lánh nhờ miệng bà này số lượng lời nguyện tăng thêm nhưng ngay sau đó hắn nhận được tin nhắn của Nam từ hy vọng hắn tiết chế, nguyện lực phải từ từ thu lấy, dễ dàng ban ơn cho con người, con người sẽ đòi hỏi nhiều hơn, coi thần như công cụ ban ơn. Tôn Kỳ nhắn lại là sẽ cẩn trọng. Xem ra nguyện lực không đơn giản như hắn nghĩ, hắn cần chú tâm hơn nghiên cứu. Cũng trong thời gian này, tin tức Tôn Kỳ tu nguyện lực truyền khắp học đường, phần lớn nghe được đều sửng sốt, có nhiều người tiếc cho hắn, có nhiều người hả hê. Bọn Trần Dung, Trần Kỷ, Ngọc Ly nhiều lần đến thăm, khuyên bảo nhưng mà hắn vẫn kiên quyết không bỏ, có lẽ do bị đả kích quá lớn bởi Nguyên Sa. Nguyên Sa trong thời gian này dưỡng thương cũng nghe được tin này, hắn khịt mũi khinh thường khi biết Tôn Kỳ vì muốn vượt qua mình mà sẵn sàng hủy cả tương lai. Thật buồn cười. Một khi bị hắn đánh bại tuyệt đối không có cơ hội lật bàn. Mục tiêu của hắn lúc này chính là tên ngân thương kia. Nguyên Sa thả ra ngoài tin tức Bất kỳ ai cung cấp thông tin về tên ngân thương kia, hắn sẽ trả cho 10 điểm, thông tin càng hữu ích điểm càng nhiều, có thể lên tới 50 điểm. Nguyên Sa sau khi treo cái này giải thưởng, hắn tin tưởng rất nhiều người đổ xô truy lùng tên ngân thương kia. Sự thật đúng như hắn muốn, nhưng mà không phải vì hắn mà vì giả tuyết treo thưởng 500 điểm cho bất kỳ thông tin nào về tên ngân thương. Điểm thưởng này khiến cho đám học viên bùng nổ, số điểm cũng quá cao đi, mà lại còn có cơ hội lấy lòng nữ thần nguyên sa khi biết chuyện này cũng gãi đầu ngơ ngác nhà giàu đúng là nhà giàu hắn cũng có một ông bố phong thần a à. nhưng mà trước giờ hình như chưa cho hắn cái gì nhìn mẹ người ta đi bảo vật điểm số dùng không hết mở miệng là trăm điểm vậy là hắn âm thầm gỡ xuống thông báo không muốn mất mặt a à. có điều hắn khó hiểu vì sao giả tuyết lại quyết tìm tên kia như vậy có ẩn ý gì chăng không chỉ nguyên sa mà rất nhiều người cùng thắc mắc nhưng mà không đạt được câu trả lời chính xác những bạn đồng hành cùng giả tuyết suy đoán có lẽ do lần đó bị tên ngân thương đánh cho thảm bại nên giả tuyết mới như thế quyết liệt giả tuyết đối với tất cả đều không nói rõ còn cấm bọn bảo ngọc tiết lộ chuyện bị đánh khổ nhất trong chuyện này có lẽ là nam từ ai bảo bạch y ngân thương chiến đấu cho đội của hắn nhưng mà hắn có biết gì đâu hắn chỉ có thể đổ hết cho tửu lão mọi người kéo đến tìm tửu lão nhưng tửu lão lúc tỉnh lúc say Ăn nói hàm hồ, không ai đạt được kết quả gì. Bọn họ cũng không ra tay với Tử lão, thần tộc đâu phải ai cũng như Tôn Kỳ, vô sĩ bất lương, không biết kính trên nhường dưới, kính lão đắc thọ. Trong thời gian này Tôn Kỳ tiến vào không gian chữ viết mấy lần, có thêm được mấy phần ấn ký. Bây giờ hắn chỉ còn thiếu một phần, hắn rất tò mò sau khi hoàn thành ấn ký sẽ như thế nào, gặp được người ấy không. Mọi thứ vẫn như cũ, vẫn một người thầy, hai tiểu học trò khi vị phu tử hỏi Tôn Kỳ hiểu mấy phần, hắn giơ 10 ngón tay. Ảo ảnh vị phu tử gõ xuống cây thước. Ấn ký trên tay lập tức được hoàn thành. Không gian lập tức sai chuyển, tất cả hình ảnh gần sóng chuyển hóa sang hình ảnh khác. Một lúc sau các hình ảnh ổn định lại. Tôn Kỳ thật ra không đi đâu cả, chỉ có không gian thay đổi hình ảnh. Không gian này có cây cỏ hoa lá, non nước hữu tình, những hình ảnh gần sống như bóng phản chiếu trong nước đây chỉ là một không gian hình chiếu hắn thấy được một vị trung niên đang ngồi tại một bộ bàn đá đơn sơ tay cầm quyển sách chăm chú đọc tôn kỳ ngay lập tức thi lễ học trò kính chào phu tử vị trung niên không dời ánh mắt khỏi quyển sách giống như mọi thứ đều trong dự tính vị phu tử hỏi ngươi biết ta là ai vâng danh tiếng của phu tử không thần tộc nào mà không biết tôn kỳ cung kính đáp Ngươi tham ngộ được chữ viết cũng coi như có duyên với ta, ngươi có cái gì sở cầu? Đệ tử muốn bái sư. Lời nói táo bạo, nhưng vị trung niên này cũng không ngạc nhiên, thậm chí cảm thấy rất bình thường. Hàng triệu năm nay, lời nói này đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, ai mà không muốn bái hắn làm sư, đơn giản vì hắn là độc tôn thần sư hàng thuyên. Học chữ của ta, tri thức của ta, tất cả các ngươi đều là ta học trò. Không cần lại bái sư. Không giống với. Ồ, có điểm nào không giống? Con ruột vẫn hơn con ghẻ. Tôn Kỳ đơn giản nói, nhưng ý nghĩa đã đầy đủ. Hàng Thuyên một thoáng ngừng lại, không thể phủ nhận điều này, chính hắn nhận mấy vị đệ tử cũng được nhiều hơn ưu ái. Nhưng ta đã lâu không nhận đệ tử, cũng không có ý nhận đệ tử. Phu tử, vậy vì sao ngài lại nhận thập dương thần? Tôn Kỳ lại hỏi, ý sắc bén. Năm xưa Hàng Thuyên cũng từng tuyên bố không nhận đệ tử, Thế nhưng thập dương thần xuất thế khiến ông đổi ý phá lệ. Sở dĩ ông không nhận đệ tử vì không ai vừa mắt mà thôi, chỉ cần có người đủ thiên phú ông có thể lần nữa phá lệ. Người có cái gì hơn thập dương thần, nếu chỉ ngang bằng ta cũng lười nhận. Có một thập dương thần là đủ rồi. Năm xưa sở dĩ ta nhận nó vì nó vượt trội so với các học huynh, học tỷ. Hàng thuyên mỉm cười nói. Đệ tử có thể tham ngộ không gian chữ viết, đây là điều trước đây chưa ai làm được. Tôn Kỳ tự tin nói. Mấy cái chữ đấy chỉ là ta tiện tay viết ra mà thôi, cũng không có cái gì ảo diệu. Không ai tham ngộ được là do bọn họ ngu muội, không đồng nghĩa ngươi thông minh. Hàng Thuyên vẫn đọc sách nói chuyện, chưa từng liếc hắn một cái. Lại nói ta nhận Khúc Nhi không đơn thuần vì thiên phú tốt, còn có dũng cảm, quyết tâm, đảm lượng và một khỏa lưu ly tâm bất hoại. Tôn Kỳ cúi đầu suy nghĩ, thì ra thập dương thần trong tên có chữ Khúc, còn là Khúc gì thì không biết cũng chỉ có hàng thuyên mới có thể gọi thập dương thần là khúc nhi. Thấy tôn kỳ im lặng, hàng thuyên cười nhẹ, đã kích một chút tôn kỳ cũng tốt để hắn nhận thức được thực tế. Phu tử, học trò có lễ vật ra mắt phu tử. Tôn kỳ nhanh chóng đổi chủ đề. Không cần phí tâm, ngươi tự để mà dùng. Hàng thuyên không quá quan trọng, bảo vật đời này hắn còn thiếu thứ gì, thứ hắn truy cầu tôn kỳ không cho được, thứ tôn kỳ cho hắn lại chẳng cần. Thảo Tôn Kỳ chỉ nói ra một chữ. Hàng Thuyên đột nhiên bàn tay hơi nắm chặt quyển sách nhưng rất nhanh giãn ra. Ta không cần thảo dược. Hắn cho rằng Tôn Kỳ tặng mình loại thảo dược nào đó. Không phải thảo dược, là trí tuyệt thiên hạ nhân tộc thảo. Tôn Kỳ trịnh trọng nói. Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì? Hàng Thuyên nhẹ nhàng đặt xuống quyển sách, giọng nói bình thản, nhưng mà không gian gần sống, uy áp như có như không. Tôn Kỳ vội quỳ sụp xuống, tráng toát mồ hôi. Thần tộc không quỳ gối, đứng dậy nói chuyện. Hàng thuyên vừa nói vừa thu lại uy áp. Tôn kỳ chống tay đứng dậy, vẫn nghiêm trang chắp tay cúi đầu. Nói đi. Nhưng nhớ chớ có sằng ngôn. Tôn kỳ mồ hôi ướt áo, bắt đầu thuật lại câu chuyện hắn đến phạm giới khu 8 gặp được Uyển, phát hiện nàng có tu luyện, suy đoán nàng là hậu nhân của Thảo, hắn lại thông qua một số biện pháp lấy được khẩu quyết của nàng. Đọc ta nghe thử tôn kỳ nhanh chóng đọc khẩu quyết không dám giấu một chữ hàn thuyên nghe xong tinh tế cảm nhận gật đầu nói khẩu quyết này rất phù hợp với tính cách trí tuệ của hắn mặc dù khẩu quyết nhiều chỗ thiếu sót nhưng với trí tuệ của hàn thuyên mọi thứ đều sáng tỏ thưa thầy đệ tử có thử tu luyện nhưng không thấy gì là do khẩu quyết thiếu hay vấn đề khác tôn kỳ không che giấu chút nào việc mình tu luyện như vậy mới phù hợp với lẽ tự nhiên nhưng thực tế hắn chỉ rút ra tri thức hòa vào linh khí quyết. Hàng Thuyên không ngạc nhiên, cũng không làm ra cái gì giận dữ vì tôn kỳ tu luyện khẩu quyết của Thảo. Nếu là thời điểm đó, có lẽ hắn sẽ vui mừng vì bắt thóp được Thảo, giận dữ vì tôn kỳ dám tu luyện thứ ngoại lai này. Nhưng hàng triệu năm đã trôi qua, Thảo cũng đã xanh cỏ, rất nhiều thứ hắn đã thông suốt. Thế hệ sau không biết nhưng vào thời kỳ của Thảo, Hàng Thuyên đã từng rất ganh tị, khắp nơi âm thầm bắt chẹt ngăn cản sự phổ biến của tân ngữ nhưng với sự ra đời của vị tân thần thứ nhất thần tộc đã coi tân ngữ là chính thống thảo nghiễm nhiên trở thành thần sư nhận được rất nhiều sự ủng hộ hàng ngữ chỉ có thể lui về hậu trường năm trăm năm tuổi thảo qua đời cơn căm ghét của hàng thuyên cũng từ từ nguội bớt cho tới hiện tại hắn đã thấu triệt rất nhiều chuyện bởi vậy khi nghe tin này hắn lại bình thản như không khẩu quyết này tinh tế đơn giản xây chắc nền tảng, nếu toàn nhân tộc tu luyện, tương lai tất trực trở. Hàng Thuyên nhận xét. Tôn Kỳ trong mắt, biểu hiện như rất kinh hãi. Thưa thầy vậy thì phải diệt ngay, học trò sẽ ngay lập tức bắt lại hậu nhân của Thảo Giao cho Pháp gia. Hàng Thuyên nhẹ lắc đầu. Không còn quan trọng nữa. Thưa thầy chuyện này có thể liên quan đến nhân tộc phản loạn. Tôn Kỳ không hiểu nói. Nếu nhân tộc có thể phản thì đã phản lâu rồi ta hiểu thảo hắn rất thông minh suy nghĩ cũng rất nhiều hắn sẽ không phổ biến khẩu quyết này thêm nữa hắn không có hậu nhân tôn kỳ khi nghe thảo không có hậu nhân thì sửng sốt tên nhân tộc kia không phải là hậu nhân của thảo sao nàng có khẩu quyết của thảo có khẩu quyết không đồng nghĩa là hậu nhân thảo sẽ không để lại hậu nhân ta hiểu hắn nhớ năm xưa có thần nữ nguyện cùng hắn kết duyên hắn cũng khéo léo từ chối hắn sợ nên hắn sẽ không để lại hậu nhân Hàng thuyên khẳng định chắc nịch không cần bằng chứng lời của hắn chính là bằng chứng tôn kỳ gật đầu cũng không nghi ngờ vậy tiểu cô nương kia tùy ngươi thôi hắn muốn bán uyển chính xác là bán thảo với giá cao nhưng việc uyển không phải hậu nhân của thảo khiến giá của nàng sụt giảm nghiêm trọng gần như là vô giá trị tốn cơm nuôi a à. uyển chính là ác chủ bài quan trọng để hắn bái sư Hàng thuyên kế hoạch gần đúng như hắn tính toán đáng tiếc hai điểm hàng thuyên trải qua năm tháng thái độ đối với thảo đã không còn gây gắt ngược lại còn thể hiện sự tôn trọng thứ hai là uyển không phải hậu nhân của thảo không thể bán uyển hắn chuyển sang cách khác thưa thầy ngài nói xem khẩu quyết của thảo tốt đến mức nào có thể so với của thần tộc không không nghiên cứu qua không thể trả lời chính xác nhưng ta tin tưởng trí tuệ của thảo thứ hắn tạo ra sẽ không quá tệ Hàng Thuyên trả lời: Thưa thầy, nếu như học trò tu luyện khẩu quyết này sẽ như thế nào? Hàng Thuyên nhận ra lo lắng của hắn nên nói: Người khác ta không biết, còn ta sẽ không bắt lỗi ngươi. Nhưng mà ngươi tu luyện cũng vô dụng, khẩu quyết này chỉ phù hợp với nhân tộc. Thảo đã tính toán kỹ càng, hắn sẽ không vì ngươi may áo. Nếu thầy không trách phạt, học trò tin tưởng người khác cũng không có lý do gì trách phạt. Khẩu quyết này là thảo dùng để nhân tộc cuộc khởi. Hẳn là đồ tốt. Nếu vì không hợp mà từ bỏ thì quá đáng tiếc. Thầy nghĩ sao nếu học trò kết hợp khẩu quyết này với công pháp thần tộc? Ồ, ngươi có ý này cũng coi như có ý chí. Nhưng việc này quá khó. Nhưng nếu thành công có thể khai sinh ra hệ thống tu luyện mới, mở ra thời đại mới. Thời đại này tân thần có thể sẽ trở thành cổ thần. Ý nghĩ của ngươi thật táo bạo. Nghe được lời này chỉ sợ một đám người sẽ cười nhạo ngươi chỉ cần thầy không cười nhạo là được rồi. Tôn Kỳ cười tươi đáp. Ngươi nói tất cả những điều này là vì bái sư sao? Dạ phải. Như thầy đã nói muốn bái sư thì phải vượt trội so với các huynh đệ, tỉ muội trước, học trò suy nghĩ nếu chỉ tu luyện, chỉ sợ cả đời cũng không qua được thập dương thần, học trò bạo gan nghĩ đến việc mở ra hệ thống tu luyện mới, cho dù không thành công nhưng cũng có thể nâng cao hệ thống hiện có. Xứng đáng là học trò của thầy. Ngươi thật cứng đầu. Hàng Thuyên mỉm cười, đưa ra một lời nhận xét. Mong thầy cho phép. Tôn Kỳ gặp sâu người thành kính. Hàng Thuyên suy nghĩ một thoáng rồi nói. Người trẻ có ý chí như vậy là tốt. Ngươi cứ làm điều ngươi cho là đúng. Thưa thầy, vậy là thầy đồng ý nhận con. Tôn Kỳ tỏ ra mừng rỡ. Hàng Thuyên lắc đầu. Ngươi vẫn chưa làm được gì, tất cả chỉ là nói miệng. Chẳng lẽ ai đến trước mặt ta, ba hoa về những gì có thể làm thì ta cũng phải nhận làm đệ tử. Tôn Kỳ gật đầu, lời này không sai. Hắn cũng không nhiều lời giải thích, hắn muốn dùng hành động. Sau lưng hắn dâng lên 50 viên tinh thần, với độ tuổi của Tôn Kỳ có được 50 viên tinh thần vô cùng giỏi, nhưng hàng thuyên cũng chỉ liếc mắt một cái, không tệ, chỉ vậy thôi. Nhưng khi nhìn kỹ thì phát hiện quanh tinh thần có mấy sợi nguyện lực cuốn quanh. Ngươi tu luyện nguyện lực. Hàng thuyên hơi ngạc nhiên đệ tử đã bắt đầu nghiên cứu kết hợp. Tôn Kỳ nói, ngươi đây là tự hủy tiền đồ, nếu không thành công, ngươi sẽ vạn kiếp bất phục. Hàng Thuyên hiểu rõ tu luyện nguyện lực chỉ dành cho người thiên phú kém, không còn đường có thể đi. Nhưng Tôn Kỳ có thể tham ngộ chữ viết của hắn, tu luyện tới 50 viên tinh thần, thiên phú này vẫn là cực kỳ lợi hại. Học trò rất có lòng tin tưởng. Tôn Kỳ tỏ ra quyết tâm. Ta thấy ngươi thật cứng đầu và điên cuồng. Thưa thầy, Xưa nay nghiên cứu giả, ai mà không điên. Học trò chỉ xin thầy một điểm thừa nhận. Học trò sau này nghiên cứu cần rất nhiều thứ, với thân phận của học trò hiện tại có điểm cũng không được, nhưng có một lợi của thầy, mọi thứ đều dễ dàng. Hàng thuyên sau một thoáng suy nghĩ thì mềm lòng. Ngươi nói cũng đúng, nên cho ngươi một chút giúp đỡ. Cuộc đời vốn vô thường, biết đâu ngươi lại thành công. Hàng thuyên xòe bàn tay, trong tay xuất hiện một cây thước. Hàng Thuyên cầm thước dơ lên, Tôn Kỳ trịnh trọng quỳ xuống. Hàng Thuyên đánh một thước lên đầu, biểu tượng mở trí, đánh một thước vào ngực, biểu tượng mở tâm, đánh một thước vào má, biểu tượng mở khẩu. Ngươi từ nay là đệ tử ký danh của ta, ta giúp ngươi khai trí, khai tâm, khai khẩu. Ngươi từ nay phải biết dùng trí khai sáng, dùng tâm bao dung, dùng khẩu truyền dạy. Đệ tử ghi khắc trong lòng. Tôn Kỳ trịnh trọng đáp. Hàng Thuyên thu thước, mỉm cười đứng lên đi tôn kỳ đứng dậy phát hiện ấn ký trên cánh tay đã thay đổi mặc dù đã là đệ tử ký danh của ta nhưng ngươi nên khiêm tốn làm việc không cần trương dương ta nhận ngươi là để hỗ trợ ngươi không phải để ngươi đi khoe khoang nếu ta biết được ngươi dùng thân phận không đúng mục đích ta sẽ trọng phạt đệ tử ghi khắc trong lòng tôn kỳ lặp lại lời hứa sau này nếu cần giúp đỡ chỉ cần thắp sáng ấn ký vâng học trò xin ghi nhớ được rồi ngươi có thể lui học trò xin cáo lui tôn kỳ chấp tay hành lễ chuẩn bị lui ra nhưng lúc này hàng thuyên lại nhắc nhở nếu ngươi đã muốn kết hợp các loại công pháp vậy thì đến nơi ở của thảo một lần đi có khi sẽ có gợi ý tôn kỳ ngạc nhiên muốn hỏi chính xác thì không gian đột nhiên chuyển biến tinh thần ý chí trở lại tôn kỳ mở mắt ra hắn vẫn đang đứng trước cổng học đường tôn kỳ mỉm cười mục đích đã đạt được, cái danh phận đệ tử ký danh này vô cùng giá trị, không phải điểm số có thể tính được. Hắn từ nay có thể hiên ngang làm một số việc. Nhưng vẫn còn một chút tiếc nuối, nơi ở của Thảo là ở đâu? Sau khi trục xuất tôn kỳ, hàng thuyên đặt xuống quyển sách, suy nghĩ một thoáng, gọi. Khúc Nhi Một thoáng sau, một cậu thiếu niên từ đằng sau chạy lên, quần áo lắm lem bùn đất, tay còn đang cầm cái quất, chắp tay nói. Thưa thầy, có trò đây. Ta mới nhận một đệ tử. Ồ, thập dương thần ngạc nhiên. Tiểu sư đệ thế nào? Không được như ngươi. Thập dương thần càng là ngạc nhiên, hắn biết tính cách của sư tôn, người sau phải tốt hơn người trước thì mới nhận. Có điểm gì đặc biệt sao? Phải. Nó rất điên cuồng. Điên. Đây cũng là điểm đặc biệt sao? Có lẽ là không. Nhưng đây là kỷ nguyên điên đảo, chuyện gì cũng có thể cũng cần có những con người suy nghĩ khác thường đây là thầy làm chuẩn bị không chỉ là tiện tay mà thôi cũng không hy vọng nhiều vậy thầy muốn học trò làm gì thời gian không còn nhiều khi vừa gặp tiểu sư đệ của ngươi ta đột nhiên sinh hốt hoảng cảm giác cấp bách có lẽ do thầy phong bế quá lâu gặp người tân thời liền cảm nhận được dòng chảy thời gian sinh ra dự cảm ừm hàng thuyên gật đầu rất có khả năng này. Ngươi không phải nói sắp thắng rồi sao? Vậy thì mang một chút lễ vật cho tiểu sư đệ cũng là cho thần tộc một cái cơ duyên. Vâng. Thập dương thần chấp tay vân dạ. Sau đó từ trong mi tâm bay ra một đạo ấn ký, biến mất vào không gian. Thì ra đây chỉ là một đạo phân thân, thập dương thần thực sự vẫn đang bên ngoài chinh chiến. Tôn Kỳ trở về tu luyện, những lời hắn nói với hàng thuyên hoàn toàn là thật, cấp độ như hàng thuyên hắn làm sao dám nói dối. Vậy nên hắn cần nghiêm túc trong việc kết hợp các loại công pháp, muốn hàng thuyên trợ giúp vậy thì phải lấy ra một điểm thành quả. Khi đi ngang qua vườn, bắt gặp Uyển đang ngồi dưới gốc cây vải tu luyện, thấy hắn, Uyển vội vàng đứng dậy giả vờ đang chăm sóc cây. Hắn nhìn nàng với ánh mắt ghét bỏ. Cái đồ vô dụng. Bán ngươi, người ta cũng không thèm nuôi chỉ tốn cơm. Uyển thì trợn mắt, ta làm gì ngươi rồi, ta thế nhưng trồng cây ủ rượu cho ngươi ngươi còn dám chê ta vô dụng. Tôn kỳ tại bàn đá gần đó khoanh chân ngồi tu luyện, vận chuyển thần khí, từng sợi thần khí hiển hiện lưu chuyển không chút che giấu. Nguyễn vẫn chăm chỉ làm việc, thỉnh thoảng lại liếc trộm. Nàng từ khi đến thần giới, vẫn tranh thủ tu luyện nhưng hiệu quả là con số không, thấy tôn kỳ công nhiên tu luyện, nàng nghĩ có thể hay không học trộm. Vậy là nàng bắt đầu quan sát cách tôn kỳ vận khí. Tôn kỳ mỉm cười hài lòng, hy vọng ngươi không quá ngu, học được một chút gì đó. Thứ công pháp hắn vận chuyển lấy khẩu quyết của Thảo làm chính, linh khí quyết bổ sung phần thiếu, công pháp thần tộc bổ trợ. Phù hợp với tình hình biển lúc này, là một trong nhiều phép thử của hắn. Mặc dù hắn đã phế khí hải và một số huyệt của nàng nhưng không sao, hắn phá được thì cũng chữa được. Bây giờ hắn không sợ có người phát hiện uyển tu luyện, hắn có thể nói là hắn đang nghiên cứu. Có hàng thuyên làm bảo chứng, ai dám nghi ngờ mấy ngày sau, hắn lại gọi A tú vào trong phòng. Ngươi ngồi xuống, ta có thứ dạy ngươi. Tôn kỳ chỉ vào bộ đoàn bên cạnh nói. A tú không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Một thoáng sau, trong phòng truyền ra tiếng hô hấp nặng nề, có lúc lại dồn dập, đứt quãng. A, à, thần tử, A tú không làm được. Ngươi làm được. Tay đặt lên đùi thế này mới được. Bụng A tú đau. Chút nữa ngươi sẽ thấy nóng. Thần tử, đừng mà, tư thế này không được đâu. Được rồi. Ta sẽ làm từ từ. Học, học, học. Nhớ. Ba ngắn một dài. Từ miệng nhẹ nhàng đưa xuống. Ưm, ưm. A tú, không thở được. Nhả ra. Ai nói ngươi nín thở? A. 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 Làm ơn nhẹ thôi. Cố gắng chịu đựng. Tôn Kỳ đang điều chỉnh tư thế cho nàng, dạy nàng cách hô hấp a tú hơi bối rối thoáng chút đỏ mặt nàng chưa bao giờ cận kề gần thần tử như vậy mặt sát mặt cảm nhận được cả hơi thở tiếng tim đập thần tử thật đẹp trai a ổn định tinh thần tĩnh tâm thấy hơi thở của a tú hơi gấp tim đập nhanh tôn kỳ liền nhắc nhở hắn đang muốn làm một loại thí nghiệm khác với a tú tôn kỳ cầm tay a tú khiến nàng ngượng ngùng chú ý tôn kỳ gắt dạ vâng A Tú cố gắng bình tĩnh đáp. Sau một tiếng tận tình chỉ bảo, A Tú cũng lắm được kỹ thuật hô hấp, đây mới chỉ là bước đầu, còn cần nàng tự rèn luyện cho đến mức thành thục, tự nhiên mà hô hấp. Đây vẫn chưa phải là tu luyện. Hắn đang giúp nàng ổn định lại các dòng khí trong cơ thể, nâng cao khí huyết, bổ tạng, rèn tủy, nâng cao thể chất. Bên một phóng khác Tôn Kỳ cũng tương tự hướng dẫn A Hoàng, phân thân với hắn không phải việc khó hắn đang xây chắc căn cơ cho cả hai, chuẩn bị thí nghiệm các loại tu luyện. Một tiếng sau, hai nàng ướt đẫm mồ hôi, quần áo dính sát vào người, bài học hôm nay đến đây kết thúc. Trước khi để hai nàng đi, hắn dặn kỹ không được tiết lộ chuyện này với ai, kể cả với tỷ muội ruột. Hai nàng tất nhiên không dám trái lời. Dưới ánh trăng sáng tỏ, hai bọn họ nhón bước chân trở về phòng, chùm chăn lên đầu, cố gắng nằm ngủ. Nhưng mà cảnh tượng vừa rồi cứ hiện lên trong đầu hai nàng khiến cả hai không tài nào ngủ được. Trăng trọc đến nửa đêm, hai nàng đều bật dậy đi đến giếng nước. A à Hoàng, tỷ chưa ngủ sao? À, ta, à, ta, à, hôm nay tỷ thấy nóng nên ra ngoài tắm rửa, đúng, đúng là như vậy. Còn muội? À, mùi, mùi cũng thấy nóng nên ra đây tắm. Vậy, vậy chúng ta tắm chung đi. Đúng. Hôm nay trời thật nóng a. À? hai nàng như bức tranh tuyệt mỹ được ánh trăng chiếu sáng, chỗ nào cần nhô thì nhô, chỗ nào cần nhỏ thì nhỏ, chỗ nào cần trắng thì trắng, chỗ nào cần đen thì đen, khiến lòng người thổn thức. Nguyễn nghe có tiếng nói, hé cửa sổ ra nhìn, biểu môi, hai tỷ tỷ thật vô tư a, à, không giống như ta gánh vác trên vai cả vận mệnh nhân tộc. Buổi sáng nhìn thấy tên kia tu luyện, linh cảm chợt sáng, thử cách mới vận khí liền cảm giác được ổ bụng nóng lên, đây là dấu hiệu nạp khí thành công ta à đúng là thiên tài a à. chỉ nhìn qua vài lần đã nghĩ ra được phương pháp tu luyện mới không thua kém tổ tiên nàng quay trở lại giường khoanh chân tiếp tục nạp khí tôn kỳ ngồi trong phòng tự nói ba ngươi cũng xem như đệ tử của ta cố gắng tu luyện đừng làm ta thất vọng trong phòng a à tú đang tu luyện thì phốc hai mắt nàng nổ tung á à, a à tú ông mắt hết lên đau đớn tôn kỳ ngay lập tức xuất hiện phất tay phòng bế căn phòng hắn đặt tay lên trán A Tú khiến nàng nhanh chóng chìm vào hôn mê. Tôn Kỳ lại lấy ra một bộ bàn phẫu thuật, đặt A Tú lên bàn. Hắn bắt đầu kiểm tra. Dùng kẹp banh ra hai mi mắt, bên trong hốc mắt, trong mắt đã nổ bể, chỉ còn dịch mắt, máu, mảnh vụn. Tôn Kỳ tỉ mỉ dùng kẹp gấp mạnh vụ, đồng thời hút dịch ra. Một lúc sau, hốc mắt A Tú đã trống không, không thể khôi phục, chỉ có thể thay mới. May cho nàng, việc này hắn quen thuộc, hắn dễ dàng chế tạo đôi mắt khác cho nàng tôn kỳ thầm kêu may mắn không tự mình tu luyện nếu không người nổ mắt sẽ là hắn nhớ năm xưa hắn mở ra linh khí quyết còn thảm hơn xem ra phương pháp tu luyện này không được lại đổi cái khác cho a tú tôn kỳ đang định rửa tay xong việc thì bên phòng a hoàng lại phát ra tiếng hét tôn kỳ cười khổ xem ra a hoàng cũng thất bại hắn đặt a tú trở lại giường nhanh chóng qua bên phòng a hoàng a hoàng lúc này còn thảm hơn thất khiếu chảy máu da nổi gân đỏ không còn hô hấp nghiêm trọng nhất là trái tim tím tái ngừng đập tôn kỳ nhanh chóng kết ấn phòng bế hồn phách của nàng không để tiêu thoát tôn kỳ lại bày ra bàn phẫu thuật mở ra ngực a hoàng thay cho nàng trái tim khác lại dùng một giọt sinh mệnh chi lực khôi phục sinh cơ một phút sau đó tim nàng đập lại hô hấp dần ổn định sắc mặt hồng hào gân đỏ chìm xuống tôn kỳ sau đó tiếp tục thanh lọc cơ thể nàng dù sao đã chết lâm sàng trong người sinh ra tử khí cần phải loại bỏ tránh cho ảnh hưởng tu luyện đợi mấy ngày a hoàng a tú khỏi hắn tôn kỳ lại truyền cho bọn họ phương pháp tu luyện khác bọn họ cũng không thắc mắc chỉ biết ngoan ngoãn thực hiện lại qua mấy ngày đến phiên uyển xảy ra chuyện hắn phải thay cho nàng một tay một chân những việc hắn làm cả ba nàng đều không biết được ba nàng cứ như thế thay hắn thử các loại khả năng qua thời gian không biết ba nàng còn có mấy phần nguyên bản, hắn đã thay bộ phận cho các nàng rất nhiều lần. Qua mấy năm thời gian, hắn đã thử được 86 phương pháp, không phương pháp nào cho thấy sự hiệu quả như ý hắn muốn. Thời gian này hắn cũng hoàn thành số tinh thần 610 viên, tiếp theo hắn sẽ phải liên tinh. Liên tinh có nhiều dạng, đơn giản nhất là xếp thẳng hàng, phức tạp hơn chút là díp dắt, phức tạp nhất là hình khối không gian, chồng chéo, chồng chất, về hình dạng thì có hình vũ khí như đao, thương, kiếm, kích, hình thú như ác dao, hỏa long, bành xà, hình vật như trường thành, cự sơn, định lâu, đại chuông. Chọn hình dạng liên tinh cần chú ý đến hai điểm. Thứ nhất phải phù hợp với số tinh thần hiện có. Nếu như chỉ có 8 viên tinh thần thì thường sẽ chọn hình thẳng như trường kiếm, trường thương. Có nhiều hơn tinh thần sẽ có nhiều lựa chọn hơn, cho dù cũng chọn hình trường kiếm nhưng là lập thể. Lúc này số lượng tinh thần nhiều hơn sẽ một lần nữa kéo giãn khoảng cách với người ít tinh thần hơn. Thứ hai hình dạng liên tinh rất quan trọng, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chiến lực, bởi vậy cần chọn hình dạng phù hợp với tính cách, sở trường, công pháp, mục đích mỗi người. Tôn Kỳ một hồi suy nghĩ, hắn không chắc thứ nào phù hợp nhất với mình, các loại vũ khí hắn đều luyện qua, với hắn vũ khí chỉ là công cụ. Quảng cáo. Hắn là đan đạo tông sư nhưng hắn không nghĩ mình sẽ dùng hình dạng đang lô, đang dược hay thứ gì đó tương tự để liên tinh. Hắn đã sống với rất nhiều thân phận yêu thú, hắn không cảm thấy có yêu thú nào xứng đáng để hắn bắt trước. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ cũng chỉ thế mà thôi, từng suýt bị hắn chơi chết. Cả tứ phương thần thú đều không vừa mắt thì còn yêu thú nào có thể vừa mắt. Hắn cũng tu qua các loại thuộc tính phong, hỏa, lôi, điện, khí, thứ nào hắn cũng tìm hiểu qua, không có cái nào là chủ lực của hắn. Hắn dùng hỏa thuộc tính nhiều hơn một chút cũng vì có hỏa hỏa, con hàng này thăm ăn, nuôi nó mà không rút ra hỏa lực để dùng, hắn sẽ thấy có lỗi với bản thân mình. Các loại khác như non sông, trường hà, đại hải, vượt sâu, hắn đã đi qua vô số thắng cảnh, dù rất đẹp rất ngưỡng mộ, nhưng sinh ra tình cảm là không có. Hắn cũng từng nhập hung phần cấm địa ma tộc tổ địa, đại hải hải tán, yêu giới nguyên sơn. Tất cả đều khiến hắn ngước mắt nhìn nhưng vẫn chưa đáng để hắn dùng làm liên tinh. Rốt cuộc hình dạng gì với phù hợp với bản tâm bản ý của hắn? Hắn không chắc chắn điều gì. Thôi, trước tiên cứ thử liên kết hai tinh, sau này nghĩ đến hình dạng muốn liên tinh cũng không vấn đề gì. Dù sao đây cũng không phải là tu luyện chủ đạo của hắn. Linh khí quyết mới là căn cơ của hắn. Các viên tinh thần vừa có tính đẩy vừa có tính hút, giống như những thanh nam châm hai đầu, muốn tinh thần liên kết với nhau cần tìm tiếp điểm phù hợp sau đó kéo chúng lại gần dùng thần lực trói buộc hai tinh thần gần nhau cho tới khi tạo thành liên kết quá trình tìm tiếp điểm không khó nhưng đến quá trình kéo tinh thần và buộc chúng với nhau hắn khá vất vả do tinh thần quá lớn cần nhiều hơn sức lực tôn kỳ đang tu luyện thì đột nhiên mặt đất trung động hắn mở mắt kinh ngạc nên nhớ hắn đang ở lục đảo trùng thiên treo trên trời sẽ không có chuyện bị động đất tôn kỳ vội vàng chạy ra ngoài mắt đảo các phương sau đó ngước mắt lên trời không giấu nổi sự kinh hãi không chỉ hắn mà tất cả thần tộc đều đang hướng mắt lên trên có nhiều tên toát cả mồ hôi hột tay siết chặt vũ khí như lâm đại địch một viên thiên thạch đang lao xuống thần giới kích thước khổng lồ như một đảo trùng thiên thiên thạch căng nứt bầu trời cảm giác như bầu trời đang bị thiêu đốt giống như địa ngục hàng thế đấu chiến lúc này đằng không giữa trời điều động binh lực sẵn sàng cho mọi tình huống hắn thân là binh gia gia chủ, lúc này không đứng ra hành động thì chờ ai đây? Nhưng mà hắn cũng không quá lo lắng, đơn giản là vì thần giới có rất nhiều tầng bảo vệ, một viên thiên thạch có xá gì? Viên thiên thạch ầm ầm rơi xuống, cũng không có va vào lục đảo trùng thiên mà rớt xuống bên cạnh, vừa khéo tránh đi phạm giới, rơi vào một khu vực gần đó ít sự sống. Nhưng mà chấn động nó gây ra khiến nhiều người khiếp sợ. Sau khi thiên thạch rơi xuống đất, trên trời xuất hiện một nhóm thiên thần mặc áo giáp đen toàn thân một số vị phong thần khi thấy bọn họ liền bay tới tiếp kiến do đấu chiến cầm đầu bọn họ đều là tướng quân hoặc giữ chức vụ trong quân những vị phong thần khác không liên quan như thương quân phường minh thần đứng dưới chờ kết quả trao đổi một thoáng nhóm người hát giáp rời đi đấu chiến trở về nhanh chóng triệu tập các gia chủ và một số phong thần nghị sự ngày hôm sau bên trên truyền xuống tin tức viên thiên thạch kia chính là một khối nguyên bản đại đạo do thập dương thần đưa về nghe tin tức này thần tộc có thể nói là bùng nổ nên nhớ mục tiêu tu luyện của thần tộc không phải liên tinh vọng nguyệt chuyển luân hay bất kỳ thứ gì tất cả chỉ là bước đệm thứ bọn họ truy cầu chính là đại đạo hết thảy đều vì đại đạo trước mắt một khối vô cùng to lớn đạo thạch không khiến bọn họ điên cuồng sao được cho dù là phong thần cũng không khỏi mong muốn quảng cáo mà lại tin tức tiếp theo càng khiến bọn họ háo hức ai cũng có thể tiến tới đạo thạch tìm hiểu từ tinh khiếu cảnh đến phong thần tất cả đều như nhau tất nhiên nên tùy sức mà làm không phải cứ đại đạo nồng đầm sẽ giúp bọn họ nhanh chóng tiến bộ tìm hiểu đại đạo vẫn là phải từng bước muốn tiến vào trung tâm thiên thạch cũng phải là phong thần nhiều tên biết được điều này có thể nói cảm động rất nước mắt bọn hắn thấy được cơ hội đột phá bình cảnh tất cả thần tộc đang bế quan hay bên ngoài làm nhiệm vụ đều nhanh chóng tụ họp chuẩn bị tiến về đạo thạch. Bọn họ đều hết lời cảm ơn thập dương thần, sự tích của thập dương thần lại một lần nữa bị đào xới. Thập dương thần chính là vị thứ hai phong thần sau hàng thuyên. Trong tất cả các vị phong thần từ trước đến nay, hàng thuyên danh xưng đệ nhất. Vì mọi người kính trọng những công lao của ông, nhưng nếu chỉ xét riêng chiến lực, nhiều người lại cho rằng thập dương thần đệ nhất. Hàng thuyên chưa bao giờ ra tay, thế nhưng thập dương thần chinh chiến bát phương, chiến tích sáng chói, người người công nhận. Hàng Thuyên được ca tụng là độc tôn thần sư, vạn thế tôn sư. Còn thập dương thần chính là tổng thống soái quân đoàn thần tộc, có thể nói những ai từng đi lính đều là thuộc hạ của ông. Thần tộc có câu, nội sự thần sứ, ngoại sự thập dương. Sau này còn có thêm vế thứ ba, nhàn sự tửu lão thế nhưng mọi người không biết được rằng khỏa đạo thạch này chính là món quà nhỏ mà thập dương thần tặng cho tiểu sư đệ nhận được sự cho phép thần tộc bắt đầu ùn ùn kéo đến đạo thạch tôn kỳ cũng không ngoại lệ nhưng hắn sợ lúc hắn không có ở nhà a hoàng a tú tu luyện bị nổ chết không ai cứu nên hắn dặn các nàng tạm thời không tu luyện còn nguyễn hắn phong ấn luôn có tu luyện cũng vô dụng không chần chờ nữa hắn ngay lập tức lên đường khi đến gần đạo thạch tôn kỳ mới cảm thấy mình nhỏ bé dường nào đạo thạch này đúng là to bằng một đảo trùng thiên tôn kỳ không hiểu nổi tình huống thế nào mới có thể ngưng tụ viên đạo thạch lớn thế này đứng cách rất xa hắn đã cảm nhận được đại đạo nồng đậm có thể tại chỗ tu luyện hắn quan sát các phương thần tộc khác tu vi càng cao sẽ tiến càng gần đạo thạch chỉ có phong thần mới lên được đạo thạch còn lại vẫn là ở vòng ngoài tu luyện tôn kỳ như mọi người chọn một chỗ tu luyện đột nhiên trong đầu hắn vang lên tiếng nói đến gần một chút quảng cáo tôn kỳ liền không hỏi lại lập tức tiến lên hắn quá hiểu hỏa hỏa đại đạo nơi đây có thể đối với hỏa hỏa có ích còn nhớ năm xưa tại thế giới thụ hỏa hỏa hấp thụ đạo hỏa nơi đó trong nháy mắt khôi phục thực lực hắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội giúp hỏa hỏa nhưng khi đi được một quãng thì có người ngăn trước mặt thẩm văn đứng lại tôn kỳ liếc mắt nhận ra tên này hắn là một trong những nạn nhân của vụ thuốc độc hắn tên là gì ấy nhỉ à không nhớ thôi kệ đi có vấn đề gì sao ngươi mới tinh khiếu lại vừa bị phế đi xa như vậy làm gì tên này vừa nói vừa cười khẩy nhấn mạnh chữ bị phế không phải việc của ngươi tôn kỳ lạnh lùng sao lại không phải việc của ta ta thế nhưng là học huynh chăm lo cho học đệ là điều tất nhiên không cần Tôn Kỳ lách qua muốn đi nhưng tên này giang tay chặn lại. Không cho đi. Ngươi lấy quyền gì? Luật không cấm, ngươi dám cấm. Ngươi muốn ta tố cáo ngươi lên pháp gia sao? Hắc, hắc, ngươi tố cáo đi. Luật không cấm nhưng mà nói rõ tự mình lượng sức. Học huynh thấy ngươi bị phế, sợ ngươi tiến sâu gặp nguy hiểm nên mới có lòng tốt ngăn ngươi lại. Tên này cười nói, chỉ tay ra sau. Ngươi nhìn đi theo hướng tay chỉ của hắn, có một con yêu thú đang nằm sấp, sùi bọt mép. Đây gọi là say do đại đạo quá nồng đậm, cơ thể không đủ sức tiếp nhận, người nếu như tiến vào quá sâu cũng sẽ bị tương tự. Lúc đó không những không tu luyện được gì, ngược lại còn mất công bọn ta vác xác ngươi ra. Tôn Kỳ thấy vậy thì hừ lạnh quay đầu bỏ đi. Hắn hiểu được rằng, dù thần tộc luật pháp nghiêm minh nhưng luôn có những góc tối. Muốn đối phó với bọn chúng vậy thì phải tối hơn bọn chúng. Tôn Kỳ thay đổi thân phận thành Bạch Y Ngân Thương, hắn tìm lại đúng vị trí tên vừa rồi ngăn hắn. Tôn Kỳ đột ngột xuất hiện trước mặt hắn khiến hắn thoáng bất ngờ, nhưng nghĩ đến điều gì, đôi mắt chợt sáng rực. Tên trước mặt chẳng phải giống với miêu tả của bọn giả tuyết, chỉ cần bắt lại tên này sẽ đổi lấy một số điểm không nhỏ, thậm chí người đẹp vui lòng còn có thể kết bạn với hắn. Nên biết trong mô tả Bạch Y Ngân Thương mới chỉ tinh khiếu cảnh lấy 21 tinh làm căn tiếp cận gần vô hạn liên tinh cảnh. Trong mô tả còn một đoạn chú ý là, vòng nguyệt cảnh trở lên mới nên ra tay, liên tinh cảnh trở xuống nên lập tức phát tín hiệu. Thông tin này là từ trận chiến với Nguyên Sa Trúc ra, còn thực lực thật, bọn già Tuyết giấu, chủ yếu vì ngại mất mặt. Tên này mừng rỡ, hắn thế nhưng là liên tinh cảnh hàng thật giá thật. Mau buông tay chịu. Phốc. Tôn Kỳ lười nói nhiều, trường thương bắn ra, mũi thương xuyên thủng bả vai. Ghim hắn vào thân cây. Hắn chưa kịp kêu đau thì nắm đấm đã đến trước mặt hắn. Bóp bốp, bốp. Tôn Kỳ liên tục đánh đấm cho đến khi mỏi tay, tên này ngất xỉu. Tôn Kỳ cười nhạt, không chết là được. Tôn Kỳ rút ra trường thương, tên này đổ sụp thân hình. Tôn Kỳ nhìn túi gấm và thẻ điểm của hắn mà chép miệng. Đáng tiếc, không cướp được. Tất cả đều có ấn ký đặc thù, hắn mở không được, cho dù mở được cũng không dám dùng bởi vậy thần tộc từ trước đến nay không có tội trộm cắp tôn kỳ bỏ đi tiến vào khu vực của vọng nguyệt cảnh hắn sau đó tìm nơi kín đáo ngồi xuống cảm nhận đại đạo mấy ngày sau bên ngoài có tiếng nổ ầm ầm cùng với tiếng oanh thiên tiếng binh khí va chạm phốc một lưỡi đao nhận chém ngang nhẹ nhàng gọt đi nửa ngọn núi tôn kỳ bại lộ trước ánh sáng hắn mở mắt nhìn lên đánh một trận không một tên cầm đại đao thân hình hộ pháp cười hỏi. Nhưng mà không chờ Tôn Kỳ đáp ứng, hắn đã một đao bổ xuống. Được. Tôn Kỳ hét lớn, cầm thương phóng lên ngên tiếp. Oanh. Hai tên va chạm, Tôn Kỳ rơi xuống đất, hai chân giẫm nát mặt đất tạo thành một cái hố to. Tên cầm đao bị đẩy ngược lên trời, quay mấy vòng mới dừng lại. Hơi yếu, tên cầm đao nhận xét, hắn hai cánh mờ ảo mở ra, hiển nhiên đã đến gần vô hạn nhất vực có thể lần này chính là cơ hội cho hắn đột phá tiếp tục tôn kỳ cầm thương đạp đất bay lên tên cầm đao cũng không nói nhiều lại một đao bổ xuống oanh hai bên tách ra có thêm chút lực rồi tên cầm đao gật đầu ngươi cũng không tệ tôn kỳ không chịu thu miệng lưỡi được chơi với ngươi một chút tên cầm đao cười nói phá lãng thiên đao đệ nhất đao phá sơn một đao hoành ngang uy mãnh vô cùng, đúng với cái tên phá sơn. Tôn kỳ không kém cạnh, nhất kích điểm thương. Thương pháp hắn dùng là lạc nhật nhất điểm thương. Oanh. Hai bên lại tách ra, lực lượng không quá cách biệt. Tốt, tên cầm đao hét lên, nhận tiếp đao thứ hai của ta. Đoạn hà. Hư. Tôn kỳ hư lạnh, mũi thương quét ngược từ dưới lên, đánh ra chiêu thanh xà hồi thủ. Ken. Hỏa hoa bắn tung tóe, ngươi nếu chỉ như vậy đau này ta chém ngươi chớ có trách ta trực chỉ thiên không chỉ bằng vào ngươi cũng muốn ta toàn lực tôn kỳ hét lớn du lông ảo ảnh Âm tôn kỳ bị đánh nhập vào trong đại địa tên cầm đau sừng sững thiên không chẹp lưỡi có chút kém ta hơi nặng tay chắc là còn sống a à. chỉ bằng vào ngươi cũng muốn ta bị thương tôn kỳ hét lớn từ dưới đất phóng lên mang theo vô cùng uy thế. Vô số mũi thương đánh ra như ác long há miệng gầm thét muốn nuốt trọn đối thủ. Ác long thăng thiên. Được lắm, tên cầm đao không giận mà vui, cầm đao đánh xuống, tư thế trồng cây chuối. Cảm lông Thanh đao như phóng lớn, trực tiếp chạm xuống, muốn một đao cắt xuống đầu rồng. Rầm, rầm, thương ảnh vỡ vụn lộ ra thân hình của Tôn Kỳ. Mũi thương trực chỉ lưỡi đao. Oanh. Lần này tên cầm đao nhíu mày hắn bị đẩy ngược lên không lực lượng tôn kỳ lại được gia tăng tôn kỳ nắm lấy lợi thế lập tức đổi chiêu luyện xà độc thám mũi thương như độc xà uốn éo nhắm ngay cổ họng bên trái tên cầm đao nghiêng đầu phốc vành tai bay lên được ra tay đủ độc ác tên cầm đao lau vệt máu trên má cũng không quá tức giận ngược lại thêm phần nghiêm túc tôn kỳ đạp không cầm thương chỉ mặt đất nói đủ ngươi dốc toàn lực chưa đủ tên cầm đao gật đầu ngươi cũng nên toàn lực dứt lời toàn thân hắn sáng chói một phần trăng mờ ảo dâng lên trên thân ba mươi vòng chuyển luân dựng lên sau đầu tên này hiển nhiên lấy tu luyện chuyển luân làm chính tu luyện tinh thần làm phụ đây mới là thực lực thực sự của hắn tôn kỳ cũng không kém cạnh hai viên tinh thần liên kết với nhau xuất hiện tên cầm đao nhíu mày đây là cảnh giới liên tinh cũng chưa đến nhưng sau đó 32 vòng chuyển luân xuất hiện quanh thân Tôn Kỳ, tên cầm đao thở ra, ít ra cũng phải như vậy. Tên cầm đao lấy máu vuốt dọc thân đao, hoa văn trên thân đao sáng lên. Một chiêu định cục, thế nào? Được. Cả hai đều vận khí xuất thế, chuẩn bị ra chiêu. Bá đao vô địch, thế đã đầy, tên này hét lên. Đây là một đao ta khổ công nghiên cứu, ngươi gặp được không uổng sống đời này. Tôn Kỳ tròn mắt, tên này đặt tên đao chiêu cũng thật ngạo mạn, bá đạo, dám xưng vô địch, nhất thương phá thiên. Tôn Kỳ cũng đồng dạng hét lớn. Sau một thương này hy vọng ngươi còn sống. Oanh. Đao thương chạm nhau, khí lãng càng quét tứ phương. Cùng lúc cả hai rên lên một tiếng, như lạc nhạn rơi bịch xuống đất. Trước người Tôn Kỳ một đường chém sâu và dài chạy từ bả vai xuống thắt lưng, lộ ra cả xương trắng. Tên cầm đao cũng không tốt đẹp gì một cái lỗ xuyên thủng ngực trái có thể từ bên này nhìn qua bên kia gần sát trái tim không đánh nữa tên cầm đao ông vết thương khó khăn nói được tôn kỳ cũng thảm không kém cả hai không nói gì ngồi xuống lấy ra thuốc trị thương một lúc sau cả hai cùng đứng dậy bọn họ ngay cả trị thương cũng tranh nhau cái thắng thua thấy vẫn cân bằng tên cầm đao cười lớn ha ha vị huynh đệ này ngươi tên là gì ta là lạc thiên tự gọi là bá đao. Biệt danh này rất hợp với học huynh. Ha, ha, ngươi là người đầu tiên nói câu này. Cái tên này ta nghĩ nát ốc mới ra, chuẩn bị cho sau này phong thần sẽ gọi là bá đao thần, nghe thôi cũng thấy vô cùng sôi sục. Chọn danh hiệu phong thần. Có quá sớm không? Không sớm, không sớm, sau này phong thần đỡ mất công phải nghĩ tên. Tôn kỳ trận mắt, ngươi mới bao nhiêu, nhất dực còn chưa thành đã nghĩ đến phong thần. Học đệ là Bạch Y Ngân Thương. Tôn Kỳ giới thiệu. Đây chắc không phải tên ngươi chọn chuẩn bị cho phong thần đấy chứ? Lạc Thiên nửa đùa nửa thật nói. Tôn Kỳ cười lớn không có trả lời. Lạc Thiên thắc mắc. Ta thấy ngươi trẻ tuổi, lại gọi ta là học huynh hẳn là trong thời gian ta bế quan xuất sinh. Học huynh bế quan bao lâu rồi? 300 năm, nhớ trước đó ta cùng nổi danh với bọn Vương Diễm, trúc giả bọn ta hẹn ước sẽ phân ra thắng thua trong đợt thi xếp hạng. Thi xếp hạng đã qua hơn 10 năm rồi. Lạc Thiên gật đầu tiếc nuối. Nếu không phải vì đạo thạch chấn động, ta chỉ sợ sẽ còn bế quan rất lâu. Ta mà đúng lúc xuất quan, làm gì có chỗ cho bọn vương diễm dương oai. Tôn Kỳ thừa nhận điều này, Lạc Thiên thực lực rất mạnh, đủ sức giành vị trí thứ nhất. Hai bọn họ trò chuyện, cảm giác rất hợp nhau. Sau đó hai bên vui vẻ chia tay trận chiến giữa hai bọn họ có thể nói vừa ngẫu nhiên vừa tất yếu. Nơi này đại đạo nồng đậm giống như dòng nước ào ào chảy vào cơ thể, không ai có thể giữ lại hấp thụ toàn bộ, bọn họ cần phải phát tiết. Nên khắp nơi đều đang nổ ra đánh nhau, đánh nhau xong thì lại ngồi xuống tu luyện. Ngay cả phong thần cũng không chịu được đại đạo nhồi ép cũng phải phát tiết một phen. Quyển phong thần, lâu rồi không gặp, làm một chút giảng gân không? Mong còn không được tại một nơi gần đó. Thương quân đã bao lâu chúng ta chưa giao lưu? Đấu chiến, không phải lần trước trong lễ khai nguyên đánh qua rồi sao? Ái già, lần đó không tính. Vậy thì tính lần này đi. Thương quân dứt lời, thân hình đã biến mất tại chỗ. Nơi khác. Băng tỷ tỷ, hàng việt kiếm của tỷ không biết tu luyện đến mức nào rồi. Cứ thử sẽ biết. Được. Vậy tỷ tỷ cẩn thận. Phong thần tại trên đạo thạch đấu nhau vô cùng ác liệt, ngoài miệng khách sáo nhưng khi đã vào trận là không nương tay. Dù sao Lục Bảo Nhiên thần kỳ, chỉ cần không chết đều có thể chữa lành, mọi người cứ buông tay mà đánh. Tôn Kỳ sau một trận phát tiết, cảm thấy cơ thể sảng khoái, tu luyện hiệu quả tốt hơn nhiều. Hắn đứng dậy tiếp tục tiến lên. Bất chợt hắn gặp một bóng lưng, tên kia quay đầu, cả hai đều nhìn nhau một giây đứng hình. Là ngươi? Là ta thì sao? Tôn Kỳ mỉm cười, thì ra kẻ trước mắt là Nguyên Sa. Bạch Y Ngân Thương. Nguyên Sa nghiến từng chữ. Tôn Kỳ cười, thản nhiên bước tới. Nguyên Sa phất tay lấy ra trường kiếm, nắm tay siết chặt như lâm đại địch. Tôn Kỳ đứng trước mặt Nguyên Sa, nói. Không muốn nằm bẹp trên giường thì nhanh tránh đường. Nguyên Sa mắt lông sòng sọc, trong đầu nổi lên rất nhiều loại suy nghĩ, hắn cũng từng nghĩ nhờ phụ thân giúp đỡ, phụ thân hắn thế nhưng đang tại trên đạo thạch. Nhưng nếu như vậy phụ thân hắn còn coi trọng hắn. Cuối cùng hắn vẫn chọn nhượng bộ, nghiêng người tránh đường. Tôn Kỳ nhếch mép bước qua. Khi Tôn Kỳ đi được mấy bước, Nguyên Sa mở miệng. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi biết cũng có làm được gì? Tôn Kỳ đáp, ta sẽ đánh bại ngươi. Đường đường chính chính đánh bại ngươi. Ngươi không có cơ hội đấy. Ta là thiên tài, ta sẽ rất nhanh đuổi kịp ngươi. Ngươi chỉ cần cho ta một cái tên. Yên tâm. Ta sẽ không tiết lộ với giả tuyết. Ta không biết vì sao nàng truy lùng ngươi, ta cũng không quan tâm, ta đã hứa nhất định giữ lời. Ngươi nói quá nhiều. Nếu ngươi muốn đánh bại ta, vậy thì ta cho ngươi cơ hội. Lần tới ta sẽ tham gia thi xếp hạng, nếu ngươi giành vị trí thứ nhất, vậy thì coi như ngươi đã đánh bại ta, nếu không, vậy thì biết tên ta cũng vô ích, nói xong lời này, tôn kỳ bỏ đi. Nguyên Sa một thoáng suy nghĩ, cảm thấy hợp lý, nắm tay siết chặt. Lần tới hắn nhất định giành thứ nhất. Đi được một quãng, chọn được một chỗ thích hợp, tôn kỳ ngồi xuống tu luyện. Mấy ngày sau, thì có tiếng kêu lớn, là hắn tìm được hắn rồi. Một nhóm năm tên xuất hiện bao vây tôn kỳ. Hùng Ca, hắn chính là Bạch Y Ngân Thương mà Dạ Tuyết học muội muốn tìm. Là người sao? Tên gọi Hùng Ca khoanh tay, ánh mắt ngạo nghễ nhìn tôn kỳ là ta thì sao? Tôn Kỳ không quá để tâm. Hắc, hắc, ngươi cũng mạnh miệng gớm. Ngươi có biết trước mặt ngươi là ai không? Đây chính là Hùng Mao Học Huynh, tên theo đuôi giới thiệu. Cái thứ lông gấu có gì đáng để ta biết? Tôn Kỳ chế giễu. Thứ không biết sống chết. Hùng Mao lớn tiếng hét, khí lãng càng quét, sau lưng hai cánh tung bay rũ xuống tinh quang, là hai cánh thật không phải ảo ảnh. Đừng nghĩ ta sợ. Tiếp chiêu. Tôn kỳ hét còn lớn hơn, quan thương đâm tới. Hùng mau khinh thường chụp lấy mũi thương. Oanh! Trường thương lập tức tự bạo, cùng lúc đó tôn kỳ biết mất tại chỗ, nhanh chân chạy trốn. Nhất dực A. Khoảng cách tu vi không phải nhỏ, chạy mới là thượng sách. Âm, 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 một đường dài đại địa bị phá nát. Chuột nhắc, ngươi còn có thể chạy đi đâu? Hùng mau đằng không nhìn tôn kỳ trốn chui trốn nhủi, lợi dụng bụi cây, hốc đá tránh đi ánh mắt của hắn cuộc săn này thật giống như đại bàng với chuột nhắc rất nhiều thần tộc nghe được tiếng động nhưng không ai để ý có lẽ ngày thường bọn chúng sẽ chạy tới xem nhưng bây giờ khắp nơi đều là đánh nhau chẳng ai sẽ để ý bên này bởi vậy hùng mau mới thoải mái truy bắt tôn kỳ tôn kỳ vẫn đang cắm đầu chạy hắn đang hướng đến gần đạo thạch đó là lối thoát duy nhất của hắn oanh cự trưởng đánh xuống tôn kỳ dừng gấp tí nữa là bị đánh bẹp hùng mau hạ xuống ngay sau lưng mở miệng ngươi khoanh hắn mới phun ra được hai chữ thì tôn kỳ đã quay đầu cầm thương đâm tới đối đầu với người mạnh hơn mình nhớ kỹ hai điều nhanh và liều mạng nhanh để kẻ địch không kịp tụ lực tất nhiên bản thân cũng không có thời gian tụ lực cả hai sẽ phải trực tiếp va chạm như vậy hắn ít nhất sẽ không quá thiệt thậm chí chiếm lợi thế nếu thân thể đối thủ yếu hơn hắn liều mạng để kẻ địch trùng tay ai cũng quý mạng mình hơn mạng kẻ khác lấy một đổi một kẻ địch sẽ cảm thấy không đáng tôn kỳ sau rất nhiều trận chiến rút ra được một điều yếu sợ mạnh mạnh sợ liều liều sợ điên tôn kỳ cầm thương đâm tới hùng mau tung chưởng đánh trả rắc rắc trường thương gãy khúc từng đoạn tôn kỳ không chút e ngại bỏ thương dùng chưởng đối chưởng oanh hùng mau lui một bước tôn kỳ bắn ngược ra sau hai chân cày ra rảnh sâu tôn kỳ bàn tay đỏ ửng run run Hiển nhiên là bị đau nhưng chưa thương cũng vì hùng mau chưa kịp tụ lực, nếu không sẽ không chỉ như vậy. Hùng mau bừng bừng khí thế đạp mặt đất phóng tới, hai tay nắm chặt đặt cạnh hông, thần khí cuồn cuộn chuẩn bị ra chiêu. Tôn kỳ từ trong túi gấm ném ra một viên cầu. Hùng mau đưa tay đấm nát. Bùng. Một làn khói vàng bao trùm, hùng mau hừ lạnh, hai tay vỗ mạnh, khí lãng quét sạch bụi khí, hắn nhìn lại thấy tôn kỳ đã chạy được một quãng. Hùng mau tung nắm đấm, một quan cầu bắn ra tôn kỳ như có mắt sau lưng hắn nhảy lên vừa kịp né tránh chuột nhắc ngươi chạy không thoát đầu hàng sớm bớt đau khổ tôn kỳ không thèm nghe vẫn cắm đầu chạy ngươi nếu ngoan ngoan ta sẽ không làm gì ngươi ta sẽ đưa ngươi gặp giả tuyết giúp ngươi nói chuyện ta đảm bảo ngươi sẽ không việc gì hùng mau công tâm được tôn kỳ đột nhiên thắng gấp đồng ý hùng mau cũng hơi ngạc nhiên đơn giản như vậy học đệ lựa chọn như vậy là sáng suốt ta hứa sẽ hùng mau tươi cười đưa tay như muốn vỗ vai tôn kỳ nhưng thật ra là để khống chế tôn kỳ đột ngột quay đầu ném ra một thủy cầu oa wow. không cần va chạm thủy cầu đã tự vỡ hùng mau theo bản năng nhắm mắt mặt hắn ướt đẫm dịch thủy hắn lau mặt tôn kỳ lại chạy xa hùng mau bị chọc giận thật sự hắn sẽ không lại nói lời nào hắn mà bắt được tôn kỳ sẽ đánh một trận như tử khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng gần hùng mau đưa tay cảm giác sắp bắt được vai tôn kỳ nhưng mà mỗi lần chụp đều chụp phải không khí sau vài lần chụp hắn phát hiện bất thường hùng mau hét lớn thần khí bùng nổ trước mắt lại quang minh hắn thấy được tôn kỳ đã cách hắn một khoảng rất xa thì ra dịch thủy đã tạo ra hiện tượng gương ảo ảnh khiến hùng mau nhìn thấy ảnh tôn kỳ gần hơn so với ảnh thật tên khôn lỏi hùng mau mắng chửi Lúc này Tôn Kỳ đã xông vào khu vực nhị dực, hắn bắt đầu thấy các hình ảnh gần sống, cảm giác như say sóng do đại đạo vượt quá khả năng tiếp nhận của hắn. Tôn Kỳ chậm dần, cảm giác như xa vào vũng buồn, càng đi càng khó. Hùng mau nhếch mép cười. Xem ngươi còn chạy được nữa không? Với ưu thế tu vi, hùng mau ít bị ảnh hưởng hơn. Khi hắn đưa tay chụp lấy Tôn Kỳ thì, phốc, bàn tay rớt xuống, vết chém cực ngọt. Hùng mau ngẩn ngơ, Tôn Kỳ sững sờ. Hai tên tiểu tử các ngươi chạy đến đây làm gì, trên cao có tiếng mắng chửi. Bọn họ ngẩng đầu nhìn thì ra có hai vị nhị dực đang đánh nhau, vô tình có một phong nhận bắn ra cắt đứt tay hùng mau. Hai tên nhị dực cảm thấy bị làm phiền, phất cánh liền bay ra chỗ khác tiếp tục. Biết được là hai vị học huynh đang đánh nhau, hùng mau giận cũng không dám lên tiếng hắn cầm bàn tay quay đầu, nhìn tôn kỳ với ánh mắt uất hận. Hắn muốn nhanh chóng trở về chữa thương tôn kỳ nhún vai ngươi đừng nhìn ta với ánh mắt như vậy là ta cố tình dẫn ngươi đến đây chính là đánh cược năm ăn năm thua kết quả người thua là ngươi hùng mau ông vết thương bỏ đi chợt lông tơ dựng đứng khi vừa quay đầu một mũi thương đã đến trước mặt hắn vội đưa cánh đỡ lấy phốc mũi thương đâm vào lông vũ bị kẹt cứng không thể tiến thêm hùng mau hừ lạnh ngươi cho rằng ta bị thương thì có thể đối phó ta sao Ngươi không đến nhất dực không thể nào lường hết sức mạnh của nhất dực. Vậy sao? Tôn Kỳ nhếch mép cười. Nổ. Oanh. Cây thương tự bạo, một loại khói xanh lan tỏa. Khốn kiếp. Hùng mau phất cánh xua tan mạng khói. Ngươi đã thành công chọc giận ta. Trước đó đuổi bắt, hắn thực ra chưa dùng toàn lực, đơn giản vì không thù không oán, Tôn Kỳ cũng yếu như vậy, không đáng để hắn toàn lực. Nhưng bây giờ thì khác rồi hùng mau siết chặt nắm tay đấm ra hắn thiện quyền cước vũ khí mạnh nhất chính là nắm đấm đáng tiếc một bàn tay bị đứt giảm đi rất nhiều chiến lực của hắn nhưng không sao một tay vẫn đủ đánh tôn kỳ nằm gục tôn kỳ chính là chờ điều này hắn nãy giờ làm nhiều như vậy không phải là để chạy trốn mà tìm cách cân bằng lực lượng hai bên tôn kỳ cùng tung ra nắm đấm oanh nắm đấm va chạm hùng mau lui một bước tôn kỳ lui ba bước hơn thua thấy rõ nhưng mà lại khiến hùng mau nhíu mày theo tin tức thì tôn kỳ mới tin khiếu cảnh sao có thể chịu một đấm của hắn mà chỉ lui ba bước đã thế còn đẩy lùi hắn một bước hùng mau một bước nặng nề dẫm lên đại địa mặt đất nứt thành mạng nhện hai cánh vung lên lấp lánh tinh quang một vần trăng dâng lên khí thế như trọng thăng thiên nhưng mà chỉ một giây sau hai cánh hạ xuống vần trăng ảm đạm vô quan khí thế tiêu tán hùng mau ngẩn ngơ là chuyện gì xem ra thuốc đã có hiệu quả Tôn Kỳ nhếch mép cười. Là ngươi. Hùng mau nghiến răng, nhớ lại trước đó Tôn Kỳ thả ra nhiều loại khí, thì ra là chất độc. Hắn không biết chính xác vì sao trúng độc, nhưng chỉ cần bắt lại Tôn Kỳ thì sẽ có thuốc giải. Hùng mau tung cước móc ngang, tinh thần lực không dùng được nhưng hắn vẫn còn luân hoàng, hắn thế nhưng tu luyện chủ lực là chuyển luân. 36 vòng chuyển luân hiện quanh người, một cước của hắn bài sơn đào hải. Tôn Kỳ ngửa người né tránh, 32 vòng chuyển luân xuất hiện. Thời gian cho hắn cũng không nhiều, dự đoán chất độc chỉ có hiệu quả 30 phút, trước khi bị cơ thể bài xuất, nhất định trong vòng thời gian này, phải đánh lui hùng mau. Bốp, bốp, bốp. Tôn kỳ dính liền ba đấm, tôn kỳ liều mạng trả lại hùng mau một cước. Khoảng cách thực lực hai bên không xa nhưng vẫn có. Hùng mau quyền thuật vừa mạnh vừa tin, hắn tu vi cao, mua được quyền pháp tốt hơn tôn kỳ. Nhưng tôn kỳ kinh nghiệm phong phú, phát huy quyền pháp đến cực điểm, mà lại rất hung hăng liều mạng. Hùng mau kẹp cổ Tôn Kỳ liên tục hút đầu gối, đánh cho lục phủ ngũ tạng bầm dập, Tôn Kỳ chụp lấy tay bị đứt của hắn, hai ngón cái bấu mạnh vào vết thương. Hùng mau hét lớn, hút mạnh đầu gối đánh Tôn Kỳ bay lên. Bịch! Tôn Kỳ nặng nề đập xuống đất, Hùng mau ông tay cục đẫm máu. Tôn Kỳ bật dậy, bàn tay chụm lại, thi triển hắc hổ đào tâm hùng mau giáng xuống nắm đấm thi triển cự hùng phá sơn chiêu này đáng lẽ phải dùng hai tay nhưng chỉ có một tay khiến lực công giảm mạnh phốc ngón tay tôn kỳ cắm vào ngực mò thấy xương sườn bột nắm đấm giáng xuống bả vai tôn kỳ đập đất há miệng phun máu hùng mau quét chân tôn kỳ lật người né tránh hùng mau nhếch mép cười đúng như hắn dự đoán nắm đấm giáng xuống nhất kích lật sơn bịch nắm đấm dán lên ngực đau đến trận mắt khiến hắn phun máu như vòi, xương sườn không biết gãy mấy cái. Hùng mau thu tay chuẩn bị đấm thứ hai, Tôn Kỳ lập tức bắt lấy tay hắn, xoay người, hai chân kẹp tay khóa cổ hắn, các ngón tay bấu chặt tay hắn cắm vào các điểm gân cơ khiến hắn không thể vận lực tay. Tôn Kỳ giống như con trăng siết chặt con mồi, bóp nghẹt không cho thở. Sau đó dùng hết lực vặn mình giống như cá sấu xé xác con mồi. Răng rắc, có tiếng xương gãy. Hùng mau hét lên đau, vung tay hất tôn kỳ đi. Tôn kỳ cũng không định giữ lại, hắn liền buông tay buông chân, nhưng trước khi buông lại cắn chặt ngón cái của hùng mau, lợi dụng sức vẫy tay, cắn đứt ngón cái. À! Hùng mau đau đớn, nhìn cánh tay bị vặn xoắn, chỗ ngón cái trống không. Tôn kỳ khó khăn đứng dậy, há miệng phun ra ngón cái, làm tư thế sẵn sàng chiến đấu. Ta có thể như thế này cả ngày. Hùng mau ngửa mặt gầm lên như con thú điên sau khi giải tỏa, hắn bình tĩnh hơn, cảm thấy đánh tiếp không có lợi, đợi khi hắn khôi phục, chắc chắn sẽ lột xác tên này. Hắn ánh mắt hung ác, từ từ lùi bước, vẫn chú ý Tôn Kỳ đề phòng đánh lén. Tôn Kỳ vẫn giữ thế thủ cho đến khi bóng hùng mau xa khuất, hắn lập tức khuỵu ngã, không ngừng ói ra máu. Hắn bị thương nặng hơn hùng mau. Lúc này 30 phút cũng sắp hết. Nếu hùng mau liều mạng hơn, người thua chắc chắn là hắn đúng là kẻ mạnh luôn sợ kẻ liêu không có thời gian cho hắn nghỉ ngơi hắn cần nhanh chóng tìm chỗ trốn mấy ngày sau tôn kỳ khỏi hẳn cảm giác toàn thân sảng khoái tu vi lại có tinh tiến đúng là không phải ngẫu nhiên mà mọi người thích đánh nhau đánh nhau càng kịch liệt tiêu hao càng lớn lợi dụng đại đạo nơi đây khôi phục tẩy lễ hiệu quả sẽ càng tốt có lẽ hắn nên chủ động tìm người đánh nhau nhưng thân phận này đã kéo quá nhiều thù hận phải đổi cái khác thôi. Trúc giả đang ngồi trên một tảng đá tu luyện thì có một bóng người xuất hiện trước mặt, không nói một lời nào vung đao bổ xuống. Âm. Tảng đá bị bổ làm hai, khói bụi mù mịt, khi khói bụi còn chưa tay, một mũi kiếm xuyên qua màn khói. Tịch dương triều ca. Trúc giả hét lớn, thân hình bắn tới như tên. Tôn kỳ khinh thường, cầm đao bổ xuống. Nhất đao cuồng tiếu. Oanh. Hai bên va chạm rồi tách ra. Trúc giả đứng vững thân hình, hỏi. Ngươi là ai? Bạn cũ, ngươi không nhận ra sao? Tôn kỳ sau lớp mặt nạ mỉm cười nói. Bạn cũ. Trúc giả nhíu mày. Hay, ngươi làm ta thất vọng, chắc ta bế quan quá lâu khiến ngươi quên mất. Không sao. Đánh qua là nhớ. Tôn kỳ cầm đao tiếp tục chém tới. Đơn giản một đao, không cần tinh xảo, chỉ cần lực lượng và bá khí. Oanh cự đao bổ đôi mặt đất. Trúc giả nhúng chân, nhẹ nhàng tránh thoát, thân pháp phiêu diêu như làn gió. Tôn kỳ thừa sức truy kích. Trúc giả kiếm pháp uyển chuyển, mũi kiếm điểm trên thân đao khiến đao chiêu bị chệch hướng, tán lực. Trúc giả, xem ra kiếm pháp của ngươi cũng có tiến bộ, nhưng nếu chỉ như vậy, ngươi không còn cơ hội. Tôn kỳ khinh cuồng nói. Tôn kỳ quanh thân sáng lên 30 vòng chuyển luân, đao chiêu càng mạnh càng gấp. Loạn chém phanh thay. Trúc giả đỡ đòn nhưng không còn nhẹ nhàng như trước, mỗi lần đỡ đòn đều truyền về chấn lực khiến tay hắn run run. hiển nhiên kẻ đeo mặt nạ này lực lượng rất mạnh. 30 vòng chuyển luân đủ chứng minh tất cả. Trúc giả không dám khinh thường, sau lưng một cây trúc mọc lên trên cành treo một phần trăng mờ, hắn đã rất gần vọng nguyệt cảnh, hắn đang muốn mượn cơ hội lần này phá cảnh, chính thức trở thành nhất dực. Cành trúc la đà. Trúc giả xuất chiêu, kiếm ảnh như cành trúc, vô số đâm ra, phá loạn đao của Tôn Kỳ. Ken, 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 đao kiếm chạm nhau, hỏa hoa bắn tung tóe. Tôn Kỳ bật nhảy lên cao, hét lớn. Thiên Long hàng thế. Sau lưng hắn, một con rồng ẩn hiện dơ nanh múa vuốt, đôi mắt bắn ra hung quang, con rồng gầm lên một tiếng, sau đó cắm đầu lao xuống. Trúc giả cũng không chịu thua, đạp mạnh mặt đất, nghịch thế mà lên. Một ảo ảnh cây trúc khổng lồ phá đất mà ra. Nhất trụ kình thiên âm, 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 cử trúc và thiên long đâm vào nhau, cả hai sụp đổ. Tôn kỳ và trúc giả mắt đối mắt, mũi đao chạm mũi kiếm. Ken. Trong khoảnh khắc cả hai đứng im, thời gian như ngừng lại, lực lượng ngang nhau không phân thắng bại. Cả hai tung trưởng đánh. Oanh. Cả hai tách ra. Trúc giả nghiêm sắc mặt, hắn nhận ra phong cách chiến đấu này. Ngươi là Lạc Thiên. Chính xác. Nhưng không có thưởng tôn kỳ mỉm cười múa đao đánh tới trúc giả hừ lạnh múa kiếm đối chiêu oanh 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 bọn hắn đánh nhau cho tới kiệt sức tôn kỳ cười lớn đỡ ta một chiêu hy vọng sau chiêu này ngươi còn sống tôn kỳ cầm đao chém xuống không ngờ lại là bá đao vô địch của lạc thiên tất nhiên chỉ là hàng mô phỏng nhưng uy lực vẫn rất lớn trúc giả sẽ không biết cảm nhận đau khí của chiêu này hắn ánh mắt cực kỳ nghiêm túc không dám khinh thường, hắn cũng xuất ra một chiêu mạnh nhất. Vô lượng thiên trúc. Đao kiếm chạm nhau, từng tiếng nổ oanh thiên, khí lãng càng quét, bụi bay mù mịt. Trúc Giả khuỵu gối, khóe miệng chảy máu. Có tiếng cười lớn. Lần sau lại tiếp tục. Khói bụi lắng xuống, Tôn Kỳ đã biến mất, chỉ còn lại mình Trúc Giả. Hắn nghiến răng tức giận. Mấy ngày sau, tại một nơi khác, tôn kỳ lại dùng thân phận của lạc thiên đánh với vương diễm một trận vương diễm một chiêu hỏa thiêu thiên thành thật lợi hại không hổ là học đường năm nhất xếp số một khó khăn lắm mới rút lui được để lại cho vương diễm một vết sẹo trên mặt hắn sau đó tiếp tục khiêu chiến các học viên xếp hàng đầu khác kéo thù hận cho lạc thiên mà chắc lạc thiên không sao đâu nhỉ tôn kỳ cảm thấy tu vi đã tới hạn hắn cần tiến lên liên tinh không thể cứ trị hoãn mãi được mấy ngày liền sau đó Tôn Kỳ thơ thẩn, hết ngắm núi nhìn mây, lại đạp sóng cưỡi gió, có khi lại ngồi một mình nhìn đôi cá tung tăng bơi lội. Hắn đang tìm cảm hứng liên tinh. Tuy rằng hệ thống tu luyện thần tộc không phải căn cơ của hắn nhưng cũng không được quá qua loa. Mặt hồ phẳng lặng, sóng gần lăng tăng, một con cào cào nhỏ đậu trên lá cỏ, chiếc lá công hình cầu vòng, đầu lá chấm mặt nước. Cảnh vật yên bình. Đột nhiên mặt nước vỡ ra, lá sen lật tung, một cái miệng đen ngòm đớp lấy con cào cào, sau đó quẩy đuôi lặng mất tâm. Tôn Kỳ ngẩn ngơ, trong đầu chợt lóe ý tưởng, nếu như hắn cũng có thể như con cá ngụy trang dưới lá sen, sau đó bất ngờ ra chiêu, thử hỏi ai có thể ngờ. Hắn đã biết mình nên tạo hình cái gì? Mấy năm sau? Âm, 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 tại một góc rừng đang có đánh nhau. Thẩm văn, ngươi đây là có ý gì? Hư Công tôn tiên, ngươi vẫn còn giả vờ giả vị. Ta đã điều tra rõ ràng, lần trước sự việc không có nghiêm trọng như vậy là do các ngươi khắp nơi thổi gió gấp lửa, ép ta phải gia nhập trận doanh của các ngươi. Cũng vì các ngươi mà ta bị phế mất. Ngươi bị phế do ngươi kém cỏi. Hừ, còn tưởng ngươi sẽ giúp bọn ta thủ thắng, không ngờ ngươi quá yếu so với nguyên sa, uổng công ta dụng kế, chính ngươi khiến bọn ta thua trận. Vậy là ngươi thừa nhận? Thừa nhận thì đã sao? Ngươi có thể làm gì được ta? ngươi chỉ là một tên phế nhân. Ta chưa tính sổ với ngươi còn không biết cút đuôi trốn trong góc, dám ra đây hạch tội ta. Công tôn tiên nhếch mép mỉa mai. Tôn kỳ nghiến răng ken két, giận không thể kìm nổi. Công tôn tiên, ta với ngươi thề bất lưỡng lập. Hừ, ta sợ ngươi chắc, ta sớm đã ngứa mắt ngươi, cái gì mà thiên tài? Cái gì mà xếp hạng một nghìn? Hôm nay ngươi là phế nhân, còn không bằng một ngón tay của ta. Ngươi dám vô lễ với học huynh, ta sẽ dạy cho ngươi một bài học. Công tôn tiên cũng trút ra lời thật lòng, hắn thiên phú kém, ghét nhất những kẻ như tôn kỳ. Công tôn tiên. Tôn kỳ ngửa mặt hét lên, đã đến cực hạn chịu đựng, hắn cầm trường thương đâm tới. Thẩm văn, ta cũng nhìn đủ ngươi rồi. Hôm nay ta sẽ đánh gục thiên tài như ngươi. Công tôn tiên gầm lên, hắn cũng không phải dạng hiền lành gì, trong tay cầm bôn lôi bổng đập xuống. Âm hai bên va chạm, khói bụi mù mịt, cả hai đều dùng hết sức, muốn một chiêu đập chết đối phương, đây không đơn thuần phát tiết đại đạo, mà còn trút ra ấm ức bấy lâu nay. Tôn kỳ trường thương như xà, uốn éo đâm vào cạnh sườn. Công tôn tiên bôn lôi bỗng tràn đầy lực lượng, đập bay mũi thương. Thiên lôi phá giang sơn. Công tôn tiên hét lớn. Nguyên hành phá đảm kích. Tôn kỳ cũng không chịu thua. Oanh. Cả hai bắn ngược ra sau, lực lượng ngang nhau công tôn tiên khó hiểu hắn thế nhưng là liên tinh cảnh dù kém vẫn là liên tinh cảnh tôn kỳ mới tinh khiếu còn từng bị phế không lý nào lực lượng lại ngang nhau quắc con hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là liên tinh cảnh công tôn tiên gồng lên thân hình lơ lửng sau đầu một hàng liên tinh xuất hiện tạo thành một cây buông lôi bổng lấp lánh tinh quang lôi điện lập lòe hắn đưa tay nắm lấy tinh thần đây mới là cách chiến đấu của Liên Tinh cảnh. Trước đó mấy tên Liên Tinh cảnh đấu với Tôn Kỳ, chưa kịp triển khai chiến lực thì đã bị tinh thần khổng lồ của hắn đè bẹp. Hừ, ngươi tưởng chỉ ngươi Liên Tinh. Tôn Kỳ hừ lạnh, sau đầu dâng lên một viên cầu tròn do mấy viên tinh thần tụ thành, khí tức đúng là Liên Tinh cảnh, nhưng có hơi chập chờn chưa ổn định, hiển nhiên là mới bước vào cảnh giới này. Công Tôn Tiên hơi ngạc nhiên, trước hết vì Tôn Kỳ đã đạt tới Liên Tinh cảnh Thứ đến là hình dạng liên tinh, quá kỳ lạ, chưa thấy bao giờ. Ha, 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 có phải ngươi rất ngạc nhiên, ta cũng liên tinh rồi." Tôn Kỳ cười lớn đắc ý. Công Tôn Tiên sau vài giây không hiểu, hắn nhếch mép cười. "Ta còn tưởng có gì giỏi, thì ra là dùng nguyện lực cưỡng ép tăng lên tu vi." Chuyện Tôn Kỳ trước đó mua lại quyền sử dụng một bức tượng là chuyện ai cũng biết, thêm một chút suy đoán, rất dễ nhìn thấu sự việc. Tôn Kỳ mặt tái đi, bị nói trúng tim đen nhưng vẫn ưỡn ngực mạnh miệng hư thì đã sao ta cũng đã là liên tinh cảnh công tôn tiên nhìn hắn với ánh mắt đầy thương hại ngửa mặt cười lớn thiên tài thiên tài a à, không ngờ chính tay ta gián tiếp hủy diệt một thiên tài sản khoái sản khoái thật là sản khoái hắn bây giờ đã hiểu tôn kỳ bị phế chịu đã kích lớn bất chấp tất cả tu luyện nguyện lực bất chấp ảnh hưởng tới tương lai tiến vào cảnh giới liên tinh mà tất cả sự việc bắt đầu từ việc hắn tính kế tôn kỳ hắn lúc này cảm thấy trí tuệ thông suốt tấm lòng rộng mở hắn đã hiểu ra một đạo lý trí tuệ vượt trên lực lượng ngồi trong màn trướng quyết tính mạng trăm vạn người thiên tài có là cái gì chỉ cần một ngón tay hắn nghiền nát thiên tài ta không giỏi tu luyện thì đã sao ta trí tuệ vô biên một ý niệm phá hủy một thiên tài chỉ cần lên nhất dực lên chiến trường ta sẽ phát huy trí tuệ đến cực điểm, trở thành tổng tham mưu quân đội. Ta sẽ là sau màn trướng hắc thủ, điều khiển cả thần giới, trở thành thần chủ không ngai. Này! Ngươi có định đánh nữa không? Tôn Kỳ tỏ ra mất kiên nhẫn. Hai bên đang căng thẳng đánh nhau, tên này tự nhiên ngẩn người ra, ánh mắt mông lung nhìn trời, thỉnh thoảng lại cười cười, bị điên sao? Hắn còn chưa kịp ra tay đây. Công Tôn Tiên bị nhắc mới trở lại thực tại, cười cười, hơi xấu hổ, tự nhiên nghĩ hơi nhiều. Lau nước miếng đi. Tôn Kỳ nhắc. Công Tôn Tiên cười khang, lấy tay áo quẹt khóe miệng. Xin lỗi, ta. Đúng lúc này bầu trời trên đầu hắn tối sầm, Tôn Kỳ cầm lên viên cầu của mình đập xuống, ngươi nghĩ ta rảnh rỗi nhắc ngươi sao? Cũng chỉ chờ ngươi lơ là thôi. Công Tôn Tiên cầm tinh thần bôn lôi bỗng đánh ngược lên, nhưng do vội vàng, tụ lực không đủ. Răng rắc, bôn lôi bỗng gãy đôi, công tôn tiên bị phản phệ há miệng phun ra ngụm máu. Không có thời gian cho hắn ổn định, đại cầu đã đập xuống. Âm. Đại cầu phá ra một cái hố lớn. Tôn kỳ nhấc lên đại cầu, công tôn tiên nằm bẹp dí hình chữ vạn, chỉ còn treo một hơi thở, xương gãy không biết bao nhiêu cái, thật sự quá thảm. Tôn kỳ gật đầu hài lòng, liên tinh hình đại cầu dùng thuận tay. Tôn kỳ tiếp tục tìm kiếm mục tiêu khác. Mỗi lần xuất ra đại cầu đều bị một phen chê cười, có người còn nghi ngờ tôn kỳ dùng nhất tinh tự thành liên tinh tất nhiên không phải tất cả bọn họ sau khi cười xong chính là dính mặt đất quả nhiên hình đại cầu khiến bọn chúng mất cảnh giác loạn chiến diễn ra khắp nơi mục đích ban đầu là để phát tiết đại đạo nhưng sau đó càng đánh càng loạn không phải ai cũng gặp được đúng đối thủ ngang bằng gặp đối thủ chênh lệch chỉ có ngược sát điều này không tốt cho kẻ yếu lẫn người mạnh có nhiều kẻ lại lợi dụng lần này trả thù riêng như Tôn Kỳ đã làm với Công Tôn Tiên chẳng hạn, Công Tôn Tiên thế nhưng phải nằm giường mấy tháng trời, lỡ mất thời gian tu luyện. Tiếp đó Cao Tần thần tộc nhận ra đạo thạch tan biến nhanh hơn họ tưởng, vẫn biết đại đạo kết tinh sẽ từ từ trả lại thiên địa. Nhưng do tác động của mấy vị phong thần vừa đánh vừa tu khiến đạo thạch tan rã nhanh chóng. Thần tộc quyết định tổ chức cuộc thi giành quyền đi vào đạo thạch, có được cơ hội tu luyện tốt hơn. Nên nhớ có thể lên được đạo thạch chỉ có phong thần Nhưng bây giờ cơ hội mở ra cho tất cả Mà cũng không phải là tất cả Chỉ có 100 tấm thẻ bài cho mỗi cấp tu vi Cầm thẻ bài này sẽ nhận được sự bảo vệ Có thể tiến vào đạo thạch Thông báo được đưa ra khiến cho tất cả hồ hởi Mà lại càng khiến người ta sôi sục nhiệt huyết hơn nữa Chính là lần này là loạn chiến Cơ hội mở ra cho cả kẻ yếu Nếu thi đấu theo lượt Kẻ yếu sẽ không có cơ hội Nếu là loạn chiến chỉ cần đủ may mắn ai cũng có cơ hội. Thông báo vừa đưa ra, mọi người có một ngày tiến về khu vực tu vi của mình. Oanh! 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 Tại một số nơi đột ngột xuất hiện cột sáng, không cần thông minh cũng biết đây là nơi sẽ diễn ra loạn chiến. Tôn Kỳ bây giờ đã là liên tinh cảnh, hắn chạy tới cột sáng dành cho mình. Giữa đường đi hắn chợt gặp một người. Nhìn thấy kẻ này, hắn lập tức thay đổi sắc mặt, nghiến răng nhăn mặt, gằn từng chữ. Nguyên Sa Hừ. Bại tướng. Nguyên Sa hơi bất ngờ khi gặp phải Tôn Kỳ, vẫn tỏ ra khinh thường. Tôn Kỳ sau phút giây căng thẳng, nét mặt lại giãn ra, cười nói: "Hắc hắc. Nguyên Sa, ngươi thắng ta một trận thì đã sao, ta bây giờ thế nhưng đã liên tinh cảnh, đi trước ngươi một bước. Ngươi ở trước mặt ta không có tư cách hung hăng. Biết không thì ngoan ngoãn gọi ta một tiếng học huynh, dập đầu xin lỗi, ta vui sẽ tha cho ngươi." Nguyên Sa thoáng kinh ngạc khi biết Tôn Kỳ đã liên tinh, nhưng ngay sau đó khịt mũi khinh thường. Liên tinh? Thì đã sao, ngươi cho rằng liên tinh thì có thể thắng được ta? Ngươi có biết vừa rồi ta ở đâu không? Tôn Kỳ nhíu mày, ngờ ngờ đoán ra gì đó. Ta chính là vừa từ khu liên tinh. Nguyên Sa giỏng dạc. Trong cùng cảnh giới ta đã không còn đối thủ, chỉ có liên tinh cảnh mới gợi lên chiến ý của ta. Ta đã đánh hơn trăm trận với liên tinh cảnh thắng quá nữa. Ngươi nghĩ ngươi có tư cách ở trước mặt ta ngông cuồng. Tôn Kỳ nghe xong, siết chặt nắm đấm, nét mặt không cam. Nguyên Sa nhếch mép cười, Tôn Kỳ mới vào liên tinh cảnh, mà lại dùng nguyện lực cưỡng ép tiến cảnh, chiến lực chắc chắn rất kém, không thể nào so được với hắn. Cùng cảnh vô đối sao? Tôn Kỳ nhớ đến điều gì đó, nhếch mép cười nói, vậy thì Bạch Y Ngân Thương đã đánh ngươi bẹp dí thì sao? tôn kỳ đây là muốn móc ra vết thương lòng của nguyên sa hư hắn chỉ may mắn sinh trước ta trong lần xếp hạng sắp tới ta sẽ hạ hắn nguyên sa hừ lạnh nhớ đến cái tên bạch y kia tâm tự nhiên thấy đau ha ha trùng hợp ta cũng định trong lần xếp hạng sắp tới đánh bại ngươi tôn kỳ ngửa mặt cười lớn tùy ngươi nguyên sa không để ý đuổi theo bước chân của hắn tôn kỳ sẽ chỉ cảm thấy tuyệt vọng Hai bọn họ sau đó không nói thêm lời nào, lạnh lùng lướt qua nhau. Quảng cáo Đi được một quảng, hắn lại gặp tỷ mùi Trần Dung, Trần Kỷ, biết Tôn Kỳ liên tin bọn họ không vui vẻ chút nào, càng thêm lo cho hắn. Thẩm văn, ngươi không suy nghĩ lại chút nào sao? Bây giờ ngươi quay đầu vẫn còn kịp. Quay đầu? Vì sao ta phải quay đầu? Ta bây giờ cảm thấy rất tốt. Ta thế nhưng đã liên tin cảnh trong lịch sử thần tộc cũng không có mấy người làm được như ta. Tôn Kỳ nói ra đầy vẻ tự hào. Trần Dung, Trần Kỳ chẳng biết nói gì hơn, chỉ cảm thấy lo lắng cho hắn. Để ta xem lại các loại thư tịch, xem có cách nào giúp ngươi không. Trần Dung nói. Tôn Kỳ gật gật đầu cười, cũng không có phản đối. Tại một chỗ cột sáng, khi Tôn Kỳ tới nơi, đã có rất nhiều người. Chiến trường tranh đoạt lần này không có giới hạn, cũng không có hạn chế phương thức thi đấu, chỉ cần là cảnh giới liên tinh, tổ đội cũng được, đơn độc cũng được. Vẫn còn rất nhiều người đang ùn ùn kéo đến, có rất nhiều kẻ đã sớm chuẩn bị lẫn khuất, đặt bẫy, gọi ra yêu thú. Một ngày sau, đúng thời gian, cột sáng đột nhiên thu nhỏ, tinh. Một tiếng, cột sáng biến mất, một trăm lệnh bài bắn ra bốn phương tám hướng. Tôn Kỳ nhảy lên chụp lấy một tấm bay tới gần mình. Cúc, một cây trường kích phóng tới. Cúc là ngươi. Tôn Kỳ tung cước đá bay trường kích. Hỏa bạo, một quả cầu lửa bay tới. Phi ưng điểu, lên, một tên điều khiển yêu thú phát lên. Tất cả đều ra tay cướp đoạt, đánh nhau kịch liệt. Đây là của ta, một tên cầm cự sơn đập xuống, trên đỉnh núi treo một vần trăng mờ, hiển nhiên tên này đã gần vọng nguyệt. Những kẻ gần vọng nguyệt chính có cơ hội nhất lấy được thẻ bài. Là Trương Hồng Tuấn xếp thứ 50 học đường năm nhất, một tên nhận ra nói lớn biết là ta còn không tránh ra trương hồng tuấn vô cùng tự tin nói lần trước thi hắn còn chưa mạnh như bây giờ nhờ vào mấy năm tu luyện lại hợp thêm mấy tin đã đến gần vọng nguyệt cảnh thái sơn định hải trương hồng tuấn hét lớn ngọn núi che khuất bầu trời âm âm đổ xuống có khí thế bình định đại hải đám người vội vàng tách ra tránh đi nhưng cũng có lắm kẻ tài cao gan lớn phóng thích ra hình dạng liên tinh có hùng lan có đau thương kiếm, kích. Tôn Kỳ cũng là trong đám người không trốn tránh, nhưng lúc bọn kia ra sức chống lên đại sơn, hắn phất tay chụp lấy thẻ bài. Có tên nhìn được hừ lạnh, quảng cáo. Không hợp sức đánh bại Trương Hồng Tuấn, ngươi cầm được cũng không giữ được. Âm, 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 cự sơn đập xuống, vỡ vụn tất cả chống đỡ, đám người há miệng phun máu, không ngờ Trương Hồng Tuấn lại mạnh như vậy. Cự sơn không còn lực kháng, trực tiếp đập xuống. Khi cự sơn nhấc lên, đám người bẹp dí trên mặt đất. Tôn Kỳ cũng là như vậy, thẻ bài trên tay hắn rơi ra. Trương Hồng Tuấn cười lớn phất tay chọc lấy thẻ bài. Nhưng khi thẻ bài gần đến tay, phốc. Một lưỡi phong nhận chém ra, Trương Hồng Tuấn vội thu tay, thẻ bài bị một cơn gió cuốn đi. Hừ, muốn làm chim sẽ sao? Vậy thì phải xem ngươi có bản lĩnh đó không? Trương Hồng Tuấn tức giận. Trương học huynh đừng quá ngạo mạn thẻ bà giao cho bọn ta đi, một kẻ lên tiếng, bên cạnh hắn là hai tên khác, hiển nhiên là cả ba hình thành tổ đội. Chỉ bằng ba ngươi mà cũng đòi cướp của ta. Hắc, hắc, có gì không được. Bọn hắn lao vào đánh nhau. Đang lúc căng thẳng đột nhiên bầu trời vô số cánh hoa rụng rơi, có người ngẩn ngơ, có người còn đưa tay nắm, nhiều hơn là cảnh giác. Đây là, có tên dường như nhận ra cảnh tượng này. Trốn nhanh, tên này sực tỉnh, nói một câu sau đó lập tức trốn mất oanh 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 cánh hoa rơi phát nổ theo sau là tiếng kêu thảm thiết dậy trời chỉ là trò vặt lông quyển phong có tên hét lớn một cơn gió lốc cuốn sạch tất cả là ai trương hồng tuấn cầm cự sơn đằng đằng sát khí trương học huynh sao lại giận dữ như vậy một tiếng cười khúc khích vang lên một vị thần nữ che mặt cánh hoa nâng bước chân đạp không đi tới váy hồng tung bay, đôi chân trắng muốt ẩn hiện lấp ló. Xinh đẹp đến nhiều người chăm chú nhìn nhiều một điểm. Là Phan Kim Tim, xếp thứ 72, mọi người cẩn thận, có người nhận ra hét lớn. Hừ, người không lo cướp thẻ bài, chạy đến chỗ ta làm gì? Trương Hồng Tuấn hừ lạnh. Mùi không phải đang cướp thẻ bài sao? Phan Kim Tim nhún vai cười. Chỉ bằng ngươi. Vậy thì phải đánh mới biết. Trương Hồng Tuấn không muốn lại nói nhiều, cầm cự sơn đập tới. Oanh! Phan kim tim vỡ nát, hóa thành điểm điểm cánh hoa theo gió phiêu tán. Trương Hồng Tuấn nhíu mày, hiển nhiên biết chưa đắc thủ. Phương xa, lại có người đạp không gia nhập chiến trường. Náo nhiệt như vậy sao có thể thiếu nhạc mất quần ta? Quảng cáo! Trời ơi! Đó là quân tử kiếm nhạc mất quần, xếp thứ 31, một tên đứng phía dưới nhận ra hét lớn. Lúc này lại có tiếng cười lớn. Có mất quần huynh, sao thiếu được mây quần ta? Là kim mây quần, xếp thứ 35 gần kề nhạc mất quần học huynh, có tên phía dưới nhận ra người đến giải thích. Bọn hắn lao vào đánh nhau, ra tay đều hết sức, không chút nương tình. Một trăm tấm thẻ tạo nên một trăm chiến trường. Ban đầu nhiều người đều cho rằng một trăm tấm thẻ khó thoát khỏi tay một trăm vị xếp hạng đầu tiên. Nhưng mà thực tế không đơn giản như vậy, có rất nhiều tên vô danh nhưng sức chiến đấu cực cường như Lạc Thiên chẳng hạn. Vương Diễm một tay hỏa diễm thao thiên bị vây quanh bởi 50 học viên khác, sắc mặt tỏ ra trầm trọng, không dám khinh thường. Hư! chỉ bằng các ngươi mà cũng đòi cướp của ta. Ta sẽ cho các ngươi biết khoảng cách giữa chúng ta lớn đến thế nào. Hỏa vân trưởng thức thứ 8 đại viêm đế. Một cự tượng hỏa nhân sừng sững xuất hiện, tay cầm thần hàng, đầu đội vương miệng, giống như hỏa đế chí tôn. Đừng khinh người quá đáng, một tên hét lớn vỗ mạnh mặt đất. Âm âm mặt đất nứt ra, một cự thạch nhân bốn tay cầm kiếm hoành ngang thiên địa. Cùng lúc, một con thủy trạch ngư, một cây tinh thần cự đằng, một bức sơn hà đồ xuất hiện vây lại đại viêm đế. Ngoài ra còn có to to nhỏ nhỏ các loại thuật pháp khác sẵn sàng. Trúc Giả được cự trúc bao bọc đang chống lại 50 tên học viên bao vây. Oanh, 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 cự trúc cành lá như kiếm thi triển cùng lúc mấy loại kiếm pháp vô cùng cường đại. Nhưng mà đối diện với rất nhiều người bao vây cành lá cũng tả tơi, không biết bị gãy bao nhiêu. Lạc thiên một thanh cự đao, tiếu ngạo thiên địa đánh với 60 tên học viên, cho dù vết thương chồng chất, vẫn cường thế vung đao. Hắn càng đánh càng cuồng, càng cuồng hắn càng mạnh. Vô thiên nhất trảm. Lạc dịp thiên sầu. Cùng long ngạo thế. Lạc thiên liên tiếp đánh ra ba chiêu cường đại, chém bị thương không biết bao nhiêu người, trấn nhiếp một số người. Nhưng mà vẫn còn rất nhiều người không sợ những người nắm giữ thẻ bài đều bị nhắm vào, mà lại không chỉ bằng này người, ẩn núp còn rất nhiều người muốn làm chim sẻ. Tôn Kỳ lúc này chống tay đứng dậy, vũ vũ đất trên quần áo, nhìn hắn không có vẻ gì như bị thương. Trong khoảnh khắc bị đè hắn đã ném ra đại cầu, nhờ đại cầu đỡ dùng cho hắn. Trương Hồng Tuân chắc không biết dưới đáy cự sơn của hắn có vết lõm tròn, chính là do đại cầu gây lên. Khắp nơi vẫn đang đánh nhau ầm ầm, nhiều kẻ tự lượng sức mình thoát khỏi vòng tranh đoạt. Trọng Đạt là một tên trong số đó, hắn tự biết thiên phú bình thường, chiến lực bình thường, không có khả năng tranh lại mấy kẻ kia. Lúc đầu hắn cũng hăng hái cùng đồng bạn lập tổ đội, tự tin có thể chiếm được thẻ bài, thế nhưng chưa kịp làm gì, bị một đau từ đâu quét ngang khiến hai tên đồng bạn bị trọng thương. Một đau vô tình này đủ dập tắt hy vọng của bọn hắn, bọn hắn tự động giải tán, mỗi người một ngã. Trọng Đạt yếu siêu bước đi, chợt, cộp. Hắn hình như đạp lên cái gì đó, hơi chú tò mò cúi đầu nhìn xuống, hé ra bàn chân. Trời đất ơi! Hình như đây là... Hắn lập tức bịt miệng, mắt đảo láo liên nhìn xung quanh, mọi người đang chú ý vào trận chiến, không ai để ý hắn bên này. Trọng đạt vuốt vuốt ngực cố làm ra vẻ bình tĩnh, giả vờ huyết sáo như rất yêu đời, từ từ gập gối, lưng vẫn thẳng, mắt đảo ly lịa. Vuốt! Nhanh như cắt, tay hắn chụp xuống rồi nhét vào trong tay áo. Hắn từ từ đứng lên, nhìn trái nhìn phải, thản nhiên bước đi. Tới một góc khuất, trọng đạt liền ép mình vào đại thụ, hắn sợ mình không đứng vững, hai chân hắn đang run cầm cập, trống tim thùng thùng, hắn từ từ hé ra tay áo. Là thẻ bài. Trời ơi! Mọi người đánh nhau sức đầu mẹ tráng tranh đoạt, còn ta tự nhiên nhặt được. Đúng là thời đến cản không kịp. Ta thật sự quá may mắn. Trọng đạt ngay lập tức ẩn nút, không dám hé đầu ra, gió lay cây động thì cũng khiến hắn giật mình không chỉ có trọng đạt mà khắp nơi có nhiều người tự nhiên nhặt được thẻ bài bọn hắn đều chọn cách làm như trọng đạt ẩn núp chờ hết thời gian về gần cuối ngày kết quả dần lộ diện có thể nắm trong tay thẻ bài vẫn là những người mạnh nhất như vương diễm trúc giả lạc thiên mặc dù bị vây công vết thương không ít nhưng thực lực thiên phú không phải cứ dùng số lượng là có thể bù đắp trương hồng tuấn một tay chống cự sơn một tay cầm thẻ bài miệng thở hồng hộc, trên người quần áo tả tơi, vết thương không ít. Hắn trong đám người tranh đoạt không phải mạnh nhất, nhưng lại may mắn nhất, chiến thắng cuối cùng cầm được thẻ bài. Xung quanh đã thành một bãi hoang địa, đất đá nóng chảy bốc khói, sự sống bị hủy diệt, đủ cho thấy chiến sự khốc liệt. Mấy tên đi ngang qua, thấy Trương Hồng Tuấn bị thương nhưng hắn sát khí đằng đằng, bị dọa sợ, đều lựa chọn đường vòng. Thế nhưng vẫn có một kẻ không sợ chết, thản nhiên đạp bước đi tới, đến trước mặt trương hồng tuấn trương hồng tuấn đang ngồi trên cự sơn khôi phục biết người đến hai mắt đột ngột mở ra hung quan tàn sát muốn dọa sợ kẻ địch cúc tôn kỳ ngước mắt nhìn hắn mỉm cười một cái trừng mắt cũng nghĩ dọa được ta ngươi nghĩ ngươi là ai giao ra thẻ bài trên đời này xem ra vẫn còn rất nhiều kẻ ngốc trương hồng tuấn hừ lạnh hắn cũng không muốn nhiều lời nữa hắn cần tiết kiệm sức lực nhất kích giải quyết chấn nhiếp quần hùng. Hắn từ trên cự sơn nhảy xuống. Vút. Đúng lúc này một cây thương phóng ra, Trương Hồng Tuấn kinh biến, không ngờ đối phương chọn lúc này ra tay, không đúng bài bản. Hắn hai tay vội kết ấn ký, dựng lên một tấm khiên tròn pháp thuật. Rắc. Trường thương đâm lũng tấm khiến. Phốc. Trường thương xuyên thủng bả vai Trương Hồng Tuấn, tiếp tục phóng đi ghim hắn trên cự sơn. Trương Hồng Tuấn nắm lấy cây thương cố kéo ra nhưng không được. Ngươi là ai? Trương Hồng Tuấn gằn từng chữ, hắn cảm nhận được một thương này rất mạnh, sẽ không phải là kẻ vô danh. Giao ra thẻ bài. Tôn Kỳ lặp lại một lần nữa. Trương Hồng Tuấn ném ra thẻ bài, hắn biết khoảng cách hai bên, giữ không được. Tôn Kỳ quay đầu bỏ đi. Trương Hồng Tuấn nhìn theo bóng lưng của Tôn Kỳ, suy nghĩ, hắn vẫn không đoán ra Tôn Kỳ là ai. Vì sao lại đeo mặt nạ? Một ngày hỗn chiến kết thúc thần tộc trưởng giả ngự không, lệnh. Ai có thể bài theo ta? Ta. 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 Có hơn ngàn tên dơ lên tấm thẻ. Vị trưởng giả ngơ ngác, đám học viên càng ngơ ngác hơn. Trọng đạt, ngươi có thể bài. May mắn nhặt được. Còn ngươi? Ta cũng là nhặt được. Đám người nhìn nhau hỏi chuyện, thì ra đều là may mắn có được. Bọn họ ngay lập tức cảm thấy có vấn đề vị thần tộc trưởng giả phất tay chụp lấy một tấm thẻ bài thoáng quan sát sau đó bóp nát nói là giả giả sao có thể là giả được trưởng lão thẻ này ta vất vả có được a à, có phải ngài không muốn ta vào đạo thạch nên ra tay phá hủy trả lại thẻ bài cho ta tên bị hủy thẻ bài khóc trồng đòi công bằng ăn nói hàm hồ vị trưởng lão hư lạnh nói có kẻ đã làm giả thẻ bài trục lợi đây chỉ là một tấm gỗ bình thường mô phỏng, bên trên có cuốn chút thần lực. Thẻ bài thật làm từ hắc thạch, có thần ấn, thần khí cuốn quanh. Các ngươi chỉ cần dùng lực, thật giả sẽ rõ. Răng rắc, có nhiều tên làm theo, thẻ bài đúng là bị bóp nát. Nhiều tên khóc trọng không lỡ ra tay, nếu lấy một hy vọng mong manh. Nhiều tên ném thẻ bài xuống, vừa giẫm vừa chửi. Tên khốn nào thất đức như vậy, làm ra chuyện này. Ta mà biết được, ta đánh mỏi tay tên lừa đảo ngươi sẽ chết không được yên đám người bạo động nháo nhào tên nào cũng đằng đằng sát khí muốn ăn tươi nuốt sống tôn kỳ nhún vai trong lòng thầm nhũ ta thế nhưng thấy các ngươi tranh đoạt vất vả nên phát cho mỗi tên một cái khỏi mất công tranh giành ta cũng là có ý tốt a à. ta là cái người yêu chuộng hòa bình các ngươi không cần cảm ơn ta xưa nay ta làm việc tốt không cần đáp trả không cần tìm ta Im lặng, vị thần tộc trưởng lão quát. Bản thân không cố gắng chỉ biết dựa vào may mắn, các ngươi còn không biết xấu hổ tự vấn lương tâm. Được rồi. Những ai cầm thẻ bài thật theo ta. Thần tộc trưởng lão tay bấm ấn chú, một trăm thẻ bài thật sáng lên, những người cầm thẻ thật đằng không theo bước trưởng lão. Tất cả những người cầm được thẻ bài đến cuối ngày tập hợp trên đạo thạch, trên tay tấm thẻ tỏa ra ánh sáng dịu êm bao bọc lấy bọn họ, bảo vệ bọn họ trước đại đạo xung kích tiếp theo các ngươi tùy ý tu luyện, đi vào trong cũng được, bên trên cũng được. Nhưng nhớ là không ảnh hưởng người khác, nhất là mấy vị phong thần. Bọn họ đại lượng không chấp nhưng nếu một cước đá bay các ngươi ra ngoài, vậy thì các ngươi chỉ có thể tự trách mình, một vị trưởng lão dặn dò. Khi lão hết lời, có một tên tứ dực giơ tay hỏi. Trưởng lão, có thể cắt lấy đạo thạch sao? Câu hỏi này đánh trúng tim đen nhiều người, trong đó có cả tôn kỳ. Viên đạo thạch lớn như vậy nếu như có thể cắt nhỏ cất giữ, từ từ cảm ngộ tu luyện, sẽ vô cùng có lợi. Lúc đó đạo thạch sẽ được tận dụng triệt để, không còn chuyện phát tiết vì quá dư đại đạo. Được. Nếu như ngươi có khả năng, vị trưởng lão gật đầu, lão sau đó cười thầm trong bụng, không nhắc bọn hắn, muốn cắt đạo phải dùng đạo, việc này ngay cả với phong thần cũng thấy khó khăn. Để bọn ngươi tự nếm đau khổ đi. Nhận được sự đồng ý, cả đám vui mừng, ánh mắt lóe sáng, có tên thậm chí đang nghĩ cách làm giàu cắt nhiều một chút đạo thạch bán ra bên ngoài đảm bảo thu được lợi nhuận không nhỏ đạo thạch này thế nhưng miễn phí trưởng lão bọn học trò có thể ở lại bao lâu một tên khác hỏi tùy ý các ngươi vì trưởng lão này thản nhiên nói trong lòng bọn họ âm ầm nổi sống các loại suy nghĩ nổi lên có tên thậm chí nghĩ một bước phong thần dù sao hoàn cảnh nơi đây quá tốt được rồi không cùng các ngươi trò chuyện các ngươi tùy ý đi, vì trưởng lão nói xong liền phất áo bỏ đi. lão đang vội tu luyện. đám học viên cũng không chờ được nữa, ào ào tiếng lên đạo thạch. có tên mở ra đôi cánh muốn bay nhưng ngay lập tức bị ép sập, không thể rời chân khỏi mặt đất. bước chân nặng nề, muốn chạy cũng rất khó khăn. có tên vung ra pháp khí nhưng pháp khí cũng bị ép ẩm đạm vô quan, trở thành vật dụng thông thường mất đi công hiệu. một tên cầm đại phủ vung lên đập xuống. đắc, đại phủ vỡ nát đạo thạch trơ trơ một vết mờ cũng không có có tên gọi ra yêu thú chưa kịp ra lệnh thì yêu thú đã nằm bẹp đầu óc quay cuồng một bước cũng không chịu đi giống như bị say xem ra đạo thạch không dễ như vậy lấy đi chỉ có thể tìm điểm yếu kém đột phá đạo thạch giống như một khối nguyên bản đại lục có chỗ cao có chỗ thấp thỉnh thoảng sẽ xuất hiện hang sâu hoặc vực thẳm khe nứt theo những nơi này đi xuống có thể sẽ tiến vào tâm đạo thạch Tâm đạo thạch có cái gì? Có tốt hơn hoàn cảnh tu luyện? Muốn biết chỉ có thể tự đi vào. Tôn kỳ từ tốn bước đi, không có vội, hắn thấy được nguyên sa liền hất cầm khiêu khích, nhiều muốn nói ta vẫn giỏi hơn ngươi. Nguyên sa chỉ liếc nhìn một cái rồi thôi, không có để ý, nghe nói ở khu liên tinh có tên làm loạn tạo ra rất nhiều thẻ bài giả, tôn kỳ chỉ là tên may mắn nhặt được thẻ bài thật mà thôi. Khác với khu tinh khiếu của hắn đánh nhau kịch liệt, hắn thế nhưng bại tận quần hùng hiên ngang nắm giữ một thẻ bài. So sánh với hắn, Tôn Kỳ sẽ chỉ cảm thấy tuyệt vọng. Nguyên Sa không để ý, Tôn Kỳ chẳng thể tiếp tục khiêu khích. Hắn liền nhìn sang chỗ khác, ngay lập tức chú ý tới giả dạ tuyết. Nàng ở đâu cũng luôn là tâm điểm chú ý. Không chỉ Tôn Kỳ mà rất nhiều thần tử đều lén liếc nhìn nàng, Nguyên Sa cũng liếc nhìn mấy lần. Giả dạ tuyết đang nhẹ nhàng bước đi, chợt nhíu mày, cảm giác có ánh mắt nhìn mình chầm chầm, thật là vô lễ. Nàng đưa mắt nhìn sang, phát hiện kẻ đó là Tôn Kỳ. Giả dạ tuyết nhìn Tôn Kỳ, Tôn Kỳ lập tức tươi cười vẫy tay, giống như là quen thân lắm. Giả dạ tuyết hừ lạnh trong lòng, ai quen ngươi chứ? Nàng quay đầu bước đi nhưng đã bị Tôn Kỳ gọi lại. Giả dạ tuyết học mùi chờ đã. Giả dạ tuyết không để ý, vẫn tiếp tục bước đi. Nhưng mà đã bị Tôn Kỳ bắt kịp, hắn đưa tay muốn vỗ vai nàng dạ tuyết lập tức nghiêng người né tránh hừ lạnh có chuyện gì tôn kỳ hai tay chống gối thở hồng hộc chạy ở đây đúng là quá mệt học muội có rảnh không ta có chuyện muốn nói với không rảnh dạ tuyết dứt khoát từ chối người theo đuổi nàng quá nhiều không thiếu hạng người ưu tú nhưng nàng đều chướng mắt một tên như tôn kỳ vậy mà cũng đòi làm quen nàng cảm thấy vô cùng chán ghét dám gọi nàng là học muội trước đó còn gọi nàng là học tỷ đâu. ỷ vào trước tiên trở thành liên tinh cảnh liền cho rằng hơn nàng rồi. Nàng thế nhưng có thể đánh một nắm liên tinh cảnh như hắn. Tôn Kỳ cười khổ. Chuyện này thế nhưng rất quan trọng. Chuyện gì nói nhanh. Dạ tuyết mất kiên nhẫn. Bạch yên ngân thương, Tôn Kỳ ghé sát dạ tuyết nói nhỏ. Ban đầu khiến nàng khó chịu muốn tránh nhưng nghe mấy chữ bạch y ngân thương thì lập tức thay đổi sắc mặt. Ngươi biết hắn, Dạ Tuyết trầm trọng hỏi, không biết nhưng mà ta có manh mối, không biết có đúng. Tôn Kỳ không chắc chắn nói. Dạ Tuyết suy nghĩ một thoáng, gật đầu nói, ra chỗ khác nói chuyện. Tôn Kỳ mỉm cười vui vẻ. Hai bọn họ đồng hành ra chỗ khác, nhiều kẻ nhìn thấy vừa tức vừa ghen. Nguyên Sa ánh mắt càng là hung ác, xem ra hắn vẫn còn quá nhẹ tay với Tôn Kỳ, có cơ hội hắn phải phế Tôn Kỳ nặng hơn. Đến một góc khuất. Dạ Tuyết hỏi, manh mối đâu? Tôn Kỳ từ trong túi gấm lấy ra một mặt nạ vỡ, đưa cho Dạ Tuyết. Mùi xem có đúng không? Dạ Tuyết tiếp lấy, sau một hồi suy tư, cảm thấy rất giống. Ngươi thấy ở đâu? Tại khu liên tinh. Trong lúc loạn đấu, học huynh nhặt được, nhớ đến học mùi muốn tìm Bạch Y Ngân Thương, cảm thấy giống mùi nói liền nhặt về. Tôn Kỳ thành thật trả lời. Còn gì nữa không? Dạ Tuyết hỏi tiếp. Dấu vết để lại hình như là một trận quần chiến một đấu nhiều, các bên đều bị thương. Tôn Kỳ nói ra suy đoán. Dạ Tuyết cảm giác 89 phần 10 là tên bạch y ngân thương mà nàng tìm. Không ngờ hắn đã là liên tinh cảnh, quá nhanh đi. Khoảng cách giữa nàng và hắn càng lúc càng xa, xem ra nàng phải nỗ lực hơn nữa. Thứ này ta thu. Dạ Tuyết vừa nói vừa thu lại mặt nạ vỡ. Tôn Kỳ cũng không ý kiến, xoa xoa tay, nói thế còn điểm mùi hứa dạ tuyết cầm ra tấm thẻ quẹt một cái năm trăm điểm chuyển qua tôn kỳ cười híp mắt trong lòng lại than thở nhà giàu đúng là nhà giàu a năm trăm điểm không nháy mắt đến một cái ta trong túi thế nhưng còn mấy cái thương quần áo mặt nạ phải từ từ rút điểm của nàng ai bảo nàng quá mê luyến ta làm chi tôn kỳ bắt đầu khảo sát bề mặt đạo thạch hoàn cảnh tu luyện tất nhiên tốt hơn bên ngoài nhưng mà thứ hắn muốn hơn là đạo thạch. Hắn đang tìm điểm mềm yếu để cắt nhưng mà không thấy. Có lẽ phải đi vào tâm. Không chỉ tôn kỳ mà tất cả thần tộc đều có ý nghĩ như vậy. Hắn tìm thấy một cái giếng trời sâu đen ngòm. Tôn kỳ búng tay một đống lửa rơi xuống, hắn bắt đầu lẩm bẩm đến. Một, hai, ba, đến giây thứ mười ba thì ngọn lửa tắt ngúng mà vẫn chưa chạm đáy. Tôn kỳ ước đoán cái giếng này phải ít nhất hơn ngàn mét. Sau một thoáng suy nghĩ, Tôn Kỳ phủ lên mình một bộ áo giáp, rồi mới nhảy xuống, mặc dù thần khí ở đây bị cực độ áp chế nhưng mà có vẫn hơn không, tính hắn vốn cẩn thận. Vút! Tôn Kỳ nhảy xuống, lập tức rơi tự do. Mãi một lúc sau, âm. Tôn Kỳ mông chạm đáy, hắn kêu oai oái, búng tay ngọn lửa xuất hiện. Tôn Kỳ nhìn rõ nơi này giống như hang động, có ba cái thông đạo thông. Tôn Kỳ xem xét chọn đại một cái thông đạo vừa bước vào thông đạo, trượt chân một cái, vút. Hắn giống như bị rơi vào trong cầu tuột, trượt xuống với tốc độ cực nhanh. Dập mông lên xuống nửa ngày, hắn cuối cùng cũng được dừng lại. Nơi đây không gian tương đối lớn, có nhiều cạnh nhọn nhô ra, Tôn Kỳ cảm thấy có thể từ đây cắt xuống đạo thạch. Tôn Kỳ phất tay lấy ra một thanh đao, dùng hết sức chém xuống. Ken. Lưỡi đao bay lên, cây đao bị gãy đôi. Quả nhiên tinh khí không thể cắt xuống đạo thạch thử linh khí xem sao trong tay hắn chỉ có một cái linh khí hắn lấy ra thanh huyền cầm giơ lên cao không được dừng tay tiểu thanh huyền từ trong đàn la oai oái ngươi la cái gì dùng ngươi một chút không được sao thứ này không được ngươi dùng ta đập cũng vô dụng thôi chưa thử sao biết không được bản năng nguy hiểm nhắc có được không tiểu thanh huyền tỏ ra giận dỗi tôn kỳ suy nghĩ một thoáng hay là thôi thanh huyền cầm vẫn còn hữu ích xem ra bình thường vũ khí là không thể cắt xuống đạo thạch mà cao cấp vũ khí hắn không có hắn lúc này nghĩ đến một thứ tôn kỳ tay liên tục kết ấn một thanh hỏa dao xuất hiện trong tay nhiệt độ khủng khiếp tỏa ra nhưng tôn kỳ cầm nắm lại không vấn đề gì lấy của ta phải trả lại cho ta có âm thanh vọng vào tai hắn được rồi được rồi tôn kỳ ậm ừ con hàng này có bao giờ chịu thiệt tôn kỳ cầm dao vung lên chém xuống phốc một đoạn đạo thạch rớt xuống tôn kỳ ánh mắt sáng ngời quả nhiên muốn cắt đạo thạch chỉ có thể dùng đạo khí tôn kỳ nhặt lên khối đạo thạch nhanh chóng đánh lên ấn ký phong ấn tiếp đó thu nhỏ bỏ vào túi gấm tôn kỳ thử cắm lưỡi dao vào sâu các khối lớn hơn nhưng rất khó khăn không di chuyển nổi lưỡi dao xem ra chỉ có thể cắt từng khối nhỏ nhô ra hắn thế nhưng còn cắt được các học viên khác thì hoàn toàn bó tay ngay cả phong thần cũng mất chín hơi mười sức mới cắt được một miếng nhỏ. Thời gian tiếp theo vừa tu luyện vừa cắt đạo thạch, lần này hắn tu luyện hấp thụ rất nhiều đại đạo, hắn chỉ dùng một phần rất nhỏ, còn lại vẫn là của hỏa hỏa. Hỏa hỏa như cái động không đấy, đưa bao nhiêu cũng không đủ, theo như nó nói cho dù có hấp thụ hết đạo thạch này nó cũng không thể khôi phục thời kỳ đỉnh phong. Mấy tháng sau, Tôn Kỳ tiếp tục theo các đường hầm tiến sâu vào trong đạo thạch, tìm kiếm các điểm nhô ra có thể cắt ban đầu không có nhiều ý nghĩ nhưng sau đó hắn cảm thấy là lạ, lạ ở trong đầu dựng mô hình không gian những nơi đã đi qua âm uhm, tôn kỳ rơi vào một không gian cực kỳ rộng lớn đây đã là không gian thứ năm hắn tìm ra nếu như hắn đoán không sai chỉ cần đi theo hướng này sẽ đến không gian thứ sáu quả nhiên sau khi trượt qua một thông đạo nhỏ gặp một thông đạo lớn đi theo hướng bên phải hắn đến được không gian thứ sáu mọi thứ đều đúng như suy đoán hỏa hỏa ngươi có nghĩ giống như ta nghĩ tôn kỳ nghiêm trọng hỏi hỏa hỏa xuất hiện đứng trên vai tôn kỳ nơi này không có ai nó có thể thoải mái hiện thân phải đúng như ngươi nghĩ hỏa hỏa giọng nghiêm túc không kém tôn kỳ đấm vào lòng bàn tay mỉm cười ánh mắt sáng rực quả nhiên đây là chính là một trái tim đúng vậy chính là hỏa hỏa gật đầu đồng tình sau đó chợt phanh gấp ủa ủa là trái tim thật sao hả không phải ngươi cũng nghĩ vậy sao tôn kỳ ngơ ngác hỏi hắn còn tưởng con hàng này cùng suy nghĩ với mình hỏa hỏa mắt đảo láo liên phản ứng rất nhanh vỗ tay đúng 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 ta đúng là có ý đó đây chính là một trái tim có thật không đó thật là ngươi suy nghĩ vậy không tôn kỳ nhíu mày đầy nghi ngờ này ngươi nhìn xem chỗ này hình như có vấn đề hỏa hỏa lập tức nói sang chuyện khác có vấn đề ta thấy bình thường mà tôn kỳ sau một thoáng kiểm tra nói không có vấn đề sao không có thì thôi mà sao ngươi lại nghĩ đây là một trái tim hỏa hỏa hỏi tôn kỳ nói ra suy nghĩ của mình càng tiến sâu hắn càng cảm giác kỳ lạ hắn bắt đầu dựng mô hình không gian khi phát hiện không gian thứ nhất rồi thứ hai hắn bắt đầu suy đoán đây có thể là trái tim. Sau đó hắn kiểm chứng, quả nhiên đúng. Mà lại trái tim này rất đặc biệt có 8 tâm thất, 4 tâm nhĩ, giống như yêu thú thực lực già thú, một loài yêu thú cực kỳ hiếm thấy, tại yêu giới hắn may mắn bắt được một con, đã từng mổ sẽ nghiên cứu tỉ mỉ. Cấu tạo tim của thực lực già thú với đạo thạch này tương đối khớp. Thêm một điểm nữa là thực lực già thú thiên phú phong, hỏa, lôi ba loại thuộc tính, còn đạo thạch này mặc dù nói là đạo nhưng cũng không toàn diện đồng đều Nồng đậm nhất là năm loại thuộc tính phong, hỏa, lôi, hủy diệt, phong hóa Tôn kỳ cảm giác như thực lực và thú chính là phiên bản thu nhỏ, rút gọn của thứ này Hắn cũng không biết dùng từ gì để diễn tả chính xác Nên chỉ đành dùng đại từ nhân xưng chung chung Nếu như đây thật là trái tim Vậy chủ của trái tim này lớn bao nhiêu? Chỉ sợ sẽ nằm vắt ngang qua thần giới. Quá đáng sợ đại thế giới mặc dù có chữ đại nhưng chỉ sợ không chứa được thứ này. Thứ này rốt cuộc là gì? Tồn tại ở đâu? Vì sao lại bị thập dương thần mang về? Không trả lời được. Vũ trụ còn quá nhiều điều thần bí. Hắn thật mong suy đoán của mình là sai. Nếu đúng vậy thì quá khiến người tuyệt vọng. Thứ này có trái tim là đạo thạch, vậy thì sẽ mạnh mẽ bao nhiêu? Thập dương thần có thể móc xuống trái tim, thực lực sẽ là thế nào? mà thập dương thần còn chưa phải đỉnh phong nhất tồn tại thôi được rồi không nghĩ nữa càng nghĩ càng đau khổ tôn kỳ tiếp tục công việc hỏa hỏa cũng tranh thủ hấp thụ đại đạo nó kết một loại ấn ký kỳ lạ khi dòng khí đại đạo chảy qua tất cả đều bị loại bỏ chỉ còn lại một sợi hỏa đạo là thứ duy nhất nó hấp thụ thời gian ba năm nữa trôi qua đối với phạm nhân có thể là rất lâu với thần tộc chỉ như một cái chớp mắt Tôn Kỳ vẫn tại bên trong đạo thạch lặp lại công việc một cách nhàm chán. Một ngày này, Tôn Kỳ như thường lệ cắt xuống đạo thạch, đột nhiên từ vết cắt rỉ ra dịch màu đen lấp lánh ánh kim. Từng giọt dịch nhỏ tông tông xuống đất, Tôn Kỳ chưa kịp hiểu chuyện gì thì bãi dịch như có linh tính lan tới chỗ hắn. Tôn Kỳ với nhiều năm kinh nghiệm đối phó với những thứ kỳ dị, nói cho hắn biết không được để thứ dịch này chạm vào người. Tôn Kỳ tay kết ấn, hai tay chụm lại trước miệng, phun lửa. Phù, 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 lửa này không phải đạo hỏa, nhưng được đốt từ thần khí, hoàn toàn không tầm thường. Khi ngọn lửa rơi vào hắc dịch lập tức bị nuốt chửng, hắc dịch có thêm vài điểm sáng lấp lánh. Tôn Kỳ lùi lại, tay kết ấn ký, phong ấn lại thứ này, nhưng khi hắc dịch chạm vào phong ấn, phong ấn tự tan rã, bị hấp thụ. Tôn Kỳ nhíu mày, hắn không thử nữa, kinh nghiệm nói cho hắn biết thứ này không đơn giản. Hỏa hỏa, người có biết thứ này? hỏa hỏa bay qua bay lại nhìn ngắm nói không chắc chắn có biết nhưng mà quên rồi biết nhưng lại quên tôn kỳ nhíu mày đây là ý gì phải sau khi bị cục đá kia va phải rơi xuống chỗ này ta rất nhiều thứ đã quên mất khả năng trước khi rơi xuống đây ta biết thứ này hỏa hỏa nhún vai nói vậy sao tôn kỳ lẩm bẩm suy tư ngươi có thể đốt nó không tôn kỳ hỏi có thể hỏa hỏa dứt lời búng tay phóng ra một đống lửa nhỏ xèo 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 hắc dịch quằn quại như sên phải muối có chút tổn hại nhưng chưa lớn lắm hắc dịch sau đó như biết sợ tránh xa hỏa hỏa lan tới tôn kỳ cảm giác như hỏa hỏa là thiên địch còn tôn kỳ là thức ăn vậy tất nhiên với tốc độ chậm như ốc sên tôn kỳ không có cảm giác bị uy hiếp mặc dù vậy nhưng bị thứ này bám theo khiến hắn khó chịu ngươi có thể hủy diệt nó. Có thể, nhưng tốn rất nhiều sức, không đáng. Đẳng cấp của nó không kém ta nhiều." Hỏa Hỏa nhún vai nói. "Không thể phong ấn, không thể hủy, thôi đành để nó theo đuôi vậy. Sợ là sợ nó biến tướng." Với kinh nghiệm của hắn cứ sợ thứ gì thì thứ đó thành hiện thực. "Hỏa Hỏa, ngươi canh chừng nó." Tôn Kỳ nói. Hỏa Hỏa chỉ tay vẽ một vòng tròn quanh Hắc Dịch mỗi lần hắt dịch chạm vào vòng tròn đều bị đốt xèo xèo đau đớn co lại tôn kỳ yên tâm ngồi xuống tiếp tục tu luyện hắn không thấy có vấn đề gì không chỉ hắn phát hiện mà có vị phong thần còn phát hiện trước hắn nội bộ phong thần bắt đầu nhốn nháo các học viên khác thì vẫn không biết gì dù sao bọn họ cũng không cắt được đạo thạch các ngươi có đoán ra là thứ gì tất cả đều lắc đầu nhã văn ngươi có tìm được thông tin trong văn thư không có. Các loại tân văn, cổ văn từ thời cổ thần đến nay đều không có nhắc đến. Đấu chiến, thập dương thần có tin tức. Thứ này ngài ấy mang về, hẳn là biết gì đó. Đã bắn tin nhưng chỉ sợ còn mất một đoạn thời gian. Nghe nói thập dương thần có một hóa thân bên cạnh hàng phu tử, có thể trực tiếp liên hệ. Nhưng hàng phu tử đã lâu bế môn, không dễ gặp. Hay là thử một lần xem sao? Ta cứ có cảm giác bất an về thứ này. Đám cổ thần nghe nói đi gặp hàng phu tử thì tự nhiên trùng mình, nhớ đến ngày xưa đi học, hàng phu tử cầm thước, ư. Ừ. Nghĩ đến đây đã thấy sợ rồi. Bọn họ ngay lập tức lắc đầu. Hàng phu tử nghiêm khắc để lại nỗi ám ảnh trong lòng bọn họ, thà đối mặt với thiên quân vạn mã cũng không nguyện gặp hàng phu tử. Nhìn thấy thái độ của đám cổ thần, một vị tân thần nói. Để ta đi. Tốt, đám cổ thần đồng loạt lên tiếng, giờ ngón tay cái chúc hắn may mắn chưa bao giờ bọn họ lại đồng tình cao như vậy. Còn phía thần sứ thế nào? Ta không tìm thấy ngài ấy, nghe nói mấy năm trước ngài ấy ra ngoài làm việc. Chúng ta phong ấn đạo thạch, thế nào? Có cần thiết như vậy không? Hắc dịch kia chưa cho thấy là mối nguy. Cẩn thận vẫn hơn, ta nghĩ nên làm chuẩn bị. Ta lại thấy không cần quá mực cẩn thận, nên tranh thủ cho đám nhỏ nhiều hơn thời gian tham ngộ. Chúng ta chỉ cần nghiêm ngặt giám sát là được ta đồng ý với ý này tại trên một đỉnh vân sơn có hai vị trưởng giả đang đánh cờ một vị thiếu niên bên cạnh hầu thần sứ tính toán thật dịu cũng nhờ hai vị phối hợp thần sứ nói đùa ta có làm gì được đâu hàng phu tử mỉm cười hạ cờ vị thiếu niên bên cạnh chắp tay hành lễ thập dương có lỗi không thể tiêu diệt đánh phải nhờ vào thần sứ không cần tự trách lục dục thiên ma một trong những cận thần đắc lực của kẻ phản bội, sao có thể dễ tiêu diệt. Thần sứ hạ xuống quân cờ, mỉm cười nói. Xem ra thời gian này phu tử rất chăm tập cờ. Nhàn hạ không có việc gì. Đã nghĩ thông sao? Thời gian đúng là thần kỳ, có thể xóa nhòa rất nhiều thứ, những ganh tị khi xưa, này đã không còn. Thậm chí còn tiếc nuối, giá như năm xưa bỏ qua cái tôi bản thân, cùng hắn nghiên cứu học thuật. Hai, đạo hữu phu tử có thể nghĩ thông thần tộc lại thêm một phần sức mạnh thần sứ mỉm cười hàng phu tử cầm lên quân cờ phân vân một chút mới hạ xuống ngài tổng lãnh từng hứa trợ thảo thành nhân tổ có thật không tất nhiên ngài tổng lãnh không bao giờ nói suông ngài tổng lãnh vẫn đang chờ nhân tổ xuất hiện khi thảo đứng trước mặt ngài ngài tưởng mình đã tìm được nhưng hắn lại khiến ngài thất vọng vì sao ngài tổng lãnh lại chờ nhân tổ theo ý của đấng sáng tạo sao? Có lẽ, rất nhiều thứ không phải chúng ta có thể suy đoán. Thần sứ sau đó nhìn trời cao, ánh mắt mơ hồ, lẩm bẩm. Nhân tổ hiện, vạn tổ quy. Đây là câu ngài tổng lãnh đã nói với hắn, sau khi gặp Thảo. Hắn không hiểu vì sao ngài tổng lãnh lại mong chờ nhiều như vậy vào nhân tổ. Âm, 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 những tiếng nổ vang liên hồi, đạo thạch nứt ra từng đường lớn, dịch đen trào ra, dẻo quán như nhựa đường, lấp lánh ánh tinh. Đám học viên ngơ ngác không hiểu chuyện gì, đạo thạch sao lại tự nhiên vỡ ra. Có mấy tên ánh mắt tỏa sáng, đạo thạch vỡ ra đồng nghĩa với việc bọn hắn có thể thu thập. Bọn hắn ngay lập tức đưa tay chụp lấy mảnh vỡ nhưng bột, dịch đen bắn lên tay. Chưa hiểu chuyện gì thì xèo, 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 da thịt bị ăn mòn, để lại vết thương như than cháy. Bọn hắn hét lên đau đớn, có tên nhanh trí lập tức cắt xuống cánh tay, ông vết thương bỏ chạy có những tên may mắn hơn chỉ bị dịch đen dính trên quần áo có tên cực kỳ xui xẻo khi bị dính lên cánh nên nhớ cánh chính là biểu tượng sức mạnh của thần tộc bình thường rất khó bị tổn thương nhưng một khi bị thương thì thực lực trượt dài các vị phong thần đôi chút ngạc nhiên mặc dù đã dự đoán được chuyện này nhưng đến quá nhanh vượt ngoài tính toán các ngươi phong ấn lại vết nứt các ngươi đưa học viên ra ngoài có vị ra lệnh các vị phong thần mở ra đôi cánh hào quang rực rỡ, triển khai chiến lực. Bọn họ kết các loại ấn ký khác nhau đánh lên đạo thạch. Nhưng ấn ký vừa gặp dịch đen lập tức bị ăn mất. Phong thần cường giả là cỡ nào thực lực vậy mà vẫn không là gì với dịch đen, ngược lại trở thành thức ăn cho dịch đen. Bọn hắn chỉ còn cách ép lại vết nước, ngăn dịch đen trào ra. Đạo thạch lúc này giống như viên trứng lớn đang không ngừng nứt ra, các loại phong ấn giống như tơ nhện bao lấy đạo thạch cưỡng ép khép lại nhưng cũng chỉ tranh thủ thêm một chút thời gian để di tản học viên. Đây là cái thứ quỷ gì? Có thể cắn nuốt ngay cả phong ấn. Không chỉ phong ấn, mà hình như thứ gì nó cũng nuốt. Mấy vị phong thần kiến thức phong phú cũng không thể nói chính xác đây là thứ gì, đối phó càng là không có cách. Đám học viên sợ hãi chạy tán loạn, có lệnh tất cả học viên rút về các đảo trùng thiên. Đám học viên bên ngoài còn tốt. Nguy hiểm nhất là mấy học viên trong đạo thạch rốt được tranh đấu để lên đạo thạch, từ tốt lại trở thành xấu. Các vị phong thần ra tay cố gắng đưa tất cả học viên trên đạo thạch ra ngoài. Bọn họ chính là những người có thiên phú tốt nhất, mất bất kỳ ai cũng là tổn thất nghiêm trọng. Cũng may, hắc dịch mặc dù lợi hại nhưng tốc độ chậm, chỉ cần không cố ý dây vào thì không có vấn đề gì. Tôn kỳ tại trung tâm đạo thạch nguy hiểm là lớn nhất, khi vừa thấy đạo thạch rung động, hắn đã lập tức thoát đi. Răng rắc, bề mặt khắp nơi trải dài vết trách, dưới chân nước ra từng mảng giống như mặt hồ đóng băng bị vỡ, phía dưới là hắc dịch trào lên. Phục. Dịch đen bắn ra, Tôn Kỳ phất tay vung ra một tấm khiên che chắn. Dịch đen bắn vào tấm khiên, xèo, xèo, tấm khiên lập tức bị ăn mòn. Hắn lập tức vung tấm khiên vứt bỏ. Hắn biết những thứ này không thể đối phó được hắc dịch, chỉ có thể dùng lửa của hỏa hỏa. Tôn Kỳ nhờ hỏa hỏa khoát lên mình một bộ hỏa giáp, nhìn thì không khác gì những bộ hỏa giáp khác âm. Trước mặt một mảng đạo thạch đổ xuống, dịch đen trúc như thác, đường này không thể đi. Không sao. Hắn biết đường. Tôn Kỳ lui lại vài bước, gặp một cái thông đạo nhỏ, lập tức chui vào. Tại chỗ sâu này không có ai ngoài hắn. Khi hắn đi lên trên được một chút thì chợt thấy được bóng người. Là Nguyên Sa. Giống như Tôn Kỳ, hắn đang chật vật chạy trốn. Nguyên Sa triển khai toàn bộ thực lực, tinh thần lấp lánh trên đầu, các chuyển luân xoay quanh người. Đạo thạch mặc dù cực độ áp chế nhưng khi bị nứt toạc thì lực áp chế giảm xuống, đã có thể phóng thích tinh thần và chuyển luân, nếu như đã tu thành cánh thì có thể phóng đi. Đó là lý do vì sao vào trong sâu rất nhiều nhưng chỉ còn tôn kỳ và nguyên sa, đám kia đã sớm thoát ra. Nguyên sa thực lực, tầm tính đều không tệ, trong lúc nguy nan, hắn vẫn bình tĩnh tận dụng triệt để bảo vật để phòng thủ, nhưng cũng chỉ kéo dài cho hắn chút thời gian, các bảo vật lần lượt bị ăn mòn hắn dần lâm vào cảnh khốn đốn tôn kỳ thấy nguyên sa nguyên sa cũng thấy tôn kỳ hai bên đối mắt không ai lên tiếng nói bất kỳ lời nào nguyên sa không lên tiếng cầu cứu tôn kỳ càng không chủ động âm một tảng đạo thạch rớt xuống chặn đường nguyên sa dịch đen ào ào đổ xuống nguyên sa chống lên ba tấm thuẫn xèo 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 cả ba nhanh chóng bị hoa tan nguyên sa đạp bước lui lại lập tức dựng lên một tấm thuẫn khác xem ra hắn đã không còn nhiều bảo vật chống đỡ xèo xèo dịch đen bắn lên người dưới chân đổ vỡ nguyên sa đã không còn nhiều chỗ đặt chân rầm 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 nền đất sụp đổ nguyên sa rớt xuống hắn nhanh chóng bám lấy một cạnh đá tôn kỳ thấy hắn rơi xuống treo lơ lửng giữa không bị dịch đen bắn lên người tôn kỳ nhìn hắn hắn nhìn tôn kỳ nguyên sa ánh mắt vẫn lạnh lùng không lên tiếng kêu cứu dường như với hắn thà chết còn hơn mở miệng nhờ Tôn Kỳ. Tôn Kỳ nhún vai, ngươi lên tiếng ta cũng không cứu. Tôn Kỳ rẽ sang hướng khác, nguyên xa không rõ sống chết. Một lúc sau, hắn gặp giả tuyết. Giả tuyết lúc này trên đầu có một viên minh châu chiếu sáng, tám tấm thuẫn, mấy bộ minh văn, trên người khoác áo giáp từ đầu tới chân, sau lưng lại có hai thiết dực. Bộ giáp này thiết kế tinh tế, tỉ mỉ, hoàn hảo cho những người chưa đạt nhất dực. Tôn Kỳ không khỏi chẹp lưỡi, hai tên này cũng quá liều mạng, mới tin khiếu cảnh mà dám xông vào sâu như vậy, ý mình có chút thiên phú không biết sợ là gì. Giả dạ, tuyết thấy Tôn Kỳ thì tròn mắt, thật không ngờ gặp hắn ở đây, nàng có thể xuống đây thế nhưng có điểm tựa, ngoài thiên phú thì chính là rất nhiều bảo vật của mẹ. Còn tên Tôn Kỳ này, thực lực, thiên phú đều không ra gì, vậy mà cũng to gan chui xuống. Tôn Kỳ nhìn nàng vẫy tay gào. Học tỷ, Cứu với! lúc trước thì huynh hoang gọi học mùi, lúc cần giúp thì gọi học tỷ. Loại người này chính là loại giả tuyết ghét nhất. Giả tuyết thoáng chút suy nghĩ, nàng mặc dù không thích tôn kỳ nhưng đều là đồng tộc, nền cứu. Nàng tâm vốn không có nhiều mưu mô suy tính, lòng luôn vì thần tộc. Ngươi chạy qua đây, ta bảo vệ ngươi. Tôn kỳ chạy qua nhưng cầu phía trước âm, âm sụp đổ. Hắn tỏ ra sợ hãi. Không qua được. Tôn Kỳ bám vào một trụ thạch gào khóc. Ở yên đấy. Để ta qua. Giả tuyết bị tiếng gào khóc của hắn làm cho sốt ruột. Giả tuyết tinh thần lấp lánh phất mạnh cánh bay qua, nàng dựa vào bảo vật có thể bay nhưng tiêu hao rất lớn, vì cứu Tôn Kỳ nàng cũng coi như hết sức. Giả tuyết chụp lấy cổ áo Tôn Kỳ bay đi. Đúng lúc này trên trần rơi xuống một tảng đá lớn. Đi. Giả tuyết hét lớn quăng Tôn Kỳ đến chỗ an toàn. Nàng ngẩng đầu tung chưởng phá bội liên trưởng. Âm, 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 nàng tung liên hồi trăm trưởng vào tảng đá lớn. Vốn dĩ với thực lực của nàng không thể phá được, nhưng do tảng đá đã có sẵn nhiều vết nứt, chịu thêm một chút tác động khiến nó vỡ ra nhiều mảnh. Dạ tuyết vui mừng rồi lập tức tái mặt, mảnh đá đổ âm ầm lên đầu nàng. Tôn kỳ chẹp miệng, đúng là không có kinh nghiệm. Dạ tuyết lấy ra phạt tiên kiếm đánh phá đá rơi nhưng vô dụng đây không phải đá bình thường lại một lần nữa cho thấy sự thiếu kinh nghiệm của nàng. Ken kiếm gãy, âm âm đá rơi xuống, mấy tấm thuẫn chỉ trụ được mấy giây, đồng loạt bị đá đâm nứt bể. Dạ Tuyết phất cánh muốn trốn nhưng không kịp, rất nhiều đá đổ xuống, một bên cánh bị xé rách. Dạ Tuyết loạn choạng bay rồi rớt ầm xuống đất. Á! À. Dạ Tuyết hét lên, bị tảng đá đè lên người, bảo vật bảo vệ bị đá nghiền nát, xương sống thì rạn, xương sườn gãy mất mấy cái. Học tỷ không sao chứ? Tôn Kỳ chạy tới hỏi thăm, hắn cầm tay nàng cố kéo ra nhưng vô dụng. Á, à, đau, đừng kéo. Dạ Tuyết đau khổ kêu lên. Phải làm sao đây? Tôn Kỳ tỏ ra bối rối. Đẩy tảng đá. Á, à, Dạ Tuyết đang nói thì hét lên, nhăn mặt đau đớn. Tôn Kỳ liếc ra sau thì chân nàng dính dịch đen, cả ống chân hóa than dịch đen ăn lên đầu gối. Chân tỷ bị dính dịch đen phải làm sao đây? Tôn Kỳ gấp gáp hỏi. Còn hỏi. Nhanh cắt đi. Dạ tuyết gắt Tôn Kỳ đưa tay lên phất xuống. Phốc. Cắt đứt hai chân của nàng, máu ào ào chảy ra. Xe. Tôn Kỳ xé tay áo băng lại vết thương cho nàng. Hai ống chân bị dịch đen triệt để thôn phệ, cảm thấy vẫn chưa đủ, nó tràn tới chỗ dạ tuyết. Tôn Kỳ hư lạnh, búng ra một đống lửa dọa sợ nó âm um, trần hang vết nứt trải dài như mạng nhện chỉ sợ bất kỳ lúc nào cũng có thể đổ sập. Giả Tuyết gồng lên tất cả sức mạnh, nhưng dưới sự áp chế của đại đạo, nàng không thể hất ra được tảng đá. Tôn Kỳ cũng tích cực tìm cách, hắn cầm ra các loại vũ khí, đập đập phá phá nhưng tất cả đều vô dụng, đập một cái là bị gãy. Tôn Kỳ bất lực đưa tay đấm bộp bộp, bàn tay rỉ máu, hắn bất lực ngồi bệt xuống đất. Giả Tuyết tuyệt vọng, nước mắt muốn rơi nàng cắn răng làm ra quyết định cuối cùng. Ngươi bỏ mặt ta. Ngươi đi đi, dừng một thoáng nàng lại nói, ngươi nhắn với mẹ ta nói cho ta xin lỗi, không thể đáp ứng kỳ vọng của ngươi. Nói đến đây, từng giọt lông lanh nhẹ rơi. Tôn Kỳ bị xúc động lây, hai mắt đỏ đỏ. Tôn Kỳ siết chặt nắm đấm, nghĩ chính ngôn từ nói. Học tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ cứu tỷ ra, nếu không ta cùng chết với tỷ. Ngươi là kho điểm của ta a. À? Ta làm sao có thể để cho ngươi chết? Học đệ ngươi không cần như vậy, một người chết là đủ rồi. Dạ tuyết bị những lời của hắn làm cho xúc động nhưng vẫn tỏ ra kiên quyết. Tôn Kỳ không nói lời nào đứng phát dậy, liên tục dán nắm đấm lên tảng đá, máu tươi bật chảy. Tinh, tinh, giọt máu bắn lên mặt nàng. Dừng lại đi, dừng lại đi mà, dạ tuyết vừa khóc vừa năn nỉ. Tôn Kỳ ngoài mặt sắc đá như thế, không cảm xúc nhưng mà trong lòng la oai oái. Đau à. Vì kho điểm, ta nhịn. Hỏa hỏa, cho mượn ít lực coi. Tôn kỳ truyền âm. Không phải ngươi đang chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân rất vui sao? Hỏa hỏa biểu môi. Vui cái gì? Đau chết ta. Ta còn tưởng nãy giờ là ngươi đóng kịch. Ngươi còn dám mỉa mai ta. Được rồi. Không chọc ngươi nữa. Hỏa hỏa vui vẻ, một sợi hỏa đạo phóng thích cắt vào tảng đá, âm tảng đá nứt đôi. tôn kỳ mừng rỡ, không tin vào mắt mình, giống như ông trời nghe được tiếng kêu cầu khẩn khiết của hắn mà cho tảng đá vỡ đôi vậy. chỉ có điều thần kỳ mới giải thích được chuyện này. dạ tuyết cũng ngạc nhiên không kém. học tỷ đi được không? tôn kỳ hỏi. dạ tuyết kiểm tra sơ thân thể, lắc đầu. tôn kỳ không nhiều lời lập tức vác nạn lên lưng cổng dạ tuyết ban đầu còn dãy dụa nhưng nghĩ đến tình cảnh lúc này chỉ có thể như vậy tôn kỳ cổng nàng chạy đi thời gian cho bọn hắn không còn nhiều phải nhanh lên dạ tuyết ôm cổ hắn chợt trong đầu nàng lóe lên tia sáng cảm giác này hình như là có chút quen thuộc giống như là dạ tuyết ánh mắt dị dạng không phải là hắn chứ nàng ép mình vào người hắn thử so sánh với cảm giác lúc trước học tỷ có chuyện gì sao tôn kỳ quay đầu miệng cười tươi đôi mắt trong sáng không không có gì giả tuyết lập tức lắc đầu trong lòng lẩm bẩm ta bị sao thế này sao có thể là hắn được chẳng lẽ do quá bị ám ảnh nên nhìn ai cũng nghĩ là hắn tôn kỳ tiếp tục chạy giả tuyết nhìn phần vai cổ của hắn đột nhiên há miệng cắn một cái thật mạnh à tôn kỳ kêu lên học tỷ có chuyện gì vậy không có gì ngươi chạy tiếp đi giả tuyết nói cảm giác này là lúc chạy ra gần ngoài hắn thấy được mấy vị thần tộc khác cũng đang chạy nhanh lên có vị phong thần hối thúc tôn kỳ cổng dạ tuyết phóng ra ngoài ra hết chưa một vị phong thần lớn tiếng không biết nhưng không giữ được nữa rồi chắc là hết rồi thả ra thôi được mấy vị phong thần đồng loạt buông tay đạo thạch sụp đổ không phải ra bên ngoài mà sụp đổ vào trong dịch đen đang nuốt trọn đạo thạch. Mấy vị phong thần ngự không nhìn cảnh này vừa không hiểu vừa bất lực. Rốt cuộc đây là thứ gì? Đám học viên có đã rút về đảo Trùng Thiên, có đứng gần đó thấy cảnh này không khỏi bàn hoàng, nghi ngờ, thời gian qua mình dùng thứ này tu luyện sao? Âm, âm, dịch đen cuối cùng nuốt trọn đạo thạch, không những thế nó còn bắt đầu thôn phệ vạn vật đại đạo xung quanh. Dịch đen thôn phệ càng nhiều năng lượng càng tỏ ra linh trí, hình dáng nó dần định hình, khá giống một con ốc sinh trần một lượng dịch đen nhô cao như cái đầu có âm thanh phát ra nó không có mở miệng mà âm thanh này trực tiếp xông vào đầu khặc khặc thế giới này thật mỹ vị a à? khặc khặc tất cả các ngươi đều là thức ăn của ta tất cả học viên đột nhiên ông đầu đau đớn mấy vị phong thần nhíu mày đây là đạo ngữ học viên tất nhiên không nghe được chỉ cảm thấy có gì đó xung kích vào não chỉ có phong thần mới nghe hiểu Tôn Kỳ cũng ông đầu bắt trước, hắn có hỏa đạo bảo vệ nên không gặp vấn đề, hắn đã từng gặp tình huống tương tự, hắn biết là chuyện gì. Hỏa hỏa, thứ đó nói gì? Ngươi tự nghe đi. Hỏa hỏa búng tay, đạo hỏa mở ra ngũ giác cho Tôn Kỳ. Ngươi là ai? Đấu chiến thần hỏi, hắn dùng cũng là đạo ngữ. Quắc con, ta nhớ ngươi, ngươi là tên nhóc đi theo cái tên thập dương kia dịch đen nói. Đấu chiến, nó là thứ gì? thương quân nhìn đấu chiến hỏi đấu chiến nhíu mày sau một hồi suy nghĩ lắc đầu nói không nhận ra năm xưa đấu chiến theo thập dương thần chỉ là một tiểu đồng rất nhiều chuyện không biết không nhớ khặt khặt thật buồn cười ngày xưa bị ta dọa tè ra quần bây giờ lại nói không nhớ ta không hiển uy các ngươi cũng quên mất ta là ai nhớ ngày xưa tổ tiên các ngươi nghe thấy tên ta đã sợ khiếp vía hừ ăn nói săn bậy ngươi là cái gì thì cũng phải chết đấu chiến giơ tay chỉ trời thần lực cuốn quanh một cây đại bổng khổng lồ xuất hiện uy áp tràn lan đấu chiến không nhiều lời phất tay chỉ xuống oanh đại bổng đập đầu dịch đen vỡ nát dịch bắn tung tóe chỉ có như vậy mà cũng dám lớn lối thu đấu chiến khinh thường thu lại đại bổng nhưng hắn phát hiện không được khạc khặt chỉ có bằng này lực thôi sao? Còn không đủ gãi ngứa. Mạnh hơn nữa đi. Đấu chiến nhíu mày. Đại bổng bị dịch đen từ từ bao trùm nuốt lấy. Đấu chiến hừ lạnh, hắn biết không thể thu lại, quát, bạo. Oanh. Đại bổng nổ tung, dịch đen bắn tung tóe, nhưng lại từ từ tụ lại. Đây chỉ là mở màn thăm dò nhưng đủ chứng minh dịch đen lợi hại. Ngươi là ai? Đấu chiến lại hỏi nhớ kỹ tên ta lục thiên vi thánh nó sẽ ám ảnh các ngươi hàng đêm lục thiên vi thánh thương quân nhíu mày cái tên này hình như hơi quen sau đó ánh mắt hắn chợt bừng sáng thất thố kêu lớn là lục dục thiên ma một trong nhị ma dưới trướng kẻ phản bội lục dục thiên ma và thất tình tàn ma đám phong thần nghe được tên lục dục thiên ma lập tức bừng tỉnh bọn họ thường dùng cái tên này để nói về hắn cái tên phía trước đã bị xóa sổ trong quyển Chiến tranh thiên đường và địa ngục có ghi Mỗi sinh vật đều cần có dục để kích thích sinh sôi nảy nở Nếu tất cả đều vô dục sẽ dẫn đến tàn tuyệt Ban cho thiên thần 25 danh hiệu lục thiên vi thánh Chưởng quản lục dục gồm có Sắc dục, thấy các sắc xanh, vàng, đỏ, trắng và hình sắc nam nữ rồi tham đắm vào đó Hình mạo dục, thấy hình dung đoan chánh Tướng mạo tốt đẹp mà sanh lòng tham đắm Quy nghi tư thái dục, thấy tướng đi, đứng, nằm ngồi, nói cười mà sanh lòng ái nhiễm. Ngữ ngôn âm thanh dục, nghe tiếng nói trau chuốt êm ái thích ý vừa lòng, giọng ca lạnh lót, tiếng nói dịu dàng mà sanh lòng yêu mến. Tế hoạt dục, thấy da thịt của nam nữ mịn màng, trần láng mà sanh lòng yêu mến. Nhân tượng dục, thấy hình nam nữ dễ thương mà sanh lòng đắm trước. Sau đó lục thiên vi thánh đi theo kẻ phản bội, bị tước bỏ danh hiệu, đọa thành lục dục thiên ma. Trong trận chiến thiên đường và địa ngục, Lục Dục Thiên Ma sức chiến đấu cực cường, hại chết rất nhiều thiên thần, nhưng làm ác thì phải trả giá, hắn bị giam chết, phanh thay năm phần. Khặc khặc. Lục Dục Thiên Ma, thì ra các ngươi gọi ta là Lục Dục Thiên Ma. Được, cái tên này ta thích, dịch đen phát ra đạo ngữ. Không ngờ là Lục Dục Thiên Ma. Thống Soái bị làm sao, lại kéo thứ này trở về, một tên tân thần nghi ngờ nói. Hừ. Thống Soái làm việc Ngươi dám nghi ngờ sao? Đấu chiến không vui. Hắn là quân nhân, đối với thập dương thần trạng đầy tin tưởng. Ta không có ý đó. Nhưng thân là thống soái lại mang thứ này đến thần giới, nên có lời giải thích. tên tân thần miệng lưỡi cứng trắng đối đáp. Thần giới. Nếu vậy thì đây đúng là nơi đó rồi. Hắc hắc, xem ra tính toán của ta không sai. Lục Dục Thiên Ma bất ngờ lên tiếng cắt ngang. Thập Dương chính là một tên ngốc hắn còn tưởng đào móc được khối đạo thạch lớn. Khặt, khặt, đây chính là trái tim của ta, nhờ hắn đưa ta đến đây, ta một lần nữa có thể tái hiện thế gian. Thế giới này sẽ là thức ăn của ta. Đám phong thần nghe nói hiểu ra, đều là kẻ thông minh. Thập dương thần trúng kế của lục dục thiên ma. Hư. Nếu ngươi là lục dục thiên ma vậy thì không còn gì để nói. Ta tuyên bố kích hoạt tình trạng thời chiến. Tất cả nghe lệnh ta. Đấu chiến ra lệnh tại đây, xét về cấp bậc quân đội, đấu chiến là đại diện cao nhất. Hắn đứng ra hiệu lệnh, không ai có ý kiến. Một nhánh quân đội xuất hiện, thân mặt hoàng kim giáp, tay cầm trường kích, đài hồng dắt theo đao, kỷ luật nghiêm minh, tất cả đều là ngũ dực. Đây là thần vệ quân, nhánh quân đội mạnh nhất thường trú tại thần giới, dùng để bảo vệ lục đảo trùng thiên. Kết tru ma trận. Đấu chiến hét lớn. Thần vệ quân lập tức y lệnh. Lục Dục Thiên Ma đứng im tại chỗ, phối hợp chờ bọn hắn triển khai trận pháp. 125 vị thần vệ quân đứng tại các phương vị khác nhau, tay kết ấn ký. Vòng tròn phong ấn khổng lồ kết nối 125 vị trí, phong ấn hoàn thành từ từ hạ xuống, khóa lại Lục Dục Thiên Ma. Không gian ngưng động, thời gian ngừng trôi, đại đạo bị xóa nhòa. Đây là phong ấn tuyệt đối. "Sát!" đội trưởng thần vệ quân hét lớn. Trên trời cao một vòng ấn ký to lớn hiện hóa trút xuống vô tận hủy diệt lôi kiếp. Đánh cho lục dục thiên ma tan thành trăm ngàn mảnh. ục 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 đám dịch đen giống như bị nấu sôi, nổi bọt, bong bóng vỡ nổ bột, bột. Dịch đen đang sinh sôi. Hủy diệt lôi kiếp không những không giết được lục dục thiên ma, ngược lại khiến hắn mạnh hơn. Bãi dịch đen phình lớn ăn mòn ngược lại ấn ký. Khặt, khặt, tiếp đi, tiếp đi. Đấu chiến phất tay ra lệnh cho thần vệ quân lui, cách này không được. Không tấn công sao? Vậy để ta. Phốc. Vô số xúc tu bắn đi các hướng. Cẩn thận. Đấu chiến hét lên. Thần vệ quân nâng khiên. bụt, Dịch đen bắn lên khiên, phát ra tiếng ăn mọn xèo xèo. Á, à, một tên thần vệ quân kêu lớn, hắn bị xúc tu đâm xuyên thủng bụng, cả người đang bị hóa than. Không một chút suy nghĩ, Hắn cầm kiếm chém ngang nửa người, thân dưới rớt xuống, bị hắc hóa hoàn toàn. Thân trên sinh mệnh lực cấp tốc trôi qua, lập tức có đồng đội mang hắn đi, vẫn còn cứu được. Thần vệ quân chống lại xúc tu, thất bại chỉ là chuyện sớm muộn. Một cái xúc tu quất ngang đánh bay mấy tên thần vệ quân. Mấy cái xúc tu to lớn tung bay, thần vệ quân bị đánh tan tác, phong ấn ầm ầm sụp đổ. Lục Dục Thiên Ma càng đánh càng mạnh không ngừng hấp thụ năng lượng. Trên đầu con sên đã sinh ra hai mắt, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ đúng như hắn nói dục hỏa trùng sinh. Như vậy thì vô cùng nguy hiểm, một vị nguyên thủy thiên thần rất khó đối phó. Thần vệ quân rút. Phong thần lên. Đấu chiến ra lệnh. Món chính lên rồi. Lục dục thiên ma khiêu khích nói. Hư, ai là thức ăn của ai còn chưa biết. Thương quân cầm búi điểm không, một bức thiên địa hà đồ nhanh chóng hình thành, có núi sông, rừng rậm, đầm lầy. Thu, thương quân phất bút, lục dục thiên ma bị hút vào trong hà đồ nhưng chưa thu hết thì hà đồ đã bị ô nhiễm hắc hóa. Lúc này không phải hà đồ thu dịch đen mà là dịch đen đang kéo hà đồ vào trong bụng. Thương quân nhíu mày, phất tay, tản, hà đồ tan biến. Cùng lúc này, một cây hoàng kim thần thương hoàng ngang thiên địa lao xuống ghim chết hắc dịch. Có băng phong thần kiếm trúc xuống, băng hóa hắc dịch. Ngôn tình tổng tài có địa hỏa sụt sôi nấu chính hắc dịch có âm ba đánh hắc dịch tan tác hắc dịch dãy dỗ trong đau khổ không đơn giản thôn phệ như trước đó vì tất cả không phải bình thường công kích mà là đại đạo công kích lục dục thiên ma vốn là nguyên thủy thiên thần hóa thân của đại đạo muốn làm tổn thương hắn chỉ có đại đạo bình thường công kích chỉ có bị hắn thôn phệ quả nhiên muốn đối phó với hắc dịch chỉ có thể dùng đại đạo một vị phong thần an tâm nói hắc dịch tạm thời bị khống chế. Các ngươi chỉ có như vậy thôi sao? Lục dục thiên ma trống lên. Răng rắc, băng phong bị vỡ ra từng mảng, quan kiếm phong ấn bị xoắn nát. Thiên kích bị dịch đen bám vào ăn mòn ngược lại. Hỏa đạo hắc hóa bị nuốt chửng, các loại công kích đang dần tan vỡ. Trấn. Tứ môn thần hét lớn, bốn cổng thiên môn hạ xuống trấn áp hắc dịch. Chỉ là trò trẻ con. Lục dục thiên ma tỏ ra khinh thường hắc dịch như bong bóng xà phòng phình lớn, tứ trấn thiên môn không thể trấn áp, rồi đột nhiên qua. Bong bóng bể, hắc dịch bắn khắp nơi, tứ trấn thiên môn cũng theo đó tan nát. Mỗi một giọt hắc dịch đều có linh trí riêng, tự động bám lấy bất kỳ thứ gì có năng lượng. Đám học viên gần đó bị chấn kích bởi đạo ngữ của lục dục thiên ma, khi phong thần ra tay, bọn họ mới thoát khỏi, lông công ngồi dậy, ngay lúc này lại bị dịch đen bắn tới, phải nói là xui tận mạng, chỉ có thể tự trách mình tò mò mà dừng lại nơi này. Bọn họ nháo nhào bỏ chạy. Liên tục có tiếng kêu la thảm thiết do dính phải dịch đen. Tôn kỳ vác lên dạ tuyết chạy như bay, dạ tuyết lúc này qua nhiều lần bị thương, chịu xung kích thần hồn liền ngất đi. Không có đại đạo áp chế, bọn họ chạy rất nhanh. Nhưng dịch đen cũng đã mạnh hơn, phóng đi như tên bắn. Học viên rất nhiều tên bị dính, ngay cả tứ dực cũng bị. Tôn kỳ thế nhưng chỉ là liên tinh cảnh lại vác theo giả dạ tuyết, không bị sao. Không ai chú ý đến việc dịch đen phóng tới hắn đều bị chệch hướng, cảm giác như hắn vô cùng may mắn, luôn có thể tránh thoát trong đường tơ kẻ tóc. Nhanh đưa đám học viên ra khỏi đây. Đấu chiến hết lớn, ưu tiên lớn nhất vẫn là tính mạng học viên. Hư đám hoắc này sao còn dám ở đây, một vị phong thần bực mình mắng. Bọn họ phải tách ra vừa cứu học viên vừa đối phó với hắc dịch. Thần vệ quân hỗ trợ nhưng không giúp được nhiều, có khi còn phải được cứu lại. Khặt, khặt, chạy đi. Tuyệt vọng chạy đi. Lục dục thiên ma phát ra tiếng cười ghê rợn, công kích thần hồn. Đám học viên đang bay lập tức bổ nhào xuống đất như sung rụng, ông đầu lăn lộn. Không phải phong thần không chống nổi. Ác ma. Chớ có ngông cuồng, phong thần tức giận, đầy cũng quá không coi bọn họ ra gì. Bọn họ ra tay càng thêm cường mảnh, dịch đèn không ngừng bị đánh tan. Cảm thấy tách ra không ổn, dịch đen liền tụ lại chảy về một chỗ tạo thành bãi dịch lớn, một cái đầu thò cao nhô ra hai con mắt thêm một cái miệng, điều này cho thấy lục dục thiên ma đã lớn mạnh không ít, cứ tiếp tục thế này hắn có thể dục hỏa trùng sinh. Phong thần bao vây lục dục thiên ma, không có ra tay, cảm thấy không nắm chắc. Phải làm sao đây, một tên nhỏ giọng hỏi, hắn dùng tân ngữ, tin tưởng lục dục thiên ma nghe không hiểu. Sự thật cũng đúng như vậy, lục dục thiên ma giống như nghe tiếng ruồi bay u u. Muốn giết hắn phải ngăn cách đại đạo tuyệt đối." Đấu chiến nói. "Cũng biết là vậy, nhưng ở đây rất khó làm được, chỉ sợ hắn cũng biết điều đó sẽ không cho chúng ta cơ hội thực hiện." Một vị nói. Bọn họ thở dài. "Hắc, hắc, lũ quắc các ngươi câm hết rồi sao? Không biết làm sao thì gọi lão tổ tông các ngươi ra đây. Ăn các ngươi quá xương, mấy vị bằng hữu cũ có lẽ nhiều mấy điểm thịt." Lục Dục Thiên ma kích động. Đám phong thần nghiến răng tức giận. Lục dục, chớ có ngông cuồng, đúng lúc này có tiếng nói vang vang, thần sứ đạp bước thiên không, cửu dực diệu chiếu thiên địa, tay nâng bảo vật. Nhìn thấy bảo vật này, lục dục thiên ma lập tức sợ hãi. Vật trên tay thần sứ chính là cán cân công lý. Tôn kỳ nhìn cán cân công lý không khỏi quen mắt, chợt trong đầu lóe sáng nhớ lại năm xưa thông ngôn đại thánh dùng vật tương tự đỡ nguyền rủa lôi kiếp cho sứ thanh giang. Thông ngôn đại thánh từng được chiêm ngưỡng cán cân công lý, lòng sinh ngưỡng mộ, liền trở về chế tạo thứ phẩm cán cân công lý. Mặc dù chỉ là mô phỏng nhưng tác dụng thần kỳ có thể chuyển dời nguyền rủa lôi kiếp của sứ thanh gian cho các yêu tộc khác. Thần tộc phân chia luyện khí thành, phàm khí, tinh khí, linh khí, chí tôn, thánh khí, thần khí. Cán cân công lý không thuộc bản này. Cán cân công lý cao cấp hơn, thuộc về đạo khí, không những thế còn là chí tôn trong đạo khí. Không thể nào. Trực tự chẳng phải đã bị trọng thương, hắn không thể lúc này xuất hiện. Lục dục thiên ma kinh hải nói. Trật tự chính là tên ban đầu của tổng lãnh thiên thần công bằng và trừng phạt, chủ nhân của cán cân công lý. Hắn ký ức vẫn còn tại trong cuộc chiến, quen thuộc hơn với cái tên trật tự. Chỉ bằng một thân tàn phế như ngươi, cần gì ngài tổng lãnh. Thần sứ lạnh lùng. Lục dục thiên ma đảo mắt một vòng, rất nhanh đoán ra gì đó, hắn cười lớn. Khắc, khặt xem ra đúng là hắn bị thương chưa khỏi không có hắn ngươi dùng không được cán cân công lý hư ngu ngốc thần sứ mắng không muốn tranh miệng lưỡi tay nâng lên cán cân công lý miệng lẩm nhẩm chú ngữ cán cân công lý treo lơ lửng thiên không rủ xuống vạn đạo tinh quang như thác nước chiếu sáng đại địa tinh quang đổ xuống đầu tất cả mọi người tất cả đều đứng yên hồi hộp chờ đợi riêng chỉ có tôn kỳ cực tóc bỏ chạy hắn có nhiều tội a à rất nhiều tội hắn sợ cán cân công lý tác dụng thế nào hắn không biết nhưng chắc chắn sẽ hơn những gì hắn tưởng tượng nếu như bị cán cân công lý chiếu ra thân phận thật vậy thì hắn nguy to ngay cả hỏa hỏa cũng thu mình lại nhắc hắn đừng để cán cân công lý chiếu vào lục dục thiên ma ngước đầu nhìn không có chạy vì chạy cũng không có nghĩa lý gì hắn hiểu tính năng của cán cân công lý cán cân công lý nhắm vào hắn hắn không chạy được Ánh sáng cứ thế đổ trên người hắn, không có cái gì công kích. Trên hai đĩa cân công và tội, đĩa cân tội đang từ từ hạ xuống, cuối cùng trên thân cân hiện lên chữ tội. Kết quả đã có, là tội. Kết quả này không hề ngạc nhiên. Lục dục thiên ma lúc này lại vô cùng bình tĩnh, không tà ác, không cùng ngôn, không điên cuồng. Hắn nửa mặt nhìn, nhếch mép cười. Công là gì? Tội là gì? Hắn vốn là thiên thần, quản lý và bảo vệ thế giới, nhưng chỉ vì ý niệm khác liền bị phán là tội có công bằng không trên trời cao vô số thẩm phán chi kiếm xuất hiện trút xuống như mưa lục dục thiên ma cười lớn giang rộng thân thể đón nhận quảng cáo thần sứ thì ra đều là kế hoạch của bọn ngươi cố tình đưa ta đến đây hắn còn tưởng lừa được thập dương đưa hắn đến thế giới này không ngờ chính là đưa mình vào rọ thành cá trong chậu hắn đã thua chẳng còn lời nào để nói Thẩm phán chi kiếm rơi xuống cắm vào bãi dịch, đốt cháy phát ra tiếng xèo, xèo. Mấy vị phong thần xem mà tặc lưỡi, hiệu quả gấp trăm ngàn lần so với bọn hắn. Chí tôn đạo khí đúng là chí tôn đạo khí, không cần điều khiển vẫn vô cùng cường hoành. Không chỉ rơi trên người Lục Dục Thiên Ma, thẩm phán chi kiếm còn bắn phá đại địa, tại dưới sâu lòng đất phát ra tiếng xèo xèo, thì ra Lục Dục Thiên Ma đã sớm chia nhỏ nhiều phần, mừng nhờ đại địa che giấu chạy trốn nhưng mà sao có thể thoát được cán cân công lý thẩm phán chi kiếm bắn phá đại địa loạn xạ khiến đám học viên sợ mất mật lục dục thiên ma còn không chống được bọn chúng càng không thể một tên bị thẩm phán chi kiếm rơi xuống đầu sợ hãi cực độ ông đầu hét lên vụt thẩm phán chi kiếm xuyên qua người hắn chui vào trong lòng đất hắn từ từ mở mắt sờ soạn thân thể không bị sao hắn mừng mà rơi nước mắt trật tự cùng là thiên thần ngươi có cần đuổi cùng diệt tận vậy không lục dục thiên ma hét lên hắn sợ thật sự vì hắn đứng trước nguy cơ bị tiêu diệt hoàn toàn không thể trùng sinh trật tự ngươi ra đây ra đây cho ta thần sứ nhìn lục dục thiên ma từ từ bị tiêu diệt lạnh lùng không cảm xúc đây là hậu quả của việc phản bội mấy vị phong thần lúc này mới hiểu thì ra đây là kế hoạch tiêu diệt tận gốc lục dục thiên ma của thần sứ và thập dương thần Lục dục thiên ma để thập dương lấy đi trái tim Mục đích là xuống đại thế giới này trùng sinh Thập dương thuận thế mượn dùng cán cân công lý tiêu diệt hắn Đây là kế trong kế Một lúc sau cán cân công lý ngừng công kích Lục dục thiên ma đã hoàn toàn bị xóa bỏ Thần sứ phất tay thu lại cán cân công lý Trở lại lục đảo trùng thiên Chuyện còn lại giao cho các vị Thần sứ trước khi đi để lại một câu Mấy vị phong thần chấp tay chào trong đống đất đá rất nhiều học viên lông công bò dậy, đau nhức xương cốt. Âm. Tôn Kỳ hất người, đống đá bay ra, dưới người hắn là già tuyết, nạn vẫn đang bị ngất. May mắn chưa chết. Chợt hắn cảm thấy lạnh cả người, ngước đầu lên thì thấy một vị nữ thần mặc một bộ băng y, đầu đội vương miệng cao cao tại thượng, cúi mắt nhìn xuống hắn. Hàng khí từ vị phong thần này khiến hắn máu huyết như muốn đóng băng. Nàng phất tay cuốn đi già tuyết, rồi ném cho Tôn Kỳ một túi gấm, sau đó biến mất. Từ đầu đến cuối không nói một lời. Tôn Kỳ gãi đầu cười khổ, vị này hẳn là băng tuyết nữ thần, mẹ của dạ tuyết. Dạ tuyết đúng là hưởng di truyền từ mẹ, quá lạnh lùng đi, một câu cảm ơn cũng không có. Quảng cáo Nhưng khi hắn mở ra túi gấm thì ánh mắt tỏa sáng, ba kiện linh khí, thật đúng là nhà giàu. Nguyên sa trong đống đất đá bò dậy, hắn không chết, hắn cũng không biết vì sao mình không chết khi hắn rớt xuống dưới bị dịch đen nuốt chửng hắn mất đi ý thức lúc tỉnh dậy đã như thế này nguyên sa kiểm tra thân thể không có vấn đề quá lớn chỉ là những vết thương ngoài da mọi thứ còn lại đều bình thường chỉ là trong đồng tử xuất hiện một sợi lục quang nhưng ngay sau đó lại biến mất hắn không biết được rằng đã bị lục dục đại đạo xâm nhập lục dục thiên ma trong tên có chữ lục dục cũng không phải để trưng hắn gợi lên sáu dục vọng trong lòng nguyên sa ngoài việc đó ra hắn không hề động thêm bất kỳ tay chân gì nguyên sa vẫn là nguyên sa trước cán cân công lý bất kỳ thứ gì thuộc về lục dục thiên ma đều sẽ bị phát hiện và tiêu diệt nhưng chỉ cần như vậy là đủ mục đích hắn xuống đây chính là cái này cấy vào lòng thần tộc một hạt cỏ dại đây là kế trong kế lại lòng thêm kế thập dương thắng nhưng chưa chắc thắng lục dục thiên ma thua nhưng chưa chắc thua phải xem hạt cỏ dại này phát triển đến mức nào quyển phong thần bay một vòng phát hiện nguyên sa phất tay ném cho hắn một túi gấm nguyên sa mở ra túi phát hiện mấy viên đạo thạch nên biết để cắt được đạo thạch phong thần cũng mất chín trâu hai hổ sức lực quyển phong thần đưa tiễn một lần mấy viên đạo thạch đủ cho thấy mức độ quan tâm tới nguyên sa nhưng mà nguyên sa vẫn tỏ ra ái ngại yên tâm đạo thạch không vấn đề vấn đề là thứ dịch đen kia mà nó thì đã bị tiêu diệt hoàn toàn quyển phong thần giải thích hắn cũng không nói đấy là lục dục thiên ma nguyên sa chưa cần phải biết nguyên sa yên tâm cất đi túi gấm cố gắng tu luyện sớm ngày phong thần quyển phong thần để lại một câu rồi biến mất nguyên sa nhìn bóng lưng ánh mắt mông lung lần đầu tiên hắn được gặp phụ thân không giống lắm so với tưởng tượng của hắn nhưng cũng không tệ tất cả trở về lục đảo trùng thiên mọi chuyện coi như tạm kết thúc sự kiện lục dục thiên ma mang cho mọi người không ít chấn động phần lớn là cảm thấy sợ hãi ngay cả với phong thần nguyên thủy thiên thần quá mức cường đại bọn họ mới thực sự xứng với chữ thần trong tên tôn kỳ cũng nhờ vậy mà biết thêm được nhiều kiến thức mới cán cân công lý là bảo vật của tổng lãnh thiên thần công bằng và trừng phạt tự thân hoạt động cũng đã trấn áp tất cả nếu trong tay tổng lãnh thiên thần sẽ đáng sợ đến mức nào chỉ sợ ai cũng không thoát không những thế cán cân công lý còn đang duy trì sự tồn tại của thần giới nên nhớ thiên thần cấu tạo từ đại đạo khi đến thế giới này tự nhiên khí nơi đây chất lượng quá kém đại đạo của bọn họ bị tự nhiên khí dần ô nhiễm đây là vấn đề nan giải nếu như bọn họ muốn tiếp tục ở lại lâu dài quảng cáo nhưng nhờ có cán cân công lý tự nhiên khí được thanh lọc trở thành thần khí mặc dù còn chưa so được với đại đạo nhưng đã chấp nhận được nhưng thần khí không đủ dùng mỗi thiên thần chỉ cần hít một hơi thần khí sẽ trống không vì vậy bọn họ cần chìm vào trong ngủ say thần khí cũng chỉ có thể bao trùm lục đảo trùng thiên những nơi khác mặc dù vẫn trong thần giới nhưng lại không có thần khí tôn kỳ trở về mở ra túi gấm bên trong lấp lánh những viên đạo thạch số đạo thạch này chỉ sợ còn nhiều hơn bất kỳ vị nào phong thần hắn lúc đầu còn phân vân có nên sử dụng nhưng khi thấy quyển phong thần nói với nguyên sa hắn hoàn toàn yên tâm quyển phong thần sẽ không hại nguyên sa mà cũng thật kỳ lạ Rõ ràng lúc đó hắn thấy Nguyên Sa đã như mảnh chỉ treo chuông, không biết bằng cách gì lại có thể thoát được. Sự kiện lần này để lại cho hắn rất nhiều kích thích, hối thúc hắn phải nhanh lên. Hắn lúc này đã tại thần giới được hơn 20 năm, với thần tộc thì không tính là gì, với nhân tộc đó là cả một đời người. Nhân tộc tại ma giới hay yêu giới thường không sống quá 20 năm. Tại phạm giới, dưới lục đảo trùng thiên, tốt hơn một chút, 50 tuổi đã bước vào tuổi già, Sống thêm nhiều lắm 10 năm là chết. Trong lục đảo Trùng Thiên hoàn cảnh tốt hơn, có thể để con người sống tới 80 tuổi. Bình thường nhân tộc làm việc tới 60 tuổi thì được nghỉ hưu. Bọn hắn có hai lựa chọn, trở về phàm giới hưởng tuổi già bên dòng họ hoặc ở trong khu dưỡng già tại nhất đảo Trùng Thiên, cũng không hoàn toàn dưỡng già, bọn họ có thể trở thành người đào tạo thế hệ tiếp theo phục vụ thần tộc. Nhân tộc sống lâu nhất được ghi nhận là Thảo, hắn sống tới 500 tuổi cũng không có gì là hắn đã cống hiến rất nhiều nên thần tộc ban thiên tại địa bảo kéo dài mạng sống là điều hiển nhiên. Lúc này, A Hoàng A Tú khoảng 40 tuổi, Nguyễn Thị khoảng 30 tuổi, các nàng vẫn giữ được vẻ trẻ trung tuổi 20 nhờ tu luyện, được cải tạo thân thể và hoàn cảnh thần giới tốt. Nhưng các nàng sớm muộn gì cũng sẽ chết. Tôn Kỳ dự định bế quan trường kỳ, khi trở ra chỉ sợ các nàng đã thành nắm cho tàn. Bởi vậy tiếp đó mấy năm tôn kỳ để ba bọn họ giúp mình thử nốt các phương pháp còn lại. Tất cả kết quả đều không làm vừa lòng hắn. Xem ra nhờ người khác không bằng chính mình cảm nhận. Chuyện này không vội, quan trọng nhất lúc này là nâng cao thực lực. Trước khi bế quan hắn viết cho A Hoàng, A Tú, Nguyễn một bức thư, đại ý trong thư nói các nàng làm việc rất tốt, khi các nàng nghỉ hưu mong thưởng thêm cho các nàng. Thần tộc quản sự đọc thư của hắn chắc chắn sẽ không từ chối, chỉ là một yêu cầu nhỏ mà thôi. A Hoàng và A Tú muốn ở lại cho đến hết đời, dù sao tại phạm giới, các nàng cũng không thân không thích. Nguyễn thì muốn trở về, hắn không ngạc nhiên với quyết định của nàng. Hắn là nàng muốn truyền lại khẩu quyết tu luyện cho nhân tộc. Hắn không ngăn cản, hắn muốn dùng nàng như một phép thử. Thứ nhất là kiểm tra cách nghĩ của thần tộc về việc con người có thể tu luyện. Hàng thuyên có thể không để ý nhưng chắc gì các thần tộc khác cũng như vậy, ai cũng có sự ích kỷ trong lòng, liệu bọn họ có dám để nhân tộc cuộc khởi? Thứ hai là kiểm tra nhân tộc đối với tu luyện sẽ như thế nào, làm tham khảo để hắn tìm ra một loại công pháp mà đa số nhân tộc đều có thể tu luyện và phát triển nhanh chóng. Tôn Kỳ bắt đầu tiến hành hợp nhất các viên tinh thần. Hai viên tinh thần khổng lồ ầm ầm xô vào nhau, sóng chấn động khuếch tán, thần hải rung động. Tôn Kỳ nhăn mày nghiến răng, rên lên thành tiếng, cực kỳ đau. Hai viên tinh thần bài xích lẫn nhau, Tôn Kỳ huy động thần khí hóa thành sợi xích khóa lại hai viên tinh thần, bắt chúng dung hợp. Tinh thần càng lớn lực đẩy càng lớn và ngược lại, nhưng tinh thần nhỏ không phải là điều tốt. Một tháng sau, cố gắng duy trì liên tục, hai viên tinh thần cuối cùng cũng hợp nhất, ngay lúc này Tôn Kỳ cảm giác tinh thần sinh ra một cổ lực lượng kỳ diệu. Tinh thần hắn tách khỏi cơ thể, thần nhãn mở ra, hắn tiến vào trạng thái thần du thái hư hắn lúc này hoàn toàn chỉ có ý thức trong suốt vô hình giống như ở giữa làng ranh tồn tại và không tồn tại trạng thái này kéo dài hay ngắn phụ thuộc vào kích thước tinh thần tôn kỳ bay xuyên qua trần vách bay lên thẳng trời cao cúi đầu nhìn xuống rất nhiều sự vật bình thường bây giờ lại cho một cảm giác khác thuần túy hơn chân thật hơn giống như thấy được bản chất của vạn vật hắn ngước mắt nhìn thấy trời không giống trời thấy mây không giống mây hắn thấy được cả gió không khí sóng âm, những thứ mắt thường không nhìn thấy. Bay lên chạm tầng trời, phía trên nửa chính là tinh không vũ trụ, hắn cúi đầu nhìn xuống, một góc thần giới thu trọn vào trong mắt, cảnh quan nguyên sơ kỳ vĩ, lục đảo trùng thiên trôi nổi giữa không, tôn kỳ nhìn tới nhìn lui cũng không phát hiện có đảo thứ bảy, vậy mà không biết là tên nào đồng bậy có thất đảo trùng thiên. Hắn bay lòng vòng, bay khắp nơi nhìn ngắm vạn vật, đạo tâm rung động đang dần lớn mạnh hắn thấy được mọi người sinh hoạt nhưng không có ai thấy hắn. Trần Dung đang đánh đàn, Trần Kỷ đánh trống, Nguyên Sa luyện quyền, Ngọc Ly đọc sách, Tử Lão uống rượu, ưm. Tử Lão nhàn hạ, lần nào gặp cũng thấy Lão uống rượu. Hắn bay vòng quanh đưa ngón tay móc mũi chọc Lão, chợt Lão đưa mắt nhìn thẳng mặt hắn, Tôn Kỳ giật bắn mình tưởng bị phát hiện. Bớt. Tử Lão đưa tay vỗ, căng nhằn. Con ruồi nhỏ, làm phiền ta uống rượu tôn kỳ vuốt ngực thở phào thì ra là con ruồi không phải hắn chứ với trình độ của tửu lão làm sao có thể nhìn ra hắn không chơi với lão nữa tôn kỳ lúc này trong đầu lóe ra ý tưởng đen tối hắn muốn nhân cơ hội này tra xét một số chuyện bí mật của thần tộc ví dụ như bảo khố thư phòng bí cảnh nơi càng quan trọng bảo vật sẽ càng giá trị hắn bay lên đệ lục đảo trùng thiên nhưng chưa kịp đột nhập lên đảo đột nhiên có một người mặc quân giáp ngăn lại tôn kỳ ngạc nhiên bị phát hiện rồi sao ngươi lần đầu hóa đạo quan thiên vị tướng quân này hỏi tôn kỳ quay trái quay phải không thấy ai là đang nói chuyện với hắn ngơ ngơ một lúc thì gật đầu tôn kỳ có thể xác định vị này nhìn thấy hắn thì ra trạng thái này gọi là hóa đạo quan thiên được rồi vậy thì không trách ngươi ngươi có thể bên ngoài quan sát vạn vật có lợi hơn cho ngươi đừng có lòng vòng chạy loạn lục đảo trùng thiên có rất nhiều cấm địa Xong bược cẩn thận bị phạt, vị tướng quân này nhắc nhở, sau đó lão chỉ về một hướng nói, bên kia là kim nguyên điện có tác dụng hỗ trợ trạng thái hóa đạo quan thiên, ngươi thử đến đó đi. Tôn Kỳ gật đầu, ngoan ngoãn chấp tay rồi lui đi, hắn nhận ra vị này là một vị phong thần tham gia trận chiến với dịch đen, thì ra trạng thái này của hắn cũng không phải hoàn toàn vô hình, phong thần vẫn là dễ dàng phát hiện. Không ngờ là thần tộc còn tạo ra cả một cái kim nguyên điện để hỗ trợ việc này. Tôn Kỳ theo hướng chỉ tay phóng đi, rất nhanh hắn thật nhìn thấy một cái kim điện 10 tầng nằm bên cạnh nhất đảo trùng thiên, lơ lửng giữa không trung. Quảng cáo Ngôn tình hoàng Thật quái lạ Tôn Kỳ nhớ kỹ đã từng đi qua chỗ này, rõ ràng không phát hiện cái điện nào, bây giờ lại thấy, chẳng lẽ kim nguyên điện tồn tại đặc thù, chỉ có trạng thái này hoặc phong thần mới có thể nhìn ra. Khi hắn tới trước kim nguyên điện thì có một vệ binh trạng thái giống như hắn, nhưng có vẻ không phải là người thật, nó máy móc giơ tay chặn nói. Một trăm điểm một giờ. Tôn Kỳ cười khổ, tại đây cũng tính điểm sao? Thật khổ quá mà. Nhưng ta không mang theo thẻ. Ở trạng thái này, Tôn Kỳ ngoài chính bản thân mình không mang theo được bất kỳ thứ gì. Đọc số thẻ, sẽ tự động trừ, về sĩ máy móc nói. Tôn Kỳ gãi đầu sầu khổ, đúng là đi đâu cũng cần điểm. Hắn đọc số thẻ, sau đó bước vào trong. Kim nguyên điện tầng thứ nhất đặt đồ vật. Tầng thứ hai thực vật. Tầng thứ ba động vật. Tầng thứ tư vi sinh vật. Tầng thứ năm họa đồ thiên nhiên. Tầng thứ sáu mặt trăng, mặt trời, tinh tú. Tầng thứ bảy vũ trụ tổng quát. Tầng thứ tám phát họa thần hồn sinh vật. Tầng thứ chín đại đạo. Tầng thứ mười một hạt cải. Thần tộc suy nghĩ tương đối chu toàn, trạng thái hóa đạo quan thiên là một bước quan trọng để tìm hiểu vạn vật đại đạo nhưng mà trạng thái này không kéo dài lâu cũng không dễ có được nếu như một người tu luyện hỏa đạo để tìm hiểu hắn phải bay khắp thế gian nhìn qua tất cả các loại lửa không những thế cũng phải quan sát các đại đạo khác vì vạn đạo vốn tương quan chỉ sợ chẳng có ai làm được vậy nên thần tộc gom các loại đồ vật đặt trong kim nguyên điện chính là cho ngươi một cơ hội quan sát tổng quan mà không cần đi đâu đây là một hỗ trợ cực lớn nhưng mà làm tôn kỳ sợ mãi cũng không thấy tóc chính là vì sao tầng thứ 10 lại là một hạt cây. Đây là cái gì dụng ý? Mấy tên thần tộc này toàn thích chơi trò thần bí, nói thẳng ra không được sao. Được rồi. Không chấp bọn hắn, tranh thủ thời gian tu luyện thôi. Nửa ngày sau, Tôn Kỳ đang tỉnh tọa tu luyện, thì chợt có một lực hút cực mạnh, hắn chưa kịp hiểu chuyện gì, mở mắt ra đã trở về lại thân thể, viên hợp tinh lúc này đã trống rỗng thần lực. Quảng cáo tôn kỳ hấp thụ thần khí bổ sung hợp tinh nhưng vẫn không thể tiến vào trạng thái hóa đạo quan thiên xem ra chỉ có thể tiếp tục hợp tinh lần thứ hai hợp tinh hắn không vội đến kim nguyên điện quá đắt hắn nhớ lại lời của hàn thuyên nói nếu rảnh thì đến nơi ở của thảo xem thử nhưng mà hắn đã lục qua tất cả bản đồ hỏi mấy vị học huynh bọn hắn đều nói không biết tửu lão thì khẳng định thảo sống tại đệ nhất đảo trùng thiên vị trí cụ thể thì lão cũng không biết lão vốn vô tâm nhớ chi những chuyện đó tôn kỳ sau đó cũng không nghĩ nữa nhưng hôm nay bắt gặp kim nguyên điện hắn nghĩ có hay không chỗ ở cô thảo cũng là như vậy hắn có thể lợi dụng trạng thái đặc thù này tìm kiếm tôn kỳ bắt đầu bay khắp đệ nhất đảo trùng thiên bay lên bay xuống bay xuyên vào trong đảo bỏ ra mấy tiếng đồng hồ tìm kiếm hắn cuối cùng cũng phát hiện ra nơi ở cô thảo nằm ngay dưới nhất đảo trùng thiên trôi lơ lửng giữa không thật giống như một viên đá tách rời sắp rớt, ở vị trí chắc chắn sẽ không ai để ý. Khi Tôn Kỳ xông vào trong tiểu đảo thì lập tức bị một màn trắng vô hình ngăn lại, ngay cả trạng thái hóa đạo này cũng không vào được. Tôn Kỳ trở lại thực tại, hắn dùng chân thân tiến vào. Ầm. Uhm. Tôn Kỳ bị màn trắng bắn ngược ra. Hắn xoa xoa khối u trên trán, chân thân cũng không vào được sao? Đúng lúc này màn trắng sáng lên, một dòng chữ xuất hiện. Đây là nơi được bảo tồn không phận sự miễn vào. Tôn Kỳ gãi cầm, không phận sự, vậy thế nào mới là có phận sự? Hắn cầm thẻ định danh đưa lên phía trước, có ánh sáng quét một cái. Thẩm văn, học viên học đường năm nhất, không đủ thẩm quyền. Tôn Kỳ cười khổ, phải làm sao đây? Hắn chợt nhớ đến ấn ký hàng thuyên bang, nếu hàng thuyên nói hắn tới đây, hẳn là biết chuyện này. Tôn Kỳ giơ tay lên, ấn ký tỏa sáng, màn trắng tự động mở ra một đường tôn kỳ mỉm cười quả nhiên là như vậy hàn thuyên đã tính trước chuyện này hắn bước vào trong nơi đây không có gì quá đặc biệt ngoài việc thần khí mỏng manh hơn đệ nhất đảo nơi này rộng gấp đôi biệt phủ của hắn trung tâm là một căn nhà gỗ bên cạnh có cái ao một vườn cây một con đường lát gạch và một vài tiểu tiết khác tôn kỳ chậm rãi bước trên con đường nhỏ có chút hồi hộp đây có thể là nhân tộc kiệt xuất nhất mà hắn có thể khảo chứng được quảng cáo Tên nhân tộc tại ma giới mang đạo thể nhưng chưa kịp nở rộ thì đã bị giết chết, chỉ còn lại cái xác. Kiêu thì quá cương mảnh chết càng thảm hơn, chỉ còn bộ xương, nhưng mà cũng không yên bị dằn vặt lên xuống. Thảo có vẻ tốt nhất. Tôn Kỳ đến trước cửa, chỉnh đốn lại y phục, đưa hai tay chuẩn bị đẩy cửa, bỗng nhiên hắn dừng lại, nhìn sang ngang, cái cây bên nhà thu hút sự chú ý của hắn. Tôn Kỳ lại gần cái cây, cây cao gấp đôi hắn, cành lá xanh mướt, có 42 viên trái cây, trái vỏ đỏ hơi có gai, cũng không quá đặc biệt. Chỉ là hắn thấy rất quen, hình như đã thấy ở đâu đó. Hắn vắt óc suy nghĩ, một lúc sau, ánh mắt chợt lóe sáng. Là lệ chi. Trong sách có ghi, lệ chi là giống cây lạ, dễ trồng nhưng cực khó kết trái. Để cây ra hoa cần tưới bằng nước mắt người quân tử, những bông hoa nở ra trắng ngần. Để trái thành thục cần tưới bằng máu người quân tử, trái chính sẽ chuyển màu đỏ lệ chi viên ngoài vỏ đỏ, trong ruột trắng, lõi hạt nâu. Công dụng không có nhiều ghi chép vì trái này quá hiếm, không đủ số lượng để làm nghiên cứu phân tích. Tôn Kỳ nâng lên phiến lá, trên cây có 42 trái, xem ra máu và nước mắt thảo đổ ra không ít. Nhưng vì sao chứ? Tạm thời không động đến lệ chi, hắn đẩy cửa đi vào. Căn nhà đơn sơ, không có lấy một hạt bụi, không có khí tức hữu hóa, cảm giác mọi thứ luôn như vậy từ trước đến nay, thời gian như bỏ qua nơi này bên trong không có nhiều vật dụng nhiều nhất vẫn là giấy viết ghi chép lại công trình nghiên cứu của thảo tôn kỳ liếc mắt trên sắp giấy phải công nhận là thảo bác đại tinh thông từ toán học kiến trúc hội họa đến ngôn ngữ máy móc vật dụng vật chất tất cả đều có nghiên cứu mà lại kiến thức rất sâu tất nhiên với thần tộc hiện giờ đều là những phổ thông kiến thức thần tộc đã tận dụng hết những công trình này vậy nên hắn không quá để ý đưa mắt nhìn sang thứ khác. Trên vách có treo một bức tranh, là tranh tự họa. Một vị trung niên nam tử dáng đứng ưu nhã, khuôn mặt tuấn tú toát ra vẻ trí thức, yếu đuối, khóe môi cong nhẹ như cười như không. Là hình tượng điển hình của một người có học. Tôn Kỳ nhìn bức tranh, chỉnh sửa y phục, chắp tay vái một cái, tự trong đáy lòng kính trọng. Tiếp tục xem xét xung quanh, không có thứ hắn cần, vậy mà hàng thuyên nói hắn có thể nhận được gợi ý từ chỗ này tôn kỳ đi tới đầu giường phát hiện có một hộp nhạc hắn nhẹ nhàng cầm lên vặn dây cót tinh 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 những nốt trong trẻo vang lên khiến tinh thần người nghe thoải mái tôn kỳ nhắm mắt hưởng thụ chợt két một âm lỗi chói tai nghiền nát ý cảnh khiến tôn kỳ nhăn mày tôn kỳ cầm hộp nhạc ngắm nghía bên cạnh nút dây cót còn có ba nút khác để tinh chỉnh nhạc hắn không phải là người theo chủ nghĩa hoàn hảo nhưng âm sắc lỗi làm hắn chói tai Hắn muốn sửa lại chiếc hộp. Hắn không hiểu cấu tạo của chiếc hộp nên không biết lỗi sai ở đâu. Không sao. Hắn dùng thần ý quét chiếc hộp, chỉ cần nhìn thấu chiếc hộp là sẽ rõ. Không qua được. Tôn Kỳ hơi ngạc nhiên, lại đổi dùng thần thức. Vẫn không được. Chiếc hộp này được cấu tạo từ một loại gỗ đặc biệt có thể ngăn cản mọi sự thăm dò. Tôn Kỳ lật trái lật phải, phát hiện các khớp nối cực kỳ khít, không có chốt mở. Điều đó cho thấy Thảo đặt không ít công sức vào chiếc hộp. Tôn Kỳ lúc này trong đầu gợi lên nhiều suy nghĩ, phải chăng trong chiếc hộp này giấu chính là bí mật của Thảo? Tôn Kỳ giơ tay muốn đập nát nhưng một thoáng suy nghĩ lại thôi. Hắn tin với trí tuệ của Thảo hẳn là đoán ra tình huống này, nếu hắn là Thảo, hắn sẽ chế tạo cơ quan tự hủy, chôn giấu đi bí mật mãi mãi. Nếu muốn biết trong hộp giấu thứ gì chỉ có thể từ nốt nhạc lỗi phá giải. Nói về âm luật không dám nói là tông sư nhưng hắn cũng có một trường kinh nghiệm, thông hiểu rất nhiều loại nhạc cụ. Hắn bắt đầu dùng ba nút vặn chỉnh lại chiếc hộp, hắn cảm thấy vô cùng hứng thú, coi như là một lần đối đầu nho nhỏ giữa hắn và Thảo. Một giờ, hai giờ, một ngày, một tháng. Tôn Kỳ muốn điên hết cả đầu, vò đầu bứt tai. Ba tháng này hắn ngồi bất động nghiên cứu hộp nhạc, tóc như ổ quả, quần áo sọc sệt nhưng chẳng có chút kết quả. Hắn đã tham khảo qua tất cả những nhạc phổ, văn thơ tác phẩm của thảo để tìm manh mối kết quả thu được chỉ là con số không to đùng thảo thật quá đáng có còn là người nữa không hắn mắng trong lòng khoan đã người thảo là nhân tộc hắn để lại bí mật chắc chắn sẽ không muốn rơi vào tay thần tộc hắn sẽ để lại cho nhân tộc vậy phá điểm chính là thứ nhạc nhân tộc có mà thần tộc không có tôn kỳ cảm giác mình đã đến rất gần đích hắn lên dây cót nghe lại một lần nữa một lần nữa rồi lại một lần nữa bài nhạc này hình như hắn biết là một bài đồng dao tôn kỳ nhớ lại tuổi thơ khi còn là một cậu nhóc sống cùng cha mẹ tại bình nguyên nhớ những đêm gió lạnh rút trong lòng mẹ nghe mẹ hát tôn kỳ một lần nữa vặn dây cót tin 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 hắn bắt đầu lẩm nhẩm theo điệu nhạc một bầy trẻ nhỏ bịt mắt bắt dê dê vấp bờ hè ngã kềnh bốn vó mọi người cười rộ cố đuổi vòng quanh dây chạy thật nhanh túng ngay một chú bài đồng dao bịt mắt bắt dê tôn kỳ vừa hát khóe mắt cay cay nhớ về hơi ấm cha mẹ theo điệu nhạc bài đồng dao hắn vặn chỉnh lại hộp nhạc khi các nốt vào đúng nhịp thì tách bệ hộp nhạc đẩy ra một cái ngăn nhỏ tôn kỳ ánh mắt sáng rực quả nhiên là như vậy hắn còn nhớ trước đây trong cổ thư của ma tộc có đọc được thông tin về một tên nhân tộc kiệt xuất bị thần tộc mang đi tên nhân tộc này hẳn là Thảo. Cũng chứng minh Thảo chính là xuất phát từ Bình Nguyên, vì nhân tộc có văn minh chỉ có ở Bình Nguyên và Phạm Giới, nếu ở Phạm Giới, ma tộc là không thể nào biết được. Ma tộc chỉ cần tiến vào thần giới sẽ ngay lập tức bị phát hiện, chứ đừng nói đến vào tận Phạm Giới dưới chân lục đảo Trùng Thiên. Thảo và hắn đồng xuất Bình Nguyên, thật không ngờ mà. Xem ra Thảo trong lòng vẫn không quên nơi sinh ra, bài đồng giao khắc sâu vào tim, trùng hợp hắn cũng là như vậy. Tôn Kỳ xem xét ngăn nhỏ, bên trong có 149 hạt gạo, trên mỗi hạt gạo được đánh số và có một chữ. Tôn Kỳ nhíu mày, lại một câu đố nữa sao? Hắn phất tay, 149 hạt gạo bay lên lơ lửng giữa không trung xếp thành mặt vuông. 149 chữ này hẳn là di ngôn của Thảo nhưng làm sao để có thể sắp xếp 149 chữ này thành một bài có nghĩa? Phải tính tới cả trường hợp lặp lại chữ. Vậy thì sẽ có vô số khả năng không biết quy luật là không thể nào giải được. Tôn Kỳ vào đầu, Thảo, ông lại chơi trò gì nữa đây? Gợi ý. Gợi ý ở đâu? Tôn Kỳ lại bắt đầu lục tung mọi thứ tìm manh mối, vắt óc suy nghĩ Thảo thích cái gì, làm cái gì, tính cách gì, thật là nhức đầu. Những hạt gạo này được đánh số, hẳn là một công trình nào đó liên quan đến số học, công trình dãy số nổi tiếng nhất của Thảo là dãy Fibonacci, khi Tôn Kỳ thử qua thì không đúng. Sau đó hắn phát hiện Thảo nghiên cứu khá sâu về tỷ số giữa chu vi với đường kính của một đường tròn. Thảo gọi là số pi, là một số có phần thập phân vô tận. Thảo đã tính ra số pi với một nghìn chữ số thập phân. Thật sự là đáng nể. Tôn Kỳ bắt đầu đối chiếu giữa số pi và hạt gạo thì phát hiện tạo thành được câu có nghĩa. Số pi chính là chìa khóa giải mã. Nhưng biết là một chuyện, giải cũng không dễ. Ví dụ số 137, nó có thể ám chỉ hạt gạo số 1, số 3 và số 7. Cũng có thể là hạt gạo số 1 và số 37. Hoặc hạt gạo số 13 và số 7. Với 1.000 chữ số thập phân và 149 hạt gạo, có thể tạo ra cực nhiều biến thể. Lại thêm một tháng, hắn cuối cùng cũng giải xong 149 hạt gạo. Đây vừa là di thư vừa là nhật ký của Thảo. Chào người lạ. Người có thể là nhân tộc cũng có thể là thần tộc. Ta để lại thứ này cho nhân tộc nhưng nếu ngươi là thần tộc thì cũng không sao. Ta đã chết, thần tộc biết còn liên quan gì đến ta đâu. Ngươi muốn cái gì? Ta chỉ có một căn nhà nhỏ, một gốc cây, ba tấc ruộng, bốn mét ao vuông. Để ngươi thất vọng rồi. Hay là nghe ta nói về chính mình đi. Thành tựu lớn nhất của ta là sáng tạo ra tân ngữ. Ngươi nghĩ là ta tốt bụng sao? Sai rồi mục đích của ta chính là muốn gieo xuống cỏ dại trong lòng thần tộc đọc tới đây tôn kỳ dừng lại suy tư vì sao thảo lại nói như vậy chợt ánh hắn lóe sáng hắn hiểu được trí tuyệt thiên hạ không hổ là trí tuyệt thiên hạ nên nhớ ngôn ngữ cơ bản của thần tộc là đạo ngữ đạo ngữ một chữ ẩn chứa ngàn vạn thông tin đạo ngữ không có nói dối vì đạo là duy nhất không thể ngụy tạo che giấu hàng ngữ là sự đơn giản hóa của đạo ngữ mặc dù không tuyệt đối như đạo ngữ nhưng cũng được tám chín phần bản sắc bởi vậy trước thời đại tân thần thần tộc đối xử với nhau rất chân thành nhưng khi tân ngữ xuất hiện mọi thứ đã khác tân ngữ là chữ tượng thanh ghi lại cách phát âm vì vậy đối với tân ngữ nghe được thì nói được nói được thì viết được viết được thì đọc được đọc được thì nghe được so với hàng ngữ tân ngữ dễ học hơn gấp nhiều lần nhưng tân ngữ có một khuyết điểm hoặc cũng có thể không phải khuyết điểm, đó là không bị ràng buộc. Người dùng tân ngữ có thể thoải mái nói dối, chứng gian, khoác lác, bị đặt, vu cáo, chuyện này nhất thời sẽ không có vấn đề nhưng lâu dần sẽ khiến thần tộc dần biến chất. Chiêu này của Thảo thật quá độc, là âm mưu cũng là dương mưu. Thần tộc không thể không dùng tân ngữ. Tiếp tục di thư. Ta từng một lần gặp tổng lãnh thiên thần, ngài ấy khiến ta tuyệt vọng ta từng có ý định giúp nhân tộc cuộc khởi chân chính trở thành đại tộc mà không phải sống dưới chân kẻ khác ta gặp qua hàng thuyên thập dương bọn chúng mạnh nhưng ta tự tin vẫn có thể đấu trí được nhưng mà ngài ấy thật quá đáng sợ chẳng ngôn từ nào có thể diễn tả được người có biết câu đầu tiên ngài ấy nói với ta là gì không người có muốn trở thành nhân tổ ta nghe xong mà chết cứng tại chỗ tôn kỳ độc đến đây cũng không khỏi lạnh sống lưng trái tim loạn nhịp đập một cái rồi dừng rất lâu rồi mới đập tiếp một cái thật mạnh. Nhân tổ Tổng lãnh thiên thần đề nghị Thảo thành nhân tổ. Kết quả thì đã biết, Thảo không đồng ý, nhưng vì sao? Hẳn là người biết ta từ chối. Vì sao ư? Vì sợ. Ta nghi ngờ đây là tổng lãnh thiên thần thử mình, nếu gật đầu sẽ bị giết ngay lập tức. Chưởng quản thần tộc sao có thể giúp kẻ có thể trở thành địch thủ chứ? Ta sau đó càng thêm thu liễm, dù bị hàng thuyên chèn ép đủ kiểu, ta vẫn mỉm cười cho qua, không tranh miệng lưỡi với hắn nữa. Hàng thuyên, kẻ này thật thú vị. Vừa là địch thủ vừa là tri kỷ. Hiểu hắn chỉ có ta, hiểu ta chỉ có hắn. Nếu cả hai có thể cùng nhau ngồi xuống nói chuyện chính là niềm vui sướng nhất đời này. Chuyện đời này ta không làm được, ta hy vọng thế hệ sau có thể thừa kế. Ta đã truyền xuống một bộ khẩu quyết cho một tên nông dân, hy vọng hắn có thể truyền bá rộng rãi, đặt nền móng vững chắc cho nhân tộc cuộc khởi. Đến đây, Tôn Kỳ có thể khẳng định một chuyện, Thảo không có hậu nhân đúng như Hàng Thuyên từng nói, có lẽ cũng vì sợ. Thảo sau đó còn làm rất nhiều chuyện, mục đích là gieo xuống hạt giống và cỏ dại, nếu cho Thảo có tuổi thọ nhiều như thần tộc, chỉ sợ hắn đã làm nên gì đó. Đáng tiếc, tuổi thọ hắn quá ngắn, chỉ có 500 năm. Thảo dù có thông minh tuyệt đỉnh thế nào cũng không thể lường hết tương lai. Hạt giống hắn gieo vào nhân tộc không được chăm sóc dần trở nên tàn lụi, đến thời Uyển thì bị Tôn Kỳ đánh gãy hoàn toàn, thay vào một cái khác. Có dại thì phát triển quá chậm, từ thời thảo đến nay đã qua 7 triệu năm, thần tộc không có nhiều biến xấu, biết tận dụng triệt để đặc điểm tân nữ nhất có lẽ là Tôn Kỳ, lừa gạt, nói dối, vu cáo, nịnh hót, hắn dùng thành thục. Nói đến đây thì phải cảm ơn thảo, nếu không có tân nữ, hắn rất bó tay bó chân. Tôn Kỳ đọc xong di thư, Hít một hơi sâu, hắn cần bình tĩnh lại, có quá nhiều thông tin hắn phải tiêu hóa. Nhưng phải khẳng định một điều, Thảo đúng là trí tuyệt thiên hạ. Tính toán thật độc ác, âm mưu cũng là dương mưu. Tôn Kỳ ngay sau đó cầm chiếc hộp nhạc trở về, hắn phải lập tức thông báo chuyện này cho. Hàng Thuyên. Đúng vậy. Phải nói cho Hàng Thuyên biết. Thảo A. Ngươi tuy tài giỏi, úp xuống nhiều lá bài nhưng chẳng giúp gì được cho ta. Nên ta phải bán ngươi. Lần trước bán uyên không được, lần này bán thảo không tin không bán được giá cao. Tôn Kỳ trở lại trong mật phòng, kích hoạt ấn ký trên tay. Từ ấn ký bắn ra một chùm sáng, ảo hóa thành một hình người đang ngồi đọc sách. Có chuyện gì sao? Hàng Thuyên hỏi. Tôn Kỳ lập tức chấp tay hành lễ, sau đó kể lại sự việc, tất nhiên bỏ qua chuyện bài đồng giao, đặc biệt nói đến tác hại của tân ngữ. Sau khi kể xong, hắn trịnh trọng nói. Thưa thầy, Âm mưu của Thảo đã quá rõ ràng, không biết hắn còn ẩn giấu cái gì lá bài, chúng ta cần phải ra tay diệt có tận gốc. Hàng Thuyên chỉ nhẹ gật đầu, không làm ra cái gì biểu cảm. Những chuyện này ta đều sáng tỏ. Tôn Kỳ trận mắt. Hàng Thuyên giải thích. Ban đầu khi biết, ta đã cố gắng hạn chế tân ngữ, nhưng mà tân ngữ phát triển như vũ bảo không thể ngăn cản, rất nhiều người được lợi, nên bọn họ cho rằng ta ghen tị tân ngữ để giảm bớt ảnh hưởng của tân ngữ, ta đã ban hành các loại luật pháp, nghi thức, lễ nghi, quy phạm đạo đức do pháp gia nghiêm khắc chấp chưởng, mọi người lại cho rằng ta cổ hủ, khó tính, khắp nơi chèn ép thảo. Trước rất nhiều xì xầm sau lưng, ta quyết định rút lui. Nói đến đây hàng thuyên lắc đầu cười nhẹ, khen. Trí tuyệt thiên hạ, âm mưu cũng là dương mưu, biết mà không tránh được. Hắn nói không sai chỉ ta hiểu hắn, chỉ hắn hiểu ta giá như có thể một lần cùng ngồi xuống nói chuyện. Tôn Kỳ cảm thấy hàng thuyên cảm khái có thể là thật. Hắn hỏi sang vấn đề khác. Ngài Tổng lãnh muốn trở thảo thành nhân tổ có thật không? Hàng thuyên không do dự gật đầu. Nhưng mà Tôn Kỳ không tin, hắn cũng giống như thảo không tin thần tộc sẽ làm như vậy. Nhân tộc thế nhưng có thể trở thành địch thủ của chúng ta, Ngài Tổng lãnh vì sao lại muốn trở thảo thành nhân tổ? Hàng thuyên lắc đầu. Ta không biết. Ngươi có thể hỏi thử ngài tổng lãnh. Câu này nửa thật nửa đùa. Tôn Kỳ rùng mình, có cho điểm hắn cũng không dám. Thầy nói đùa, học trò sao dám, hắn gãi đầu cười bối rối. Thưa thầy, thầy nói nhà Thảo có thể có gợi ý về công pháp hợp nhất nhưng mà học trò kiếm mãi vẫn không có. Mong thầy chỉ bảo. Không phải ta nói rồi sao? À, Tôn Kỳ không hiểu. Có thể có. Tôn Kỳ triệt để chịu thua luôn rồi hắn tiếp tục hỏi. Thưa thầy, cây lệ chi có tác dụng gì? Trong di thư của Thảo có nói, ta chỉ có một căn nhà nhỏ, một gốc cây, ba tấc ruộng, bốn mét ao. Thảo có một vườn cây nhưng lại chú ý nói đến một gốc cây, không phải quá rõ rồi sao? Gốc cây này không đơn giản. Hàng Thuyên trả lời. Trái lệ chi có thể giúp ngươi thanh minh sáng suốt, rất nhiều chuyện không thông sẽ thông. Nhiều người có thể không biết tác dụng trái lệ chi nhưng hàng thuyên hiểu rõ. Thưa thầy, vì sao không ai dùng? Tôn Kỳ không cho rằng hắn là người đầu tiên vào được, rất nhiều người có đủ quyền hạn vào trong. Có người từng dùng. Hàng thuyên gật đầu nói. Khi dùng sẽ sinh ra thiện cảm với nhân tộc, đây lại là dương mưu cũng là âm mưu khác của Thảo, rất cao minh. Nên ta cấm dùng. Thì ra là vậy, Tôn Kỳ tiếc hồi hụi, nếu như có thể dùng thật tốt biết bao nếu muốn, ngươi có thể dùng. Hàng Thuyên nói. Tôn Kỳ kinh ngạc, sợ trán không hiểu vì sao. Hàng Thuyên giải thích. Thời đại biến thiên, rất nhiều thứ có thể sẽ biến mất, ngươi có duyên với nhân tộc vậy thì trở thành thần bảo hộ của bọn họ đi, giữ lại cho nhân tộc hỏa chủng, dù sao bọn họ với chúng ta cũng có thể xưng huynh đệ. Ấn kiến mùi lạnh, hình ảnh Hàng Thuyên tan biến, Tôn Kỳ vẫn giữ dáng chấp tay cúi đầu. Có tiếng khen két phát ra là Tôn Kỳ đang nghiến răng. Thảo thật độc a. À. Trong di thư vô tình hữu ý nhắc đến gốc cây, để hắn suy luận ra lợi chi, khiến hắn ảo tưởng mình thông minh, đoán ra lợi chi viên là bảo vật, vậy là dính bẫy của thảo, nếu ăn trái này sẽ sinh ra tình cảm với nhân tộc. Một vị thần tộc có tình cảm với nhân tộc đối với nhân tộc lợi ích vô cùng. Mồi này thật tinh vi, cá nào mà không đớp. Hắn đúng là đã trúng chiêu. Nhưng mà, Tôn Kỳ ngẩn mặt, nụ cười kéo tới mang tai, ta vốn là nhân tộc, có thiện cảm với nhân tộc thì đã sao? Thảo đã đưa tiễn vậy thì ăn thôi. Tôn Kỳ thu lại 42 trái lệ chi. Hàng Thuyên nói trái này có thể giúp thanh minh, vạn sự thông nhưng không biết có thể hỗ trợ được đến mức nào. Tôn Kỳ bóc vỏ, ném ruột vào trong miệng, nhài nhài mấy cái phu ra hạt cứng. Vị ngọt thanh tan trong miệng. Ừm, vị không tệ. Chợt. Tôn Kỳ gồng mình hét lên, hai mắt bắn ra tinh quang, hắn lập tức tiến vào trạng thái hóa đạo quan thiên giống như lúc hợp tinh, trước mắt hắn vạn vật đại đạo càng thêm rõ ràng. Đây nào chỉ là giúp thanh minh, đây còn hơn cả một lần hợp tinh. Đây là sự thăng hoa về cả trí tuệ và tinh thần. Tôn Kỳ tiến vào trạng thái siêu huyền diệu, tốc độ tư duy gấp trăm lần bình thường, lúc trước rất nhiều điều không hiểu nay đều sáng tỏ. Tác dụng của lệ chi càng mạnh càng chứng tỏ trí tuệ thảo siêu việt, nên nhớ lệ chi là dùng máu và nước mắt của thảo trồng hắn cảm giác mình có thể bỏ qua giai đoạn hợp tinh thậm chí là cảnh giới vọng nguyệt tiến thẳng lên nhất giực không phải không thể lệ chi viên quá kỳ diệu tôn kỳ tiến vào kim nguyên điện quan sát nửa ngày sau tác dụng của lệ chi viên hết trở lại thực tại tôn kỳ vẫn còn cảm giác lân lân hắn lấy ra đạo thạch đặt trong lòng bàn tay sau đó ăn vào một trái lệ chi có đạo thạch có lệ chi viên tốc độ tham ngộ đại đạo của hắn tăng vọt. Trong thời gian tôn kỳ bế quan, thần tộc diễn ra một sự kiện lớn. Thần điện mở ra tuyển chọn thần nữ. Thần điện hay còn gọi là tế thần điện, hồn điện, nhưng được dùng nhiều nhất vẫn là nữ thần điện, sở dĩ có cái tên này vì thần điện chỉ toàn là nữ thần. Nguyên nhân thì phải nhắc đến một vị trong bốn tổng lãnh thiên thần, thiên thần truyền tin. vì tổng lãnh này là nữ thần điện có vai trò quan sát vũ trụ vận động để tiên đoán tương lai và nhận tin từ tổng lãnh thiên thần truyền tin khởi nguyên tổng lãnh thiên thần truyền tin giữ vai trò truyền lợi của đấng sáng tạo cho các thiên thần khác nhưng từ sau trận chiến thiên đường và địa ngục bọn họ không nhận được bất kỳ thông tin nào từ thiên thần truyền tin bọn họ cũng không biết vì sao không nhận được lệnh tổng lãnh thiên thần công bằng và trừng phạt quyết định thực thi mệnh lệnh cuối cùng nhận được là tiêu diệt bè lũ phản bội bởi vậy bọn họ mới tạo ra thần giới để dặn co với ma giới thay vì trở về thiên quốc nhưng mà cũng không phải hoàn toàn mất liên lạc đôi khi tổng lãnh thiên thần truyền tin sẽ gửi một vài dấu hiệu cho bọn họ nữ thần điện được lập ra chính là để tiếp nhận và phân tích những dấu hiệu này điển hình nhiều năm trước có một thiên thạch rơi xuống đại thế giới chính là một dấu hiệu nữ thần điện không tiếc tiêu hao sinh mệnh để giải mã dấu hiệu này truyền ngôn đây là kỹ cuối cùng cũng từ nữ thần điện phát ra Nữ thần điện có địa vị đặc biệt quan trọng, bọn họ ít khi can thiệp vào các vấn đề nội ngoại của thần tộc nhưng một khi lên tiếng thì trọng lượng rất lớn, thậm chí vượt qua cả thất gia. Nữ thần điện tổ chức tuyển chọn chính là một sự kiện hiếm có không mấy khi được thấy, thu hút sự chú ý của cả thần tộc. Nữ thần điện, cái danh tự này đôi khi khiến người ta quên mất, bọn họ quá kiếm tiếng, nhưng một khi lên tiếng chính là kinh thiên động địa. Các vị thần nữ ào ào đổ về nữ thần điện không ai muốn bỏ qua cơ hội này, trong đó không ít những gương mặt quen thuộc với Tôn Kỳ như Trần Dung, Trần Kỷ, Ngọc Ly, Dạ Tuyết, Chu Duyên, Trương Oanh. Mặc dù chỉ tuyển chọn thần nữ nhưng không cấm các nam thần đến mở rộng tầm mắt. Cũng không thiếu phong thần tiến về xem lễ. Thương quân, ngươi nói xem lần này là sao? Đấu chiến đi bên cạnh thương quân trầm trọng nói. Ngươi không phải đã có câu trả lời rồi sao? Thương quân lạnh nhạt. Muốn nghe ý kiến của ngươi cũng giống ngươi thôi. Nói đến đây cả hai trầm mặt không nói nữa. Bọn hắn cùng chung một suy nghĩ, chỉ sợ điện chủ không tốt. Nhớ năm xưa vì một viên thiên thạch, điện chủ hao tổn thọ nguyên đưa ra sấm ngôn. Tuổi thọ chỉ sợ không còn nhiều. Có thể đây là muốn tìm truyền nhân. Nữ thần điện đặt tại đệ lục đảo trùng thiên. Một mình bọn họ thống ngự cả một đảo trùng thiên, tại vị trí cao nhất, ngay cả nguyên thủy thiên thần chỗ ngủ cũng nằm dưới bọn họ bình thường không tiếp khách, phong thần cũng không tiếp. Với những học viên, nhất đảo học đường, nhị đảo phủ, tam đảo học viện, tứ đảo phong thần, cả đời bọn họ có khi cũng không có cơ hội lên tứ đảo chứ đừng nói lục đảo. Bởi vậy lần này có thể là cơ hội hiếm có cho bọn hắn mở rộng tầm mắt. Một thang trời như cầu vòng từ đệ lục đảo xỏ xuyên qua ngũ đảo, dừng tại đệ nhất đảo. Lần này tuyển chọn rộng mở, chỉ cần là nữ, bất luận tu vi. Tôn Kỳ đang bế quan không biết chuyện này, nếu như hắn biết cũng đến xem náo nhiệt. Mọi người bước lên thang trời, trong lòng mong chờ, đặt chân lên đệ lục đảo, thần khí nồng đậm, có nơi còn lượng lờ như sương khí, nhiều tên học viên hít lấy hít để, có tên còn ngồi xuống khoanh chân bắt đầu hấp thụ, đây là cơ hội tốt a, à, không phải lúc nào cũng có. Đám học viên làm như vậy, nữ thần điện cũng không ngăn cản, coi như một phần tặng lễ. Đặt tại trung tâm đảo là một quần thể kiến trúc, Nổi bật nhất là ngôi đền hình kim tự tháp tại chính giữa, trên đỉnh kim tự tháp là tế đàn chính, bên trái là điện mặt trăng, bên phải là điện mặt trời. Nơi tổ chức thi tuyển sẽ là điện mặt trời. Mọi người đến trước cổng điện mặt trời, yên tĩnh chờ đợi. Cánh cổng mở ra, một vị nữ quan thông báo. Ai muốn tham gia khảo hạch thì tiến lên cầu thang, đến xem lễ thì ở hai bên. Cầu thang lên điện mặt trời uy nghi khí thế, có 7.979 bậc, được lát hoàn toàn bằng đá thiên thạch từ ngôi sao luồng, thật là xa hoa. Cầu thang phân chia ba phần, chính lộ, tả lộ, hữu lộ. Chính lộ lớn nhất sơn màu chu sa, tả lộ và hữu lộ nhỏ hơn sơn màu hoàng kim. Những thần nữ muốn ứng tuyển nhìn nhau, bọn họ đang suy đoán mục đích của việc này. Không đoán ra nhưng để vạn vô nhất thất, bọn họ đều triển khai hết chiến lực. Có tinh thần trôi nổi, có ánh trăng tỏa sáng, có thần dực trụ xuống tinh quang, có chuyển luân quanh người sau đó có người cẩn thận bước ra bước đầu tiên không có gì cả bước thứ hai bước thứ ba bọn họ cứ thế bước lên không có bất kỳ cái gì áp lực không có huyễn ảnh không có bẫy chỉ đơn giản là cái cầu thang bọn họ đã suy nghĩ quá nhiều rồi sao khi tất cả đã lên trên một vị nữ quan nhìn tất cả nói những ai đặt chân lên tả lộ và hữu lộ đều bị loại cả đám ngơ ngác không hiểu đây là cái gì thải loại có thể làm như vậy được sao nhưng mà nữ thần điện đã lên tiếng không cần giải thích chỉ có chấp nhận và chấp nhận chỉ có mấy vị phong thần là hiểu bọn hắn đều cười khổ cái này thử thách cũng không phải vô nghĩa vô duyên nó chính là kiểm tra tâm tính của thí sinh nên biết người của nữ thần điện kiêu ngạo từ trong xương cốt chỉ đi chính lộ không đi tiểu lộ bởi vậy những ai bước trên chính lộ mới được chọn tâm tính đủ ngạo chỉ bằng cái này thử thách loại hết một phần ba thí sinh. Trong số những người bị loại có Ngọc Ly, Trần Dung bạn Tôn Kỳ, các nàng tâm tính có chút mềm. Thử thách thứ hai, Cảm Tri Thạch. Cảm Tri Thạch là một loại đá lấy từ một ngôi sao chết, vô cùng quý hiếm. Cảm Tri Thạch màu đen trong suốt, lấp lánh điểm sáng đủ màu, cảm giác như nhìn thấy một góc vũ trụ. Vị nữ quan phất tay, xuất hiện trước mặt mỗi thí sinh một viên Cảm Tri Thạch. Các ngươi chỉ cần đổ tinh thần lực vào trong, kích hoạt được năm màu thì thông qua. Đám thí sinh cầm lấy cảm tri thạch. Có người vừa cầm vào cảm tri thạch lập tức sáng lên cửu sắc, bọn họ không biết vì sao, bọn họ còn chưa kịp làm gì. Có người gồng hết sức lực cũng chẳng sáng lên một điểm. Thử thách này loại hết 9 phần 10. Vị nữ quan thu lại cảm tri thạch, nói. Những ai thất bại đứng sang hai bên, những ai thành công thì ở lại. Nói xong vị này lui xuống. Đến thử thách thứ ba điện mặt trời cửa lớn mở ra một vị nữ thần chân đạp thiên không xuất hiện mấy vị phong thần lần lượt đứng dậy chắp tay chào đủ thấy địa vị siêu phàm đây chính là điện chủ của thần điện điện chủ một mái tóc bạc trắng như tuyết vẻ đẹp kinh diễm thanh lãnh ngạo từ trong xương cốt nàng liếc nhìn các vị phong thần ưng một tiếng coi như chào thanh thiên dạo này vẫn khỏe chứ đấu chiến cười tươi hỏi ngươi chưa chết ta làm sao chết được điện chủ ném cho hắn ánh mắt lạnh nhạt. Đấu chiến tiêu nghiễu, lòng quan tâm bị người vứt bỏ, cũng giống như năm xưa, hàng triệu năm nay vẫn là thái độ này. Mấy vị phong thần bên cạnh cười khúc khích, bị mắng là phải. Đấu chiến xưa nay ăn nói lỗ mãn, không bao giờ chịu thua ai, hiếm khi bị mắng mà không dám đáp trả. Phải tranh thủ cơ hội để cười. Thanh thiên đầy đủ danh hiệu phong thần là thanh thiên ngự thần ngoài ra còn có biệt danh khác là M. Dương Sông Tử vì nàng dị bẩm có một đôi mắt âm dương. Nàng chính là học trò thứ sáu mà hàng thuyên thu nhận. Với thói quen thu nhận người sau phải giỏi hơn những người trước của hàng thuyên đủ chứng minh nàng là cỡ nào siêu quần bạc tụy. Hàng thuyên từng nói nhận xong nàng sẽ không nhận thêm đệ tử. Đơn giản vì ông cảm thấy sẽ không tìm thấy ai giỏi hơn nàng. Nhưng thập dương xuất hiện, ông đã phá vỡ lời nói. Đến thời tôn kỳ, Ông lại một nửa phá vỡ lời nói, nhận Tôn Kỳ làm đệ tử ký danh. Hàng Thuyên không cho rằng Tôn Kỳ thiên phú tốt hơn Thập Dương, nhận Tôn Kỳ chỉ vì suy nghĩ táo bạo của hắn. Thần tộc thời đại tân thần đã phát triển đến đỉnh và bắt đầu trì trệ, những gì Thảo để lại đã bị hấp thu sạch sẽ, muốn thần tộc tiếp tục tiến lên cần một cú hít. Vậy cú hít đấy là gì? Không ai biết được, Hàng Thuyên cũng không biết. Giống như năm xưa Thảo xuất hiện như một cú hít nhưng chẳng ai trước đó đoán được cho tôn kỳ một cơ hội cũng là cho thần tộc một cơ hội nếu thất bại thì chỉ có mình hắn chết mà thôi nếu thành công vậy thì khó lường thanh thiên ngự thần đằng không cúi mắt nhìn xuống ngọc thủ nhẹ lây từ trời vô số cánh hoa rớt xuống đủ màu sắc đủ mọi loại các ngươi cảm tri chọn một cánh hoa tất cả lại nhìn nhau ngơ ngác không hiểu đây lại là cái gì thử thách thật chẳng hiểu làm sao nhưng nếu điện chủ đã nói như vậy thì làm theo thôi tất cả thí sinh bắt đầu lựa chọn có người nhắm mắt khổ tâm suy tư, có người khuếch tán thần ý, thần lực quan sát cánh hoa, có người mắt đảo láo liên nhìn người xung quanh. Bọn họ thậm chí còn không biết cảm tri là cái gì. Chỉ có thể làm theo bản năng. Sau khi tất cả chọn xong, thanh thiên ngự thần nói. Những ai kiên định với lựa chọn duy nhất thì theo ta, còn lại bị loại. Thì ra mục tiêu của thử thách này là chọn người kiên định, không quan tâm bọn họ chọn hoa gì. Màu gì? những ai chọn theo người khác, đổi lựa chọn đều bị loại. Vậy mới thấy được tâm tính thanh thiên ngự thần là cỡ nào khó lường. Sau tất cả chỉ còn 152 vị thần nữ, nhưng trong quá trình học tập sẽ tiếp tục thải loại. Thanh thiên ngự thần dẫn theo 152 vị thần nữ đi vào bên trong, cửa đại điện đóng cái âm. Không lời chào, không khách sáo, không nể mặt mũi. Mấy vị phong thần cũng ngẩn ngơ tẻn to, bọn họ chỉ có thể cười khổ thanh thiên ngự thần chính là như vậy, ai dám có ý kiến một vị nữ quan đứng ra nói lễ tuyển chọn đến đây kết thúc mọi người đã đến đây vậy thì có thể dừng chân ba ngày tham quan sau đó phải tự hành rời đi mấy vị phong thần cảm thấy không còn hứng thú liền rời đi chỉ có đám học viên nán lại tu luyện chớp mắt một cái đã một trăm năm kể từ ngày tôn kỳ bế quan hắn vẫn chưa có dấu hiệu sẽ xuất quan sớm thời gian này lại có mấy lứa thần tộc sinh ra không thiếu người kiệt xuất Báo hiệu đại thế đang đến, trăm hoa đua nở. Trong lúc này xuất hiện một sự kiện lớn, một nhà mới được thành lập trở thành nhà thứ 8, lấy tên là Thần Đạo gia, cái tên nghe thôi cũng thấy bá khí, tham vọng, đây là muốn mở ra con đường mới cho thần tộc, nhưng mà thường được mọi người gọi là Tân Thần gia. Bởi vì Thần Đạo gia do một nhóm Tân Thần thành lập. Bảy nhà kia đều được thành lập từ rất lâu trước thời đại Tân Thần, tất nhiên do cổ thần làm trụ cột khi tân thần gia nhập các nhà này ít nhiều sẽ cảm thấy không thoải mái với luật lệ lề lối phong tục cũ cổ thần sẽ không thấy vấn đề nhưng tân thần thì có lại nói tân thần gần như không có tiếng nói trong những vấn đề nền tảng quan trọng các tân thần cảm thấy ức chế nhưng do lực lượng hai bên quá chênh lệch bọn họ chỉ có thể chấp nhận trải qua bảy kỷ phát triển số lượng tân thần đã đạt đến một mức đáng kể bọn họ cảm thấy đã đủ lông đủ cánh có thể tự thành một nhà không cần sống tạm nhà người khác ngoài ra bọn họ cho rằng cổ thần quá cổ hủ bảo thủ khiến thần tộc trì trệ cần có một nhóm người tiên phong mở ra con đường mới đưa thần tộc lên đỉnh cao mới đây cũng chính là tuyên ngôn của thần đạo gia tất nhiên bọn họ không dám chỉ trích thẳng cổ thần chỉ nói muốn đưa thần tộc lên đỉnh cao mới thần đạo gia cũng như các nhà khác đào tạo nhiều chức nghiệp nhưng mà vận hành với tư tưởng mới ví dụ như cùng là chức nghiệp luyện khí bảy nhà kia vẫn làm theo phương pháp truyền thống kẻ gõ người đập thần đạo gia lại muốn cơ giới hóa để sản xuất hàng loạt hai trường phái đều có ưu có khuyết phải chờ thời gian mới biết cái nào tốt hơn ngày thần đạo gia chính thức khai mở thần tộc chung vui thần đạo gia giống như các nhà khác đặt trụ sở tại đệ tứ đảo cơ sở thì đệ nhất đảo đến đệ tam đảo đều có lễ hội được tổ chức tại đệ nhất đảo trùng thiên không phải vô cớ mà thần đạo gia tổ chức tại đây có mục đích cả Thứ nhất là để cho tất cả mọi người, ai cũng có thể tham gia. Thứ hai nhắm đến các học viên học đường năm nhất là những người chưa chọn nhà. Đây là cơ hội tốt để tuyên dương thu hút học viên. Thần đạo gia gia chủ là Quyển Phong Thần, phó gia chủ gồm có ba vị, bằng tuyết nữ thần, tà dương thần, trung sơn thần. Ngoài ra còn có trưởng lão hội, chấp pháp giả, quân hành đội. Tất cả đều lấy phong thần làm chủ. Tổng cộng có 16 vị phong thần. Ngoài ra sáu vị tân thần không có tham gia thì gần như thần đạo gia đã tập hợp hết tân thần. Thời gian chỉ có 7 triệu năm, vậy mà có tới 22 vị phong thần ra đời, đủ chứng minh đóng góp của Thảo. Lễ hội được tổ chức tại một bãi đất trống, mấy vị tân thần phất tay ném ra bảo vật hóa thành đình đại lâu các sa hoa lộng lẫy, phô trương thanh thế. Quả nhiên có rất nhiều học viên bị ấn tượng. Thời gian đã điểm, pháo hoa ngập trời, quyển phong thần dẫn đầu chúng thần đứng lên tuyên bố ta, quyển phong thần cùng 15 vị phong thần chính thức tuyên bố thành lập thần đạo gia. Nguyện thần tộc trường tồn hưng thịnh mãi mãi. Thần tộc trường tồn. Thần tộc hưng thịnh. Phía dưới có tiếng la hét hô ứng, tất cả hào hứng, vỗ tay vang trời. Bụt, 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 pháo nổ liên hồi, đêm hóa thành ngay. Ha, 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 hay cho câu trường tồn hưng thịnh, đúng lúc này có tiếng cười lớn trấn áp toàn trường. Bọn quyển phong thần nhíu mày, Đến rồi. Mỗi lần thay mới đổi cũ đều phải trải qua đau khổ. Bọn họ không ngạc nhiên, đã chuẩn bị tinh thần. Quảng cáo. Một bóng người hiên ngang từ từ hạ không, tay chống hông ngang tàn, đảo mắt nhìn qua mọi người, mỉm cười nói. Không tiếp đón sao? Các ngươi gửi thư mời rồi lại không tiếp đón, đây là cái gì đạo đại khách? Đấu chiến thần đến xem lễ thật là vinh hạnh cho bọn ta. Mời ngồi. Quyển phong thần mỉm cười ung dung đáp, bọn họ cần làm tròn cấp bậc lễ nghĩa. Không vội. Đấu chiến phất tay từ chối. Trước tiên xem lễ vật ta mang đến đã. Đám quyển phong thần thầm nói, đến rồi. Không sao, binh đến tướng cản. Đấu chiến ra hiệu, một vị quân nhân tiến lên, cầm thư quyển đọc lớn. Mừng thần đạo gia thành lập, binh gia tặng lễ gồm 100 viên đạo thạch, 10 bộ thần khí, 20 bộ thánh khí, 50 bộ chí tôn, 50.000 điểm công huân, 1 triệu điểm thẻ. Một chiếc xe phi mã kéo mấy chục cái rương bay tới, hạ xuống kháng đài. Vị quân nhân phất tay, tất cả các rương đồng loạt bật nắp. Ánh sáng chói lóa, khiến nhiều người phải lấy tay che mắt. Một trăm viên đạo thạch viên nào cũng to tròn, đại đạo lượng lờ, giá trị khó mà đo đếm. Nên nhớ lần trước các đạo thạch, một vị phong thần cao nhất cũng chỉ cắt được hai mươi viên. Mười bộ thần khí, Thần khí chính là đồ phong thần dùng. Một bộ tiêu chuẩn gồm ít nhất 3 món, giáp, vũ khí công và vũ khí thủ ngoài ra còn có thể đồ hỗ trợ, đồ trị thương, đồ tăng tốc. 10 bộ thần khí tương đương ít nhất 30 món thần khí, số lượng rất lớn. Nên biết chỉ có phong thần mới luyện ra được thần khí, mà luyện khí sư cấp bậc phong thần cũng chỉ có mấy vị mà thôi. Mấy thứ còn lại cũng khiến người ta kinh ngạc. Một điểm công huân tương đương 10 điểm thẻ. Nhưng mà trong quân có những thứ chỉ đổi được bằng công huân không đổi được bằng điểm thẻ, mà ai thì cũng phải tòng quân nên công huân rất quan trọng. Đa tạ binh gia, lễ vật rất trọng, thật không dám nhận. Quyển phong thần khách sáo. Được rồi. Đã mang tới không lý gì mang về. Đấu chiến phất tay tùy tiện nói, sau đó ngồi vào tọa khách. Quyển phong thần gật đầu thu đồ, không từ chối nữa. Đấu chiến ông lại tranh đến trước rồi. Không phải nói đi cùng nhau sao, một tiếng cười nói trách móc đến trước chiếm chỗ tốt đấu chiến nhún vai thản nhiên nói ngay lúc này có tiếng thông báo văn gia chủ nhã văn thần du vân gia chủ phượng minh thần ngạo thành gia chủ vô cực thần đồng ly gia chủ thiết thủ thần minh tâm gia chủ băng lạc thần pháp gia chủ thương quân thần đến xem lễ kèn trống đồng loạt tấu vang chào đón thương quân ra hiệu các trương bảo vật lần lượt đặt xuống lễ vật mỗi nhà đều vô cùng giá trị không kém binh gia có vũ khí minh văn đạo thạch điểm thẻ công pháp biểu thị sự tôn trọng với tân gia quảng cáo bọn quyển phong thần không vì thế mà lơ là cảnh giác ai biết được tiếp theo là gì nhưng mà trái với những gì bọn họ lo lắng bảy nhà đơn thuần là đến xem lễ không cho thấy sẽ gây mâu thuẫn chèn ép bài trừ buổi lễ diễn ra thành công tốt đẹp sau đó thương quân đứng ra tuyên bố thần đạo gia thành lập là niềm vui với toàn thần tộc nhưng hơi tiếc là số thành viên còn ít bảy nhà còn lại quyết định hỗ trợ cho thần đạo gia bằng cách cho phép tất cả học viên đã chọn nhà có một cơ hội để thay đổi lựa chọn bảy nhà làm ra động tác khiến thần đạo gia ngạc nhiên không hiểu nổi còn đang nghĩ cách để đối phó chèn ép đây cho học viên lựa chọn lại điều này cực kỳ có lợi cho thần đạo gia nên nhớ một khi đã chọn nhà rất ít có khả năng thay đổi trừ khi tìm được lý do rất thuyết phục Quyển phong thần chấp tay cảm ơn. Điều này sẽ giúp cho thần đạo gia phát triển nhanh chóng. Sau phần giới thiệu là lễ hội với các trò chơi, thử thách có thưởng nhằm tuyên dương những thế mạnh của thần đạo gia. Nguyên sa trong lần này phát ra ánh sáng, vô cùng nổi bật, thu về lượng lớn tài nguyên. Không hổ là nhi tử của thần đạo gia chủ. Mặc dù thần tộc không quá coi trọng huyết thống, nhưng nếu nguyên sa kém cỏi, quyển phong thần cũng mất mặt. Phần thưởng lớn nhất hắn thắng được là vé 10 ngày vào thần nguyên. Vào thần nguyên có thể giúp hắn tăng tu vi cực nhanh. Lại qua 100 năm, có tin từ chiến trường truyền về khiến thần tộc bàn hoàng, thương tiếc, bắt ngạo thần trên chiến trường trọng thương, chỉ sợ lần này khó qua khỏi. Bắt ngạo thần niên kỷ lớn, tổng quân từ thuở ban đầu thời cổ thần, lão tướng quân có uy vọng rất lớn trong quân, trường kỳ bên ngoài chinh chiến, thành lập bắt ngạo quân là một trong những trụ cột quan trọng của quân đội thiên thần lão tướng quân trọng thương thật khiến nhiều người không ngờ không tưởng tượng nổi là cái gì chiến dịch mới khiến lão tướng quân trọng thương ngày hôm đó một chi thiết giáp quân từ trời hạ không đi vào trong lục đảo trùng thiên rất nhiều thần tộc đều ngước mắt nhìn không giấu nổi sự lo lắng đấu chiến thần dẫn đầu chúng quân ra tiếp đón thiết giáp quân hạ xuống đệ tứ đảo từ trên chiến xa bắt nhau thần được khiên vào trong phủ hai mắt ông nhắm nghiền hơi thở lúc có lúc không trên người toát ra mùi tanh tưởi hôi thối của thịt máu, khí tức hủ bại. Tại trong đại điện, bác ngạo thần vẫn nằm nhắm mắt, bọn đấu chiến cũng không dám làm phiền. Đấu chiến nhỏ giọng hỏi. Chuyện là thế nào? Chúng mai phục, bọn chúng dường như cố ý nhắm đến tướng quân, vị đội trưởng bác ngạo quân nói. Bọn chúng là ai? Nhã văn hỏi. Không biết. Khi bọn ta tới nơi thì mọi chuyện đã kết thúc, chỉ là thấy được bóng của một cây đao màu trắng. Bạch đao. Nhã Văn lẩm bẩm suy tư, ánh mắt chợt sáng. Có thể để ta kiểm tra vết thương. Quảng cáo. Vì đội trưởng gật đầu, mở ra giáp ngực của Bắc Ngạo Thần. Tất cả ngưng mắt quan sát. Tại giữa ngực và bụng là một cái hố đen, huyết ngục nát bấy, tụ huyết, hôi thối, dịch thủy không ngừng rỉ ra. Nhã Văn cẩn thận quan sát vết thương, hít một hơi sâu nói. Chỉ sợ chính là nó, Phá Thiên Đao. Phá Thiên Đao Sao thứ này có thể xuất hiện tại chiến trường? Đạo khí của chúng ta đâu? Sao không ngăn cản? Một vị tướng quân bức xúc nói. Bọn chúng đã muốn nhắm vào bắt ngạo tướng quân, chỉ sợ đã lên kế hoạch tỉ mỉ, tránh được đạo khí của chúng ta, một tên tướng quân khác nói. Vết thương thế nào? Không còn cách nào sao? Bọn ta đã hết cách. Vị đội trưởng lắc đầu buồn bã nói, sau đó lại tiếp một câu, chỉ sợ chỉ có ngài tổng lãnh mới có thể. Không được, khục đúng lúc này bác ngạo tướng quân mở mắt nói được hai tiếng ho mười tiếng mọi người vội đỡ lưng tướng quân mục đích của bọn chúng có thể chính là ngài tổng lãnh bọn chúng đang thăm dò tuyệt đối không thể để ngài tổng lãnh phí sức vì ta bác ngạo tướng quân nghiêm trọng nói vâng tướng quân bọn ta hiểu xin ngài giữ gìn sức khỏe bọn phong thần lo lắng trấn an ta trở về là có hai việc muốn giao phó bác ngạo khó khăn lên tiếng xin tướng quân giao phó. Trần Đằng tiến lên. Bắt ngạo tướng quân nghiêm giọng. Trần Đằng có mặt, một vị tướng quân bước ra khỏi hàng. Hắn vốn là phó tướng quân bắt ngạo, sau đó bị thương được trở về. Ta giao bắt ngạo quân hổ phù cho ngươi. Từ bây giờ ngươi sẽ thay ta thống lĩnh bắt ngạo quân, ngươi có dám tiếp nhận không? Mặt tướng thịt nát xương tan cũng sẽ hoàn thành trách nhiệm được giao. Tốt. Bắt ngạo tướng quân ánh mắt tươi cười, tâm nguyện thứ nhất coi như xong. Sau đó lão vung tay ném một vật xuống đệ nhất đảo, nói, ai có thể cầm lên hát nha sa đao sẽ nhận được di sản của ta. Bắc ngạo thần là lão tướng quân lâu năm, công trạng vô số, di sản của ông có thể nghĩ, chắc chắn là vô cùng lớn. Nói đến đây, bắc ngạo thần nhắm mắt, giữ lại một hơi cuối cùng, chờ người kế thừa xuất hiện. Hy vọng là chờ được. Mọi người xung quanh im lặng, không nói lời nào, tất cả cùng chờ đợi ba tháng sau tại giữa đại điện ầm một tiếng hát nha sa đao cắm thẳng xuống đất kéo theo một người thiếu niên vị thiếu niên u đầu đứng dậy hắn cũng bị bất ngờ đột nhiên bị đại trường đao lôi đi bắt ngạo thần mở mắt mỉm cười quyển phong thần ngạc nhiên tên kia thế nhưng là nguyên sa nguyên sa ngơ ngác nhìn quanh đây rốt cuộc là chuyện gì mọi người sao lại nhìn hắn với ánh mắt như vậy khí tức thật đáng sợ quy xuống dập đầu bái sư quyển phong thần nhắc Nguyên Sa không rõ chuyện gì nhưng lập tức làm theo. Tốt. Bắc Ngạo Thần nhận ba bái mỉm cười, nói được một chữ, sau đó vung tay ném cho Nguyên Sa một tấm thẻ. Cuối cùng lão cũng có thể yên tâm nhắm mắt. Một giây sau tất cả đều khóe mắt trưng trưng, nhưng không có khóc, không lên tiếng, tất cả đều lặng yên. Ngày hôm sau, chính thức phát tan Bắc Ngạo tướng quân. Mọi người thương tiếc đưa tiễn. Theo phong tục của thần tộc Bắc Ngạo tướng quân được chôn tại đệ tứ đảo Trùng Thiên, không xây lăng mộ, không bia mộ, không quan tài. Chỉ đơn giản đào hố, đặt người, lấp đất. Trên mộ trồng một cái cây nhỏ, mọi người đến viếng ném một nắm đất. Bọn họ quan niệm người là bụi tro, trở về tro bụi. Sau sự kiện này 200 năm, Lôi động thần chuyển thế thân xuất thế. Lôi động thần vốn là một vị tân thần, thực lực và trí tuệ đều siêu phàm hắn có một suy nghĩ táo bạo đó là không ngừng chuyển thế để đạt thành đạo thân tinh thuần nên nhớ mục đích tu luyện của thần tộc là thành đạo nhưng cho dù đã là phong thần vẫn chưa tính là thành đạo bọn họ vẫn cần phải tiếp tục hướng đạo nhưng mà càng ngày càng khó khó đến mức không tưởng bởi vậy lôi động thần mới có ý tưởng lột bỏ cấu thân giữ lại thuần túy đại đạo trở lại thời kỳ ấu sinh hắn gọi là chuyển thế để thực hiện kế hoạch hắn đã hợp tác với bộ di truyền cơ thể mới được nuôi hơn 40.000 năm, đây là lúc xuất thế. Mấy vị phong thần rất quan tâm đến chuyện này vì nếu thành công có thể ảnh hưởng đến tương lai phong thần tu đạo. Lôi động thần chuyển thế với thân xác mới, thực lực trở về số không nhưng đổi lại thân thể thuần khiết hơn, tin chắc không lâu sẽ khôi phục lại thời kỳ đỉnh cao, lúc đó lôi động thần thực lực sẽ thăng hoa mạnh hơn lúc trước. Tại biệt phủ của lôi động thần, mấy vị phong thần đến thăm. Lôi động thần lúc này là tên nhóc 12 tuổi ngồi vị trí chủ tọa, xung quanh là mấy vị phong thần, tên nào cũng già chát, có tên râu dài tới ngực, bọn họ cười nói xưng huynh gọi đệ. Cảnh tượng thật kỳ lạ. Lôi động, hiệu quả thế nào? Ừm, rất khó nói. Lôi động gãi gãi cầm, giải thích, giống như bột pha với nước, chờ bột lắng xuống, gạt bỏ nước thừa, giữ lại phần bột. Cơ thể đại đạo không tăng, chỉ do tạp chất bị loại bỏ nhiều nên có cảm giác cơ thể trở nên tinh thuần. Làm được thế này đã là khó lường. Tiếp tục nạp đạo rồi lại chuyển thế, tin chắc sẽ thành đạo thể. Không đơn giản như vậy. Lôi động thần ngưng trọng nói, đến một lúc nào đó sẽ không thể tách nước ra khỏi bột được nữa. Mà ta cũng không dám nói chắc lúc đó là thành công. Mọi người trầm mặt. Quyển phong thần mỉm cười nói sang chuyện khác, đổi không khí. Lôi động, tiếp theo ngươi định làm cái gì? Thần đạo gia của bọn ta mới thành lập, ngươi có muốn tham gia? Thôi đi. Ta không thích hợp làm quản lý, vẫn là tự do tự tại vui vẻ. Lôi động lắc đầu cười. Hắn biết quyển phong thần ý gì, trước khi hắn chuyển thế quyển phong thần từng nhắc đến, lúc đó hắn từ chối, bây giờ hắn vẫn từ chối. Thương quân, ta có thể bắt đầu học tập từ đầu sao? Lôi động đột nhiên quay nhìn thương quân hỏi. Ngươi đã là phong thần, cần gì cùng đám trẻ lên lớp? Thương quân đáp. Vì năm xưa ta còn một tiếc núi. vả lại bây giờ tu vi ta về không, bắt đầu lại cũng không có gì quá đáng đi. Lôi động mỉm cười nói. Lôi động huynh còn cái gì tiếc núi, một tên tò mò hỏi. Hạt cải đặt tại tầng thứ 10 kim nguyên điện. Lôi động trịnh trọng nói. Ta đến giờ vẫn không hiểu được vì sao lại là hạt cải. Nó có ý nghĩa gì? Ai đã đặt nó ở đó? đám phong thần nhìn nhau bọn chúng không để ý chuyện này quá nhỏ nhặt nhưng bây giờ nghe nhắc lại quả thật là cũng nổi lên nghi ngờ nhã văn ngươi đọc nhiều sách nói nghe thử đấu chiến hỏi không có sách nào ghi rõ nhưng mà có thể khẳng định hạt cải đã ở đó từ khi thành lập kim nguyên điện vào thuở ban đầu thời đại cổ thần đặt hạt cải ở đó là người có thực lực và dụng ý sâu xa nên ta cảm thấy có mấy người có khả năng ai mấy vị siêu thần đầu tiên thứ nhất là trường quy lão thần người sáng lập kim nguyên điện đệ tử thứ nhất của hàng phu tử thứ hai chính là hàng phu tử thứ ba thần sứ đám người gật đầu thấy cũng có lý một hạt cải bị bọn họ xem nhẹ lại có thể có phi phạm ý nghĩa ha ha xem ra lựa chọn bắt đầu lại từ đầu là không sai lôi động thần cười thành tiếng thương quân nghiêm giọng nếu ngươi đã muốn bắt đầu lại từ đầu vậy thì không thể dùng bất kỳ quyền lợi hay đồ vật đời trước. Phải như một học viên bình thường. Dứt lời, không cho lôi động phản ứng, thương quân phất tay thu lấy túi đồ của lôi động, sau đó túng lấy cổ hắn ném ra ngoài. Tập trung tu luyện sớm ngày trở lại. Được lắm. Đấu chiến giơ ngón tay cái. Nhìn lôi động thần rớt xuống dưới, mọi người vui vẻ cười tươi. Mọi người nói xem bao lâu hắn có thể trở lại. Bách thú thần hỏi mười ngàn năm đi. Nhưng mà hắn đã bị tước hết tài nguyên, chỉ sợ không nhanh như vậy. Vậy chúng ta cá cược đi. Ý hay. Đám phong thần vui vẻ, lấy lôi động thần ra làm cá cược. A a a a. Lôi động thần hét một tràng dài rớt xuống để nhất đảo trung thiên, lông công đứng dậy, vội lấy thẻ định danh kiểm tra, hai hàng nước mắt chảy dài, thẻ đã trống không? Có cần làm tuyệt như vậy không? Học viên mới còn được thưởng một ít điểm, hắn thế mà bị tẩy trắng. Trong thời gian này, Tôn Kỳ chìm đắm trong tu luyện, những chuyện bên ngoài không ảnh hưởng tới hắn. Hắn tiến bộ cực nhanh, không phải trên tu vi, hắn thế nhưng vẫn chỉ hợp được ba viên tinh thần nhưng mà cảm ngộ vạn vật đại đạo lại cực sâu so với tu vi. Tôn Kỳ lúc này tại trong tầng thứ 10 kim nguyên điện. Nơi đây chỉ có một hạt cải đặt trên bàn, chỉ như thế. Tôn Kỳ nhìn hạt cải, đã không còn đơn thuần là hạt cải hắn nhìn thấy thời gian chảy xuôi hạt cải nảy mầm trổ rễ ra lá vương mình đón ánh sáng trở thành đại thụ che trời chim chóc đến làm tổ trải qua xuân thu trăm mùa cây cải già yếu từ từ héo rũ rồi vào một ngày cây cải ầm ầm đổ xuống hủ hóa rồi mục nát từ trên xác cây một hạt cải nảy mầm tôn kỳ hiểu được đây là đại đạo luân hồi vạn vật vạn sự đều có sinh phát tàn tử rồi lại sinh tạo thành những vòng luân hồi không bao giờ kết thúc nhưng mà những vòng luân hồi này không phải vòng tròn khép kín là vòng tròn mở có tính kế thừa vì hạt cải mọc trên xác cây không phải hạt cải ban đầu nó mở ra một vòng luân hồi khác mà không phải lặp lại vòng luân hồi cũ tất cả mọi người thường mô tả luân hồi như một vòng tròn bánh xe sai tất cả đã sai vì lỗi sai này mà nhiều người bị kẹt không thể thoát ra bọn họ không thể thành đạo không thể siêu thoát nếu luân hồi là vòng tròn bánh xe nó sẽ tạo thành một hệ khép kín không tiếp nhận ngoại năng không tiêu hao nội năng không biến mất không tiêu tan nhưng cũng không phát triển vòng tròn kín thì sẽ không bao giờ có sự siêu thoát chỉ khiến người ta tuyệt vọng điều này trái với thực tế thực tế là vạn vật đều có sự trao đổi với ngoại giới và có sự biến hóa sau mỗi thế hệ và đã có người siêu thoát khỏi vòng tròn này chứng minh luân hồi có tính mở Luân hồi không phải hình bánh xe mà chính xác phải là hình lò xo. Chỉ có hình lò xo mới miêu tả chính xác một sự vật đồng thời có ba tính chất: lặp lại, kế thừa và phát triển. Giống như hạt cải lặp lại chu trình sống của đời trước nhưng nó không phải là hạt cải đời trước, nó chính là nó, sống cuộc đời của mình, có thể tốt hơn có thể tệ hơn, nhưng chắc chắn một điều nó sống vì đời này không sống vì đời trước. Tôn Kỳ giác ngộ, hai mắt bừng sáng trong thần hải các viên tinh thần từ từ tan ra trở thành chất dinh dưỡng hắn bỏ qua các bước hợp tinh và cảnh giới vọng nguyệt tiến vào đại đạo cấp một trên lưng ấn ký từ từ tỏa sáng một đôi cánh từ từ vương ra hào quang rực rỡ kim nguyên điện phát sáng khắp nơi vạn đào chảy về như trăm sông về biển đại đạo xướng ca tại trong mật thất tôn kỳ đã thành nhất dực đạo tâm lớn thêm một vòng nhưng ý thức hắn vẫn còn tại trong kim nguyên điện khi hào quang tán đi, Tôn Kỳ nhìn lại, vẫn là hạt cải trên bàn, nhưng mà hắn có thể khẳng định, hạt cải này khác hạt cải lúc trước. Chẳng lẽ trong lúc hắn giác ngộ, hạt cải này cũng theo đó trải qua luân hồi. Thật kỳ lạ. Tôn Kỳ vương mình, phá quan mà ra. Đứng giữa thiên không, hắn hít một hơi sâu, mắt nhìn đại địa. Mọi thứ vẫn là như thế, không biết đã qua bao lâu. Tôn Kỳ nhìn tấm thẻ, phát hiện hắn bế quan gần 500 năm, đúng lúc sắp tổ chức cuộc thi xếp hạng. Thi xếp hạng mỗi 500 năm sẽ tổ chức một lần. Theo lý hắn đã đạt nhất dực, tiến vào học đường năm 2 nhưng mà hắn muốn giả heo ăn thịt hổ, hốt lấy vị trí số 1 sau đó mới lên lớp. Chắc chắn sẽ rất vui. Sẽ khiến tất cả kinh ngạc đến không ngậm được miệng đi. Tôn Kỳ trở lại phủ, tắm rửa thay y phục, người hầu mang lên cho hắn một chén sâm nóng. Đây không biết đã là lứa người hầu thứ mấy. Một tiếng sau, tỷ muội Trần Dung, Trần Kỷ tới chơi, là hắn mời hai nàng tới. Hắn muốn biết trong thời gian hắn bế quan có chuyện gì đã xảy ra. Trần Dung, Trần Kỷ nhiệt tình kể chuyện, phải nói là 500 năm này xảy ra quá nhiều chuyện đặc sắc, mấy ngàn năm trước chuyện gặp lại cũng không nhiều như vậy, từ chuyện nữ thần điện, thần đạo gia, bắt ngạo tướng quân đến chuyện lôi động thần trở thành đồng học của bọn hắn. Nghe đến chuyện bắt ngạo tướng quân, Tôn Kỳ thở dài không thôi. Trần Dung, Trần Kỷ tưởng hắn thương cảm, động viên một hồi. Hắn thở dài vì tiếc tài sản của Bắc Ngạo Thần, nếu hắn mà biết, chẹp chẹp, càng nói càng thấy thèm. Cuộc thi xếp hạng diễn ra. Luật thi đấu không khác gì lần trước. Tôn Kỳ dễ dàng vượt qua vòng sơ loại, tiến vào vòng thách đấu. 500 năm qua, từng lớp thiên tài sinh ra, không nhiều người còn nhớ tới Tôn Kỳ, cùng lắm là trở thành bài học cho người sau, Tôn Kỳ thiên phú không tệ nhưng vì ganh ghét, tự tôn quá cao mới chịu một thất bại mà đã tìm đến nguyện lực tự hủy tiền đồ trái ngược với sự đi xuống của tôn kỳ nguyên sa ngày càng tỏa sáng rực rỡ hắn là con của gia chủ thần đạo gia nên nhiều người gọi là thần đạo gia chi tử đôi khi có người bỏ đi chữ gia trở thành thần đạo chi tử đây là cỡ nào danh hiệu ngoài ra nguyên sa còn là đệ tử của bác ngạo tướng quân mặc dù bác ngạo tướng quân chưa từng dạy dỗ nhưng kế thừa di sản của một vị phong thần lão tướng quân cũng là lợi ích không thể tưởng tượng nổi Ngày xưa nhật nguyệt sông kiệt Nguyên sa càng ngày càng tỏa sáng Dạ tuyết thì ảm đạm phai mờ Gần đây dạ tuyết ít xuất hiện hơn Nghe nói là thường xuyên bế quan Vòng thi thứ nhất kết thúc Vòng thứ hai nhanh chóng được tiến hành Tôn Kỳ nhìn vào tấm thẻ Hiện số 1245 Hắn mỉm cười Không biết nạn nhân đầu tiên của mình là ai Trên sân đấu Đối diện với Tôn Kỳ là một lão học viên Sở dĩ gọi là lão bởi vì vị này tóc đã điểm hoa râm, mặt còn già hơn cả mấy vị phong thần hắn gặp. Tôn Kỳ chắp tay chào, sau đó mỉm cười nói: "Lão tiên sinh lạc đường sao? Nhà dưỡng lão thế nhưng đi bên kia." Hắn trong lời đầy vẻ mỉa mai, đây là trước công tâm sau công phạt. Tên kia phì phò thở ra tức giận, hiển nhiên là bị chọc vào nỗi đau. "Thẩm Văn, ngươi đừng quá đáng. Nếu không phải do dịch đen kia, ta đâu đến nỗi này?" Ngươi tu luyện nguyện lực Cũng chẳng tốt đẹp gì mà nói ta Ta tương lai còn có thể khôi phục Còn ngươi chắc chắn tương lai vô minh Tôn Kỳ nghe một liền đoán ra mười Đại khái là tên này xui xẻo bị dịch đen dính vào Không chết nhưng bị thôn phệ không ít bản nguyên sinh mệnh Xem ra giám khảo lựa chọn cặp đấu cùng là có ý đồ Khổ gặp khốn Nhìn lão tiên sinh run run sắp đổ Có cần ta cho mượn cây gậy Tôn Kỳ mặc kệ hắn nói gì Tiếp tục công tâm Thẩm văn, tên khốn kiếp, tên này tức giận bốc khói. Ta, đông. Được rồi. Nhân vật phụ không cần giới thiệu, không ai nhớ ngươi đâu. Tôn kỳ lạnh nhạt, trong lúc nói thân hình đã phóng tới. Tên này phản ứng vội lấy ra tấm thuẫn. Răng rắc. Tôn kỳ nắm đấm xuyên thủng tấm thuẫn, xoáy vào bụng, đánh hắn bay như tên bắn ra khỏi sân đấu, dính người vào trên vách tường. Tôn kỳ thổi nắm đấm, hỏi trọng tài. Tháng sau trọng tài nhìn hắn, ánh mắt chán ghét không trả lời, trên sách phết dòng chữ, thẩm văn thắng. Tôn Kỳ bước xuống sân đấu, một lúc sau bọn Ngọc Ly tới hỏi chuyện. Lần thi trước, bọn họ không là gì, nhưng lần này thực lực tương đối tốt, đều vượt qua vòng đầu. Trần Kỷ còn lớn tiếng cá cược xem, nàng và hắn ai có thể tiến sâu hơn, xem ra nàng rất tự tin vào sự tiến bộ của mình. Tôn Kỳ tất nhiên không thể từ chối, dù tiền cược chỉ có 50 điểm nhưng mà cũng là điểm hắn sẽ không bỏ qua. Ngược lại với Trần Kỷ thì đây là số điểm không nhỏ, nàng phải làm không ít nhiệm vụ mới có được. Nàng đây là muốn lợi dụng Tôn Kỳ kiếm nhanh một khoản. Trận thứ hai, Tôn Kỳ gặp lại người quen Công Tôn Tiên. Lại là cặp đấu sắp xếp dựa trên mối tương đồng, cả hai cùng tu luyện nguyện lực và cùng liên tinh cảnh. Công Tôn Tiên gặp Tôn Kỳ mặt xám như tro. Tôn Kỳ cười cười nhìn hắn, không nói lời nào, trong tay xuất hiện hai viên cầu nhỏ đảo qua đảo lại trong lòng bàn tay công tôn tiên sắc mặt trầm trọng suy nghĩ một thoáng hắn vẫn là không vượt qua được ác mộng lần trước giơ tay nói học trò nhận thua sau đó bước nhanh xuống đài vì trọng tài lắc đầu bậc này tâm tính chỉ sợ cả đời sẽ chết tại cảnh giới này thua không đáng sợ đáng sợ là không dám chiến những người này lên chiến trường cũng chỉ làm gánh nặng thần tộc tổ chức thi xếp hạng đâu phải vì rảnh rỗi bọn họ muốn rèn luyện học viên. Đánh nhau càng kịch liệt càng tốt, gãy tay gãy chân, tàn phế, bọn họ đều có thể cứu về. Nhưng nếu không có tinh thần chiến đấu thì chẳng ai cứu được. Hắn phết nhẹ lên thư quyển, thẩm văn thắng. Tôn Kỳ nhẹ nhàng trở về chỗ. Trần Kỷ ở dưới nhìn hắn hầm hầm, không phục tí nào, nàng thế nhưng phải vất vả đánh nhau với qua được trận hai, còn tên này cứ như vậy chiến thắng. Ngươi lại giở trò gì? Trần Kỷ hỏi. Ta có làm gì đâu Là hắn tự chịu thua đấy thôi Tôn Kỳ nhún vai thản nhiên Chưa đánh cái gì sao hắn có thể nhận thua Trần Kỷ tra hỏi Ai biết được Có thể do hắn cảm thấy có lỗi vì gián tiếp khiến ta bị phế Tôn Kỳ tìm đại một lý do Trần Kỷ nhíu mày Có thật không Nàng nhìn hắn chầm chầm Không cảm giác được hắn nói dối Buồn cười Hắn chính là chuyên gia nói dối Nàng có thể nhìn ra sao? Được rồi. Hắn lần trước đã đứng vị trí một nghìn, tháng qua mấy vòng này cũng là bình thường. Trận đấu thứ ba bắt đầu. Đối thủ của Tôn Kỳ Thế nhưng là một người trẻ tuổi, trên trán có một nốt chu sa, hắn bước lên đại, phía dưới rất nhiều người họ reo ủng hộ. Xem ra danh tiếng rất lớn. Nghe tiếng hô thì mọi người gọi hắn là Thượng Quang Du, có biệt danh là Tam Nhãn Thần Đồng, có lẽ vì nốt chu sa trên mi tâm. Sinh cách đây 100 năm, khá mới thượng quan du sinh ra trên trán đã có nốt chu sa có trưởng bối kiểm tra qua nói đây là thần nhãn chưa mở sau này tu đạo mở ra thần nhãn chắc chắn khó lường tiền đồ vô lượng hắn chính là viên tân tinh sáng nhất cùng lứa tính đến cả mấy lứa trước có lẽ chỉ có vài người như nguyên sa giả dạ tuyết có thể sánh vai hai bên đứng trên đài chưa chào hỏi thì thượng quan du lên tiếng ngươi là thẩm văn xếp thứ một nghìn tôn kỳ gật đầu tốt ngươi là hạt giống đầu tiên ta loại thượng quan du cười nói như không không hề quan trọng đối thủ trước mặt là hạng một nghìn những người đã lọt vào vòng xếp hạng lần trước đều được xếp là hạt giống lần này tất nhiên có một vài người đã thành nhất dực không có tham gia thứ tự hạt giống sẽ được đẩy lên theo lẽ tôn kỳ sẽ không xếp thứ một nghìn nhưng do hắn biểu hiện quá tệ một số người như nguyên sa không vào vòng xếp hạng nhưng biểu hiện tốt trở thành hạt giống thứ tự cao hơn tôn kỳ tôn kỳ trận mắt tên nhóc này lấy đâu ra tự tin như vậy? Nhìn thái độ của Tôn Kỳ, Thượng quan Du không lấy làm ngạc nhiên. Ngươi có thể không phục, nếu ngươi không tu nguyện lực, ta còn tôn trọng ngươi một chút, nhưng mà, thôi bỏ đi. Ta lười nói với ngươi. Ngươi muốn tự đi xuống hay bò đi xuống? Tôn Kỳ nhìn hắn, hai khóe môi từ từ cong lên, không những không giận mà nụ cười còn kéo cực đại. Nhóc con. Gặp học huynh không chào. Ăn nói vô lễ ngươi không được dạy sao nhóc con thượng quan du biết tôn kỳ đang công tâm nhưng hoàn toàn không bận tâm đây là thực lực mang đến tự tin cho hắn hắn cũng nở nụ cười thứ nhất muốn làm học huynh thì phải được xác định bằng thực lực không phải bằng tuổi tác thực lực ngươi không được thứ hai miệng lưỡi của ngươi vô dụng với ta không cần dùng mưu hèn kế bẩn này thứ ba ngươi có biết ai là thầy của ta mà dám nói ta không được dạy dỗ thầy của ngươi tôn kỳ ngửi thấy mùi con ông cháu cha trên khán đài danh dự một cổ khí tức thăng thiên một ánh mắt sắc bén nhìn tôn kỳ khiến hắn lạnh cả ngươi tôn kỳ đưa mắt nhìn hắn nhận ra vị này là một vị phong thần còn là cái gì phong hiệu thì hắn không biết tất cả phong thần tham gia trận chiến với dịch đen hắn đều nhớ mặt chỉ là không rõ tên tuổi là ta dạy hắn ngươi có ý kiến gì sao vị này lão niên nam tử lông mày bạch kim hình một thanh đao ánh mắt cực kỳ uy nghiêm, cho người ta cảm giác áp bức. Tôn Kỳ nở nụ cười khó khăn, chắp tay hướng vị này hành lễ. Học trò không dám. Hừ, chỉ giỏi múa lưỡi, không lo tu luyện. Vâng, vâng, học trò xin ghi nhớ. Tôn Kỳ cúi sâu người, không dám phản kháng. Thầy ngươi là ai? Ta cũng muốn biết là ai dạy ra thứ như ngươi. Học trò mới là đệ tử ký danh, không dám mạo mùi nói tên thầy, mong tôn kỳ nói đến đây dừng một chút vị phong thần này hiểu ý nói ta gọi thiên sát thần đồng vâng mong thiên sát thần đồng đại nhân tha thứ học trò sẽ báo lại thầy mình để thầy đến nhà đại nhân nói chuyện được thiên sát thần đồng gật đầu không có truy cùng cái tên thầy của tôn kỳ giữ một chút mặt mũi cho đối phương hai bên kín đáo nói chuyện là được trên khán đài mấy vị phong thần nãy giờ quan sát không có xen vào kết thúc câu chuyện mấy vị phong thần mới mở miệng. Lão đồng, ngươi cũng đừng dọa sợ đứa nhỏ. Đúng vậy. Nhìn từ góc độ khác thì đây là công tâm, cũng là một loại thủ đoạn, không thể nói là xấu. Thiên sát thần đồng khoan tay, hừ một tiếng, dựa lưng ra sau ghế, hắn không cho rằng mình sai, còn đám kia thích nói sao thì nói. Thấy thái độ của thiên sát thần đồng có người quen có người không quen. Dù sao thì thiên sát thần đồng đã lâu không xuất thế, trước đây hắn rất có danh tiếng, từng là gia chủ đồng gia, chuyên tụ tập những người tu luyện đồng thuật. Đáng tiếc, số người có thiên phú đồng thuật quá ít, đồng gia phát triển không như mong đợi, thiên sát tự động giải tán. Thiên sát từ đó đến nay ít hiện thân, trường kỳ bế quan, chính sự kiện đạo thạch đánh thức hắn. Sau đó hắn gặp Thượng quan Du, đây chính là trời sinh thần đồng, thiên phú trắc tuyệt, hắn liền động lòng thu làm đệ tử. Thái độ thiên sát không tốt, không ai muốn nói chuyện với hắn nữa quyển phong thần đổi chủ đề nghe nói trước kia tên thẩm văn này thiên phú rất tốt mấy vị gia chủ còn tranh giành hắn còn không phải là nhi tử của ngươi sao đấu chiến bực mình nói không thể nói như vậy thắng thua là chuyện bình thường hắn không vượt qua được là do chính hắn thôi có thể cách ai tà dương thần phó gia chủ thần đạo gia nói đỡ đạo lý là vậy nhưng mà đấu chiến vẫn thấy khó chịu chung sơn thần một vị phó gia chủ thần đạo gia khác cười nói. Nghe nói Nhã Văn Huynh thế nhưng còn tặng bảo cầm cho hắn. Là hắn thắng được, không phải ta tặng. Nguyên Sa lúc đó cũng từng thử qua nhưng không bằng. Nhã Văn nhìn ra dụng ý đâm chọc của Trung Sơn Thần, hắn liền phản kích. Sau miệng lưỡi hắn chưa sợ ai bao giờ. Thần đạo gia thành lập màn cho đám tân thần niềm tin bành trướng, bọn họ luôn tìm cơ hội lấy mới thay cũ. Trung Sơn Thần bị nói mà khơi khựng người, nhất thời chưa biết thế nào đối đáp ngay lúc này quyển phong thần nhanh chóng đổi chiêu hắn nói là đệ tử ký danh thầy của hắn chắc không phải nhã văn huynh đi nghe câu này mọi người tập trung ánh mắt vào nhã văn khả năng này dường như rất lớn bọn họ có thể mường tượng ra sự việc tôn kỳ sau khi có được thanh huyền cầm nhã văn xuất hiện đề nghị thu hắn tôn kỳ tất nhiên vui vẻ chấp nhận nhưng do ước hẹn với mấy vị gia chủ khác Nhã Văn không nhận chính thức mà chỉ nhận làm ký danh đệ tử, đợi khi Tôn Kỳ Thành nhất dực sẽ chính thức công bố. Đấu chiến, tri kỷ của Nhã Văn cũng trợn mắt nhìn, mắng. Lão Văn, ngươi ăn mảnh. Không có. Nhã Văn ngay lập tức chối. Mọi người nhìn Nhã Văn, trên mặt hiện rõ chữ, có ngu mới tin. Nhã Văn cười khổ, hắn đúng là không biết giải thích làm sao, càng giải thích sẽ chỉ càng rối. Ngươi không biết dạy học trò. Thiên sát mở miệng nói một câu, sau đó lại nhắm mắt tỉnh thần. Hắn cũng nhận định Nhã Văn là thầy của Tôn Kỳ. Nhã Văn đau khổ, bị oan mà chẳng thể nói gì. Trên sân đấu, hai bên đã ra tay được mấy hiệp. Thượng quan Du không hổ là thiên tài, mặc dù thua Tôn Kỳ mấy trăm năm tuổi nhưng chiến lực cường hoành, võ kỹ đa dạng. Ta nghe nói ngươi đã liên tinh, mặc dù là dùng nguyện lực liên tinh nhưng chắc cũng có chút lực. Ngươi bây giờ không dùng, sẽ không còn cơ hội không cần tôn kỳ lạnh nhạt hắn thế nhưng đã hòa tan tinh thần lấy đâu ra liên tinh mà dùng vậy thì ngươi tiếp tục giấu bài đi thượng quan du mỉm cười sau lưng hai mươi viên tinh thần to tròn xuất hiện đây tất nhiên không phải toàn bộ thực lực của hắn đối với tôn kỳ hắn nghĩ cũng không cần dùng nhiều như vậy nhưng hắn muốn nhìn thấy tôn kỳ tuyệt vọng thượng quan du đạp đất đôi tay muốn như xà độc thổ khí xuất hiện hàng chục hư ảnh độc xà phóng tới Khí thế hung mãnh, khó đoán được mục tiêu của độc xà. Tôn Kỳ bình tĩnh, hai tay chuyển động, sử ra Miên Miên Chưởng pháp. Giống như nước chảy đá mòn, dễ dàng đánh lệch hướng đường đi của độc xà. Hai bên qua chiêu, một bên như độc xà tinh ranh, một bên như nước biến hóa vô cùng. Không ai đắc thủ. Thượng Quan Du đột nhiên nhếch mép cười, khóe môi liên tục động độc chú ngữ. Oanh. Hai bên đối chưởng, chấn lực khiến cả hai trượt về sau kết thúc được rồi thượng quan du cười tươi hắn đưa tay chỉ lên trời hai mươi viên tinh thần rung động từ từ nước ra một cái khe hóa thành hai mươi con mắt nhìn chừng chừng mọi người kinh ngạc lão đồng ngươi dạy học trò cái thứ gì vậy vô cực thần ngạc nhiên hỏi là thành tựu nghiên cứu của lão phu gọi là thiên nhãn thiên sát du nhi tu luyện còn chưa thành để các vị chê cười rồi thiên sát đơn giản nói lời khiêm tốn lòng kiêu ngạo thì ra là vậy mọi người gật đầu nói về đồng thuật thiên sát có thể là số một số hai tồn tại thành tựu ông ta nghiên cứu há có thể tầm thường trận chiến có thể kết thúc được rồi hai mươi con mắt mở ra không có ánh sáng hào quang hay bất kỳ cái gì công kích bắn ra chỉ thấy không khí như sóng gần thẳng đứng khán giả không biết chuyện gì chỉ có tôn kỳ và thượng quan du biết tôn kỳ rơi vào trong huyễn cảnh mà thượng quan du là chủ huyễn cảnh Thương quan du mỉm cười, hắn bắt đầu trò chơi. Phất tay một cái. Tôn Kỳ thấy mình tại trên cánh đồng xanh, gió lớn ào ào, quần áo phần phật. Một đôi mắt đỏ ngầu, miệng nhiễu dãi, sát khí đằng đằng. Tôn Kỳ nhìn con sói hung ác đang tiến lại gần. Sợ quá cơ. Gào. Con sói lao tới, há cái miệng đỏ máu, ngoạm lấy đầu hắn, muốn ăn tươi nuốt sống. Tôn Kỳ thản nhiên đứng nhìn, tay chấp sau lưng con sói nhào qua người Tôn Kỳ, không để lại bất kỳ thương tổn vì nó vốn là ảo ảnh. Phần lớn các loại đồng thuật đều là công kích tinh thần, Thiên Nhãn Thiên Sát cũng là như vậy, nếu tu đến đại thành có thể nhốt trăm vạn hùng binh, một ánh mắt hủy diệt tinh thần kẻ thù. Đáng tiếc, Thượng Quan Du mới học được gia long, tạo ra được ảo ảnh giống thật đã là rất giỏi. Nhưng mà gặp phải Tôn Kỳ, núi thay biển máu, ngàn vạn ác ma hắn còn không sợ nói chi đến bóng một con sói thượng quan du nhận ra chiêu này không được liền biến hóa cánh đồng xanh biến mất thay vào đó là núi lửa phun trào động đất âm ầm đại địa nứt ra từng mảng khí nóng phục lên giống như là cảnh tượng tận thế tôn kỳ thì chẹp lưỡi nếu thêm được vài sinh vật sống hoảng hốt chạy trốn kêu gào thảm thiết hiệu quả sẽ càng mạnh có lẽ đây đã là hết sức của thượng quan du sự thật đúng là như vậy thượng quan du tạo huyễn ảnh còn chưa đủ độ phức tạp mặt đất trung chuyển núi lửa phun ra cột cho bụi khổng lồ che khuất bầu trời dung nham bắn ra dung nham như dòng suối nhỏ từ từ chảy tới chân tôn kỳ tôn kỳ không sợ không hãi càng không chạy trốn dung nham cứ thế nuốt trọn đôi chân của hắn nhưng rồi sao chẳng sao cả đây chính là cái ngươi gọi là kết thúc tôn kỳ lạnh nhạt nói hừ đừng tỏ ra cứng cỏi ngươi bây giờ nhận thua sẽ không phải chịu thêm đau khổ trên cao mây trời tụ lại thành một khuôn mặt, mở miệng nói. Ta thì lại muốn xem, đau khổ có thể đến mức nào. Tôn Kỳ mỉm cười. Nếu ngươi đã muốn vậy thì đừng trách ta. Cảnh tượng lại lập tức thay đổi hóa thành đầm lấy chết chóc, vô số sinh vật bị đầm lầy nuốt chửng, xác chết trương sình, rễ cây cuốn quanh sọ trắng, rồi nhặn bay u u. Một bầy ông sọc vàng sọc đen nhìn vô cùng hung dữ lao tới chỗ Tôn Kỳ. Tôn Kỳ không để ý, thầm nghĩ, ngươi định đưa ta đi du lịch sao? Tại bên ngoài, một người chỉ thấy Tôn Kỳ đứng như trời trồng, Thượng quan Du thì sau đầu 20 viên tinh thần hoặc cũng có thể nói là 20 con mắt nhìn chầm chầm đối thủ. Lúc đầu còn thấy Thượng quan Du khóe miệng cong lên sau đó thì từ từ hạ xuống. Thêm 10 viên tinh thần nữa xuất hiện, một lúc sau lại 10 viên tinh thần nữa. Cuối cùng năm vòng chuyển luân cũng xuất hiện. Đây là toàn bộ chiến lực của Thượng quan Du, có thể thấy được hắn chủ tu tinh thần, độ lớn tinh thần tương đương với bọn nguyên sa, và dạ tuyết. Thượng quan du mặt lúc xanh lúc đỏ, mọi người đã nhận ra hắn không được ổn, nhưng chuyện này sao có thể? Phục. Thượng quan du ngửa mặt há miệng phun máu, thân hình đổ sụp, tinh thần cực độ hao tổn. Ngươi, ngươi làm sao có thể phá được? Thượng quan du chống tay, ông ngực khó tin hỏi. Có gì khó đâu, đợi ngươi hao tổn hết, nhất kích phá huyễn ảnh của ngươi. Tôn Kỳ đơn giản trả lời mọi người ở dưới nghe liền hiểu thì ra thượng quan du dùng huyễn ảnh vây tôn kỳ nhưng chưa diệt địch đã bị hao hết tinh thần cuối cùng bị phá chịu phản phệ tôn kỳ đi đến trước mặt hắn ngươi bây giờ muốn đi xuống hay bò xuống ngươi đừng phách lối đợi ta khôi phục thượng quan du cảm thấy bị sỉ nhục nhưng tôn kỳ lười cùng hắn dây dưa hay là bay xuống đi bớt tôn kỳ vung chân đá bay thượng quan du xuống đài tôn kỳ sau đó hướng lên khán đài danh dự nở nụ cười tươi mặt thiên sát lão nhân vô cùng không tốt lão lúc này như ngọn núi sắp phun vừa rồi lão còn dạy đời tôn kỳ đây nào chỉ là đánh mặt tên nhóc này còn dám cười khiêu khích lão thiên sát siết chặt tay vịn ghế nát thành bụi nếu là người thông minh tuyệt đối không nên chọc thiên sát lão nhân lúc này nhưng mà có một người luôn sợ thiên hạ thái bình đúng là ngu ngốc mà đấu chiến ngay lúc này lên tiếng thẩm văn mới sinh ra đã dám giết sói trong người đã mang sát ý mấy cái huyển cảnh trẻ con thì có thể làm gì thiên sát lão nhân đưa mắt nhìn đấu chiến khiêu khích sao lão có ý kiến gì sao đây là cố tình chọc tức thiên sát lão nhân hai mắt lượn lờ tinh quang trong mắt lão chứa vô tận sát lục đấu chiến cũng không tầm thường nhìn thẳng vào mắt lão chiến ý sụt sôi muốn một ánh mắt dọa sợ hắn mơ tưởng đi hắn ngồi vào vị trí gia chủ binh gia chính bằng nắm đấm há sợ ai hai vị đều là người có danh phận đừng làm gương xấu cho bọn trẻ quyển phong thần mở lời khuyên nhưng mà vô dụng cảm tưởng hai bọn họ như hai thùng thuốc nổ một tia lửa là bạo tạc hai vị muốn bị trọng phạt sao thương quân mở miệng chỉ một câu đơn giản thiên sát và đấu chiến đều từ từ khí thế hạ xuống không ai muốn dây với pháp gia thấy không khí bớt căng thẳng Trung Sơn cười nói. Thượng quan du thực lực rất tốt, đáng tiếc gặp phải khắc tinh. Nếu hắn dùng thuật pháp mà không dùng huyễn cảnh, kết quả đã khác. Lần đầu tham gia, hắn còn thiếu chút kinh nghiệm, lần sau chắc chắn tỏa sáng rực rỡ. Tà Dương tiếp lời. Thiên sát lão huynh có người kế thừa. Thiên sát lúc này mới hơi dịu đi. Được rồi. Chúng ta là đến xem tên lôi động kia thế nào. Không cần quá để ý đám nhỏ phượng minh thần cười nói không khí tạm thời yên bình lần này tôn kỳ chiến thắng khiến bọn đấu chiến vui vẻ ít nhất chứng minh bọn họ từng tranh giành tôn kỳ là có lý đám tân thần nhìn nhau ánh mắt lóe sáng đám cổ thần càng mâu thuẫn càng tốt sẽ thành cơ hội cho bọn họ ở đây có lẽ chỉ có thiên sát là bực bội trận đấu tiếp theo tôn kỳ gặp một lão học viên hai bên chắp tay chào lễ nghĩa đầy đủ hai bên thủ thế chuẩn bị xuất chiêu thế nhưng vị lão huynh này làm ra vẻ ngạc nhiên học đệ không dùng linh khí sao linh khí cần phải sao tôn kỳ hỏi lại xem ra tên này biết mình lần trước hắn chính là dùng linh khí đi đến vị trí một nghìn học huynh khuyên đệ nên dùng ta gần đây mới tu được một sát chiêu không có linh khí đệ không đỡ được như vậy thì quá bất công với đệ ta muốn một trận chiến công bằng tôn kỳ ngạc nhiên cái này hình như là khích tướng đang công tâm sao không cần tôn kỳ dứt khoát tên này tỏ ra lo ngại cho tôn kỳ nhiều lời khuyên dùng khiến tôn kỳ cảm thấy bị coi thường càng khẳng định sẽ không dùng tên này cười thầm trong bụng bước đầu thành công hắn chỉ ngại mỗi linh khí tôn kỳ không dùng linh khí vậy thì dễ dàng học đệ cẩn thận ta ra chiêu đây tên này hành động lời nói tỏ ra rất quân tử nhưng mà dụng tâm khó dò. Hắn khí thế cuồn cuộn, một hàng liên tinh hiện lên, là một cây trường tiên 21 viên tinh thần. Tôn kỳ lạnh nhạt, 22 vòng chuyển luân xuất hiện sau lưng. Thấy vậy, sự vui mừng trong lòng như bị dội gáo nước lạnh, liên tinh 21 viên không chắc thắng được 22 vòng chuyển luân. Hắn thoáng suy nghĩ, quyết định tăng thêm 5 vòng chuyển luân. Tôn Kỳ cũng nhẹ nhàng tăng thêm 6 vòng chuyển luân. Tên này sắc mặt trầm xuống, khoảng cách hai bên không lệch về hắn như hắn tưởng, ngược lại còn lệch về phía tôn kỳ. Nhưng không sao hắn có thể dùng kỹ pháp bù lại. Thần khí cuồn cuồn, trường tiên rơi vào tay lấp lánh tinh thần. Trong lúc chờ hắn tụ chiêu, tôn kỳ từ từ dâng lên một vòng chuyển luân, hai vòng chuyển luân, ba vòng chuyển luân. Tên này càng nhìn càng tái mặt, khi tôn kỳ đạt tổng cộng 35 vòng chuyển luân, hắn triệt để tuyệt vọng, lòng như tro tàn, khí thế tiêu tán, tự động chấp tay nhận thua học đệ ẩn dấu thật sâu, học huynh không bằng, xin nhận thua. Tôn Kỳ cười nhạt, muốn công tâm. Vậy thì cũng phải thực lực ngang bằng. Trận đấu kết thúc theo cách không ai nghĩ đến, nhưng có thể chứng minh một điều Tôn Kỳ không yếu như bọn hắn nghĩ, 35 vòng chuyển luân, không cần dùng đến tinh thần vẫn rất mạnh, Tôn Kỳ xếp hạng hạt giống hoàn toàn xứng đáng. Chỉ là không biết 35 vòng chuyển luân tu bằng nguyện lực có mạnh như 35 vòng chuyển luân bình thường tôn kỳ kết thúc sớm rảnh rỗi nhìn các sân đấu khác nguyên sa thật sự rất mạnh hắn giống như là một con người khác mỗi lần gặp hắn sẽ đều phải ngạc nhiên hắn một đấm đánh bay một vị học huynh lâu năm đã hợp mười tinh hắn thật ra có thể nhanh chóng kết thúc nhưng để cho vị học huynh này chút mặt mũi nên kéo dài trận đấu phong thái thực lực tầm tính đều để người ta ngưỡng mộ xem ra lần trước bị phế không ảnh hưởng tới hắn ngược lại càng khiến hắn thay đổi mạnh mẽ bên kia giả tuyết phiêu diêu thoát tục một kiếm băng phong đối thủ nàng có vẻ đã sâu lắng hơn không biết thời gian này nàng đã trải qua chuyện gì trên một sân đấu có vị thiếu niên tắm rửa lôi điện không cần ra tay lôi điện đã đánh tan đối thủ đây hẳn là lôi động thần chuyển thế mà trần kỷ nhắc tới nói đến trần kỷ trận đấu của nàng vừa mới bắt đầu trần kỷ lấy ra một bộ bàn đá đối thủ của nàng lập tức lao tới đối đầu với một nhạc sư luôn nhớ quy tắc là ra tay trước tuyệt đối không được để bọn họ hoàn thành khúc đàn hắn đã làm rất đúng nhưng mà khi hắn vừa xông lại gần vùng lên trường đao thì trần kỷ đột nhiên mỉm cười rút từ dưới đàn một cây thiết giảng đâm tới tên kia bất ngờ hoành đao trước ngực đón đỡ răng rắc thiết giảng đâm thủng mặt đao đánh vào trên ngực đối thủ tên này kêu lên một tiếng bay ngược ra sau há miệng phun máu ngất ngay tại chỗ trên ngực không thấy máu nhưng có một vết bầm xương ngực gãy mấy cái tim phổi xuất huyết nội thương thế rất nặng trần kỷ vui vẻ bước xuống đài cây thiết giảng này thế nhưng là linh khí để chuẩn bị cho lần thi này nàng đã tiết kiệm rất lâu mới mua được còn mượn cả điểm của mùi mùi nàng rất tự tin có thể lọc vào vòng thi xếp hạng bởi vậy nàng mới dám cá với tôn kỳ kiếm một ít điểm bù lại tiền nợ Đối thủ cuối cùng vòng này của Tôn Kỳ là một kẻ không quen không biết, hai bên cũng không nói nhiều, lao vào đánh nhau kịch liệt, chiến thắng trận này sẽ bước vào vòng thi xếp hạng, ý nghĩa to lớn, bởi vậy tên này dốc hết sức lực. Nhưng cuối cùng vẫn bị Tôn Kỳ đánh bại. Tôn Kỳ lần thứ hai bước vào vòng thi xếp hạng, cho dù có thua thì ít nhất hắn vẫn giữ được vị trí 1.000. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Vòng thi thứ hai kết thúc mở ra vòng thi thứ ba xếp hạng thế nhưng có một điểm khiến ban tổ chức bối rối là có một trận đấu hai thí sinh cùng lúc rớt xuống đài bọn họ không biết nên chọn ai tiến vào vòng tiếp theo nếu loại cả hai thì quá bất công nếu chọn cả hai thì sợ sẽ thành tiền lợi xấu có người sẽ lợi dụng để dàn xếp kết quả vả lại cùng chọn hay cùng loại sẽ tạo thành số lẻ làm rối sắp xếp của ban tổ chức cuối cùng quyền quyết định vẫn là rơi vào mấy vị phong thần ở đây mấy vị thấy sao thương quân mở màn hỏi loại cả hai một vị lạnh lùng nói vậy thì quá bất công chi bằng cho đấu lại mất thời gian nếu bọn hắn lại đánh hòa chẳng lẽ phải đấu lại tiếp vậy bao giờ mới kết thúc được chúng ta đâu dư thời gian nhìn xem hai tên nhóc đánh nhau một vị phong thần tỏ ra bực bội bất thâm lựa chọn một người chỉ sợ tên thua không phục để cả hai vào đi không tốt lắm bọn họ bàn tới bàn lui cũng không ra được kết quả cuối cùng quyển phong thần hắn giọng nói chư vị nghe ta nói một lời thế nào mời thương quân ra hiệu ta cảm thấy hai bọn họ thực lực cũng được nhưng mà có người thực lực còn tốt hơn đáng tiếc không may bị loại sớm chi bằng chọn thêm một người tổ chức một trận chiến ba người chắc chắn sẽ không có kết quả hòa nữa cũng được nhưng như thế nào chọn người thứ ba Trung Sơn thần phụ họa. Có gì khó? Học viên nào cảm thấy tự tin cũng có thể tham gia, dùng một trận quần chiến, người chiến thắng sẽ đấu tiếp, tranh tấm vé cuối cùng. Đề nghị này cũng coi như tạm được, không có ai phản đối. Quyển phong thần tủng tỉm cười. Thông báo vừa được đưa ra khiến đám học viên xôn xao, đây chính là tấm vé vớt cuối cùng, cơ hội lại mở ra. Đối với hai tên kia có hơi bất công, nhưng mà nghĩ lại, đối thủ trải qua một trận quần chiến, chỉ sợ không còn nhiều sức lực, bọn họ vẫn có ưu thế lớn. Trận đấu lập tức diễn ra, có khoảng 50 tên bước lên đài, không ngạc nhiên khi trong đó có Thượng quan Du. Quyển phong thần dụng tâm chính là cái này, hắn muốn tạo thiện cảm với thiên sát lão nhân. Mặc dù lời nói thể hiện sự công tâm nhưng chỉ cần thông minh liền nhìn ra ý tứ trong đó. Trận tranh vé vớt diễn ra, có 12 tên là tinh khiếu cảnh, còn lại là liên tinh cảnh thượng quan du bộc lộ tài năng lần lượt đánh bại các đối thủ giành lấy một phần ba tấm vé vớt tiếp tục trận chiến ba người thượng quan du lại thắng giành tấm vé cuối cùng thiên sát lão nhân ngoài mặt bình thản nhưng trong lòng thả lỏng ít nhất cũng vào vòng xếp hạng không quá bị mất mặt bọn quyển phong thần nhìn nhau mỉm cười mọi chuyện thuận lợi các vị phong thần khác lạnh nhạt chẳng quan tâm tôn kỳ chẹp lưỡi thầm nói sống dai như đĩa thường quan du sau khi giành được tấm vé vớt hắn đảo mắt tìm kiếm tôn kỳ tôn kỳ trong đám đông cũng không quá nổi bật bình thường thôi hắn tìm một lúc mới thấy khiêu khích nói ngươi chắc chắn không ngờ phải không ngươi tốt nhất nên cầu nguyện không gặp lại ta hắn ánh mắt sát khí đằng đằng nhìn tôn kỳ mấy tên đứng gần đó nhẹ nhàng tách ra ngươi nói ta sao tôn kỳ tự chỉ mình làm ra vẻ không biết ngươi là ai nha thượng quan du tức giận bọn họ thế nhưng vừa mới đánh nhau ta là thượng quan du thượng quan du không nhớ nói rõ hơn chút đi tôn kỳ nhún vai ngươi mất trí sao ta vừa đánh với ngươi vòng thứ ba thượng quan du mắng vòng thứ ba nói rõ chút đi ta dạo này trí nhớ không tốt tôn kỳ xoa xoa thái dương nói là người ngươi đã đánh bại cái gì nghe không rõ, nói lớn một chút. Là người ngươi đã đánh bại. Lớn chút nữa. Là người ngươi đã đánh bại. Thì ra là thủ hạ bại tướng, lại còn hét to như vậy, sợ mọi người không biết ngươi thua sao? Tôn Kỳ nhún vai cười nói. Đám người xung quanh ồ lên cười. Thượng Quan Du mặt đỏ bừng, tức đến bốc khói, hắn bị chơi. Lắm chuyện ồn ào. Nhanh chuẩn bị thi đi, lúc này có tiếng nói chấn động màn nhĩ là thiên sát lão nhân giải vây cho đệ tử của mình tất cả bị chấn cho rụt cổ tôn kỳ nhìn lão mỉm cười chắp tay hạng người lẻo mép như ngươi không có tiền đồ thiên sát lão nhân dạy đời tiền bối dạy phải thế nhưng thầy của học trò cũng chỉ biết dùng miệng lưỡi xưa nay chưa thấy thầy động tay chân tôn kỳ làm ra vẻ thành thật thầy nào trò nấy ăn nói cho cẩn thận họa từ miệng mà ra thiên sát lão nhân hừ lạnh Vừa nói vừa liếc nhìn Nhã Văn, ý đã rất rõ ràng. Mọi người nghe Tôn Kỳ nói cũng cùng chung khẳng định với thiên sát lão nhân. Nhã Văn đau khổ, không lời có thể giải thích. Trận đầu tiên vòng xếp hạng, Tôn Kỳ không ngờ lại gặp Trần Kỷ. Nàng tỏ ra rất tự tin, có lẽ vì linh khí. Không ngờ lại gặp người ngay trận đầu. Ta cũng không ngờ. Xem ra cá cược giữa chúng ta sau trận này sẽ có kết quả. Tôn Kỳ mỉm cười đúng vậy trần kỷ gật đầu nàng phất tay lấy ra một bộ đàn đá ngươi là người tu âm luật lại chưa dùng lần nào như vậy không tốt hay là trận này ta và ngươi cùng tranh âm luật trần kỷ dụ dỗ được tôn kỳ phất tay lấy ra thanh huyền cầm hắn liền ngồi xuống bắt đầu khẩy đàn tinh 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 khi hắn đàn được vài nốt thì trần kỷ đột nhiên cầm thiết giảng đánh tới Tôn Kỳ đã đoán trước dơ đàn đón đỡ. Oanh! Đều là linh khí, không có cái nào bị hỏng. Trần Kỷ nhếch mép cười, bất ngờ một tay khác lấy ra thêm một thanh thiết giảng tập kích. Tôn Kỳ hất ra thiết giảng, đạp đất lui lại. Sao ngươi biết? Trần Kỷ ngạc nhiên. Hắn vậy mà tránh được. Có gì khó? Giảng không phải luôn đi theo cặp sao? Thì ra trước đó Trần Kỷ bộc lộ chỉ có một cây thiết giảng linh khí là có tính toán. Đáng tiếc không lừa được Tôn Kỳ. Không còn lợi thế bất ngờ, nàng nhanh chóng bị đánh bại. Trần Kỷ khóc hết nước mắt, mất trắng 50 điểm cho hắn, đã nợ chồng thêm nợ. Vòng này Thượng Quan Du cũng thắng. Hắn đã chứng minh cho mọi người thấy trận thua trước Tôn Kỳ chỉ là tai nạn. Hắn nhìn Tôn Kỳ mà nghiến răng, chỉ mong trận sau gặp lại. Nhưng thật bất ngờ trận tiếp theo, đối thủ của hắn là giả dạ Tuyết. Cả hai cùng bước lên đài. Thượng quan du bị sắc đẹp của nàng làm cho sửng sốt, trước đó đã từng nghe nói, nhưng bây giờ đối mặt, hắn mới thật sự cảm nhận hết lời đồn, chỉ có thiếu không dư. Giả tuyết thực sự quá kinh diễm, so với lần trước tham gia, lần này giả tuyết càng thêm lạnh, càng thêm xuất chúng. Tại hạ thượng quan du, lần đầu gặp, thượng quan du chấp tay giới thiệu, biểu hiện ra phong thái ưu nhã quân tử. Giả tuyết không thèm để ý, lấy ra thanh kiếm. Thượng quan du cũng lấy ra vũ khí, là một cái quạt, phất nhẹ mấy cái nói. Đây là linh khiến nguyệt loạn vũ, sư tôn tặng cho ta nhưng ta không phát huy hết tác dụng của nó. Vừa gặp nàng, nguyệt loạn vũ đã trung động, ta nghĩ bảo phiến nên sánh với mỹ nhân. Không cần. Dạ tuyết cắt ngang từ chối. Xin đừng từ chối. Đây coi như là lễ vật làm quen của ta. Không cần. Dạ tuyết nhấn mạnh từ chối. Dạ tuyết, ta biết nàng không thiếu những vật này, cứ coi như là vật dụng cầm tay cũng được. Thượng quan du mỉm cười đối đáp nho nhã. Hắn gọi thẳng tên, như muốn kéo ngắn khoảng cách với giả dạ tuyết, còn nàng nhìn hắn với ánh mắt chán ghét, không chỉ hắn, nàng nhìn ai cũng vậy thôi. Trần Kỷ thì tặc lưỡi không ngừng, vì một kiện linh khí, nàng làm nhiệm vụ bán sống bán chết, còn người ta mở miệng là tặng, giống như linh khí là lá cây vậy, thích nhặt bao nhiêu thì nhặt. Tôn Kỳ nhìn mà lắc đầu, đúng là hồng nhan hòa thủy lại một tên ngốc nữa cắm đầu vào. Dạ Tuyết cầm kiếm đưa lên trước mặt, gió lốc cuốn lên tuyết bay đầy trời. Thượng Quan Du mỉm cười khen. Rất đẹp. Hắn nhẹ nhàng tiến lên một bước, tinh thần trôi nổi, luân hoàn tỏa sáng. Hắn triển khai toàn bộ lực lượng, dựng lên một vòng bảo hộ. Với người đẹp, hắn làm sao có thể ra tay công kích được. Dạ Tuyết vẫn đứng yên tại chỗ, một kiếm đâm ra, kiếm khí vô hình kiếm khí đâm vào vòng bảo hộ, không một chút lực cản, vòng bảo hộ ầm ầm sụp đổ. Một kiếm, phá phòng ngự toàn lực của Thượng Quan Du, nhưng mà hắn cũng không có thất vọng, mọi sự nên là như thế. Thời gian tu đạo hai bên cách nhau mấy trăm năm, dạ tuyết thiên phú cũng là nhất tuyệt. Thượng Quan Du chắp tay, mỉm cười. Ta nhận thua. Dạ tuyết liếc hắn một cái không thèm để ý, bước xuống đài. Dạ tuyết, khoan đã. Thượng quan du với tay gọi. Dạ tuyết dừng chân, nghiêng đầu. Nguyệt loạn vũ, ta tặng nàng, thương quan du bước tới, muốn tặng quà. Không cần. Thượng quan du bước tới trước mặt, nghiêm túc nói. Có thể lúc này nàng thấy tu vi ta không bằng nàng, nhưng tin ta đi, ta rất nhanh sẽ đuổi kịp nàng để tăng thêm sự thuyết phục, hắn khoe ra sư tôn. Sư tôn ta là thiên sát thần đồng, để nhất đồng thuộc thần tộc. Ta thiên phú dị bẩm, sẽ để nhất đồng thuật ai nói cẩn thận họa từ miệng mà ra giả dạ tuyết lạnh lùng khinh thường nàng không muốn nghe nữa thật chán ghét thượng quan du hơi khựng lại đây là lần đầu tiên nàng nói với hắn nhiều hơn hai từ thế nhưng lại là lời khinh thường hắn tưởng nàng không nghe rõ liền nhắc lại sư tôn của ta là thiên sát thần đồng đã từng là gia chủ đồng thuật gia ai thì cũng như vậy thôi nàng bỏ lại một câu Thân hình biến mất tại chỗ, lùi cùng thượng quan Du nói chuyện. Thiên Sát lão nhân thở phì phì tức giận, chẳng lẽ do lão bế quan quá lâu, đám nhóc này quên mất sự tồn tại của lão, trước đó là Tôn Kỳ, bây giờ là Dạ Tuyết. Hai tên nhóc này dám không coi hắn ra gì. Thiên Sát lão nhân ánh mắt sắc lạnh nhìn Băng Tuyết nữ thần. dạy con cho cẩn thận. Họa từ miệng mà ra." Đây là lấy lời của người đáp trả người. Băng Tuyết nữ thần lạnh lùng không phản bác không để ý nàng vẫn luôn như thế quyển phong thần cười khổ đứng ra nói vài lời xoa dịu hắn không muốn chọc thiên sát lão nhân nhưng cũng phải bảo vệ băng tuyết nữ thần dù sao nàng cũng là phó gia chủ dạ tuyết sau này cũng có thể nhập thần đạo gia trở thành lực lượng trung kiên đối thủ thứ hai của tôn kỳ là một vị học huynh thiên phú rất tốt thế nhưng vị học huynh kia vừa nhìn thấy hắn mặt rất khó coi thấy mặt đối thủ nhăn như mặt khỉ Tôn Kỳ tỏ ra quan tâm. Học huynh ba ngày chưa ăn rau sao? Hừ. Đừng có đâm chọc vì học huynh này bực mình, nhưng mà bực mình thì bực mình, đấu thì vẫn phải đấu. Hắn vung lên một cái sa bàn. Sa bàn phát sáng, nhảy ra một con thú. Là hát Ma Lan, yêu thú cấp 3. Bây giờ thì Tôn Kỳ hiểu được, vì sao vị học huynh này lại mặt nhăn như vậy. Biệt danh Bạch Lan Tử của hắn, khá nhiều người biết đến đặc biệt là những người trong khống thú hệ. Vị học huynh này lại chủ tu khống thú, còn là giống sói, không nhăn mặt mới là lạ. Lên, vị học huynh này hét lớn ra lệnh. Hắc ma lan chồm lên lao tới. Ngồi. Tôn kỳ chỉ tay xuống đất. Khiết. Hắc ma lan phanh gấp, ngoan ngoãn ngồi xuống, cúi đầu toàn thân run rẩy. Tốt, 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 tôn kỳ vỗ đầu nó ba cái. Hắc ma lan sợ hãi cực độ, đuôi rung lẩy bẩy, mọi người nhìn vào còn tưởng hắc ma Lan đang vẫy đuôi với chủ không thể chịu nổi mất mặt tên học huynh phất tay thu lại hắc ma Lan, hầm hầm đi xuống tôn kỳ lại có thêm một trận thắng nhẹ nhàng sau hai trận đấu từ một nghìn học viên xuống còn hai trăm năm mươi học viên hai trăm năm mươi học viên này đều là tinh anh trong tinh anh thực lực ít nhất là linh tinh hợp một phần ba số viên tinh thần có người chỉ còn một hai viên nữa là bước vào cảnh giới vọng nguyệt trận đấu thứ ba đồng loạt diễn ra Đối thủ của Tôn Kỳ là Thái Tôn Hạo, xếp thứ 174 hạt giống, thực lực không cần nghi ngờ. Tôn Kỳ cũng không ngạc nhiên, đến vòng đấu này, sẽ có những cuộc chạm trán nảy lửa giữa các hạt giống. Khi Tôn Kỳ đang chuẩn bị lên sân, Trần kỷ kéo tay hắn lại. Có chuyện gì sao? Hắn hỏi. Ngươi có muốn cực tiếp không? Trần kỷ thăm dò. Trần Dung kéo áo nàng, nói nhỏ, đừng cực nữa mà. Trần kỷ gạt tay mùi mùi ra, nói, không cực ta không có điểm trả. Yên tâm, lần này ta nắm chắc. Tôn Kỳ mỉm cười nhìn hai tỷ muội đôi co. Một lúc sau Trần Kỷ ép xuống Trần Dung, nhìn Tôn Kỳ hỏi. Người có dám không? cược thế nào? Tôn Kỳ hỏi. Trận tiếp theo ngươi thắng, ta đưa ngươi thêm 50 điểm. Nếu thua vậy thì xí xóa 50 điểm ta nợ. Trần Kỷ nói. Tôn Kỳ xoa xoa cầm suy nghĩ sợ hắn không đồng ý, Trần Kỷ khích tướng. Nếu ngươi sợ vậy thì thôi đi. Không phải ta sợ, là ta đang nghĩ cho ngươi thôi. Tôn Kỳ cười đáp, Trần Kỷ mặt ngơ không hiểu. Tôn Kỳ giải thích, 50 điểm vậy thì ngươi đâu có lời. Chi bằng cực gấp đôi. Nếu thắng ngươi không những không mất điểm mà còn được 50 điểm. Nếu thua, ngươi đằng nào chẳng nợ điểm, nợ thêm cũng có sao đâu. Trần Kỷ mắt đảo láo liên, Cảm thấy lời này vô cùng có lý, nhưng mà vẫn còn một chút lo lắng. Ngươi thực lực thế nào? Không phải ngươi đã thấy rồi sao? Hết sức trận này cũng chỉ có 35 vòng chuyển luân. Tôn Kỳ đáp. Trần Kỷ suy tư, vẫn chưa thể đưa ra quyết định. Nhanh lên. Đối thủ của ta lên sân rồi. Tôn Kỳ hối. Trần Kỷ không còn thời gian suy nghĩ vội vàng đồng ý. Được. Hai bên vỗ tay lập thành ước định. Tôn Kỳ quay lưng bước lên sân đấu, Trần Kỷ ở dưới xoa tay, cười âm hiểm. Trên sân, Thái Tôn Hạo từng bước trầm trọng, khí thế như mảnh hổ rời núi, 30 vòng chuyển luân dựng lên sau đầu. Hắn mục tiêu lần này là lọt vào 30 vị trí đầu, Tôn Kỳ là đối thủ hạt giống đầu tiên của hắn, mọi người đều đánh giá hắn may mắn khi gặp Tôn Kỳ. Khoảng cách thứ tự hạt giống hai bên quá lớn, kết quả không cần nghi ngờ hắn mặc dù chỉ có 30 vòng chuyển luân nhưng tự tin nghiền ép 35 vòng chuyển luân nguyện lực của Tôn Kỳ. Hắn cần đánh nhanh thắng nhanh, tranh thủ thời gian để nghỉ ngơi. Không có một lời chào hỏi, ra tay đã là phục hổ ma quyền. Hàng chục hư ảnh nắm đấm đánh tới, thể đi phá sơn hủy núi, cương mảnh vô cùng. Tôn Kỳ thi triển thân pháp lạc diệp thủy miên, nhẹ nhàng né tránh, cùng lúc 35 vòng chuyển luân xuất thế. Thái Tôn Hạo không quan tâm, liên tục huy quyền, Chiến thuật rất đơn giản, đánh cho đến khi ngươi không còn đường tránh. Mỗi quyền của hắn uy lực như hổ vô, chỉ cần đánh trúng đảm bảo đối thủ thương nặng. Tôn Kỳ sau những dây đầu bị ép, hắn bắt đầu phản công. Hắn sử ra dung hỏa trưởng, hai bàn tay bốc cháy, mỗi lần huy vũ đều kéo theo đuôi lửa. Binh, binh, bóp bóp, trưởng pháp cùng quyền pháp va chạm, lửa bắn tung tóe. Phục hổ ma quyền mạnh về lực. Dung hỏa trưởng mạnh về đốt. Oanh, cả hai tung đòn sau đó tự tách ra. Tôn Kỳ hai tay run run, chịu chấn lực không nhỏ, hắn vẫy vẫy tay tán đi chấn lực. Thái Tôn Hạo hai nắm đấm cháy đen, hắn gồng lên một cái, thần khí cuồn cuộn chữa lành đôi tay. Hiệp đầu giao phong, hai bên bớt phân thắng bại. Thái Tôn Hạo bất ngờ, 35 vòng chuyển luân của Tôn Kỳ mạnh như vậy. Có lẽ hắn phải dùng thêm lực, mà hắn thật chưa muốn dùng đến lúc này. Thái Tôn Hạo lắc trái lắc phải, chân bước liêu siêu, tay vung vất và vất vưởng. Thật khác với sự uy mãnh của phục hổ ma quyền. Tôn Kỳ không dám khinh thường, gồng lên thần lực thủ thế sẵn sàng. Thái Tôn Hạo áp sát, tay chụm lại như đầu rắn, mổ phốc tới. Tôn Kỳ nghiêng người né, tay Thái Tôn Hạo như một con rắn, ngay lập tức đổi hướng, Tôn Kỳ hỏa trưởng cản lại. Thái Tôn Hạo giống như chỉ chờ có vậy, cánh tay như rắn, cúng một cái khóa lại Tôn Kỳ. Một tay khác của hắn như đại bàng xà xuống, mổ mắt đối thủ đây là ưng xà sông tuyệt muốn luyện thành cận nhất tâm nhị dụng một tay như rắn một tay như ưng hoạt động độc lập nhưng lại phối hợp chặt chẽ với nhau tôn kỳ vội đưa tay che mắt phốc mỏ ưng mổ vào lòng bàn tay hắn tôn kỳ kêu lên một tiếng đau thái tôn hạo lập tức tung chân đá vào hạ bộ tôn kỳ cũng nhanh chóng nhấc chân cản lại cả hai lúc này kìm chặt lẫn nhau dàn co ngươi cũng mạnh đấy thái tôn hạo cười gằn đa tạ tôn kỳ đáp vậy thì chiêu này ngươi đỡ thế nào thái tôn hạo hét lớn thi triển ra sư tử hống gần như vậy bị trúng chiêu chỉ sợ tôn kỳ sẽ trọng thương tôn kỳ đập đầu tới á à. thái tôn hạo kêu lên một tiếng hắn không ngờ tôn kỳ ứng chiêu thế này chiêu này thật lưu manh sư tử hống chưa phát mũi đã bị đập gãy răng cửa gãy mất hai cái thái tôn hạo xây sẫm mặt mày Tôn Kỳ nhân cơ hội áp sát, liên tục tung chưởng, đánh dồn dập. Thái Tôn Hào chỉ có thể con người, hai tay bảo vệ đầu. Cuối cùng, Tôn Kỳ nhảy lên, dốc ngược đầu, sử ra sát chiêu cực mạnh, thiên địa vô minh. Hư ảnh cự trưởng áp xuống như Thái Sơn. Thái Tôn Hạo cảm nhận nguy cơ, hắn gồng lên hết tất cả sức mạnh, nghịch thế đánh lên. Bàn la cực quyền. Oanh. Khí lãng càng quét, hư ảnh cự trưởng bị đánh tan chưởng pháp thiên địa vô minh của tôn kỳ bị phá thái tôn hạo cũng không tốt đẹp gì quần áo rách rưới tóc tai bù xù hai chân cắm xuống sân đấu tới đầu gối tiếp ta một chưởng nữa tôn kỳ tất nhiên sẽ không để cho thái tôn hạo có thời gian hít thở tiếp tục tra chiêu thái tôn hao không muốn thua vậy thì chỉ có thể đón đỡ nhưng mà hắn không có thời gian tụ lực bị động ứng đối oanh 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 tiếp liên tục ba chưởng của tôn kỳ Thái Tôn Hạo bị đánh cắm xuống đất tới ngực. Bại cục đã định. Nhưng mà hắn vẫn ngoan cường không nhận thua. Còn Tôn Kỳ không nghe tiếng nhận thua tuyệt sẽ không dừng tay. Hắn không phải loại người gần chiến thắng sẽ dừng lại nói vài câu, quá ngu ngốc. Muốn nói, vậy thì cũng phải đợi chắc chắn chiến thắng rồi mới nói. Tôn Kỳ hai tay chụm lại, giơ cao bổ xuống như cầm rìu bổ củi. Bá phủ phân sơn. Thái Tôn Hạo hai tay che đầu, hét lớn, gồng lên tất cả sức mạnh phòng ngự. Oanh! Một tiếng lớn vang lên, sau đó là tiếng xương gãy răng rắc. Thái Tôn Hạo bị đánh chìm xuống mặt đất chỉ thò ra cái đầu, hai cánh tay bị gãy, đầu đến ngất đi. Trọng tài liếc mắt một cái, viết xuống, thẩm văn thắng. Tôn Kỳ bước xuống đài. Trần Kỷ chết đứng tại chỗ, lại thua thêm 100 điểm, tổng cộng 150 điểm. Tôn Kỳ mỉm cười. 150 điểm, định bao giờ trả. Trần Kỷ từ trong sửng sốt bước ra, vẫn còn không tin nói. Ngươi nói dối. Ngươi rõ ràng mạnh hơn Thái Tôn Hạo. Thì ta có nói ta yếu hơn Thái Tôn Hạo đâu, ta chỉ nói là dùng 35 vòng chuyển luân. Ngươi lại cứ cho rằng 35 vòng của ta thua 30 vòng của hắn. Tôn Kỳ nhún vai nói. Ngươi, Trần Kỷ siết chặt nắm tay, tiếp theo nàng phải làm sao đây, chỉ sợ sẽ phải làm rất nhiều nhiệm vụ mới trả được nợ. Trần Dung an ủi: "Tỷ tỷ yên tâm, muội sẽ giúp tỷ." Hai tỷ muội ôm nhau. Tôn Kỳ mỉm cười: "Cần gì vất vả như vậy? Cược thêm một ván nữa là xong. Thắng có thể trả tất cả, còn kiếm thêm được một khoản. Thua thì dù sao cũng thua rồi, còn sợ gì thua thêm nữa?" Trần Kỷ nghe dụ dỗ thì sáng mắt, Trần Dung cố ngăn cản: "Ngươi đã thua hai lần, chẳng lẽ còn có thể thua tiếp?" Tôn kỳ thêm lời mật ngọt. Những đối thủ phía sau thế nhưng rất là mạnh a. À? Ngươi muốn vất vả làm nhiệm vụ hay là sung sướng hưởng thụ? Còn thở là còn gỡ a. À? Cuối cùng Trần Kỷ bị thuyết phục. Đúng lắm. Còn thở là còn gỡ. Ta phải gỡ lại. Tỷ tỷ, đừng. Trần Dung níu tay. Trần Kỷ gạt ra. Yên tâm. Lần này ta chắc chắn sẽ cẩn trọng hơn. Trần Kỷ muốn cực tiếp nhưng không vội, nàng muốn biết đối thủ vòng tiếp theo của Tôn Kỳ là ai rồi mới đưa ra quyết định. Vòng đấu 250 kết thúc, 125 thí sinh lọt vào vòng tiếp theo nhưng lẽ mất một người. Mọi người nghĩ sẽ có người may mắn không cần thi đấu mà vẫn lọt vào vòng sau. Sai rồi. Thần tộc tổ chức thi đấu là để mọi người rèn luyện, không phải để kiểm tra vận khí. Bởi vậy sẽ có một trận đấu ba người. 62 cặp đấu nhanh chóng được quyết định, không biết xui xẻo thế nào mà Tôn Kỳ bị xếp vào trận đấu ba người. Đối thủ của Tôn Kỳ, một tên xếp hạng hạt giống thứ 91 gọi Du Nhiên, một tên xếp hạng hạt giống thứ 68 gọi Diệp Thanh Tuyền. Cả hai đều lợi hại hơn Thái Tôn Hạo trước đó rất nhiều. Trần Kỷ sau khi biết kết quả bốc thăm cặp đấu, cười không ngậm được miệng, cảm giác thời đến cản không kịp, nàng có thể sống sung sướng một đoạn thời gian rồi. Vậy là nàng dứt khoát cùng hắn cược 300 điểm thắng có thể lời tới 150 điểm. Trên sân đấu, ba người đứng tại ba góc nhìn nhau. Ngươi xuống đi. Dung nhiên liếc nhìn Tôn Kỳ một cái rồi nói, mọi sự tập trung của hắn lúc này đang ở trên người Diệp Thanh Tuyền. Ngươi chắc gì thắng được nàng ta, chi bằng hợp tác cùng ta đánh bại nàng. Tôn Kỳ đề nghị. Không cần. Chỉ có tiểu nhân mới làm như vậy. Dung nhiên lạnh lùng, tỏ ra chán ghét. Tôn Kỳ cười xòa, Xem ra không thể nói chuyện được rồi. Hai ngươi cùng lên đi, đỡ mất thời gian cho ta." Diệp Thanh Tuyền nhẹ vuốt trường kiếm nói. Dung Nhiên lấy ra một cây đại phủ cán dài, chiến ý dâng cao. Tôn Kỳ lấy ra một cặp tay gấu bên hông có lưỡi dao sắc đeo vào. Cả ba nhìn nhau, không nói lời nào, không khí ngưng động. Chợt, Dung Nhiên biến mất tại chỗ. Mục tiêu của hắn lại là Tôn Kỳ xem ra hắn muốn nhanh chóng loại bỏ Tôn Kỳ để đấu tiếp với Diệp Thanh Tuyền. Diệp Thanh Tuyền đoán được ý hắn nên vẫn đứng yên tại chỗ, chờ kết quả. Dung nhiên sử ra tuyệt học, khai nhạc định phủ thập tứ thức. Thức đầu tiên, lạc nguyệt lạc thủ. Tôn Kỳ không tránh không né, trực tiếp đấm. Mộ mộ lan triệu 36 quyền. Oanh. Hoa lửa nở rộ. Dung nhiên bị trấn lực bay ngược về sau, nhíu mày, mạnh như vậy tôn kỳ vẫn đứng tại chỗ dưới chân sân đấu nứt ra như mạng nhện bị động chịu đòn không phải là tác phong của hắn tôn kỳ đạp đất phóng tới vũ khí của hắn là cận chiến của dung nhiên là xa chiến muốn thắng vậy thì hắn phải áp sát tầm cao hắn không lo ngại dịp thanh tuyền đánh lén thần tộc rất trọng đạo đức danh dự quy tắc tôn kỳ liên tục đấm tới dung nhiên hoành phủ ngăn cản do cây phủ dài nên hắn không thế để phản công phòng thủ cũng khó khăn hắn tất nhiên đã nghĩ tới tình huống thế này cách một tiếng thân phủ mở ra khớp nối trở thành một cây phủ ngắn và một khúc côn nối với nhau bằng sợi dây xích dung nhiên cầm phủ chém ngang tôn kỳ ngửa người né tránh dung nhiên cầm côn đánh xuống tôn kỳ đạp đất lui lại dung nhiên cười nhạt ném đi cự phủ tôn kỳ tung đấm đánh cự phủ cắm xuống đất dung nhiên kéo mạnh thu lại cự phủ Trận đấu giữa Tôn Kỳ và Dung Nhiên diễn ra kịch liệt khiến mọi người kinh ngạc. Hai bên thứ tự hạt giống thế nhưng cách nhau rất xa. Dung Nhiên càng là không thể hiểu được, hắn đã thi triển toàn bộ 34 vòng chuyển luân, vẫn không thể làm được gì 35 vòng chuyển luân nguyện lực của Tôn Kỳ. Dung Nhiên tinh thần cũng xuất ra, nhưng mà vẫn không chiếm được lợi thế. Hắn cảm giác hắn mạnh lên bao nhiêu, Tôn Kỳ cũng có thể mạnh lên bấy nhiêu. Thêm vào đó thuật pháp công pháp tôn kỳ sử dụng dịu đến đỉnh hào giống như là chủ nhân sáng tạo công pháp nhưng đáng sợ nhất là mọi chiêu thức hắn sử ra đều bị tôn kỳ dễ dàng hóa giải giống như bị nhìn thấu cuối cùng du nhiên bị tôn kỳ một đấm đánh văng xuống sân tôn kỳ phủi tay miệng nở nụ cười khó khăn nhìn dịp thanh tuyền mũi vẫn thở phì phò tiếp tục người có cần nghỉ ngơi ta không muốn mang tiếng là ức hiếp kẻ yếu dịp thanh tuyền mở miệng tốt à tôn kỳ lập tức đồng ý ngồi xuống khôi phục rảnh rỗi lấy ra bánh mì gặm Diệp thanh tuyền nhìn ngứa mắt hư ngươi đùa ta sao nàng cầm kiếm trực tiếp đâm tới tôn kỳ cười nhẹ nàng tấn công trong lúc cảm xúc bất ổn sẽ bộc lộ sơ hở tôn kỳ đột nhiên khí thế thăng thiên tích xúc một chiêu đã lâu chính là chờ Diệp thanh tuyền lao tới hắn gầm lên như mảnh hổ vồ mồi Diệp Thanh Tuyền nhất thời bị khí thế của hắn áp đảo, trong một giây. Tôn Kỳ cũng không cần nhiều, một giây là đủ. Hắn căng người như mũi tên bắn tới, hai nắm tay đấm tới. Diệp Thanh Tuyền giật mình hoành kiếm ngăn trước người. Âm. Tôn Kỳ đấm thẳng vào người nàng. Răng rắc, kiếm gãy, Diệp Thanh Tuyền bắn ngược ra sau. Tôn Kỳ chống vánh lấy được chiến thắng. Hắn bước xuống đài, Trần Kỷ còn không tin trận đấu đã kết thúc. Ngươi, ngươi làm thế nào? Đơn giản thôi. Cho mỗi tên một đấm. Trần Kỷ sững sờ chẳng biết nói gì, nàng lại cược thua, đã lên đến 450 điểm. Không cần phải sững sờ như vậy, ngươi còn có thể tiếp tục cược mà, còn thở là còn cược. Nhưng, nhưng... Lo gì chứ? Đằng nào chẳng thiếu nợ. Ngã ở đâu gấp đôi ở đó. Chỉ cần thắng một trận ngươi thế nhưng có thể trả hết tiền gốc mà còn có lãi. Trần Kỷ cảm thấy cũng phải, bị cờ bạc làm cho u mê, thua thì muốn gỡ, thắng thì muốn thắng tiếp. Vòng đấu 62 tiếp tục diễn ra, Tôn Kỳ gặp phải các hạt giống càng mạnh. Trần Kỷ tiếp tục cược và tất nhiên lại thua. Đến vòng 15, Tôn Kỳ gặp phải hạt giống số 3 Cố Giang. Cố Giang từ xưa đến nay danh tiếng cực thịnh, lần trước thi tuyển biểu hiện cực kỳ xuất chúng, chỉ kém một chút so với đám vương diễm, trúc giả mà đám vương diễm này đã vọng nguyệt nhất giật. Nghe nói Cố Giang đã một bước đạp vào vòng nguyệt cảnh, hắn là cố tình ép lại cảnh giới để tham dự lần này thi tuyển, hắn định kiếm một số tài nguyên để chuẩn bị vòng nguyệt. Cả hai bước lên sân đấu, Cố Giang không một lời mở đầu, tiến lên một bước, hai cánh hư ảo mở rộng, một cổ khí tức trầm trọng đè ép không gian. Cố Giang mang cho Tôn Kỳ một cảm giác hoàn toàn khác các đối thủ trước đó. Hắn đưa tay lên, sau đó đập xuống, chỉ đơn giản một động tác nhưng đã có đạo vận trong đó không gian giống như bị kéo theo, kim thuộc tính gia trị. Tôn Kỳ vận lực tung nắm đấm. Ken. Giống như tiếng kim loại va chạm, tay gấu của hắn vỡ tan. Kim trưởng hơi dừng lại, rồi tiếp tục ép xuống. Tôn Kỳ thu thế, sau đó liên tục đấm ra, quyền ảnh như mưa. Oanh, 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 mất hết sức chín trâu hai hổ, hắn mới có thể đánh tan kim trưởng. Ngươi còn chưa nhận thua. Cố gian cao cao nhìn xuống lạnh nhạt hỏi vẫn còn tiếp được. Tôn Kỳ xoa xoa nắm đắm nói. Ngu ngốc. Cố Giang hừ lạnh, ngu ngốc trên đời này có rất nhiều, phải đánh thật đau bọn chúng mới tỉnh ra. Cố Giang vương tay, là cầm long thủ. Tôn Kỳ đơn giản một đấm, mang theo đạo vận, là nhất kích phá vạn quân. Oanh. Cố Giang bắn ngược, tay run run, chuyện này sao có thể. Tôn Kỳ cất bước, 40 vòng chuyển luân tỏa sáng. Cố Giang nhíu mày, với 40 vòng chuyển luân tôn kỳ đúng là không kém hắn. Ngươi giấu bài. Cái gì giấu bài, là bọn hắn không đủ trình bức ra chân thực lực của ta. Tôn kỳ lạnh nhạt. Cũng phải. Nhưng gặp ta, ngươi phải dừng lại rồi. Cố gian tự tin. Sai rồi. Ngươi cũng không đủ trình bức ra chân thực lực của ta. Tôn kỳ cùng ngôn. Tôn kỳ mỗi trận đánh đều thể hiện ra một loại cảm xúc khác nhau, lúc thì lưu manh, đa đoan, âm hiểm lúc thì ngây ngô, may mắn lúc lại bá đạo cùng ngôn. Đâu là con người thật của hắn? Tất cả đều là con người thật của hắn. Con người có tính cách gì, hắn có tính cách đấy. Tôn Kỳ từng bước tiến lên, luân hoàng sáng chói, thần khí cuốn quanh tay, có tiếng lách tách nổ, là thần khí bị nhóm lửa. Vẫn là nhất kích phá vạn quân. Cố Giang bị chọc giận, hắn không nghĩ mình yếu hơn nên không cần phòng thủ, ương ngạnh lấy công đối công. Tay phải chỉ ra, Hư ảo một thanh kiếm xuất hiện. Thiên nguyên ngũ chỉ kiếm, kiếm thứ nhất cái đồ kiếm. Quyền và kiếm va chạm, răng rắc, kiếm gãy, quyền đi như vạn mã bôn đằng không thể ngăn cản. Cố gian thật không ngờ, kiếm của hắn không cản nổi một quyền. Hắn vội lui lại giữ khoảng cách, đồng thời bắn ra kiếm thứ hai. Kinh bạc kiếm. Tôn kỳ vẫn như cũng một quyền, đúng với tên gọi nhất kích phá vạn quân. Trên kháng đài danh dự, một vị lão tướng quân thân hình uy vũ nhìn Tôn Kỳ vô cùng hài lòng. Tên nhóc này tu tới tám phần ảo diệu của nhất kích phá vạn quân. Rất tốt. Thì ra nhất kích phá vạn quân chính là của lão tướng quân này sáng tạo. Phá quân, người vừa mắt hắn sao? Đấu chiến bên cạnh hỏi. Rất vừa mắt. Phá quân thần gật đầu cười. Nhất định phải kéo hắn vào binh gia, ta muốn nhận hắn làm đệ tử, các ngươi ai cũng đừng có giành. Phá quân, người ta chưa chắc đã vừa mắt ngươi. Nhã văn gấp quạt cười nói Hư Ta nhắm hắn chắc rồi Các ngươi ai dám nhận hắn ta đánh cho mềm xương Phá quân thần hùng hổ nói Đám phong thần cười thành tiếng Phá quân tướng quân thực lực không phải đệ nhất Nhưng bạo tính chắc chắn là không thua ai Trên sân đấu Tôn kỳ cùng bạo công kích Đánh cho cố gian không kịp thở Thiên nguyên ngũ chỉ kiếm của hắn lần lượt bị phá Cố gian bị ép đến nổi giận Hắn hét lên Hai tay chụm lại thi triển chung cực sát chiêu của thiên nguyên ngũ chỉ kiếm, ngũ chỉ hợp nhất. Trên trời cao, tầng mây xoáy thành vòng tròn, từ bên trong, một mũi kiếm lộ ra. Ngũ chỉ hợp nhất khiến thiên địa sinh dị biến, đây là điều mà nhất dực cũng không dễ dàng làm được. Thiên phú của cố gian thật sự rất cao. Tôn kỳ nhìn trời, ánh mắt sắc lạnh. 40 vòng chuyển luân sáng chói, nắm đắm dáng xuống đất. Sân đấu âm âm nước toạt, một cái cự quyền nhô lên thiên kiếm đối với địa quyền. Không có chỗ khoan dung. Học viên phía dưới nhìn mà sửng sốt, hơi bất ngờ khi cả đều có thể kéo theo thiên địa dị biến, đây là điều rất hiếm gặp. Lôi đồng liếc mắt nhìn, không thích, hai tên nhóc lại dám chiếm hết sự chú ý, hắn thế nhưng là phong thần chuyển thế thân, chú định sẽ là trung tâm của mọi người. Hai tên này tốt nhất trận sau đừng gặp hắn. Âm, 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 thiên kiếm nặng nề va chạm với địa quyền. Cả hai cùng nổ bể vỡ vụn. Cố Giang không tin vào mắt mình, tuyệt chiêu của hắn cứ như vậy bị phá. Đúng lúc này Tôn Kỳ sấn tới, tung liên hoàn đấm. Một lúc sau, Cố Giang không chịu nổi, bị đánh bay ra ngoài. Hắn trợn mắt trừng trừng nhìn trời, hắn vậy mà thua rồi. Các trận đấu 15 người tiếp tục diễn ra, tuy có ác liệt nhưng không có hoành tráng như trận Tôn Kỳ và Cố Giang. Không có ai khiến thiên địa sinh dị biến. Ngoại trừ trận đấu ba người có lôi động thần, hắn thực lực hoàn toàn có thể áp chế hai đối thủ nhưng như để thu hút sự chú ý, hắn cũng khiến thiên địa dị biến. Kết thúc vòng đấu còn 7 người, kết quả khá bất ngờ, khi có bốn người xếp hạng hạt giống rất thấp nhưng lại vẫn đi tới vòng đấu này, Tôn Kỳ, Giả dạ Tuyết, Nguyên Sa, Lôi Động. Tôn Kỳ là hạt giống một nghìn, thấp nhất trong tất cả hạt giống. Giả dạ Tuyết lần trước xếp thứ 999, lần này là xếp hạt giống thứ 875. Nguyên sa lần trước không có xếp hạng, nhưng thời gian gần đây biểu hiện chói mắt, trở thành hạt giống thứ 956. Lôi động mới xuất thế, không có bất kỳ chiến tích, không được xếp hạt giống. Nhưng mà mọi người đều biết lôi động nên thuộc nhóm 10. Tiếp theo sẽ là ba trận đấu trong đó có một trận ba người, cuối cùng ba người sẽ lọt vào vòng chung kết, chọn người đứng nhất. Các trận đấu khốc liệt và khó đoán, đặc biệt là những trận đấu ba người, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Vòng đấu bảy người chuẩn bị diễn ra, nhưng đúng lúc này lôi động bước lên đài, dùng ánh mắt thường vị giả nhìn đám học viên, mà cũng phải thôi hắn vốn là thường vị giả. Ta chán rồi. Không chơi với các ngươi nữa. Sáu tên các ngươi cùng lên đi. Tất cả đều bất ngờ hành động của lôi động, đây là muốn lấy sức một người đánh bại quần hùng. Vị trọng tài nhíu mày, nói. Lôi động thần đại nhân, chuyện này không có trong quy tắc, không thể làm được. Ta biết. Lôi động mỉm cười, chỉ lên kháng đài danh dự, nhưng chỉ cần bọn họ đồng ý là được. Các ngươi nói có phải không? Lôi động lớn tiếng nói. Mấy vị phong thần nhìn nhau, tên lôi động này thật lắm trò, phá rối luật lệ. Thương quân thấy thế nào? Thiết thủ thần hỏi, dù sao thương quân cũng chủ luật lệ, nếu có thay đổi vậy nên do thương quân quyết định. Thương quân sau một thoáng suy nghĩ thì nói. Ta không ý kiến thương quân không phản đối vậy thì mấy vị phong thần khác cũng không phản đối chi bằng tăng thêm chút kích thích phượng minh đề nghị thế nào kích thích băng lạc hỏi để sáu đứa nhỏ đánh hội đồng lôi động tăng thêm một nghìn điểm thưởng nếu như chiến thắng phượng minh mỉm cười nói được cứ như vậy đi quyết định đã có bọn họ chấp nhận lời đề nghị của lôi động sáu tên học viên sụp sôi tinh thần một nghìn điểm thưởng thêm thật là không nhỏ mặc dù lôi động từng là phong thần nhưng bây giờ cũng chỉ như bọn hắn đánh đơn thì không chắc nhưng đánh hội đồng thì hoàn toàn có cơ hội nên nhớ sáu bọn họ đều là siêu cấp thiên tài tinh anh trong tinh anh không tinh hạ không được lôi động lôi động nhìn ra ý nghĩ của đám nhóc mỉm cười khí tức bộc phát trên trời đột ngột giăng đầy sấm sét lôi động tắm rửa trong lôi điện từ từ bay lên sau lưng hội tụ lôi điện một đôi lôi dực xuất hiện đôi mắt của hắn lập loè tia điện khí chất của lôi động triệt để thay đổi toàn thân lượng lờ lôi điện đại đạo trên khán đài có vị phong thần chẹp lưỡi thì ra đã bước vào nhất dực nên mới tự tin như vậy trong vòng trăm năm nhất dực cũng không tệ một vị khác tiếp lời cái này có được cho là vi phạm quy tắc băng lạc thần nhìn thương quân hỏi chắc chắn là vi phạm nhưng mà hắn ngang nhiên như vậy chắc là có chuẩn bị lý do. Chúng ta cứ ngồi chờ xem sao. Thương quân lòng sáng như ánh trăng, đoán được lôi động ý nghĩ. Quả nhiên sau đó có tên học viên chấp vấn, lôi động chỉ đơn giản nói lâm trận đột phá, chuyện này trong luật không cấm A. À. Nếu không cấm vậy thì được phép. Mọi người nhìn thương quân chờ phán xét. Đây là lần đầu có chuyện này, là quy tắc thiếu sót, lần sau sẽ bổ sung. Thương quân trả lời. Điều này đồng nghĩa với chuyện của lôi động được chấp nhận. Lôi động mỉm cười, ngoắt tay. Được rồi. Đừng làm mất thời gian của ta nữa, các ngươi nhanh lên đây. Sáu tên học viên nhìn nhau, có đánh hay không? Làm sao mà đánh, người ta thế nhưng đã nhất giật, còn đánh cái gì nữa? Lôi động hiếp mắt cười, hắn chính là muốn thấy biểu cảm này, cảm giác cao cao tại thượng lúc nào cũng vô cùng sung sướng. Một trận đánh thôi mà. Cùng lắm là thua một tên hừ lạnh bước lên đài bọn còn lại thấy cũng đúng có gì mất đâu mà sợ nhưng mà lôi động không cho là vậy hắn búng tay một tia sét bắn ra tên này gồng lên tất cả sức mạnh hai tay bắt chéo hai cánh hư ảo bao bọc á à. hắn hét lên một tiếng bay ngược ra sau tất cả phòng ngự bị phá giữa ngực là một cái hố đen ngất ngay tại chỗ tất cả học viên nhìn mà sợ hãi lôi động chính là muốn như vậy sợ hãi mà nhận thua. Nhưng đang trong lúc hắn đắc ý nhất, có một người từng bước từng bước tiến lên sân đấu. Một người thanh niên bước lên đài. Tất cả sửng sốt, lôi động cũng sửng sốt, vừa rồi mù không thấy kết cục tên kia sao. Lôi động cười nhạt, hời hợt chỉ tay, một tia sét bắn ra. Người thanh niên nhẹ nhàng đưa tay chụp lấy, vân về, tia sét nổ lách tách tự tán. Lôi động nhíu mày, khán giả hít một hơi sâu, mạnh như vậy. Phong thần chuyển thế thân. Nhất dực. Cũng chỉ có như vậy thôi. Lôi động có chút bực, đây là dám khiêu khích hắn, thật to gan, cho rằng có chút lực lượng là mạnh lắm sao. Ta sẽ cho người thấy nhất dực là đáng sợ bực nào. Hắn vương đại thủ, lôi điện theo hắn mà động, một cái lôi thủ chụp xuống. Người thanh niên lúc này đã đứng trên đài, bàn tay xoay vòng như nắm chụp cái gì đó, phong bạo hội tụ trong tay. Tay đẩy ra. Phong bao va chạm với lôi điện âm một tiếng nổ vang phong nhận bắn ra tứ phía lôi điện như những con rắn bò khắp sàn đấu người thanh niên ngẩng đầu từ từ bay lên gió nổi lên quét sạch mây trời từ sau lưng hai cánh hiển hiện trên bầu trời lôi điện và phong bạo mỗi bên chiếm giữ một nửa dặn co không ai chịu thua ai lôi động bất ngờ thì ra là một tên nhất dực khán giả ồ lên đám phong thần cũng ngạc nhiên có vị mỉm cười nói quyển phong huynh có truyền nhân thì ra người đứng trên đài chính là nguyên sa quyển phong thần tất nhiên vui mừng nhưng vẫn làm ra khiêm tốn là hắn cố gắng ta cũng không giúp gì nói đến giúp đỡ phải cảm tạ đến bắc ngạo tướng quân mọi người gật đầu không phủ nhận điều này di sản của bắc ngạo tướng quân trợ nguyên sa nhanh chóng thành nhất vực không lạ lôi động nhìn nguyên sa chợt nở nụ cười cũng được Giảng gân một chút cũng tốt thắng dễ quá lại không có gì vui. Cũng hy vọng ngươi không làm ta thất vọng. Nguyên Sa đáp lời. Hắn bây giờ miệng lưỡi đã trở nên sắc bén. Hai bọn họ nhìn nhau, ngưng trọng, chuẩn bị xuất thủ. Đúng lúc này, mọi người chợt cảm thấy đầy trời tuyết rơi, chạm vào bông tuyết, giá lạnh tận tâm hồn. Sấm sét cũng hơi ngưng kết, bạo phong cũng phải chậm lại. Tuyết trở thành thế lực thứ ba tranh phong cùng lôi và phong. Một vi tiên thiên thần nữ đạp bước, Bông tuyết nâng gót chân Bông tuyết nhẹ nhàng rơi vì nàng chấp lên đôi cánh Tất cả lại thêm một lần sửng sốt Lại thêm một vị nhất dực khác Mà lại xinh đẹp tuyệt mỹ Mấy vị phong thần không khỏi trơ mắt Mấy đứa nhỏ này thật biết che giấu Nếu tên lôi động kia không làm loạn Không biết bọn nó có chịu triển lộ thực lực Băng tuyết tỷ có truyền nhân Một vị nữ thần cười nói Là nàng cố gắng Ta cũng không giúp gì Băng tuyết nữ thần đáp giống hệt lời của quyển phong thần, mọi người chờ nàng tiếp tục giải đáp, thế nhưng chờ mãi không thấy nàng nói. Tất cả cười khổ, băng tuyết nữ thần chính là như vậy. Quyển phong thần vui mừng, như vậy thần đạo gia của hắn sắp có được hai thiên tài gia nhập, sẽ tạo ra thanh thế rất lớn. Giả dạ tuyết ngự không, lặng yên đứng tại đó, không cần lời nói, thực lực của nàng đủ uy hiếp tất cả. Nguyên sa đứng đối diện, bất ngờ, vui mừng trong lòng, như vậy tương lai mới xứng đứng cạnh hắn hắn mỉm cười gật đầu như chào hỏi nhưng mà giả tuyết không đáp lại không sao thời gian sẽ chứng minh tất cả hắn và nàng chính là một cặp thiên định thú vị lại ra thêm một tên lôi đồng cười lớn tỏ ra khinh thường thế nhưng trong lòng cực kỳ không vui hắn có thể cảm nhận được đạo của hai tên này không kém hắn nếu một đánh hai hắn chỉ sợ không tốt nếu lúc này lại thêm một tên nữa chắc sẽ vui lắm lôi đồng nói đùa hắn tất nhiên sẽ không cho rằng có tên thứ ba. Nhưng mà đúng lúc này, lại một người nữa bước lên. Lôi động trợn mắt, không phải thật như vậy chứ. Đám nhóc này là thế nào tu luyện sao lại nhanh như vậy? Tôn Kỳ bước lên càng thụ vạn chúng chú mục. Dạ tuyết tròn mắt, nguyên sa không vui. Trần Kỷ càng là chết lặng, vừa mới cược với hắn xong, nàng thấy lôi động, nguyên sa, dạ tuyết đều là nhất dực, cảm thấy mình thắng chắc, nên đã dốc túi ra cược. Tôn Kỳ mà cũng nhất giựt, nàng chắc đập đầu vào gối chết. Tôn Kỳ ngước đầu nhìn bọn họ rất nghiêm túc, một giây sau, cười xoa, gãi đầu nói. Ba vị muốn trợ khúc sao? Nói rồi hắn ngồi xuống lấy ra thanh huyền cầm. Còn tên nào muốn lên nữa không? Lôi động hỏi. Không có ai trả lời, xem ra bằng này là hết. Lôi động trong lòng thở nhẹ, nếu thêm một tên nữa, chắc hắn tức chết. Dạ tuyết thu hồi ánh mắt, không quan tâm. Nguyên Sa đổi thành ánh mắt khinh thường. Trần Kỷ thở phào. Tôn Kỳ bắt đầu nhấc lên dây đàn. Tinh, tinh, tinh. Miệng ngâm nga. Đồng hoang, sân rêu, mái nhà liêu siêu. Mây trắng, trời xanh, gió hiu hiu. Chấp động, gió giật, tuyết phiêu phiêu. Một kiếm, một thương, một khúc tiêu. Hỏi ai đây là nơi nào mà tiêu điều? Anh hùng đoạn kiếm ngửa mặt hét. Huynh đệ chung chén còn bao nhiêu? Từng lời ca sụp sôi, thúc giục người ra chiến trường, tiếu ngạo thương khung. Tiếng đàn nhẹ nhàng rồi dồn dập khơi gợi ý chí đấu tranh. Ba người già dạ tuyết, lôi động, nguyên sa trong bất giác vậy mà bị ảnh hưởng. Lôi động tay chụp thương khung, sấm xét tụ lại hóa thành một cây hàng ma sử. Nguyên sa chụp lấy cùng phong, cùng phong vẫy vùng như con ác thú, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi tay hắn, ngoan ngoãn trở thành cùng phong đao. Giả tuyết bàn tay thước tha điểm không Bông tuyết hội tụ Nàng đưa tay bắt lấy Vụn băng bắn ra Băng thiên kiếm hiện hình Khán giả ở dưới trố mắt Thật quá sướng mắt Vậy mới xứng là chung trực chiến Lôi động ra tay trước Hàng ma sử đánh phía nguyên sa Lôi trưởng đánh về giả tuyết Nguyên sa bá đạo tuyệt luân Cầm cuồng phong đao bổ xuống Giả tuyết một kiếm điểm nhẹ Âm, âm, âm Tiếng nổ kinh trời Chiêu đầu giao phong, Lôi đồng chịu thiệt nhẹ Lấy một đấu hai đây là điều phải có Nguyên sa trong lòng vui mừng Không phải vì bại lôi đông mà vì đây là lần đầu hắn và nàng phối hợp Cả hai hợp nhau đến như vậy Chỉ là ngay sau đó sắc mặt hắn đông cứng Có một lớp băng sương đang lan trên mặt Xem ra giả tuyết là không có ý phối hợp Được rồi Hắn sẽ dùng thực lực khuất phục nàng Trên trời Một bông tuyết khổng lồ rủ xuống băng quang Lạnh thấu tâm hồn Mặt đất phủ sương lôi động hừ lạnh, lôi điện phụ thể, một tôn lôi thần cự nhân khuôn mặt hung ác, tay cầm hàng ma sử đánh tới. Nguyên sa cũng không kém cạnh, cùng phong gào thét hóa thành vệ phong long. Nguyên sa tay cầm cuồng phong đao đứng trên đầu vệ phong long lao tới. Bọn họ lao vào đánh nhau, không có hợp tác, đôi khi là giả tuyết cùng nguyên sa đánh lôi động, có lúc lôi động lại hợp tác với một trong hai đánh người còn lại. Lôi động không đủ sức lấy một đánh hai, trước đó khinh cuồng, nghĩ lại thật buồn cười. Điều này tổn thương đến lòng tự trọng của hắn khiến cho chiêu thức của hắn ngày càng cuồng bạo, hung ác. Lôi động cầm hàng ma sử dán xuống bông tuyết, răng rắc, bông tuyết xuất hiện vết nứt. Nhưng không có thời gian cho hắn đắc ý, Nguyên Sa lợi dụng sơ hở một đao chém xuống. Phốc. Lôi thần cự nhân rớt xuống một cánh tay, Lôi động hét lớn. Cùng lúc già dạ tuyết kiếm điểm thương khung. Băng nha từ trời trút xuống. Phốc, phốc phốc đánh cho lôi thần cự nhân Và phệ phong long lũng lỗ chỗ Mây gió tan đi Ba bọn họ đứng tại ba góc trời Có thương nhưng chưa trọng Tôn kỳ bàn tay đặt lên đàn Dừng dây đàn rung Sao không đàn tiếp Lôi động liếc nhìn hỏi Chờ một chút Tôn kỳ nhắm mắt Đang cảm thụ Chờ cái gì Lôi động bực bội Hai tên nhóc này khiến hắn ức chế Tên đánh đàn cũng định chọc giận hắn sao Một giây Hai giây ba giây qua đi chợt cả bàn tay lướt trên các dây đàn tinh 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 tiếng đàn dồn dập đây là một loại dạo khúc cực kỳ khác thường vừa vào đã là cao trào tiếng đàn kích thích bọn hắn đánh nhau kịch liệt lôi động cười nhạt tên nhóc này cũng thật biết chơi hắn tất nhiên nhận ra tiếng đàn dụng ý chơi đủ rồi nên kết thúc lôi động thu lại nụ cười khuôn mặt trở nên hung ác Bầu trời tối sầm, lôi điện hóa đen, lôi động từ từ bay lên nhập vào trong mây đen. Khu vực lôi điện bành trướng chèn ép tuyết khu và phong khu. Xem ra lôi động đúng là muốn đánh thật rồi. Trong mây đen, có tiếng nói vọng ra như sấm động. Chiêu này gọi là lôi kiếp diệt chúng sinh. Sau chiêu này hy vọng các ngươi còn sống. Nghe tên chiêu, đám học viên không biết, chỉ thấy tên gọi rất lợi hại. Nhưng mà mấy vị phong thần biết đây là chiêu thức lôi động sáng tạo khi ở đỉnh cao, lôi kiếp hạ xuống, chúng sinh diệt. Một chiêu này đã từng giết chết vô số kẻ thù. Nhưng mà muốn dùng chiêu này cũng cần phong thần thực lực, bây giờ lôi động dùng có hơi quá sức. Nguyên Sa thấy chiêu này cũng trở nên nghiêm túc, hai tay cầm cuồng phong đao dựng thẳng trước mặt, từ tâm ngực của hắn hoàng kim dịch lan tràn, từ từ bao lấy cơ thể, hoàng kim dịch bọc lấy cuồng phong đao phệ phong long dưới chân cũng bọc lấy một bộ hoàng kim giáp. Mọi người kinh ngạc, đây là song thuộc tính, phong và kim. Bên phía giả tuyết, nàng thế nhưng không có nhiều động tác, chỉ có nhắm mắt tịnh tâm, chờ đối thủ. Oanh! Tia sét đầu tiên giáng xuống, phệ phong long há miệng thôn phệ. Tia sét chạy bên trong người phệ phong long khiến nó như đom đóm lúc sáng lúc tối. Một lúc sau tia sét cũng bị thôn phệ nhưng phệ phong long nhìn không ổn chút nào. Ngu ngốc, từ trong đám mây có tiếng mắng. Ngay sau đó tia sét thứ hai đánh xuống. Phệ phong long lặp lại chiêu cũ. Cùng lúc đó tia sét thứ ba, thứ tư. Phệ phong long bị đánh tan tác, như con trùng bị dày xéo. Nguyên sa chạy nhảy né tránh, vùng đào liên tục chém lôi kiếp. Lôi kiếp chắc chắn cũng không tha cho giả dạ tuyết nhưng kỳ lạ là không có lôi kiếp nào có thể đánh trúng nàng. Không giống như nguyên sa nhảy nhót, nàng mỗi lần chỉ sai một bước, trùng hợp vừa đủ tránh đi lôi kiếp lôi kiếp tàn phá đại địa, hủy diệt mặt đất, lạc lôi đánh xuống kháng đài khiến đám học viên sợ chết khiếp, bọn chúng thế nhưng không có mạnh như nguyên sa, giả tuyết. Ngay lúc này mấy vị trọng tài ra tay cản lại lạc lôi. Mọi người đều không để ý là trong trận lôi kiếp, tiếng đàn vẫn réo rắc không dứt. Nguyên sa hét lớn, không thể cứ như vậy né tránh, hắn cầm đao phóng lên trời muốn đánh nhập vào tầng mây. Ta công sát, nàng ám sát, đây là nguyên sa nói với giả tuyết giả tuyết vẫn lạnh lùng không phản ứng. Trong mây đen, mỗi khi lôi điện thắp sáng, mọi người có thể thấy được hai bóng hình đang giao chiến. Lôi động trong lôi kiếp chiến lực tăng cao nhưng nguyên sa không hề sợ hãi, cùng bạo công kích, lấy thương đổi thương, người đánh ta một chưởng ta cũng phải chém ngươi một nhát. Hắn đang liều mạng, tranh thủ một cơ hội cho giả tuyết. Nguyên sa biết so với lôi động là một vị phong thần hàng thật giá thật, hắn cái gì cũng không bằng nhưng đây cũng chính là lợi thế của hắn lôi động khinh địch sẽ lộ ra sơ hở ngu ngốc dùng kim thuộc tính đấu với lôi điện ai dạy ngươi vậy kim loại dẫn điện nguyên sa làm vậy chẳng khác nào dẫn điện vào người nhưng hắn không để ý vẫn điên cuồng công kích mọi người có thể nhận ra lôi điện đang chuyển màu huyết sắc xem ra có người bị thương nặng khả năng lớn là nguyên sa a à, một tiếng hét lớn nguyên sa rớt khỏi tầng mây lôi động cười lớn đuổi theo ngay lúc này và dạ tuyết mở mắt trong mắt biến ảo âm dương nàng cầm kiếm phóng thẳng vào tầng mây sao lại như vậy nàng đáng lẽ nên nhân lúc lôi động đuổi theo nguyên sa một kiếm ám sát nhập vào tầng mây làm gì nguyên sa rơi xuống lôi động truy sát nguyên sa quay đầu cầm đao bổ ngược phốc lôi động bị chém đứt đôi nhưng mà không có máu chảy ra vết chém lộ ra lôi điện thì ra đây chỉ là một bộ lôi thể phân thân nguyên sa kinh ngạc sau đó tái mặt hắn cảm nhận được nguy hiểm. Oanh! Lôi thể nổ tung, nguyên sa chỉ kịp ông người bảo vệ chỗ hiểm. Cùng lúc đó, giả tuyết nhập trong tầng mây, lôi động chân thân đang tập trung điều khiển lôi thể. Giả tuyết một kiếm phong sương tập kích. Phốc! Kiếm đâm sau lưng nhắm vào trái tim nhưng lôi động kịp phản ứng, hơi nghiêng người, tránh được một chiêu tuyệt sát, mũi kiếm chỉ cách trái tim một chút. Hắn giận dữ hét lớn, lôi điện cuồng bạo lôi điện chấn vỡ kiếm của giả tuyết. Lôi động quay người, tụ hết lôi điện tung trưởng. Giả tuyết lấy chỉ làm kiếm, thi triển băng phong thiên địa. Tại dưới sân. Âm. Nguyên sa rớt xuống, đầy mình thương tích, hắn lông công chống đau ngồi dậy. Đúng lúc này có một bóng hình đi đến trước mặt hắn. Nguyên sa ngước nhìn hừ lạnh, hắn đang bực. Cúc. Người Cúc là ngươi. Tôn Kỳ mỉm cười, vùng chân đá. Nguyên Sa ánh mắt hung ác, là người tự chuốc lấy, hắn hoành đao chém. Hắn lúc này mặc dù bị thương nhưng cũng không phải hạng như Tôn Kỳ có thể so sánh. Nhưng mà, phốc. Tôn Kỳ một cước đá tan cùng phong đao, đá vào mặt Nguyên Sa, bay thẳng xuống đài. Tôn Kỳ sau đó lại không để ý hắn, ngước đầu nhìn xem. Mấy vị phong thần thấy cảnh này mà không khỏi ngẩn ngơ nhìn nhau, diễn biến quá bất ngờ. Người đầu tiên bị loại lại là Nguyên Sa mà người loại hắn lại là tôn kỳ kẻ bị bỏ qua quyển phong thần tức nghiến răng bắp nát tay vịn ghế bị loại như thế này thật không thể chấp nhận được trong mây đen giả dạ tuyết và lôi động vẫn đang kịch liệt đánh nhau mọi người có thể thấy được ngoài lôi điện trút xuống còn có tuyết rơi mây đen cũng bị phủ một lớp băng sương giả dạ tuyết đang ăn mòn lôi khu của lôi động oanh 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 trong mây đen không ngừng phát ra tiếng va chạm lôi động bị đánh xuống dưới giả dạ tuyết đuổi theo phía sau. Lôi phạt tù lung. Lôi động mười đầu ngón tay bắn ra tia điện, bọn chúng đang xen với nhau tạo thành một khối lập phương nhốt lại giả dạ tuyết. Nhưng khối lập phương chưa kịp khép lại thì giả dạ tuyết đã thoát ra. Lôi đồng cảm thấy khó chịu, đây không phải lần đầu, mỗi chiêu hắn xuất chiêu khi đến điểm máu chốt luôn bị giả dạ tuyết tránh được, giống như là nàng thấy được trước vậy. Ngọc tuyết trảm. Giả dạ tuyết lấy tay làm đao trảm sát. Lôi động vung nắm đấm. Âm. băng tuyết tan vỡ lôi điện bắn tứ tung tôn kỳ đứng tại một bên nhìn hai người đấu nhau bọn họ cũng ý thức được sự tồn tại của hắn kỳ lạ hắn vậy mà ngang nhiên đứng đó lôi đồng mỉm cười mượn ngươi làm đệm lưng một chút nữ tính nha rất dễ mềm lòng thân hình lập lòe như lôi điện lôi đồng thoát khỏi dạ tuyết chạy tới chỗ tôn kỳ tên nhóc mượn ngươi một chút lôi đồng vương tay cười âm hiểm được tôn kỳ mỉm cười đáp chủ động đi tới lôi động ngạc nhiên ngoan ngoãn như vậy tránh ra già dạ tuyết phía sau truy sát hét lớn nàng cảm thấy tôn kỳ thật phiền phức có thể làm hỏng kế hoạch của nàng khi lôi động vương tay chực tôn kỳ tung nắm đấm lôi động cười nhạt vùng vẫy vô ích nhưng mà hai bên vừa va chạm lôi động cảm thấy một cổ chấn lực cực mạnh theo sau là tiếng răng rắc xương gãy Não bộ chưa kịp phản ứng với cơn đau thì dưới bụng đã cảm thấy biến dạng. Vút. Lôi động như diều đứt dây bắn thẳng lên cao, vẽ một vòng cung, dùng mặt đáp đất. Hắn lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì đã diễn ra. Trên sân, giả tuyết phanh gấp nhìn Tôn Kỳ với ánh mắt đầy hoài nghi. Ngươi che giấu. Nói gì đến che giấu là bọn họ không thể bức ra thực lực thật của ta. Tôn Kỳ cười đáp. Giả tuyết nhíu mày, các loại suy nghĩ vận chuyển, trong mắt hóa âm dương đồ ngươi cũng nhất dực ngươi có thể tự mình kiểm tra tôn kỳ ung dung đáp ngươi đã muốn làm chim sẻ vì sao không đợi ta và lôi động đánh nhau lưỡng bại câu thương bây giờ ngươi lộ mặt hình như hơi sớm dạ tuyết thắc mắc nàng thế nhưng vẫn chưa đến mức sức cùng lực kiệt không có gì sớm cả ba ngươi vốn không đủ uy hiếp ta sớm hay muộn đều chung kết quả tôn kỳ cười tự tin hắn lúc này khiến cho người ta cảm giác như vương giả chí tôn nắm trong tay trò chơi kết thúc lúc nào là do hắn quyết định giả dạ tuyết sâu sắc nhìn hắn tôn kỳ thản nhiên đôi mắt trông như đại dương không giống như là phô trương thanh thế ngươi đã chuẩn bị xong chưa tôn kỳ cười hỏi ngươi biết giả dạ tuyết không tin nàng nãy giờ nói nhiều như vậy là để kích hoạt năng lực đặc biệt chính năng lực này giúp nàng tránh đi các sát chiêu của lôi động và nguyên sa gọi là thám tri trắc. Ta quan chiến lâu như vậy, nếu không nhìn ra gì đó thì thật ngu ngốc. Tôn Kỳ giải đáp. Tôn Kỳ từng bước tiến lên, vừa đi vừa nói. Trong số ba người, năng lực của ngươi là nguy hiểm nhất nhưng với ta, ngươi lại là người dễ đối phó nhất. Tôn Kỳ đã nhìn ra khả năng thấy trước tương lai của giả tuyết, rất giống với Sứ Thanh Giang. Năm sư đấu với Sứ Thanh Giang một trận gặp rất nhiều khó khăn, sau đó hắn suy nghĩ cách phá nhưng tìm mãi không thấy năng lực khắc chế có lẽ khắc chế lớn nhất với năng lực tiên tri chính là bản thân nó tôn kỳ thân hình biến mất tại chỗ giả dạ tuyết biết trước chuyện này vùng kiếm đâm vị trí chuẩn xác tôn kỳ nghiêng người né hắn không có khả năng nhìn thấy tương lai nhưng hắn có thể suy đoán năng lực này là dựa trên vô số trận chiến tôn kỳ thành công vượt qua công kích áp sát giả dạ tuyết giả dạ tuyết không loạn chỉ kiếm biến chiêu Đúng lúc này Tôn Kỳ nói nhỏ. Cổ gà ăn ngon sao? Dạ tuyết giật mình, giọng nói này. Tôn Kỳ chỉ chờ có thế, một giây là đủ. Oanh! Dạ tuyết bị đấm bay ngược xuống sân đấu. Cuối cùng sau tất cả, chỉ còn lại Tôn Kỳ trên sân. Kết quả vượt qua mọi trí tưởng tượng phong phú nhất. Ba vị nhất dực bị loại, một tên liên tinh cảnh thắng, đã thế còn là liên tinh cảnh nguyện lực. Sau vài giây chấn động, là những tiếng xì xào bàn tán, không tung hô, không vỗ tay. Tôn Kỳ đứng đó, chắp tay sau lưng, ngước mắt nhìn trời. Vô địch thật tịch mịch. Ba tên nhất vực không chịu nổi một kích. Mọi người trợn mắt, người lời này cũng dám nói ra. Nguyên Sa, Lôi Đồng lần lượt đứng dậy. Khốn kiếp, ngươi chơi bẩn. Lôi Đồng chỉ tay mắng. Thủ hạ bại tướng. Tôn Kỳ lạnh nhạt nói một câu. Hắn không cần giải thích trọng tài tuyên bố đi trọng tài gãi đầu cảm thấy không có vấn đề liền nói ta tuyên bố khoan đã nguyên sa ngắt lời nói hắn ban đầu đã từ bỏ sau đó tham gia là không đúng luật từ bỏ ta nói từ bỏ lúc nào tôn kỳ hỏi lại ngươi không phải chỉ lên đánh đàn trở hứng sao nguyên sa truy hỏi đấy là các ngươi nghĩ tôn kỳ nhún vai tôn kỳ làm việc tất cả đều tại trong quy tắc muốn bắt bẻ hắn là điều không thể trận này không tính thì đấu lại lôi động lên tiếng tôn kỳ nhíu mày đây là muốn phá luật sao hừ ngươi chưa đủ tư cách nói lời này luật là do bọn ta lập thấy luật có sơ hở thì bổ sung đây là chuyện bình thường lôi động hừ lạnh sau đó hắn nhìn lên khán đài các vị thấy sao tên nhóc này rõ ràng thực lực không đủ lợi dụng bọn ta đánh nhau để kiếm lợi. Nếu như để hắn chiến thắng sẽ thành gương xấu cho thần tộc. Lôi động huyên thuyên, nghĩa chính ngôn từ. Chư vị thấy sao? Thương quân mở miệng hỏi. Đấu lại, một câu trả lời dứt khoát vang lên. Kẻ lên tiếng là vị tướng quân, sắc mặt nghiêm nghị. Lý Bôn, ngươi chưa lên đường sao? Một vị hỏi. Chuẩn bị. Ta đợi nguyên sa thành nhất dực sẽ đưa hắn vào quân đội, vốn dĩ mấy năm trước hắn đã thành nhất dực có thể đi chỉ là hắn muốn nán lại tham gia thi đấu lý bôn nói thì ra vậy lý bôn chính là vị đội trưởng hộ vệ đội của bắc ngạo tướng quân đừng nhìn chức vị hắn là đội trưởng mà khinh thường hắn thế nhưng cũng là một vị phong thần lợi hại tại trên chiến trường có hai loại tướng quân thường thấy một là xông pha lấy thủ cấp tướng địch hai là ngồi trong trướng bồng quyết sự vạn dặm mà loại tướng quân nào cũng cần hộ vệ đội bắt ngạo tướng quân thuộc loại thứ nhất. Mỗi lần xông pha vào quân địch, bắt ngạo luôn cần đội hộ vệ mở đường. Khi chiến với tướng địch thì cần hộ vệ canh phòng tránh bị áp đảo về số lượng. Đồng thời liên tục thông báo tình hình chiến sự các cánh quân để bắt ngạo đưa ra quyết định sáng suốt. Nếu như lấy được đầu địch mà toàn quân bị diệt thì có ý nghĩa gì? Bởi vậy Lý Bôn thực lực rất mạnh. Sau khi bắt ngạo tướng quân qua đời, hắn chính thức trở thành tướng quân. Hắn thời gian này ở lại chính là muốn vun trồng cho nguyên sa. Mọi thứ có thể nói là mỹ mãn cho đến khi Tôn Kỳ xuất hiện. Lý Bôn nhìn xuống Tôn Kỳ nghiêm khắc nói: "Nếu ở trong quân đội, loại người như ngươi không những không được thưởng mà còn bị trọng phạt." Tôn Kỳ không sợ hãi, mỉm cười hỏi lại: "Xin hỏi tướng quân tên gì?" "Lý Bôn, Bắc Ngạo quân." "Ngươi muốn ghi hận cứ việc." Lý Bôn khinh thường nói: "Tướng quân may mắn" quân kỷ của thần tộc ta nghiêm minh nghe nói ma tộc toàn vụ lợi vô pháp vô thiên nếu như chúng ta ở ma tộc ngay ngày hôm sau đầu tướng quân đã treo trước cổng thành tôn kỳ lạnh nhạt nói hỗn sược lý bôn tức giận sát khí đằng đằng khí thế áp xuống nhã văn vung vẫy quạt xua tan đi uy áp lý bôn cẩn trọng thân phận nhã văn huynh nói vậy là sai rồi tên này thực lực kém cỏi Tầm tính hiểm ác nên bị dạy dỗ. Thiên sát lão nhân ra tay, ngăn lại nhã văn. Thiên sát, người tốt nhất ngồi im. Phá quân chiến ý bốc cháy. Chư vị bình tĩnh. Thương quân lên tiếng. Tất cả bọn họ mới hạ xuống khí tức, thu liễm. Ta thấy lời lôi động không sai. Đây là sơ hở trong quy tắc, cần sửa. Quyển phong thần lúc này lên tiếng. Ta đề nghị đấu lại, nếu đã có bốn người vậy thì chia hai cặp đấu chọn hai người vào chung kết ý này rất hay ta tán thành chung sơn hưởng ứng đối với bốn bọn họ đều công bằng tà dương gật đầu công bằng cái thá gì chứ ta phản đối phá quân mắng ta cũng phản đối nhã văn lên tiếng ta thì đồng ý thiên sát lão nhân nói có người đồng ý có người phản đối chung lại đồng ý đấu lại chiếm số đông có một vài vị không ý kiến Lôi động cười đắc ý, đồng bạn của hắn thế nhưng rất nhiều, bọn họ đều ủng hộ hắn. Nguyên sa lạnh lùng, hắn lúc này đang nghĩ nên lột da xé xác tôn kỳ thế nào. Dạ tuyết thì nhìn chăm chăm tôn kỳ, lời vừa rồi là thế nào. Thương quân, kết quả bỏ phiếu đã có, ngài thấy thế nào? Quyển phong thần hỏi. Thương quân không có phản ứng, vẫn đang nhìn tôn kỳ. Tôn kỳ đứng đấy, không run không sợ, toát ra phong thái tự tin. Ngươi có lời nào? Thương quân hỏi. Tôn kỳ chấp tay hữu lễ, đáp. Trong luật nói rõ, hành vi lúc nào dùng luật thời gian đó, không thể dùng luật mới áp dụng cho hành vi cũ. Hư. Thứ như ngươi không xứng để luật pháp bảo vệ. Lôi động mắng. Tôn kỳ liếc nhìn hắn. Nếu không có luật pháp chế buộc ta, ta đã xé nát thần hồn của ngươi, một phong thần nhỏ nhoi, lại đã cho rằng mình vô địch thiên hạ, năm lần bảy lượt xé luật ngươi lôi động tức giận lôi động thôi đi ngay lúc này thương quân lên tiếng ngươi lần thứ nhất che giấu tu vi lần thứ hai yêu cầu đoàn chiến chuyện đến nước này đều do ngươi phá luật mà ra nếu ngươi theo quy tắc thi đấu thì đâu có chuyện này ta lôi động muốn phản biện nhưng mà nhìn ánh mắt của thương quân hắn rụt lại hắn bây giờ không có lực lượng tranh luận ngang hàng với thương quân lôi động hắn sai nhưng cũng nhờ vậy lộ ra thành phần bất hảo trong thần tộc coi như lấy công chuộc tội, thương quân đừng trách hắn. Tạ Dương giải vây, thương quân đảo qua các vị phong thần, sau đó lại nhìn tất cả học viên, hắn ý thức rõ quyết định của hắn có thể ảnh hưởng đến vị thế của pháp luật, quyết định sai có thể khiến nền tảng thần tộc sụp đổ, hắn đúng là rất lưỡng lự. Thương quân, ngài là chủ luật pháp, nếu như ngài phá luật, thầy của ta chắc chắn sẽ không vui đâu. Tôn Kỳ lúc này lên tiếng, thầy của ngươi lý bôn liếc nhìn nhã văn nói không lớn như ngươi nghĩ đâu thương quân nhắm mắt hắn cần yên tĩnh suy nghĩ áp lực cho hắn rất lớn đừng nhìn tôn kỳ chỉ là một tiểu thần tộc đôi khi một cọng rơm có thể đè chết voi một lúc sau hắn từ từ mở mắt phán đây là luật pháp sơ hở ta sau đó sẽ sửa lại nhưng bây giờ hắn không làm sai luật trọng tài công bố kết quả đi tôn kỳ mỉm cười lôi động Nguyên Sang nghiến răng. Thương Quân, ngài có biết quyết định của ngài là sai lầm? Nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai thần tộc. Lý Bôn đạp bàn đứng dậy lớn tiếng. Ta chỉ làm theo luật. Thương Quân đơn giản trả lời. Ta muốn triệu tập hội đồng phong thần xem lại tư cách pháp gia gia chủ. Lý Bôn tức giận. Được. Tùy ngươi. Thương Quân chỉ nói một câu. Triệu tập hội đồng phong thần không phải chuyện đùa mỗi lần mở ra đều quyết định đại sự ảnh hưởng đến nền tảng thần tộc lần này có thể là muốn truất phế thương quân truất phế một vị gia chủ chuyện này chưa từng xảy ra chuyện này lớn rất lớn mà xuất phát lại vô cùng nhỏ nhặt không khí lúc này ngưng trọng và kiềm chế trọng tài một thoáng phân vân nhưng rồi vẫn theo lệnh công bố ngay lúc này già dạ tuyết tiến tới trước mặt tôn kỵ hỏi là ngươi phải không Ngươi nói cái gì ta không hiểu." Tôn Kỳ hơi bất ngờ với hành động của nàng nhưng vẫn thản nhiên nói, "Là ngươi phải không?" Dạ Tuyết lặp lại, gằn từng chữ, "Không phải." Tôn Kỳ cười đáp, "Ngươi đây là muốn uống rượu phạt." Dạ Tuyết tức giận, "Rượu phạt gì chứ?" Tôn Kỳ khinh thường, mấy vị phong thần còn không làm gì được hắn, nàng thì có thể làm gì? Dạ Tuyết không nói gì nữa, tay đưa lên cao, trên mu bàn tay một ấn ký sáng lên sau đó bóng dáng một người xuất hiện thấy vị này tất cả đều kinh hãi học viên vội vàng cúi đầu chắp tay hành lễ phong thần cũng đứng dậy chắp tay chào một người xuất hiện có thể khiến tất cả mọi người cung kính ngay cả mấy vị gia chủ cũng không ngoại lệ thì chỉ có một số ít người đây là hư ảnh điện chủ nữ thần điện thanh thiên hỏi nàng có kinh diễm hay không có xuất chúng hay không không ai trả lời được vì không ai dám nhìn thẳng mắt nàng một hư ảnh đã đủ khiến tất cả cảm thấy ngột ngạt không cần phóng thích bất kỳ cái gì uy áp giả tuyết trước tiên lên tiếng chắp tay chào sư tôn nghe nàng gọi tất cả như sáng tỏ năm xưa nữ thần điện từng tuyển chọn một nhóm người không ngờ là giả tuyết lại có thể trở thành đệ tử của điện chủ nữ thần điện điều đó cũng giải thích vì sao trong thời gian ngắn nàng lại có thể đạt tới nhất dực có nữ thần điện chống lưng phía sau, không muốn mạnh lên cũng khó. Lôi động là phong thần chuyển thế thân. Nguyên sa kế thừa di sản của Bắc ngạo tướng quân. So với lôi động và nguyên sa, tài nguyên, cơ duyên của nàng chỉ có nhiều không thiếu. Là ai ức hiếp ngươi sao? Thanh thiên xuất hiện, không nhìn tất cả mọi người, ân cần hỏi giả tuyết. Đệ tử bị ức hiếp chỉ là chuyện nhỏ, đệ tử có thể nhìn được, thế nhưng có người khinh thường sư tôn, đệ tử thật không thể nhìn nhưng mà người ta là phong thần, đệ tử chỉ có thể uất ức nín nhịn. Giả dạ tuyết vừa nói, nước mắt long lanh. Thanh thiên ôn nhu xoa đầu. Ngươi nghĩ nhiều rồi, trên đời này không ai có thể khinh thường ta. Ngươi nói xem là ai to gan như vậy. Giả dạ tuyết hơi liếc mắt lên kháng đài danh dự. Người ta tự xưng đồng thuộc vô địch, đệ tử phản bác liền bị mắng, còn nói, họa tự miệng mà ra. Thanh thiên theo ánh mắt của giả dạ tuyết nhìn lên, Tất cả phong thần nhanh chóng né sang một bên, sợ tai bay và gió. Chỉ còn lại một mình thiên sát lão nhân đứng đó. Lão biết mình bị nhắm tới, lão cũng không có tránh né, lão đã từng nghe về truyền thuyết thanh thiên, lão muốn biết sự thật bao nhiêu. Thanh thiên là đệ tử thứ sáu của hàng phu tử, sinh ra dị bẩm đôi mắt âm dương, nên được gọi là em mờ dương song tử. Sau khi được hàng phu tử nhận làm đệ tử, ít khi ra tay, thực lực không rõ chỉ biết nàng sau khi thành thần Thư lệnh của ngài tổng lãnh thành lập thần điện trở thành điện chủ thiên sát không chút e ngại đối mắt nhìn thẳng hắn muốn chứng tỏ mình là đệ nhất đồng thuật đột nhiên trước mắt hắn chỉ còn hai màu đen trắng lão biết đối phương đã ra tay lão ngay lập tức phản kích phóng xuất đồng thuật nhưng mà trước âm dương đồ huyễn đạo tang sát đạo tán tinh thần tàn thiên sát các loại công kích trở thành trò trẻ con thiên sát toát mồ hôi khoảng cách hai bên quá lớn, trước đó ngôn từ trở nên buồn cười, mà đây mới chỉ là một hư ảnh, chân thân còn mạnh đến mức nào. Thật đáng sợ. Thanh thiên thu hồi ánh mắt, không để ý nữa. Thiên sát vẫn đứng tại đấy. Đám học viên không biết chuyện gì, chỉ có phong thần là hiểu. Đấu chiến cười trên nỗi đau người khác, mỉa mai. Họa từ miệng mà ra. Thanh thiên không cảm xúc, nói trống không. Không ai có thể ức hiếp người của nữ thần điện. Lời nói vô đích nhưng ai cũng biết nhắm đến ai. Sư Tôn còn có một chuyện. Dạ tuyết lên tiếng. Thanh thiên cúi đầu nhìn nàng, dạ tuyết tay chỉ tôn kỳ. Hắn là hung thủ mà đệ tử đang tìm kiếm, muốn bắt hắn lại tra khảo. Được. Thanh thiên không một chút suy nghĩ, lập tức đồng ý, vườn ra cánh tay. Khoan đã. Điện chủ không thể vô cớ bắt người, ta không có vi phạm luật pháp gì cả. Tôn kỳ vội nói. Thanh Thiên nhếch mép cười. Ai nói ngươi phạm pháp đâu? Ngươi xuất sắc như vậy, ta quyết định phá lệ thu nhận ngươi vào thần điện. Ngươi thế nhưng chính là nam nhân đầu tiên và cũng có thể là duy nhất gia nhập thần điện. Thanh Thiên tinh minh, còn không đối phó được với một tiểu chút chiết sao? Tôn Kỳ chết sững, còn có chiêu này nữa sao? Chúc mừng, chúc mừng, Lôi động là kẻ đầu tiên tác nước theo mưa, thật vui sướng. Tôn Kỳ liếc hắn với ánh mắt hung ác nhưng như thế càng khiến lôi động vui vẻ. Học trò phận mỏng sức hèn xin từ chối. Tôn Kỳ vội chắp tay nói. Không cho từ chối. Thanh thiên nghiêm giọng. Tôn Kỳ vội nhìn lên thương quân cầu cứu. Thương quân, ngài nói xem có phải có luật cho phép học viên từ chối gia nhập một nhà. Đúng là có điều này. Thương quân gật đầu. Nữ thần điện không phải một nhà, không nằm trong phạm vi luật. Luật cho nữ thần điện do ta quyết định. Thanh thiên lạnh lùng. Tôn kỳ nhìn thương quân, thương quân khẽ lắc đầu cười khổ. Xin lỗi. Không giúp được ngươi rồi. Được rồi. Cứ quyết vậy đi. Thanh thiên một lời cuối, không cho phép lại có ý kiến. Nàng đưa tay bắt lấy tôn kỳ. Tôn kỳ giơ tay lên cản, thanh thiên cười nhạt, vẫy vùng vô ích. Đúng lúc này, ấn ký trên tay tôn kỳ sáng lên, xuất hiện hư ảnh một vị trung niên ngồi đọc sách thanh thiên sau một giây ngẩn ngơ vội chắp tay cúi đầu thay đám học viên chưa hiểu chuyện gì đám phong thần trước tiên phản ứng tất cả vội chỉnh lại y phục chắp tay cúi đầu hành lễ phu tử đám học viên lúc này mới bắt đầu hiểu có thể khiến cho tất cả phong thần cúi đầu xưng một tiếng phu tử chỉ có thể là người kia bọn họ cũng vội vàng hành lễ phu tử Hàng thuyên đặt xuống quyển sách, nhìn quanh. Được rồi. Tất cả miễn lễ. Hàng thuyên xuất hiện thật khiến cho tất cả kinh hãi cho dù là trí tưởng tượng phong phú nhất cũng không thể tưởng tượng ra. Dạ tuyết gọi ra thanh thiên đã quá mức kinh thiên, tôn kỳ thế nhưng còn gọi ra cả hàng phu tử. Hắn làm thế nào làm được? Nên nhớ hàng phu tử tỷ thế đã lâu, rất nhiều người đã quên mất. Hàng thuyên chỉ còn trên sách vở, nhắc đến như một truyền thuyết. Tôn Kỳ nếu như gọi ra thần sứ còn dễ chấp nhận hơn là hàng thuyên, thần sứ dù sao cũng đôi khi xuất hiện. Thanh Thiên trước tiên lên tiếng. Sư Tôn, Ngài vẫn khỏe chứ? Ta vẫn khỏe, ngược lại là lo cho ngươi. Đừng lại động dụng năng lực. Hàng Thuyên nói. Vâng, học trò xin nhớ. Thanh Thiên cúi đầu ngoan ngoãn, không còn vẻ bá đạo như vừa rồi. Ngập ngừng một chút, Thanh Thiên cũng quyết định hỏi. Thưa Thầy, Ngài vì sao không biết là có chuyện gì dặn dò? Đây cũng là câu hỏi mà tất cả muốn biết. Hàng thuyên xuất thế không phải chuyện tầm thường. Không phải là bị tiểu sư đệ ngươi gọi ra sao? Hàng thuyên nửa đùa nửa thật nói. Nhưng mà khiến mọi người nghe xong mà hoảng sợ, chứng minh một sự thật mà bọn họ đang suy đoán, hàng thuyên nhận tôn kỳ làm đệ tử. Hắn sao? Thanh thiên lúc này mới chăm chú nhìn tôn kỳ một điểm, kết quả là ấn tượng càng tệ. Chướng mắt cái này không giống phong cách của thầy. Khúc chưa đủ xuất sắc sao? Tên này có thể so khúc xuất sắc? Không có. Nhưng mà hắn suy nghĩ táo bạo, ta cũng mong hắn thành công nên trợ giúp một chút, nhận hắn làm đệ tử ký danh. Hàng thuyên đơn giản đáp. Thanh thiên lại nghe ra rất nhiều hàm ý, nhưng mà lúc này nhiều người không tiện hỏi. Sư tỷ được xác nhận thân phận, Tôn Kỳ ngay lập tức hành lễ ra mắt. Hắn nụ cười tươi, cố bày ra tư thế phong độ nhất. Ngươi mới là nửa cái đệ tử thôi. Đừng làm ra vẻ thân thiết như vậy. Nhưng mà trong mắt thanh thiên vẫn chỉ có chán ghét. Ngươi gọi ta có việc gì? Hàng thuyên nhìn Tôn Kỳ hỏi. Tôn Kỳ bắt chước giả tuyết, nước mắt long lanh, làm ra vẻ đáng thương. Thanh thiên nhìn mà muốn đập chết hắn ngay tại chỗ, muốn ra vẻ đáng thương vậy thì cũng phải có nhan sắc mới được. Giả tuyết nhìn mà tức nghiến răng. Học trò thi đấu được giải nhất thế nhưng có người không phục, ý vào mình là phong thần, tùy tiện thay đổi luật lệ. Đã thế còn mắng chửi thầy chỉ biết dùng miệng lưỡi, nói đến đây Tôn Kỳ đưa mắt nhìn lên khán đài. Hàng Thuyên rất tinh ý, nhận ra Tôn Kỳ ám chỉ thiên sát. Thiên sát đứng một mình tại chỗ, chân tay run, run run, lạnh toát mồ hôi. Hôm nay là ngày gì thế này, hai tên nhóc này sao ai cũng có thể gọi ra. Thanh Thiên thì đã thôi, ngay cả hàng phu tử cũng bị kinh động. Hắn muốn khóc đầy dòng sông, tự trách lắm miệng, đúng là họa từ miệng mà ra. Hàng Thuyên nhìn một cái, cũng không có ý trừng phạt. Hắn thân phận đặc thù, mỗi động tác đều có thể tạo ảnh hưởng rất lớn nên phải cân nhắc cẩn thận. Người ta nói cũng không sai. Ta từ trước đến nay chỉ biết dùng miệng lưỡi. Phu tử khiêm tốn, mỗi lời của ngài chính là vàng ngọc, hơn cả thiên quân vạn mã. Nhã văn thần xoa dịu, không thể làm lớn chuyện, cũng không thể để phu tử mất mặt. Đúng vậy, đúng vậy, một lời phu tử hơn thiên quân vạn mã, đám phong thần đồng loạt hưởng ứng. Người quân tử không màng danh lợi nhưng cũng không chịu sự khi nhục. Hàng thuyên đưa mắt nhìn thương quân, hỏi. Là chuyện gì? Thương quân chấp tay cung kính, giảng lược lại sự việc. Hàng thuyên nhìn tôn kỳ khiển trách. Người vốn dĩ có thể tranh vị trí thứ nhất năm hai học đường, còn tự hạ học bậc làm trò xấu. Bây giờ còn muốn trách ai? nghe lời khiển trách của hàn thuyên mọi người càng là sửng sốt lời này khẳng định tôn kỳ đã nhất dực mà lại thực lực rất đáng sợ không những vào năm hai mà còn có thể tranh vị thứ nhất hàn thuyên có biết thực lực thật của tôn kỳ không hàn thuyên chưa bao giờ thăm dò qua nên cũng không biết ông đưa ra phán đoán này đơn giản vì tôn kỳ là người thông minh mà người thông minh thì thực lực không nên quá kém tôn kỳ gãi đầu cười gượng gạo học trò chỉ là muốn kiếm chút tài nguyên Ừ. ngươi tự kiếm tài nguyên cũng tốt nhưng không nên phá luật vâng học trò xin ghi nhớ tôn kỳ vâng dạ nói sang chuyện khác thưa thầy mặc dù mang tiếng là học trò của thầy nhưng chưa từng được nghe lời vàng ngọc của thầy làm cho học trò ra ngoài bị khinh thường người người chê cười học trò thì không sao nhưng nhục danh thầy thì không thể chấp nhận được tôn kỳ vừa nói vừa liếc nhìn thiên sát lão nhân có ý đâm chọt đám người thì cuồng mắng Ngươi là học trò của phu tử ai dám chê cười ngươi. Ngươi nói cũng đúng. Hàng Thuyên gật đầu, Tôn Kỳ ánh mắt sáng ngời, nếu như có thể được Hàng Thuyên chỉ bảo vậy thì thắng qua trăm vạn đầu sách. Nhưng mà ta dạy chỉ sợ ngươi không hiểu, chi bằng trước tiên theo học sư huynh, sư tỷ. Tôn Kỳ nghe lời này có chút thất vọng nhưng mà không nhiều, ăn cũng phải từng miếng, đi cũng phải từng bước. Hàng Thuyên nhìn tất cả phong thần, nói. Luật lệ không phải nói đổi là đổi. Các ngươi triệu tập hội nghị phong thần, tính một phiếu của ta cho thương quân. Hàng Thuyên đã nói vậy, thì còn gì hội nghị nữa? Thương quân chấp tay bái tạ. Tên học trò nhỏ này suốt ngày làm phiền ta. Xem ra những tháng ngày nhàn hạ đọc sách không còn nữa rồi. Ba tháng nữa ta sẽ đi kiểm tra các lớp học. Hàng Thuyên hình bóng từ từ biến mất theo lời nói. Hàng Thuyên đây là mượn chuyện tôn kỳ tuyên bố chính thức xuất quan. Cung tiễn phu tử, tất cả đều chắp tay hành lễ sau đó thanh thiên liếc nhìn tôn kỳ nói ba ngày sau lên thần điện gặp ta sư tỷ đệ còn phải đi học tôn kỳ nét mặt khổ sở không sao lên đấy ta dạy ngươi không phải thầy cũng nói bọn ta dạy ngươi sao thanh thiên cười gằn từng chữ hư ảnh dần tan biến khi hai bọn họ hoàn toàn biến mất tất cả mới kịp thở ra một hơi nhẹ nhõm phong thần cũng cảm thấy ngột ngạt khổ sở nhất là thiên sát lão nhân lão như già thêm mấy trăm ngàn tuổi hai tên nhóc này thật biết kích thích người già a à. nhưng mà sự việc đến đây chưa phải kết thúc hàng phu tử xuất thế chính là tin tức cực lớn mấy vị cổ thần nhớ đến ngày xưa hàng phu tử thường kiểm tra các lớp học có nhiều người ăn không ít đau khổ lần này không biết lại thế nào tôn kỳ cũng phải nhân lúc đại thế lòng người còn chưa ổn định tạo một vụ nổ tất cả mọi người đứng dậy chuẩn bị ra về hàng phu tử xuất thế, muốn tuần tra lục đảo, phải làm một chút chuẩn bị. Đúng lúc này, Tôn Kỳ từ từ bay lên, trên trời cao tinh quang vương vải, hắn tắm rửa tinh quang giống như thần vương giáng thế. Lý bôn tướng quân. Tôn Kỳ cất tiếng gọi. Tất cả nghe tiếng đều dừng động tác, Lý bôn khóe mắt nhảy lên, mấy vị phong thần khó hiểu, tên nhóc này lại muốn làm cái gì. Có chuyện. Lý bôn lạnh lùng. Trước đó ta từng nói nếu chúng ta tại ma giới, ngày hôm sau đầu tướng quân đã treo trên cổng thành tướng quân bây giờ tin sao lý bôn nhíu mày tên này nhắc lại lời này là có ý gì không chỉ lý bôn mà mọi người đều không hiểu được hành động của tôn kỳ đây vốn chỉ là tranh miệng lưỡi với nhau qua rồi thì thôi nhắc lại chỉ lộ ra vẻ tiểu nhân đây là tự làm mất thân phận hàng phu tử học trò sư huynh của ta là thống soái quân đội chém đầu tướng quân có khó đã gây được sự chú ý của mọi người tôn kỳ bắt đầu diễn thuyết luật pháp không phải chỉ để bảo vệ ta mà còn để bảo vệ tướng quân tôn kỳ bắt đầu chỉ tay bảo vệ thiên sát tiền bối bảo vệ chung sơn thần tiền bối sau đó hắn chỉ tay xuống bảo vệ ngươi lôi động bảo vệ ngươi nguyên sa hắn lại đưa tay chỉ tất cả học viên bảo vệ tất cả mọi người bảo vệ những người yếu kém nhất bảo vệ những người tu luyện nguyện lực như ta nhưng mà hôm nay có những người ỷ vào thân phận năm lần bảy lượt phá luật. Chẳng lẽ luật pháp ban hành chỉ áp dụng cho kẻ yếu? Tôn Kỳ đưa mắt nhìn lôi động. Ngươi chính là kẻ đầu têu, nếu không có luật pháp, ta đã giết ngươi ngay giây phút đầu tiên. Như để chứng minh lời mình, Tôn Kỳ đôi cánh mở ra, xác thực bản thân nhất dực. Trên đôi cánh quấn đầy những sợi nguyện lực, chứng minh hắn tu luyện nguyện lực không sai cổ uy áp từ hắn tỏa ra cường hoành ép tất cả học viên đến hít thở không thông uy áp này vượt qua bọn lôi động nguyên sa và tuyết trước đó khiến bọn họ cảm thấy khó chịu thường thức là tu luyện nguyện lực luôn yếu hơn cùng cảnh nhưng hiện tại tôn kỳ đang chứng minh điều ngược lại mà những người bị hắn ép càng là thiên tài trong thiên tài lôi động ta sẽ cho ngươi biết ngươi đã được pháp luật bảo vệ như thế nào tôn kỳ vương đại thủ chụp xuống lôi động hừ lạnh hắn không sợ Hắn đủ tinh minh để nhận ra Tôn Kỳ đây là muốn đạp lên hắn thành tựu uy danh bản thân. Hắn lúc này đã khôi phục được 7 phần sức lực, tự tin cho dù không bại được Tôn Kỳ nhưng cũng sẽ không bị thua, phá hỏng kế hoạch Tôn Kỳ. Hắn kết xuất Lôi động ấn, đây chính là tuyệt chiêu thành danh của hắn. Đại thủ chụp xuống, Lôi động ấn oanh ra. Đại thủ chụp lấy Lôi động ấn, tia điện như những con rắn cắn vào đại thủ. Tôn Kỳ hừ lạnh, vận lực. Răng rắc lôi động ấn xuất hiện vết nứt rồi quanh lôi động ấn vỡ nát đại thủ không còn ngăn cản trực tiếp đạp xuống ầm đại thủ tiêu tán dưới hố đất lôi động nằm bẹp dí hơi thở thoi thóp tôn kỳ cúi mắt nhìn xuống không thèm để ý hắn đưa mắt nhìn lý bôn và thiên sát lão nhân hỏi chư vị nói xem luật pháp là đang bảo vệ ai không ai trả lời hắn mấy vị phong thần cũng không còn lời nào để nói trong chuyện này đúng là bọn hắn có lỗi. Đám học viên ngước mắt nhìn đầy ngưỡng mộ, đây là cả phong thần cũng dám trách mắng, đám tu luyện nguyện lực càng là ngưỡng mộ, Tôn Kỳ giống như thần của bọn chúng. Ai cũng có ước mơ, vì ước mơ mà cố gắng, nếu như có người có thể thực hiện ước mơ cho ngươi thì người đó sẽ bị đồng hóa là ước mơ, trở thành thần của ngươi. Nhân tộc thờ thần tộc bị mắng ngu ngốc, nhưng thật ra thần tộc trong lòng cũng có những vị thần riêng. Tôn Kỳ không nghi ngờ gì đã xây vững địa vị trong giới tu luyện nguyện lực. Đây chính là mục đích của hắn khi mạo hiểm chỉ trích mấy vị phong thần. Quảng cáo. Được rồi. Lời người nói không sai, trong chuyện này tất cả bọn ta đều có lỗi. Thương quân phá vỡ im lặng. Phạt lôi động 10 năm diện bích hối lỗi. Lý bôn giết địch đủ 1.000 công huân. Thiên sát 1.000 năm bổng lộc. Còn lại trừ trăm năm bổng lộc, tất cả tự vấn lương tâm đi ngươi vừa lòng chứ thương quân nhìn tôn kỳ hỏi thương quân công tư phân minh tôn kỳ chắp tay đám học viên cảm thấy thỏa mãn phong thần cũng phải theo luật pháp mà bị phạt tôn kỳ không kích động nữa tất cả lắng xuống thương quân đảo mắt nhìn quanh nói nếu không ai còn ý kiến gì nữa thì ta tuyên bố tôn kỳ thứ nhất giả tuyết thứ hai lôi động thứ ba nguyên sa thứ tư các vị trí còn lại do trọng tài quyết nếu ai có ý kiến có thể xin quyết đấu. Lôi động khóc đầy một dòng sông, vốn nghĩ sẽ dễ dàng lấy vị trí thứ nhất, cuối cùng lại trở thành phong nền cho mấy tên tiểu tử. Ai biểu người ta chỗ dựa quá lớn. Hắn cứ nghĩ mình là phong thần đã đủ lớn nhưng mà nguyên sa có bắt ngạo quân Lý Bôn ủng hộ, dạ tuyết có nữ thần điện, tôn kỳ còn khủng bố hơn khi là đệ tử của hàng phu tử. Nhìn lại, hắn mới là kẻ đáng thương nhất. Không ai có ý kiến, thương quân tiếp tục hỏi cả bốn các ngươi đều đã nhất dực, cũng nên chọn nhà, mặc dù đều rõ các ngươi sẽ chọn nơi nào nhưng mà ta vẫn phải hỏi các ngươi muốn chọn nhà nào. Lôi động, nguyên sa chọn thần đạo gia. Giả dạ tuyết là người nữ thần điện. Tới phiên tôn kỳ, hắn chấp tay nói. Các vị gia chủ, mỗi nhà đều có sở trường riêng, học trò hy vọng nhận được sự bồi dưỡng của tất cả các nhà. Tiểu tử đừng tham. Ngươi không phải người nhà, không ai sẽ dốc sức bồi dưỡng ngươi đấu chiến cười nói. Nhưng mà không phải có một cơ chế cho phép điều đó sao? Tôn Kỳ mỉm cười. Ý ngươi là Bách gia tự tử? Phải. Tôn Kỳ gật đầu. Bách gia tự tử là một chức danh đặc biệt, nhận được sự bồi dưỡng của tất cả các nhà, không phải bình thường bồi dưỡng mà là cao nhất bồi dưỡng. Từ trước đến nay, thiên tài đều nhắm đến vị trí này, nhưng trong cả lịch sử thần tộc số người thực sự trở thành Bách gia tự tử chỉ đếm trên đầu ngón tay điều kiện trở thành bách gia cự tử rất đơn giản đánh bại thử thách các nhà đặt ra chỉ đơn giản như vậy nhưng mà chức danh này lâu rồi chưa có ai khiêu chiến nên nhiều người cũng quên mất sau một thoáng im lặng đấu chiến đầu tiên phá lên cười nói được tiểu tử có chí khí ta chờ ngươi tới binh gia khiêu chiến bọn ta chờ ngươi mấy vị gia chủ khác cũng lên tiếng đúng lúc này từ trong hố đất lôi đông ngóc đầu dậy nói Ta cũng muốn tham gia. Hắn ban đầu chọn thần đạo gia vì không nhớ đến chức danh này, nếu nhớ đến vậy thì làm sao có thể bỏ qua. Ta tham gia. Nguyên Sa cũng không chịu kém cạnh. Dạ Tuyết một thoáng suy nghĩ, hay là thôi. Tiểu Tuyết Tuyết, ngươi không tham gia sao? Tôn Kỳ đột nhiên lại gần hỏi. Ngươi gọi ai? Dạ Tuyết rút kiếm chỉ thẳng yết hầu. Tôn Kỳ đẩy nhẹ mũi kiếm, thật sắc nha. Ngươi đây là muốn đại nghịch bất đạo khi sư diệt tổ sao quảng cáo giả dạ tuyết hừ một tiếng thu lại kiếm vậy mới đúng tôn kỳ lợi dụng cơ hội vỗ đầu giả dạ tuyết tiểu tuyết tuyết gọi sư thúc đi hừ tiểu nhân đắc chí giả dạ tuyết nghiến răng ken két không làm gì được chỉ có thể coi như không thấy nàng quay đầu biến mất tại chỗ đám đông dần tan trần kỷ nắm tay trần dung len lỏi qua đám người nàng thế nhưng nợ tới 10.000 điểm. Không chạy nhanh sẽ bị bắt. Chạy đi đâu? Tôn Kỳ đột nhiên xuất hiện chặn trước mặt, trên miệng treo nụ cười. Chúc mừng ngươi giành quán quân, ta đang định tổ chức tiệc mừng cho ngươi. Ngươi chờ một chút, ta đi chuẩn bị. Trần Kỷ chạy nhanh. Tôn Kỳ túng cổ áo, Trần Kỷ chân đạp như việc, cười hề hề. Thẩm đại ca, tha cho mùi đi mà. Trần Kỷ làm ra vẻ ủy khuất. Không được. Tôn Kỳ lắc đầu, trò này làm sao có thể dụ được hắn. Trần Kỷ dở trò trẻ con khóc lóc thảm thương, lăn ra đất ăn vạ. Ngươi khóc cũng vô dụng, thiếu nợ phải trả. Trần Kỷ đột nhiên đứng phát dậy, ánh mắt kiên nghị. Nếu ngươi đã nhất quyết đòi, vậy thì ta trả là được chứ gì? Trần Kỷ ta trước nay không nợ ai, làm người luôn thẳng sống lưng. Thua thì chung, Trần Kỷ ta tuyệt đối không chạy nợ. Tỷ tỷ, Trần Dung rưng rưng nước mắt, tỷ tỷ cuối cùng cũng biết chịu trách nhiệm nhưng mà, đột nhiên nàng bị một bàn tay đẩy mạnh sau lưng. Ta gán mùi mùi trả nợ. Trần Kỷ thân hình đã biến mất trong đám đông, giọng nói vọng lại. Tôn Kỳ đưa tay đỡ lấy Trần Dung, Trần Dung ngã vào lòng hắn, xấu hổ muốn chết, thật không dám ngẩng mặt lên. Tôn Kỳ mỉm cười, nàng có thể thoát được lòng bàn tay hắn sao? Một lúc sau, Trần Dung lấy hết can đảm đẩy người ra khỏi vòng tay Tôn Kỳ vén tóc e thẹn học huynh yên tâm mùi sẽ cố gắng làm nhiệm vụ trả điểm cho huynh cần gì kiếm đâu xa ta thật ra cũng có nhiệm vụ cho hai mùi tôn kỳ mỉm cười nâng cầm nàng trần dung hai má phím hồng thỏ thẻ mùi nghe theo học huynh tôn kỳ muốn để trần kỹ trần dung thay mình liên lạc với bọn tu nguyện lực sau chuyện hôm nay chắc chắn sẽ có rất nhiều tên tìm đến hắn Bọn tu luyện nguyện lực ở tầng đáy chót nhưng rất đông đảo, nếu biết tận dụng tốt sẽ mang lại lợi ích không nhỏ. Hắn không trực tiếp liên hệ, nếu như có vấn đề sẽ làm thằng lặng đứt đuôi, đổ hết tội cho hai tỷ muội Trần Dung, Trần Kỷ. Ngày hôm sau, Tôn Kỳ đến trước trụ sở văn gia tiếp nhận khiêu chiến, hắn còn tưởng sẽ đánh nhau to hoặc cũng là đại chiến quần nho. Thế nhưng Nhã Văn chỉ đơn giản mang cho hắn một đống sách, nói hắn đọc hết trong ba ngày. Đơn giản như vậy tôn kỳ không tin hỏi đúng chỉ đơn giản như vậy không có khảo nghiệm gì sao không có có thể cho thêm thời gian sao không được thêm gấp đôi sách cũng được quảng cáo không cần bằng này sách là được gia chủ ngài nghe học trò nói một câu có thể không thể ta biết ngươi đang nghĩ gì yên tâm đi Ba ngày sau ngươi nhất định sẽ tại nữ thần điện, chạy không thoát đâu. Tôn kỳ khổ sở, ý định của hắn bị Nhã Văn nhìn thấu. Gia chủ, thử thách cũng không thể dễ như vậy a. À, bọn Nguyên Sa lôi đồng sẽ không phục. Không sao, bọn chúng cũng là như vậy thử thách. Gia chủ, như vậy chẳng khác nào cho không? Văn gia quý nhất chỉ có sách, các ngươi có thành bách gia cự tử hay không thì quyền hạn cũng như vậy. Ta còn sợ người trẻ các ngươi lười đọc sách gia chủ đừng như vậy a à. được rồi yên tâm đọc sách đi nhã văn bước đi để tôn kỳ một mình một đống sách tôn kỳ chỉ có thể vừa nuốt nước mắt vừa đọc sách những sách này cố nhiên quý giá nhưng mục đích của hắn là trốn thanh thiên xem ra thất bại rồi ba ngày sau cửa phòng mở ra nhã văn nhìn hắn tươi cười đến giờ rồi gia chủ học trò thế nhưng còn chưa đọc xong không vội sách lúc nào cũng ở đây, ngươi đã là người văn gia có thể đến đọc bất cứ lúc nào. Gia chủ không kiểm tra một chút sao? Học trò cảm thấy sức đọc kém cỏi, chỉ sợ không đủ tiêu chuẩn vào văn gia. Đủ. Nhã văn dứt khoát, búng tay một cái, một tia sáng bay vào trong thẻ định danh của Tôn Kỳ, thêm vào thông tin, thẩm văn, văn gia. Gia chủ, Tôn Kỳ định câu giờ nhưng đã bị nhã văn túng cổ áo. Vút. Một tiếng, cả hai biến mất tại chỗ xuất hiện đã là trước cổng nữ thần điện. Ngươi tự đi vào đi. Nhã văn để lại một câu rồi cũng biến mất. Nhã văn mang con bỏ chợ, tôn kỳ mắt đảo trái phải, ngơ ngơ ngát ngát. Đúng lúc này cửa lớn nữ thần điện mở ra, có giọng nói. Tiến tới. Tôn kỳ từng bước chậm chạp đi vào, lòng thật không muốn chút nào. Không gian lạ lẫm, không khí quá trang nghiêm làm hắn cảm thấy ngột ngạt. Hắn đôi khi sẽ gặp một vài nữ quan, hắn chưa kịp mở miệng hỏi thì bọn họ đã đưa ngón tay chỉ đường sau đó đi mất chẳng kịp nói lời nào tôn kỳ theo bọn họ chỉ đi vào một căn phòng hắn thấy được thanh thiên sư tỷ an khang tôn kỳ hành lễ ngồi đi thanh thiên ra lệnh tôn kỳ ngồi xuống đối diện thanh thiên trước mặt là một chậu nước lấy ra một giọt tinh huyết thanh thiên ra lệnh sư tỷ cái này là cái gì tôn kỳ không vội làm theo mà thăm dò trước đây là thủy âm bảo kính có thể thấy được tương lai thanh thiên trả lời thì ra là vậy không ngoài suy đoán của hắn thanh thiên đòi một giọt tinh huyết nhưng tôn kỳ không dám cho hắn sợ bị nhìn ra gì đó sư tỷ cần tinh huyết làm gì ta muốn nhìn xem tương lai của ngươi sư tỷ hay là thôi đi tương lai của đệ có gì đáng nói đâu trước đó sư tôn đã từng nói sư tỷ không nên động dụng năng lực nữa hay sao không sao xem một chút không vấn đề sư tỷ không nên vì đệ mà hao tâm tổn sức tôn kỳ năm lần bảy lượt từ chối hừ thật nhiều lời ta không cần ngươi cho phép thanh thiên hừ lạnh khí thể tỏa ra tôn kỳ cứng đờ thanh thiên khẩy móng tay rút ra từ mi tâm hắn một giọt tinh huyết nàng tay kết thủ ấn miệng lẩm nhẩm chú ngữ đánh vào giọt máu sau đó thả giọt máu vào chậu nước mặt nước gợn sóng giọt máu loang ra thanh thiên chăm chú quan sát mặt nước trở nên sống động nổi lên một hình nhân tôn kỳ cúi đầu nhìn nếu hắn đoán không sai thì đây chính là hắn hình nhân này bắt đầu hoạt động có ngồi đọc sách có đánh có đá rất nhiều các hoạt động nhưng mà không có ngữ cảnh không thể phán đoán chính xác ý nghĩa của hành động Ví dụ như cùng là hành động đánh võ, có thể là đang tập luyện, đang thi đấu hoặc đang sinh tử chiến, tất cả đều có thể. Tôn kỳ mồ hôi chảy ròng ròng, mặc dù là hành động mơ hồ nhưng người thông minh sẽ nhìn ra rất nhiều điểm, hắn chưa bao giờ nghi ngờ trí tuệ của vị sư tỷ này. Hoạt nhân đang lần lượt diễn tả hành động nhưng đột nhiên mặt nước sao động như nước sôi, hoạt nhân trở nên mơ hồ, các hành động cũng không rõ ràng. Thanh thiên nhíu mày, tay kết các loại ấn ký đánh vào chậu nước, muốn ổn định lại nhưng mặt nước càng ngày càng trở nên xáo động làm thế nào cũng không trở lại bình yên thanh thiên tức giận hai mắt nàng âm dương xoay tròn nàng đưa tay ép lại sóng gần răng rắc thủy âm bảo kính xuất hiện vết nứt thanh thiên biến sắc chuyện này sao có thể nàng khí tức đột nhiên thăng hoa các đôi cánh lần lượt xuất hiện đại đạo vận chuyển ngón tay nàng cầm lấy từng sợi đại đạo xỏ xuyên vá lại thủy âm bảo kính ngón tay uyển chuyển giống như là đang theo hoa. Tôn Kỳ bị khí thế nàng hất tung ra sau. Thủy âm bảo kính bị trấn áp, mặt nước phẳng lặng. Hiện, thanh thiên hét lớn. Mặt nước xuất hiện hình ảnh, là một bóng lưng, thanh thiên ngưng mắt nhìn, bóng lưng từ từ quay lại. Chợt, oanh. Thủy âm bảo kính vỡ nát, nước bắn tung tóe. Thanh thiên ông hai mắt ngã ra sau, hét lên đau đớn, khí tức cuồng loạn tôn kỳ bị khí lãng hất văng lên tường đập xuống đất hắn hai tay ông đầu hoàn toàn chịu trận đúng lúc này ấn ký trên tay hắn sáng lên hàng thuyên hư ảnh xuất hiện ông bước nhanh tới chỗ thanh thiên đang lăn lộn ngón tay ấn lên mi tâm nàng bình tĩnh một dòng khí ấm áp từ ngón tay truyền vào đầu thanh thiên giúp cho nàng yên tĩnh trở lại tôn kỳ lúc này ngồi dậy mở mắt nhìn hắn lúc này có thể chắc chắn thực lực của hàng thuyên tuyệt đối đáng sợ chỉ một hư ảnh cũng có thể trấn định lại thanh thiên. Hàng Thuyên nói mình chỉ biết dùng miệng lưỡi, tuyệt đối là lừa gạt. Tôn Kỳ cũng có chung nhận định như Hàng Thuyên, người thông minh, thực lực không thể nào thấp. Thanh Thiên ngồi khoanh chân, ổn định lại đại đạo trong cơ thể. Hai mắt nhắm nghiền, chảy xuống một dòng máu. Một lúc sau, Thanh Thiên mở mắt, chắp tay. Đa tạ thầy ra tay. Khách sáo như vậy làm gì? Không phải ta đã nói đừng nên động dụng sức mạnh tiên tri nữa sao? Học trò nghĩ chỉ nhìn một chút chắc không sao. Hay, ngươi cần gì phải cố chấp nhìn tương lai? Ngươi nên biết tương lai quyết định bởi hiện tại. Chỉ cần hiện tại đủ mạnh, tương lai trong tay ngươi. Thanh thiên xin ghi nhớ lời thầy. Được rồi. Ngươi tới chỗ ta để ta kiểm tra vết thương. Lời này hàng thuyên thật ra có hai dụng ý. Một là như lời hắn, kiểm tra vết thương. Hay là hắn cũng muốn biết Thanh Thiên đã nhìn thấy gì mà ra nông nổi thế này, nhưng chỗ này có Tôn Kỳ không tiện hỏi. Hắn tin tưởng thực lực Thanh Thiên, nếu như không nhìn thấy những thứ cấm kỵ sẽ không thành thế này. Chuyện này có thể rất quan trọng. Thanh Thiên đứng dậy, lập tức đi, nhưng khi thấy Tôn Kỳ thì dừng bước hỏi. Còn hắn? Điều kiện ở đây khá tốt, để hắn tu luyện vài ngày đi. Hàng Thuyên nói. Thanh Thiên không có ý kiến. Sư tỷ, ta có thể nhờ tiểu tuyết tuyết dẫn đường sao tôn kỳ với lại hỏi cấm làm phiền nó thanh thiên hừ lạnh sau đó một bước biến mất tại chỗ đa tạ sư tỷ tôn kỳ chắp tay cười hắn bước ra khỏi phòng vương vai hít thở không khí nơi đây thật tốt thần khí nồng đậm nam sách sơn chỗ ở của hàng thuyên hàng thuyên và thanh thiên ngồi uống nước có phân thân thập dương đứng hầu chiến sự dạo này thế nào thanh thiên liếc nhìn hỏi tốt mà không tốt thập dương trả lời thanh thiên nhíu mày thập dương giải thích tốt là quân số tăng trưởng đều không tốt là kẻ địch ngày càng mạnh kỹ này là kỹ cuối cùng ta nghĩ ngươi nên bảo toàn lực lượng chuẩn bị đánh một trận chung cực nếu vậy chi bằng trước tiên chặt đứt chân rết địch thủ đến chung cực chiến có phải đỡ vất vả hơn không thanh thiên ánh mắt sắc bén nhìn đây là muốn gây chuyện với nàng sao thập dương thì vẫn bình thản như không đây không thể nói là gây chuyện chỉ là tư tưởng khác nhau thập dương đang là thống soái tất nhiên là quân hành theo ý hắn ngươi sao rồi hàn thuyên lúc này lên tiếng hỏi đệ tử không có vấn đề thanh thiên cung kính trả lời ngươi đã thấy gì hàn thuyên vào thẳng vấn đề một bóng lưng thanh thiên trịnh trọng trả lời một bóng lưng hàn thuyên nhíu mày phải chỉ có một cái bóng lưng, đệ tử muốn nhìn rõ hơn thì sự cố diễn ra. Có suy đoán gì sao? Đệ tử có hai suy đoán. Nói nghe thử. Hàng thuyên nhấp ngụm nước hỏi. Người này là hắn hoặc liên quan mật thiết đến hắn. Ngươi nghĩ cái nào lớn hơn? Thanh thiên ngừng lại, suy nghĩ một chút, cẩn thận nói. Thủy âm bảo kính không tự nhiên mà bị hủy, khả năng do người này cảm ứng được bị dòm ngó nên ra tay phá hủy có thể xỏ xuyên năng lượng qua thời không phá vỡ thủy âm bảo kính, làm thương đệ tử, thực lực này có thể nói đáng sợ. Nếu dự đoán đây là kỹ cuối cùng không sai. Hai điểm này đủ kết luận khó có thể là hắn, thời gian quá ngắn để hắn có thể đạt tới trình độ kia. Trừ khi thiên phú hắn gấp triệu lần khúc sư đệ, mở mắt nhất tin, nhắm mắt nhất chuyển. Vậy ngươi nghĩ là người bên cạnh hắn? Phải. Đệ tử nghĩ rất có thể là Thanh Thiên đưa mắt nhìn Hàng Thuyên thăm dò. Hàng Thuyên giơ bàn tay, xuất hiện hai sợi đạo tắc, thời gian chi đạo và không gian chi đạo. Hai sợi đạo tắc cuốn lấy quanh các ngón tay, sau đó đang xen vào nhau, hòa lại thành một. Thanh Thiên trọng mắt, ngưng thần nhìn. Trong tay Hàng Thuyên là thời không chi đạo, một loại chí cao đạo tắc. Hàng Thuyên cầm lên chiếc lá vàng, chiếc lá bị nghịch chuyển thời không, từ màu vàng úi chuyển sang màu xanh mướt hàng thuyên phất tay chiếc lá cắm lại trên cạnh như chưa hề bị già rụng thầy ngài thành công rồi thanh thiên vui mừng hàng thuyên nhẹ lắc đầu để có một sợi quy tắc này ta đã tốn mấy chục kỹ mà mới chỉ là móng chân so với ngươi miêu tả người kia còn xa xôi dịu vợi trong kỹ này ta khó mà tiến bộ nhanh như vậy thanh thiên suy tư hàng thuyên đã nói rõ trong kỹ này khó có thể đạt tới trình độ người kia nhưng nếu là tôn kỳ thì càng là không tưởng. Xuất phát điểm của tôn kỳ thế nhưng cách quá xa hàng thuyên. Chẳng lẽ là tiểu sư đệ? Thanh thiên lần đầu tiên xưng tôn kỳ là sự đệ. Không biết. Hàng thuyên dứt khoát. Chuyện tương lai, không ai có thể biết được. Cả ba đều lặng im, theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Thanh thiên thơ thẩn ngước mắt nhìn trời, nhìn lên đệ lục đảo trùng thiên, tự hỏi, chẳng lẽ là hắn? Rất khó nhưng nhỡ đâu một phần triệu đâu. Nhưng mà sau đó nàng ngay lập tức nghiến răng, tên khốn kiếp. Vậy mà đám trêu chọc đệ tử của nàng. Tuyệt đối không thể nào là hắn được. Thì ra trên lục đảo trùng thiên, Tôn Kỳ đang phá giả tuyết. Thanh Thiên đứng bật dậy. Thanh Thiên, đã làm điện chủ bao nhiêu năm, sao vẫn còn như thế nóng giận? Hàng Thuyên hỏi. Thưa thầy, tên nhóc kia, Thanh Thiên tức giận muốn cáo trạng. Chuyện nhỏ thôi kệ tụi nhỏ đi, con bây giờ nên lo chữa thương. Thanh Thiên nghe vậy, dù tức lắm nhưng cũng phải dằn xuống. Trên đệ Lục Đảo, tôn kỳ đúng là quấy rầy Dạ Tuyết. Tiểu Tuyết Tuyết kia là nơi nào? Cấm khố, không được vào. Tiểu Tuyết Tuyết kia là cây gì? Nhìn trái thật là đẹp mắt. Yêu Long cổ huyết quả, không được ăn. Tiểu Tuyết Tuyết, cắm miệng cho ta. Còn gọi ta tiểu tuyết tuyết nữa Ta giết ngươi Dạ tuyết sát khí đằng đằng Mũi kiếm chỉ cổ hồng Ấy, 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 không thích thì thôi Việc gì phải động đao kiếm Phu tử dạy quân tử động khẩu không động thủ Tôn kỳ cẩn thận gạt ra mũi kiếm Nhưng ta là nữ nhân Ta không phải quân tử Dạ tuyết mũi kiếm vẫn chực chỉ cổ hồng Được, được, ta không gọi tiểu tuyết tuyết nữa Tôn kỳ đầu hàng Dạ tuyết từ từ hạ mũi kiếm Tuyết Nhi, chúng ta. Gừ. Dạ Tuyết quay đầu, lập tức thi triển ra sát chiêu thiên lý băng phong. Tôn Kỳ đạp đất lui lại, tay vẽ một vòng, xuất hiện hư ảnh đồng thuẫn. Ken. Kiếm đâm vào thuẫn, vụn băng bắn tứ phía. Dạ Tuyết nhíu mày, thực lực của tên khốn này lại mạnh như vậy, không hổ là phu tử đồ đệ. Nàng quy tất cả thực lực của Tôn Kỳ cho phu tử mà không biết được rằng hắn chưa từng được phu tử dạy một chữ. Hai bọn họ, một chạy một đuổi chạy loanh quanh các hành lang đại điện đám nữ quan thấy đều tránh đường nhìn hai bọn họ cười khúc khích đã lâu rồi nữ thần điện mới lại nhiều âm thanh như vậy hai tên nhóc này thật ồn ào cuối cùng bọn họ kinh động tới đại đệ tử của thanh thiên là lục xuyên bọn họ bị túng cổ áo ném ra bên ngoài tôn kỳ đứng dậy kêu oai oái xoa mông tuyết nhi im miệng không được gọi ta như vậy ta biết mà vẫn là tên cũ tốt tiểu tuyết tuyết gừ dạ tuyết giận mà không thể phát quay đầu bước đi tôn kỳ nối gót dạ tuyết quay đầu chỉ kiếm không được đi theo ta tôn kỳ nhún vai biểu môi không cho thì thôi ai mà thèm bên ngoài nữ thần điện dưới gốc cây đào dạ tuyết tĩnh tọa tu luyện nhưng mà chẳng được bao lâu bên tai nàng có tiếng chấp chép nhai thật là thô bỉ ăn còn phát ra tiếng có biết lễ nghĩa là gì không nhìn, nàng nhìn, người ta có thể không hiểu lễ nghĩa, nhưng nàng không thể, dù sao cũng là tiểu sư thúc, không thể giết. Bột, bột, có mấy hạt đào rơi xuống đầu nàng. Giả dạ tuyết tức nổi gân xanh, từ từ rút kiếm. Không thể giết nhưng đánh tàn phế chắc không sao. Vút. Kiếm ra khỏi vỏ, nàng quay đầu nhìn lên, ngạc nhiên, không có ai, trên cây còn mấy trái đào bị cắn dở. Hư. Chạy nhanh lắm. Đừng để ta bắt được nàng bỏ đi chọn nơi khác thanh tĩnh trên một tảng đá gần bờ suối dạ tuyết hiếp thời không khí trong lành tâm tình đã thoải mái hơn muộn phiền bị xua tan có thể yên tĩnh rồi nhưng mà chỉ một lúc sau Khịt, khịt hình như có mùi gì đó là mùi thịt nướng có tiếng nói vang lên hoa wow. thật là thơm không ngờ gà ở đây lại thơm như vậy vừa mập vừa tròn da vàng thịt chắc ăn nhất định sẽ rất ngon sau đó là tiếng ăn chóp chết. Giả tuyết hai mắt giật giật, trong lòng nàng hét lớn, tên khốn này. Ta phải giết ngươi. Nhưng khi chạy tới nơi thì lửa đã tàn, lông xương bừa bãi. Nhìn mấy cọng lông ngũ sắc, giả tuyết giận đến run người, ngay cả ngũ sắc linh kê sư tôn nuôi cũng dám bắt thịt. Vậy là giả tuyết lại cầm kiếm truy sát tôn kỳ. Nửa ngày sau, không bắt được hắn, giả tuyết mệt muốn đứt hơi. Bên bờ suối, nàng nhấp một ngụm thanh tuyền nước suối lạnh lạnh, trong mát khiến tinh thần nàng sảng khoái. Nàng vốc nước tát lên mặt, thật là thoải mái. Xe, xe, xe. Dạ Tuyết ngẩng đầu nhìn, tròn mắt, thân hình cứng nhắc. Tên khốn kia đang xả nước đầu nguồn. Tên khốn kiếp. Hôm nay không giết ngươi tuyệt sẽ không dừng lại. Tôn Kỳ làm những hành động quấy phá Dạ Tuyết không phải bắn tên vô đích. Hàng Phu Tử nói để hắn ở đây tu luyện, nhưng đây là nhà người ta hắn làm sao yên tâm. Nên thay vì tu luyện, hắn muốn thăm dò nữ thần điện, nhưng như vậy quá dễ bị nhìn ra. Vậy là hắn phá giả tuyết, khắp nơi chạy nhảy, cho dù có lọc vào cấm địa, cùng lắm là bị đá ra vì tội vô tri. Mười ngày sau, thanh thiên không chịu được mà chạy về sớm, nàng không nói một lời liền túng cổ tôn kỳ treo ngược lên cây để linh đào quốc mông. Sau đó chôn xuống đất cho ngũ sắc linh kê mổ đầu để trả thù cho những tử kê trong bụng hắn cuối cùng cắm phễu vào miệng múc nước suối đổ vào cho tới khi bụng hắn căng tròn. Tôn Kỳ kêu la thảm thiết xin tha. Qua 7749 ngày, hắn bị đá xuống nhất đảo trùng thiên. Mọi người có thể tưởng tượng bị khóa hết tu vi, rơi từ đệ lục đảo xuống đệ nhất đảo, cảm giác sẽ như thế nào? Chính là 10 ngày trời không động nổi một ngón tay, toàn thân đau đớn. Thời gian này hắn cũng biết được, nguyên sa đi khiêu chiến các nhà, hắn như tôn kỳ dễ dàng qua được văn gia, nhưng đến binh gia thì bị đánh thảm, hắn thất bại. Vậy mới nói danh hiệu bách gia cự tử không dễ đoạt. Sau đó nguyên sa theo lý bôn tướng quân lên chiến trường. Lôi động bị phạt diện bích 10 năm, không biết 10 năm sau hắn còn dám tranh bách gia cự tử. Tôn kỳ nằm dưỡng thương, có một vị học huynh lạ mặt đi đến đưa cho hắn một tờ giấy. Mở ra tờ giấy có mấy chữ, không được đụng tới giả tuyết. Tôn kỳ nhún vai, không thèm quan tâm, vứt đi tờ giấy hắn không những đụng mà còn đụng rất nhiều, chỗ nào cũng đụng. Ngươi giỏi thì cắn ta đi. Trong thời gian này, thông qua tỉ mùi Trần Dung, Trần Kỷ đã có mười mấy tên tu luyện nguyện lực tìm đến hắn, có ý học hỏi. Nhưng mà hắn không tiếp. Mấy tên này ngưỡng mộ hắn nhưng chưa đến mức thần phục. Hắn cần là bọn chúng thần phục tuyệt đối, vô điều kiện tin tưởng. Vậy nên hắn phải nắm lấy danh hiệu bách gia cự tử. Tôn Kỳ sau khi thực lực khôi phục, hắn bắt đầu tiến hành khiêu chiến các nhà. Văn gia đã xong, vậy mục tiêu tiếp theo sẽ là binh gia, nguyên sa thất bại tại đây, nếu như chiến thắng thì sẽ càng khắc sâu hình tượng của hắn trong lòng mọi người, so sánh sẽ càng lộ ra hắn nổi bật. Tất cả những gì nguyên sa làm trước đây đều sẽ trở thành hào quang dưới chân hắn. Tôn Kỳ đứng trước cổng binh gia, ngước lên nhìn biển hiệu. Hai chữ binh gia hùng hồn hữu lực, tích chứa thần vận. Hắn không một giây do dự, đạp bước tiến vào, cũng không có ai ngăn cản hắn ngược lại, người binh gia đang rất mong chờ. Một đám người vai u thịt bắp nhìn hắn cười cười, cảm tưởng như dê vào miệng sói, nhưng ai là dê ai là sói vậy thì còn phải xem. Tôn Kỳ đến được đại sảnh binh gia, chắp tay cung kính, tiếng nói âm vang. Thẩm Văn đến tiếp nhận thử thách binh gia. "Tốt, tốt, tốt, bọn ta chờ ngươi đã lâu." Một vị tướng quân uy vũ bước ra, "Không phải là đấu chiến, lần này là phá quân thần." xin binh gia ra đề tôn kỳ chắp tay nói không vội không vội chờ khán giả đến đông một chút sẽ càng vui phá quân xua xua tay cười nói tôn kỳ ngạc nhiên phá quân cười nói ngươi có biết lần trước nguyên sa đón nhận thử thách gì quần đấu với một trăm vị nhất dực phải kết quả là hắn chịu không quá một phút ngươi có biết vì sao thực lực không đủ Tôn Kỳ cũng không chắc chắn vào câu trả lời. Không. Tên tiểu tử đó rất mạnh. Hắn thua vì đối thủ của hắn quá mạnh. Tôn Kỳ nhíu mày. Phá quân tiếp tục. Một trăm người này thế nhưng đều trong top 500 cuộc thi xếp hạng nhất dực vừa rồi. Nguyên sa mới thành nhất dực, so với nhất dực bình thường mạnh hơn một chút nhưng mà so với những người này thì kém quá nhiều. Phá quân rảnh rỗi, trò chuyện với hắn nhiều vài câu. Bên ngoài cổng thế nhưng vô cùng náo nhiệt, binh gia bán vé vào cổng, mỗi vé 10 điểm. Bọn họ rất biết lợi dụng tình hình để kiếm điểm. Bọn họ thế nhưng ca tụng tôn kỳ đến thiên hoa loạn trụy khiến cho mọi người cảm thấy tôn kỳ có thể làm nên kỳ tích, mà kỳ tích thì ai mà không muốn chứng kiến. Một lúc sau, cả một quảng trường rộng đã chật kín người vây quanh. Nhiều nhất là đám nhất dực, nhị dực, tam dực, bọn hắn thế nhưng trước đó chỉ nghe kể lại hàng phu tử xuất thế nhận một đệ tử. Vậy nên bọn hắn vô cùng tò mò, Vì đệ tử này là người thế nào? Khiêm tốn hơn là nhóm người tu luyện nguyện lực, nhóm người chưa thành nhất dực. Phá quân hài lòng, nói. Đến lúc bắt đầu rồi. Tất cả bước lên sân đấu đi. Tôn Kỳ bay lên sân đấu. Nhất dực binh gia lần lượt bước lên, Tôn Kỳ đếm đi đếm lại cảm thấy có vấn đề, hỏi. Đại nhân, có phải ta đếm bị sai không? hình như số lượng không đúng, có đến 150 người. Không, Ngươi đến đúng rồi. Phá quân cười. Nhưng mà nguyên sa. Ngươi thế nhưng xếp thứ nhất, nguyên sa thứ tư, vả lại ngươi còn là đệ tử của hàng phu tử, vậy nên phải tăng độ khó. Yên tâm. Bọn ta bao cán khiên về, không lấy tiền. Tên nguyên sa kia thế nhưng phải tự lết trở về. Ngươi là đệ tử của hàng phu tử mới được ưu tiên lắm đấy. Tôn Kỳ khóc trồng, ưu tiên này ta không dám nhận. Không đường có thể quay lại, hắn chỉ có thể tiếp nhận. Học đệ thẩm văn xin chào các vị học huynh, học tỷ. Tôn Kỳ có lễ trước. Học viên binh gia cũng không thể thất lễ, lần lượt đứng ra giới thiệu. Ta là chiếc binh, xếp thứ 495 thi xếp hạng vừa rồi. Ta là tri mệnh, xếp thứ 362. Bọn họ lần lượt giới thiệu bản thân, Đáng chú ý nhất có 12 người xếp hạng trong top 50. Mạnh nhất là Thái Cơ, hạng 7, Chu Phương, hạng 10, Đồng Bì, hạng 20. Lên trên đánh. Tôn Kỳ đạp đất phóng lên trời. Hắn muốn đánh một trận thật đẹp thật hoành tráng, không dùng mưu kế, không dùng tiểu xảo, đánh cho mọi người tâm phục khẩu phục. 150 học viên binh gia cùng tung cánh phóng lên trời. Tôn Kỳ mở ra nhất vực, trời liền sinh dị tượng bầu trời liền kéo lên tấm màn tinh không vũ trụ, kỳ quan thật không thể tưởng tượng nổi. Phá quân cũng không khỏi ngạc nhiên, xem ra tôn kỳ hiểu đạo cực sâu, chỉ mới mở cánh đã có thể ảnh hưởng thiên địa, không hổ là học trò của phu tử. Các học viên của binh gia cũng không đứng yên lần lượt xuất dực, khí tức cuồn cuộn Tinh lạc phá không quyền. Tôn kỳ hết lớn một quyền đấm xuống kéo theo thiên thạch giáng thế hủy diệt thế gian. Bạo sa phong quyền. Lạc hồn tế trưởng nguyên bào nhất tự trảm học viên binh gia đồng loạt xuất chiêu quy thế không tầm thường oanh 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 tiếng nổ không ngừng tôn kỳ chính phần lực lượng dồn vào ba người thái cơ chu phương đồng bì hắn không muốn đánh từ yếu đến mạnh như vậy quá bình thường người của binh gia cũng không xếp hàng cho hắn đánh muốn đánh phải đánh kẻ mạnh nhất tôn kỳ một mình đấu ba người không hề kém cạnh nhưng mà răng rắc Lòng phòng ngự của hắn trụ không quá một phút trước hàng loạt công kích của những người khác. Hắn đã hiểu vì sao nguyên sa bại nhanh như vậy. Quyền ảnh liên tục rơi trên người, tôn kỳ nghiến răng đến bật máu, không quan tâm tất cả công kích, liên tục nhắm vào thái cơ. Trải qua 10 giây mà như trăm năm, chiến quả đầu tiên đã có, thái cơ bị hắn đánh rơi xuống đất tạo thành một cái hố lớn. Bản thân hắn thì vết thương nhiều không kể xiết, cánh cũng rách tả tơi, cực kỳ thê thảm nhìn hắn như một khối huyết nhục tất cả đều chẹp lưỡi tiếc núi, đáng tiếc không có kỳ tích. Cũng phải thôi, kỳ tích không phải lúc nào cũng có. Dù thôi nhưng vẫn đáng được khen ngợi. Kết thúc rồi. Phá quân kết luận. Tôn Kỳ đột nhiên hét lớn, khí tức bạo phát, những sợi nguyện lực như những con dung xỏ xuyên qua cơ thể khâu vá lại vết thương, phục hồi đôi cánh. Chỉ một lúc sau hắn đã bình thường như không. Tất cả kinh ngạc, cái này còn hơn cả Minh Văn chữa trị cấp cao không ngờ nguyện lực lại có công dụng kỳ diệu như vậy. Đám người tu luyện nguyện lực càng là mắt sáng long lanh. Tiếp tục. Tôn Kỳ hét lớn lao vào quần hùng. Lần thứ hai bạo phát chiến đấu kéo dài 8 giây, hàng trăm các loại thuật pháp thi triển. Tôn Kỳ hạ được Chu Phương, đồng thời nhận lấy cơ thể tàn tạ. Tôn Kỳ tiếp tục lặp lại chiêu cũ chữa thương. Mọi người cũng không nhân lúc hắn chữa thương mà ra tay. Đây là cuộc tỷ thí, không phải sinh tử quyết đấu. Mọi người cũng muốn nhìn xem Tôn Kỳ có thể tạo được bao nhiêu kỳ tích. Lần thứ ba, Tôn Kỳ hạ được đồng bì nhưng tiếp theo chữa thương tốc độ chậm rất nhiều, chỉ sợ nguyện lực đã cạn kiệt, đấu với 150 người vẫn là quá sức với hắn. Xem ra nguyện lực cũng chỉ có như vậy, trong khán giả có một tên lạnh nhạt nói. Nghe lời này mấy tên tu nguyện lực siết chặt tay nhưng mà bất lực, phản kháng bằng lời nói cũng không dám. Học đệ còn có thể tiếp tục được sao, một tên hỏi. Tôn kỳ huyết nhục trộn lẫn, không ra hình người, khóe miệng cong lên, hét lớn. Nào có nhanh như vậy? Nhân gian nguyện lực, vì thần của các ngươi, cống hiến sức lực đi. Tại nhân giới, đột nhiên có ngũ sắc tinh vân rủ xuống tinh quang, tất cả con người đều hướng mắt nhìn lên, lòng tự nhiên sinh kính ngưỡng. Một thân hình mờ ảo xuất hiện trên trời. Nhân tộc nhìn thấy đều cảm thấy người này vô cùng hoàn mỹ. Ngươi định nghĩa hoàn mỹ là gì? một người đàn ông vai u thịt bắp, bụng sáu muối; một người trung niên khuôn mặt hiền từ; một mỹ nhân tóc dài đen mượt, da trắng như bông bưởi; một nữ phụ đảm đang, thân hình khỏe khoắn; một em nhỏ đôi mắt ngây thơ trong sáng. Người mơ ước gì người sẽ thấy được như vậy? Không còn nghi ngờ gì nữa đây chính là chí cao thần. Tất cả con người tại nhân giới đều mù quáng đưa tay lên trời, cống hiến ý chí cho vị thần của mình từng điểm sáng nhỏ như đom đóm bay lên trời cao đây là lực lượng ý chí không ai nhìn thấy được trừ phi là tu vi cực cao ngay cả phá quân thần cũng chỉ lờ mờ cảm nhận được có thứ gì đó ý chí điểm sáng không nhìn vật chất không nhìn phong ấn xuyên qua tất cả tụ lại trên người tôn kỳ hắn toàn thân sáng rực như mặt trời các vết thương trên người nhanh chóng được chữa lành tôn kỳ hai tay giơ lên trời một tiểu thái dương nhanh chóng tụ hội mọi người nhìn lên ánh mắt sửng sốt, thứ năng lượng này trước nay bọn họ hiếm khi gặp. Tu luyện nguyện lực có lẽ quen thuộc hơn. Các vị học huynh cảm nhận đi. Đây là tuyệt chiêu của ta. Nhân thần hợp nhất. Tôn Kỳ vung tay ném xuống quả cầu. Học viên binh gia tung ra các loại thuật pháp công kích. Âm, 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 quả cầu đi xuống, phá vỡ tất cả. Oanh. Một tiếng nổ lớn. Các bụi tan đi, xuất hiện một cái hố lớn, học viên binh gia nằm la liệt. Một chiêu này bại tận quần hùng. Tất cả cảm thấy không thể tin được, tác tên bên cạnh một cái thấy hắn là oai oái mới tin là thật. Tôn Kỳ từ từ hạ xuống, thần quan vương vải, thần khí bức nhân. Hắn lúc này cực độ suy yếu nhưng vẫn không quên trang bức. Mục đích hắn đến đây chính là khoảnh khắc này. Tất cả nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ không thôi, đặc biệt là nữ tính. Có một tên không nhịn được hỏi, chiêu vừa rồi là thế nào? Vốn dĩ chỉ nghĩ hỏi cho có, tuyệt chiêu của người ta, ai lại nói cho mình biết? Nhưng mà trái với tất cả suy nghĩ, Tôn Kỳ mỉm cười trả lời. Mọi người thắc mắc, ta sẽ từ từ giải đáp. Lúc này hắn hạ không, phất tay lấy ra một cái bồ đoàn ngồi xuống, một cái bàn thấp. Tỉ mùi Trần Dung, Trần Kỳ bước ra đám đông, đứng bên cạnh hắn, như hầu nữ, pha cho hắn một ấm nước. Tôn Kỳ cầm chén nước uống, bắt đầu giảng giải đấng sáng thế tạo ra vạn vật sinh linh nhưng tại sao chỉ có con người thờ cúng mới mang cho chúng ta nguyện lực mà những sinh vật khác không được chính là do con người và chúng ta đều được tạo ra theo hình ảnh của đấng sáng thế có thể nói con người là phiên bản sơ cấp của chúng ta sau đó hắn chủ yếu giảng dạy làm sao tụ tập năng lượng nguyện lực tạo ra một chiêu khủng bố lời giảng đơn giản ngắn gọn đi vào trọng tâm chỉ kéo dài nửa tiếng hắn muốn trước tiên lấy lợi dụ hoặc từng bước thay đổi suy nghĩ của thần tộc về con người. Nếu như có ai đó nghi ngờ hắn tại sao lại nói tốt cho con người, hắn có thể hoàn toàn đổ lỗi cho lệ chi viên, cái này có hàng thuyên làm chứng, hắn vô tội. Mỗi bước tiến lên hắn đều phải tính kỹ bước lùi. Trên lầu cát, đấu chiến cùng mấy vị phong thần đang quan sát. Hắn có phong thái của phu tử, một vị khen. Tất cả đều gật đầu đồng tình. Hoàn thành khiêu chiến binh gia, mấy ngày sau tôn kỳ nghỉ ngơi đây cũng là thời gian hàng thuyên ngồi lớp giảng dạy hắn không thể bỏ lỡ được không chỉ hắn mà tất cả học viên đều sốt sắng lên lớp hàng thuyên giảng dạy đơn giản mà tinh tế ai cũng có thể hiểu nhưng hiểu sâu bao nhiêu thì phải xem trí tuệ mỗi người trong thời gian này đám học viên được xem một cảnh tượng thú vị phong thần bị gõ đầu hàng thuyên giảng dạy đôi khi sẽ dừng lại hỏi chuyện đối với mỗi cấp học hàng thuyên sẽ chấp nhận câu trả lời khác nhau có vài vị phong thần trả lời không được cũng bị gõ đầu, phi thường tội nghiệp. Tôn Kỳ nghe không khỏi si mê, hàng thuyên không hổ là vạn thế tôn sư, cùng là một sự việc hàng thuyên giải thích so với hắn càng sâu. Hàng thuyên như thế, Thảo không biết còn đến cỡ nào. Trước mấy vị trí giả này, hắn cảm thấy mình còn rất nhiều điều phải học. Chỉnh đốn một đoạn thời gian, hắn tiếp tục khiêu chiến du vân gia. Lần này hắn bị ném vào trong một cái bí cảnh, trên một đảo hoang. Yêu cầu rất đơn giản, trong 10 ngày tìm ra mật lệnh. Mọi người thông qua một tấm gương lớn theo dõi Tôn Kỳ. Lần này số người đến xem còn đông hơn lần trước, Du Vân Gia hốt được một đống lớn điểm. Đấu Chiến nhìn mà tức nghiến răng, biết vậy trước đó thu tiền vé cao hơn. Trên hoang đảo, Tôn Kỳ phát hiện mọi thứ khá bình thường, hắn cũng không bị hạn chế tu vi. Nhưng mà hắn cũng không dám khinh thường, hắn cẩn trọng thăm dò địa hình. Đi tới một cái hồ nhỏ, Tôn Kỳ dự định lấy một ít nước đồng thời quan sát sinh vật quanh hồ. Nước luôn là nguồn sống cấp thiết của mỗi sinh vật, thông qua quan sát hồ nước hắn có thể biết được hệ sinh thái đảo hoang. Quanh hồ có mọc xanh, nước màu lục nhiều rong, có nước. Tôn Kỳ đang tại bờ hồ lấy nước, sóng nước lăn tăng. Một đôi mắt đen ngòm dưới đáy hồ đang quan sát con mồi. Đột nhiên, qua, wow, mặt nước vỡ ra. Một cái miệng đen ngòm đầy răng há ra nuốt chững hắn. Tôn Kỳ cười nhạt, phất tay chém. Phốc. Con cá bị bổ đôi, máu loang lổ mặt hồ. Tôn Kỳ lấy làm lạ, con cá này hoàn toàn không có yêu khí giống như một giả thú bình thường, hình dáng giống như cá trê nhưng mà cá trê không thể nào lớn đến kích thước này được. Tôn Kỳ ngay lập tức phóng lên cây gần đó, ẩn nút, quan sát. Máu sẽ rất nhanh dẫn các loài hung thú đến. Nhưng mà không như hắn nghĩ, không hề có hổ báo, chim ưng, đại bàng hay một loài cá ăn thịt nào. Mà là một bầy đĩa đen, mấy con đĩa to như bắp tay bu lấy xác con cá trê. Chỉ một lát xác con cá đã khô máu. Bày đĩa chìm xuống dưới nước. Thật kỳ lạ. Tôn Kỳ nghĩ trong lòng, mấy sinh vật này phát triển quá kích thước bình thường, nếu là yêu thú thì không nói nhưng là giả thú thì có vấn đề. Tôn Kỳ đang ngồi sổng trên cành cây, chợt bản năng nguy hiểm mách bảo, lập tức cúi đầu. Xoạt. Cái cây bị chém cực ngọt, Tôn Kỳ quay đầu, là một con bọ ngựa khổng lồ. Phốc hai liêm đao bổ xuống, Tôn Kỳ bật nhảy khỏi cành cây. Con bọ ngựa tung cánh bay theo. Tôn Kỳ đưa tay một chỉ, thi triển thiên hình kiếm khí. Ken. Kiếm khí đánh trúng vào ngực con bọ ngựa giống như đánh vào tấm thép. Tôn Kỳ nhíu mày, cứng như vậy, giả thú làm sao có thể tiến hóa đến mức cản được kiếm khí của hắn. Thật quá kỳ lạ. Con bọ ngựa bổ nhào tới tấn công, tốc độ rất nhanh. Tôn Kỳ khinh thường tung đấm đánh. Bóp, đôi càng vỡ nát, huyết nhục bắn tung tóe, ngạc nhiên, vậy mà không đánh nó nổ tan xác. Nhìn lại tay mình, Tôn Kỳ thấy rơm rớm máu, hắn bị thương. Vỏ cứng như vậy. Con bọ ngựa rít lên những tràng âm thanh khó nghe. Đúng lúc này trên trời ập xuống một bóng đen, ba đôi chân chùng lấy con bọ ngựa, cái miệng lẫm chậm răng cắn nát đầu nạn nhân. Tôn Kỳ sửng sốt, là một con chuồng chuồng, thật to. Hắn đã cảm thấy niềm bất tường, không thể ở lâu, phải nhanh chóng tìm mật lệnh mấy ngày sau đó hắn có thể khẳng định đây là đảo côn trùng do côn trùng thống trị bọn chúng to lớn và mạnh mẽ khác thường không thiếu con có thể so với nhất dực nhị dực tôn kỳ lúc này đang chạy nhanh hắn bị một bầy bướm khổng lồ đuổi theo bình thường thích trêu hoa ghẹo bướm hôm nay bị bướm đuổi theo lại chạy mất dép bọn chúng thế nhưng không phải bình thường bướm bọn chúng không hút mật hoa mà là hút dịch sống tôn kỳ vung tay chém ngang một cây cổ thụ ầm ầm đổ xuống, đè chết mấy con nhưng phía sau vẫn còn rất nhiều. Phía trước có một cái hố đen ngòm, Tôn Kỳ thấy thì vội đi đường vòng, bầy bướm bay ngang qua. Phốc. Từ trong hố nhảy ra một con nhện lông đen chụp lấy mấy con bướm. Tôn Kỳ quay đầu nhìn, nhếch mép cười, cho chừa cái tội đuổi theo ta. Đột nhiên, thục. Tôn Kỳ bước hỏng chân, bị buộc cứng ngắt. Thì ra dưới lớp lá khô là hệ thống mạng nhện chằng chịt đây là muốn bẫy các con mồi chạy trên mặt đất phốc dưới lớp lá khô một con nhện đất xuất hiện màu giống như màu lá khô nó bò nhanh tới chỗ tôn kỳ tôn kỳ hét lớn kích hoạt tấm minh văn thân hình biến mất tại chỗ bầy bướm và con nhện mất đi con mồi bọn chúng nhìn nhau lao vào tấn công cuối cùng con nhện bị bầy bướm hút khô tôn kỳ xuất hiện trên không ngay lập tức hạ xuống đất ở trên không rất dễ trở thành mục tiêu của lũ ve sầu bọn chúng thế nhưng cũng hút dịch sống những côn trùng trên đảo đột biến năng lượng từ thực vật không đủ cung cấp cho bọn chúng vì vậy bọn chúng thường chọn hút dịch sống từ sinh vật khác tôn kỳ vừa đặt chân thì phốc dưới lớp lá một con bọ ngựa vùng lên liêm đao chém vào chân hắn nhảy lên tung hỏa chưởng oanh con bọ ngựa bốc cháy hừng hực nơi này không thể ở lâu hắn phải đi ngay một con bọ hung từ trên cao nhào xuống chụp lấy hắn con bọ hung mấy cái chân ông chặt hắn khiến hắn không thể thoát được hắn gồng hết sức giữ lại cái hàm đầy răng nhọn của nó tôn kỳ giận dữ cả người bốc cháy con bọ hung rít lên những tràng âm thanh chói tai nhưng mà nó vẫn không chịu buông tôn kỳ cả hai lăn lộn trên đất chợt cả hai trượt dài xuống hố cát dưới đáy hố một đôi càng lớn chỉ chờ có thế vung lên kẹp chặt con mồi tôn kỳ hoảng hốt gồng lên tất cả sức mạnh vỗ cánh thoát ra. Phốc. Con kiến sư tử cắt đứt đôi người con bọ hung, sau đó lôi từng mảnh con bọ hung chìm vào trong cát. Tôn Kỳ đứng lơ lửng trên mặt đất, quần áo rách toan, lưng rớm máu, đây là do gai chân con bọ hung gây ra. Đây đã là ngày thứ 8, hắn vẫn chưa tìm được mật lệnh, nhưng hắn có manh mối. Hắn phát hiện dấu vết con người đi về ngọn núi trung tâm, đây là hẳn là gia chủ phượng minh thần để lại cho hắn. Tôn Kỳ bám trên người một con mối, theo đàn mối bò lên đỉnh núi. Khi vừa đến chân núi thì ầm ầm, một con bọ ngựa khổng lồ to gấp 10 lần con Tôn Kỳ từng thấy, trên người có đường vân hoàng kim, nó đang nổi giận đánh nhau với một con dế lửa. Hai con vật đánh nhau điên cuồng, đất đá sạt lở, cây lớn đổ rầm rầm. Sa bàn trên tay Tôn Kỳ sáng lên, đây là sa bàn tìm bảo của hắn, chỉ cần đến gần vật có năng lượng trong vòng trăm bước thì sa bàn sẽ sáng lên nhắc nhở. Sa bàn chợt sáng chợt tắt theo khoảng cách giữa hắn và hai con đại trùng. Xem ra mật lệnh đang trên người một trong hai con. Đánh nhau một ngày một đêm, cuối cùng con bọ ngựa chiến thắng, sau đó nó gặm nhấm con mồi, hưởng thụ thành quả. Đây là cơ hội tốt để hắn ra tay. Ở bên ngoài quan sát, có vị phong thần hỏi. Phượng Minh, ngươi để mật lệnh trong bụng đường Lan Vương sao? Phải. Liệu tên nhóc thẩm văn có thể giết được đường Lan Vương? nếu cho hắn thời gian, giết đường Lan Vương không khó. Nhưng bây giờ chỉ còn một ngày. Dù đường Lan Vương đã bị thương nhưng vẫn không dễ giết. Vậy thì phải xem hắn có thủ đoạn đặc biệt gì không? Như là kêu gọi ý chí con người. Khó. Phượng Minh nhẹ lắc đầu. Hòn đảo này bị ta giấu trong bí cảnh, hắn khó có thể thi pháp kêu gọi ý chí con người, trừ phi hắn mạnh hơn ta, có thể xuyên qua phong ấn của ta. Mọi người đồng tình. Chuyện này rất khó. Liệu Tôn Kỳ có thể tạo ra kỳ tích? Tại trên hòn đảo, Tôn Kỳ quan sát con bò ngựa, chợt hắn nở nụ cười, bàn tay dâng lên, một quả cầu nước lớn dần. Quả cầu nước khổng lồ, phản chiếu ánh sáng lấp lánh, con bò ngựa đang ăn lập tức bị thu hút, từ từ quay đầu, nó nhìn chầm chầm vào cầu nước, toàn thân bất động, giống như bị thôi miên. Tôn Kỳ mỉm cười, hắn đoán đúng. Chuyện gì, bên ngoài theo dõi có người hỏi nhưng không ai trả lời hắn. Tôn Kỳ ném cầu nước vào người con bọ ngựa, toàn thân nó ướt sũng. Vài giây đứng yên, đột nhiên con bọ ngựa rít lên quằn quại, bụng nhộn nhạo, từ hậu môn thò ra một cái đầu đỏ. Sinh vật này là dung bờm ngựa chuyên ký sinh trong côn trùng, đặc biệt ở bọ ngựa. Khi nó sẽ ăn lên não côn trùng sẽ điều khiển côn trùng đến chỗ có nước, để nó để trứng tiếp tục vòng đời. Đường Lan Vương là vua đảo, nhưng trên đời này vạn vật tương sinh tương khắc. Vua đảo cũng không nằm ngoài chuỗi thức ăn. Tôn Kỳ mỉm cười, đối phó với đường Lan Vương khó nhưng với thứ ký sinh này không khó chút nào. Hắn phất tay chém dung bơm ngựa thành trăm khúc, phát hiện trong nó có mật lệnh. Tôn Kỳ dơ lên mật lệnh, một cột sáng từ trời chiếu xuống, chuyển di hắn ra ngoài. Khiêu chiến du vân gia, thành công. Một tháng sau, Tôn Kỳ tiếp tục đến ngạo thành gia. Hắn bị ném vào trong mê cung vô cùng vô tận, mỗi một phút sẽ biến hóa một lần. Trong vòng ba ngày hắn phải thoát ra được mê cung. Có hai lần thành công, lần này người đến xem càng đông. Đấu chiến nghiến răng cắn tay áo, tổn thất thật lớn a. À, sao tên nhóc này không khiêu chiến mấy nhà này trước rồi mới đến binh gia. Trong mê cung, phương vị của Tôn Kỳ liên tục bị chuyển dời. Đối với người bên ngoài muốn tìm ra quy luật mê cung cũng phải mất vài ngày, khối lượng tính toán rất lớn. Người bên trong như Tôn Kỳ càng là khó khăn gấp bội mà thời gian cho hắn chỉ có 3 ngày. Tôn Kỳ phải căng não ra tính toán, mê cung này áp dụng 10 dãy số, 7 công thức, 8 con số hoàn hảo tạo nên quy tắc vận hành. Cũng may trước đó hắn nghiên cứu các công trình của Thảo, Thảo nghiên cứu rất sâu về toán học. Người tạo ra mê cung này chỉ sợ cũng tham khảo các công trình của Thảo. Ba ngày sau, vừa kịp thời gian, hắn thoát ra khỏi mê cung. Hoàn thành thử thách, Tiếp đến là pháp gia, hắn bị nhốt trong một không gian phong ấn. Không gian này được cấu tạo từ hàng tỷ phong ấn, muốn phá phong ấn cần có hiểu biết về trận pháp, minh văn, ấn ký, đại đạo hoặc là dùng bạo lực phá. Mà thời gian chỉ có 7 ngày. Tôn Kỳ vừa phá vừa giải, đến giây cuối cùng hắn mới thoát ra được, suýt nữa là thất bại. Đến Đông Ly gia, thử thách của hắn là khôi phục một cái minh văn. Minh văn này không tầm thường, ghép từ vạn minh văn nhỏ mỗi minh văn nhỏ hợp từ vạn minh văn nhỏ hơn, liên tục năm tầng như vậy. Vô cùng tinh vi. Điểm lợi hại ở chỗ đây là một loại cổ minh văn, dùng hàng ngữ vẽ. Giới trẻ hiện nay học hàng ngữ là vô cùng ít, có thể hiểu và áp dụng càng là hiếm trong hiếm. Tôn Kỳ mặc dù mang danh học trò hàng thuyên, nhưng hàng ngữ của hắn là tự học. Đổ hết mồ hôi hắn mới sửa xong minh văn. Mấy lão phong thần thì lại vuốt trâu cười, giống như là chuyện đương nhiên, học trò của hàng phu tử phải giải được hàng ngữ. Còn nói đùa đông ly gia chủ cố tình ra đề dễ. Hắn thật muốn bạo phát đánh mấy lão này một trận, toàn bộ là cố gắng của hắn được không, đừng coi là hiển nhiên chứ. Học trò của hàng thuyên thì cũng phải học vậy. Tới minh tâm gia, băng lạc thần không nói nhiều liền trực tiếp ném hắn vào cực địa băng nguyên, bắt hắn tìm bất diệt thần hỏa. Giữ băng nguyên mênh mông một màu băng tuyết, lạnh đến thấu xương, muốn duy trì khỏi bị đông cứng đã khó, nói chi đến tìm kiếm, đã thế còn là tìm kiếm một ngọn lửa. Hắn tất nhiên là không có khả năng tìm ra nhưng may mắn có hỏa hỏa bên cạnh, hắn ít nhiều với hỏa đạo sẽ có cảm ứng. Trải qua muôn vàng khó khăn hắn cuối cùng cũng tìm được bất diệt thần hỏa, hoàn thành thử thách. Tôn Kỳ sau khi hoàn thành thử thách bảy nhà, đạt được mục đích liền trở về bế quan. Hắn quên mất còn có nhà thứ tám thần đạo gia, cũng phải thôi, lúc thần đạo gia thành lập, hắn đang bế quan nên không có nhiều ấn tượng. Bên kia thần đạo gia thế nhưng chờ hắn đến sốt ruột, bọn họ cũng mong tôn kỳ đến khiêu chiến, là tín hiệu cho mọi người biết thần đạo gia vị thế ngang bằng với bảy nhà còn lại. Thần đạo gia mỗi ngày đều chuẩn bị sẵn sàng, lệnh người canh cổng kịp thời báo cáo. Nhưng rồi một năm, hai năm, ba năm, hắn vẫn chưa tới, khiến đám phong thần tức điên. Có mấy học viên thần đạo gia không chịu được, sốc nổi chạy đến chỗ Tôn Kỳ hỏi tội. Tôn Kỳ nghe hạ nhân báo cáo mới ngớ người ra hắn sau đó lập tức xuất quan đến thần đạo gia khiêu chiến thẩm văn đến rồi thẩm văn đến rồi tên coi cổng mừng rớt nước mắt chạy vào thông báo mấy năm nay hắn canh cổng chờ đợi mệt mỏi a à. trong đại sảnh đường mấy vị phong thần thoát biến đã ngồi đầy các ghế bọn họ ngồi đấy uống nước giống như là không biết chuyện gì tên coi cổng hớt hải chạy vào thở dốc nói không nên lời có chuyện gì từ từ nói làm gì mà hớt hải vậy còn ra thể thống gì nữa chung sơn thần mắng tên coi cổng cố lấy bình tĩnh hấp từng ngụm khí tươi cười nói thẩm văn đến rồi hắn đến mà ngươi mừng như là mẹ về vậy một vị tránh mắng tên này hơi ngẩn ngơ không phải mấy vị cũng đang mong hắn sao còn mắng ta hừ hắn đến làm gì biết rồi nhưng mà một vị vẫn hỏi bên ngoài có tiếng kêu lớn thẩm văn đến tiếp nhận thử thách của thần đạo gia hắn đến khiêu chiến hắn đến khiêu chiến tên coi cổng nhảy lên vui mừng hắn đến khiêu chiến ngươi vui lắm sao một vị phong thần liếc mắt tên này coi ro ngoan ngoãn thật là oan ức mấy vị thế nhưng ngày nào cũng hỏi hắn thẩm văn đến chưa thẩm văn đến chưa ai mới là người mong thẩm văn còn hơn mong mẹ bây giờ lại làm ra vẻ không cần ta thật tội nghiệp mà các vị thấy sao quyển phong thần hỏi tất nhiên phải dạy cho hắn một bài học cho hắn biết thắng được các nhà khác không thắng được thần đạo gia tạ dương hứng khởi nói thần đạo gia muốn thông qua việc đánh bại tôn kỳ lập uy cho mình chứng minh bản thân mạnh hơn bảy nhà kia được truyền cho mọi người biết thần đạo gia chấp nhận khiêu chiến của thẩm văn tất cả cùng chứng kiến quyển phong thần vỗ tay ghế đứng dậy khí thế bừng bừng hắn trước tiên sẽ bước ra ngoài mấy vị phong thần còn lại nối bước thông tin nhanh chóng lan truyền mọi người ùn ùn kéo tới mấy năm nay tôn kỳ bỗng nhiên im hơi lặng tiếng mọi người mong chờ hắn cuối cùng cũng khiêu chiến thần đạo gia nếu thành công hắn sẽ chính thức trở thành bách gia cự tử danh hiệu mang trong mình vô thượng vinh quang trên quảng trường tôn kỳ chấp tay có lễ với mấy vị phong thần khiêm tốn nói học trò đến học thần đạo gia ngươi vừa rồi hình như không nói những lời này tà dương thần cười cười vừa rồi ngươi còn phách lối đòi khiêu chiến đâu. Tôn Kỳ không để ý lời mỉa mai, ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt mong lung, hồn phiêu thiên địa, lẩm bẩm tự nói. Mọi người nói ta phách lối kiêu ngạo, nhưng đâu biết rằng ta thật ra đã rất khiêm tốn. Danh hiệu bách gia cự tử vì ta mà vinh, không phải ta vì có nó mà vinh. Lời này thốt ra, mọi người trầm trồ, quá kiêu. Bách gia cự tử là đại biểu vô thượng vinh quang của học viên, với tôn kỳ lại giống như tiện tay nhặt lên, bách gia cự tử vì hắn mà vinh. Ngươi đã tự tin như vậy sao bây giờ mới đến? Quyển phong thần lạnh nhạt hỏi. Học trò lúc đó đột nhiên có cảm ngộ nên bế quan gấp. Tôn kỳ mỉm cười đáp. Nhân tộc có câu rượu ngon phải uống cuối cùng, không phải sao? Hắn lời này coi như lấy lòng, không dám nói ra sự thật là hắn quên, bọn họ mà biết được chắc đánh gãy chân hắn. Quyển phong thần gật đầu, coi như chấp nhận câu trả lời. Đúng lúc này Tôn Kỳ búng tay, Trần Dung và Trần Kỷ cầm cờ bước ra khỏi đám đông. Một lá ghi: Thiên hạ vô địch. Lá còn lại ghi: Duy ngã độc tôn. Tôn Kỳ ngự không, giang tay lớn tiếng. Trong cảnh giới nhất vực, tất cả tùy ý. Ta vô địch. Quảng cáo. Trần Dung và Trần Kỷ hô trợ ứng. Thiên hạ vô địch. Duy ngã độc tôn. Đám phong thần sầm mặt, to gan như vậy, Đám học viên đạo thần gia không chịu được Có một tên nhảy ra Thẩm văn, ngươi thật ngông cuồng Ta, Phương Trần Sẽ cho ngươi biết thế nào là lợi hại Ồ Là Phương Trần học huynh Trước đó Phương Trần sư huynh là thiên tài của Đông Ly Gia Xếp thứ 46 lần thi vừa rồi Một tên học viên nhanh chóng nhận ra 46 Không phải hơi thấp sao Thẩm văn thế nhưng đánh bại 150 người binh gia Trong đó không thiếu người xếp trên Phương Trần Binh gia, đấy là một lũ chỉ biết dùng mang lực, chiến đấu còn phải xem các loại thủ đoạn. Phương Trần Sư Huynh thế nhưng là Minh Văn Sư Thiên Tài. Minh Văn Sư chiến đấu thủ đoạn phi thường khó đoán, lấy yếu thắng mạnh là điều không hiếm. Tôn Kỳ lạnh nhạt cường thế bước tới. Với ngươi chỉ cần một chiêu. Hừ. Ta sẽ cho ngươi biết ngươi là cỡ nào ngu si. Phương Trần hừ lạnh. Hắn sau đó vung tay, hơn vạn tấm minh văn xuất hiện, tổ hợp thành 13 loại trận pháp. Tôn Kỳ phất tay lấy ra duy nhất một tấm minh văn, là cơ bản nhất minh văn, hỏa cầu minh văn. Ha, 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 ngươi định đun nước uống sao? Một tấm minh văn cấp thấp cũng dám lấy ra khoe khoang. Phương Trần cười lớn. Đối phó với ngươi chỉ cần vậy là đủ. Tôn Kỳ lạnh nhạt. Phương Trần tức giận, đây là khinh thường hắn sao? Tôn Kỳ đặt ngón tay lên minh văn, một hỏa cầu bay ra. Phương Trần khinh thường, kích hoạt minh văn đại thiên lãng, một cơn sóng lớn ầm ầm đánh tới. Phốc. Hỏa cầu bắn xuyên qua sóng lớn, thẳng tiến. Phương Trần hoảng hốt, vạn tấm minh văn dựng lên tường trắng. Hỏa cầu bắn vào tường minh văn, tất cả bốc cháy phừng phừng, Phương Trần không thể tin được. Đúng lúc này, xuyên qua ngọn lửa một nắm đấm dán thẳng vào mặt hắn. Bốp. Phương Trần gãy mũi, bay rớt ra xa. Tôn Kỳ ngạo nghễ đứng tại chỗ. Trần Dung, Trần Kỷ Dụng hết sức hô vang. Thiên hạ vô địch. Duy ngã độc tôn. Có mấy tên tu luyện nguyện lực bị kích động hô theo. Học viên thần đạo gia lửa giận ngùng ngục. Làm sao có thể như vậy được, một tấm minh văn hỏa cầu cơ bản có thể phá được vạn tấm của phương trần. Tôn Kỳ lười giải thích, một tấm minh văn này thế nhưng ghép từ vạn tấm nhỏ, vạn tấm nhỏ lại ghép từ vạn tấm nhỏ hơn. Đây là hắn học được từ phục hồi minh văn lần trước. Trung Sơn Thần muốn đứng ra điều đình, đây không phải thử thách bọn hắn đặt ra cho Tôn Kỳ. Lúc này, Tôn Kỳ chỉ tay đám đông. Tiếp. Ta tiếp ngươi, một vị nữ tử phóng ra từ đám đông. Là danh nguyên học tỷ, một thân kiếm pháp phiêu diêu như gió. Oanh. Chỉ mới một chiêu, một bóng thiếu nữ thước tha bay ngược ra ngoài. Mọi người sửng sốt, mạnh như vậy. Quảng cáo. Tất cả cùng lên đi tôn kỳ tiếp tục buông lời ngạo mạn không cần đúng lúc này có tiếng nói mọi người tách ra một vị thanh niên khí chất cao ngút ngàn bước ra nếu ngươi có thể thắng ta coi như ngươi thắng thần đạo gia còn chưa đến mức xấu hổ dùng nhiều đánh một lời này là có ý nhắm đến binh gia muốn nâng mình lên luôn luôn phải đạp một cái gì đó xuống người này là từ thiếu nguyên xếp thứ ba cuộc thi lần trước hắn xuất hiện học viên thần đạo gia hoàn toàn tin tưởng từ thiếu nguyên phong thái ung dung không vui không giận hỏi ngươi có biết thần tộc có cánh thủ đoạn mạnh nhất là gì nói nghe thử tôn kỳ mỉm cười đáp không trả lời thẳng chủng từ thiếu nguyên chỉ nói một chữ ta thấy binh gia là cố ý cho ngươi thông qua nên mới không sử dụng chủng vậy nên tôn kỳ gợi lời ta sẽ cho ngươi thấy nhất dực toàn bộ chiến lực là đáng sợ cỡ nào từ thiếu nguyên từng bước tiến lên sau lưng không khí gần sống bị đốt nóng xuất hiện một đầu thông thiên hỏa mãn đây không phải là sinh linh huyết nhục mà do hỏa thuộc tính tạo thành nhìn thấy thông thiên hỏa mãn nhiều người tắm tắt khen từ thiếu nguyên tu luyện hỏa đạo rất sâu tôn kỳ không bị dọa mỉm cười vậy để ta xem người xếp thứ ba triển khai toàn bộ lực lượng mạnh cỡ nào từ thiếu nguyên phóng tới thông thiên hỏa mãn theo bên cạnh tôn kỳ vung nắm đấm oanh nắm đấm tôn kỳ bị hai tay từ thiếu nguyên khóa lại, hắn định vung nắm đấm còn lại thì phốc. Thông thiên hỏa mãn cắn lấy tay hắn. Từ thiếu nguyên nhếch mép cười. Để ta cho ngươi biết thế nào là chủng. Thông thiên hỏa mãn bốc cháy hừng hực, tôn kỳ cảm nhận rõ một cổ hỏa lực đang xâm lấn, thiêu đốt cơ thể hắn. Ngươi không có chủng, ta xem ngươi làm sao chống lại. Á! À. tôn kỳ hét lên từng tràng dài, cả người hắn ngập tràn trong lửa, bốc cháy như hỏa nhân. Đây không phải bình thường hỏa, nó ẩn chứa một sợi hỏa đạo bên trong, không dùng cùng cấp đại đạo là không thể dập được. Ha, 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 kêu gào đi. Thống khổ đi. Đây là trừng phạt cho ai dám khinh thường thần đạo gia. Từ thiếu nguyên cuồng hống. Trong hồn cư, hỏa hỏa vui mừng. Này người gửi đồ ăn vặt cho ta hả? Phải. Nhưng ngươi đừng có ăn hết. Đồ keo kiệt. Hỏa hỏa biểu môi nói. Bên ngoài, hỏa nhân tôn kỳ mở miệng cười nói. Thật thoải mái. Từ thiếu nguyên trận mắt, còn dám nói thoải mái. Ngọn lửa trên người tôn kỳ từ từ lùi tàn, không chỉ có thế thông thiên hỏa mãn cũng đang bị thu nhỏ. Thông thiên hỏa mãn vùng vẫy muốn trốn, nhưng làm sao có thể thoát được bàn tay tôn kỳ. Đây là cái gọi là toàn lực của ngươi. Xem ra hơi kém. Tôn kỳ vung nắm đấm. Bóp. Một đấm vào bụng, từ thiếu nguyên trận mắt, ói ra nước. Tôn Kỳ vung tay hất hắn ra ngoài. Quảng cáo. Mấy học viên đỡ hắn đứng dậy, không lo cho bản thân mình, từ thiếu nguyên chấp vấn. Thông thiên hỏa mãn của ta đâu? Ý ngươi là cái này. Tôn Kỳ xuề bàn tay, bên trong là một con rắn nhỏ như dung, đang không ngừng run rẩy. Tôn Kỳ búng tay trả lại cho hắn. Tôn Kỳ có thể để hỏa hỏa hấp thụ hoàn toàn thông thiên hỏa mãn, nhưng như vậy sẽ khiến từ thiếu nguyên chịu phản phệ nặng, lúc đó đã vượt qua ngoài khuôn khổ cuộc thi, hắn cũng khó thu tràn. Không cần phải tự tìm rắc rối cho mình. Từ thiếu nguyên ông thông thiên hỏa mãn trong lòng, khóc muốn cạn nước mắt, công sức bao nhiêu năm bồi dưỡng của hắn, con đường đến nhị dực bỗng chốc xa vời vợi. Còn có ai? Tôn Kỳ tiếp tục cường thế. Nhưng mà không ai lên tiếng, ngay cả từ thiếu nguyên xuất ra thông thiên hỏa mãn cũng không thắng nổi, còn ai làm gì được Tôn Kỳ? hay là tất cả các ngươi cùng lên đi tôn kỳ cười nói trần dung trần kỷ dẫn đầu hò hét thiên hạ vô địch duy ngã độc tôn đám học viên rụt trè đám phong thần tối mặt nếu như có dạ tuyết nguyên sa ở đây thì một vị phong thần lẩm bẩm mấy vị khác nhẹ gật đầu dạ tuyết không gia nhập thần đạo gia nhưng mẹ nàng làm phó gia chủ bọn hắn vẫn cho rằng nàng là người một nhà Lần trước mặc dù tôn kỳ xếp hạng nhất, nhưng bọn họ nghĩ các bên vẫn ngang nhau. Mấy vị phong thần nhìn băng tuyết nữ thần, nàng nhẹ lắc đầu. Dạ tuyết đang cùng thanh thiên điện chủ tu luyện, nàng không thể xuống đây. Mấy vị phong thần tiếc núi. Nguyên sa thì cũng không cần hỏi, hắn lúc này đang ở trong quân, càng không thể về. Nếu như có nguyên sa ở đây, mọi chuyện không đến mức khó xử này. Quyển phong thần thở dài. Không ai dám đứng ra tôn kỳ theo đám đông tung hô trở về phủ mặc định coi như hắn đã chiến thắng thử thách không ai nghi ngờ điều này cả trần kỷ dẫn đầu hô bách gia cự tử duy ngã độc tôn vô địch thiên hạ tất cả mọi người đều không để ý một điểm trọng yếu là thần đạo gia chưa nói ra thử thách tất cả đều bị tôn kỳ dẫn dắt hắn thật không muốn đánh mặt đạo thần gia hắn cũng là bị ép buộc hắn mấy năm bế quan quên mất không đến đạo thần gia khiến mấy lão phong thần không vui lại thêm đạo thần gia muốn lập uy nên chắc chắn sẽ đưa ra thử thách cực khó chỉ sợ khả năng vượt qua là bằng không hắn không muốn thua thần đạo gia không cho hắn thắng để người ta sắp xếp chi bằng chủ động vậy là hắn khiêu chiến với tất cả nhất dực đạo thần gia cái này tuy bá đạo ngang ngược nhưng cơ hội thắng vẫn nhiều hơn quả nhiên hắn thắng thật bây giờ mọi người đã ngầm định là hắn thắng nếu bây giờ bọn quyển phong thần đứng ra nói đây không phải là thử thách của bọn ta bọn ta có thử thách khác cho ngươi về lý thì đúng về tình thì không ai chấp nhận tôn kỳ lúc đó có thể kích động lòng người buộc thần đạo gia chấp nhận kết quả nếu không hắn sẽ từ bỏ thử thách lúc đó trong lòng mọi người hắn vẫn là bách gia cự tử thấy tôn kỳ cùng đoàn người bỏ đi chung sơn thần muốn đứng ra ngăn lại nhưng mà quyển phong thần giang tay, nhẹ lắc đầu bọn họ chỉ có thể chấp nhận tôn kỳ thắng thử thách mà bọn họ chuẩn bị công phu rốt cuộc không lấy ra dùng được thật là tức chết bọn họ xin lỗi nha ta không cố ý đạp mặt bọn ngươi cũng vì ta quên ta chỉ có thể dùng cách này che lỗi tôn kỳ chính thức trở thành bách gia cự tử tiếp theo hắn cần nâng cao thực lực sau khi mọc cánh thần tộc tiến vào giai đoạn tu luyện thứ hai là nuôi chủng thần tộc mục tiêu tu luyện vẫn là đạo nhưng mà đạo ở đâu đạo ở khắp mọi nơi biết là như vậy nhưng làm sao tu luyện đạo ở khắp mọi nơi mỗi sự vật hiện tượng đều có là đạo nhưng mà quá hỗn tạp ví dụ như một giọt nước mọi người nghĩ chỉ có thủy thuộc tính sai bên trong giọt nước còn có thổ kim mộc sinh mệnh rất nhiều thứ từ giọt nước tìm hiểu ra thủy đạo là điều gần như không thể nhưng mà trên đời này không có gì là tuyệt đối trong thiên địa xuất hiện một chủng tộc đặc biệt sinh ra đã gần gũi một hoặc hai loại thuộc tính nào đó, yêu tộc gọi bọn họ là linh tộc. Tôn kỳ cũng đã từng chiến với một linh hoàng. Thần tộc lại gọi là đạo chủng hay đơn giản chỉ là chủng. Thần tộc có cánh tu luyện chính là nuôi đạo chủng. Cách tu luyện đạo chủng nguyên lý rất đơn giản, chủng trong quá trình trưởng thành sẽ hấp thụ thuộc tính. Thần tộc thông qua ấn ký cũng hấp thụ thuộc tính đó. Chủng giống như màn lọc giúp cho thần tộc hấp thụ thuộc tính mong muốn bởi vậy chủng và chủ thường có tu vi tương đương nhau. Lấy ví dụ như từ thiếu nguyên, hắn tu luyện hỏa đạo nên nuôi thông thiên hỏa mãn bên người. Thực lực của thông thiên hỏa mãn tương đương với hắn. Lúc đánh với tôn kỳ, hắn tự tin cũng không phải thừa, có thêm thông thiên hỏa mãn giống như là hai đánh một. Chủng phân chia từ cấp 1 đến cấp 7, tương đương với nhất dực đến thất dực. Khi chủng lớn đến mức nhất định thì thuộc tính bắt đầu hóa đạo, đây là thứ thần tộc nhắm đến. Thần tộc khi tu luyện đến lục dực muốn đột phá đến thất dực phong thần có nhiều cách nhưng cách dễ nhất là nuốt chủng cấp 7, chính xác là thôn vệ đại đạo trong người chủng cấp 7 thành tựu phong thần. Nhưng trong quá trình này, chủng có thể phản vệ nuốt chủ, bởi vậy cần chủng và chủ hòa hợp cực độ, khiến chủng cảm thấy cả hai vốn nên thành một. Chủng có hai loại, một là tự nhiên thiên địa dưỡng dục, mà yêu tộc vẫn gọi là linh tộc. Hai là chủng được thần tộc nuôi. Bình thường sẽ chọn chủng nuôi, vì chủng nuôi hiền hơn, dễ thu phục. Nhưng chủng tự nhiên đại đạo lại khác sâu hơn. Chọn chủng cần phù hợp với thiên phú bản thân, ví dụ như tu hỏa đạo thì chọn chủng hỏa đạo như từ thiếu nguyên. Nếu là song thuộc tính, có thể chọn hai chủng hoặc một chủng có hai thuộc tính. Nhưng mà chủng có hai thuộc tính thì triệu con mới có một, đúng hai thuộc tính yêu cầu càng là khó kiếm. Chủng có ba thuộc tính thì tỷ con mới có một. Chủng có bốn thuộc tính thì như là truyền thuyết, không cần nói đến đối với người chủ tu tinh thần thì đặt chủng trong thần hải với người chủ tu chuyển luân thì đặt chủng trong vòng chuyển luân không giới hạn số chủng có thể nuôi nhưng tốt nhất là lượng sức mà làm tôn kỳ đang nghĩ xem mình nên chọn chủng nào chính hắn thế nhưng kim tu nhiều loại thuộc tính không có cái nào là trọng tâm cả nhưng mà mấy ngày sau lại có một nhà khác đến tìm là bọn tạp văn gia bọn họ cũng muốn tôn kỳ đến khiêu chiến cũng phải thôi mỗi lần tôn kỳ khiêu chiến tiền bán vé lên đến mấy chục ngàn điểm bọn nhà lá này thèm đến nhỏ giải thế nhưng tôn kỳ nhìn thấy bọn họ là muốn đá ra ngoài nói chi đến khiêu chiến không có ý nghĩa quảng cáo nhưng mà bọn này bám dai như đĩa ăn dầm nằm về nhà hắn đuổi đi cũng không đi làm phiền suốt ngày không cho hắn yên tôn kỳ cuối cùng phải đồng ý mấy ngày sau tạp văn gia cật lực tuyên truyền việc này nhiều người nghe tin mà ngẩn ngơ tự hỏi chúng ta còn có tạp văn gia sao mọi người tất nhiên không cho rằng tôn kỳ sẽ thua kéo đến chỉ là muốn xem phong thái của tân bách gia cự tử tôn kỳ cũng rất tự tin bước vào trong tạp văn gia tạp văn gia chỉ có mấy người trụ sở nhỏ bọn họ thế nhưng đập tường dọn vườn tìm mọi cách nới rộng thêm chỗ để bán vé thử thách cũng không có gì đặc biệt tại trong sân rộng không bây giờ đã thành sân nhỏ rồi bọn họ đã vẽ ô chia sân để bán thêm vé giữa sân đặt một cái bàn, có một vị học huynh nhị dực gọi Chu Bình ngồi đó. Chu Bình không phải gia chủ Tạp Văn Gia, tất nhiên rồi, muốn lập một nhà cần phải là phong thần. Tạp Văn Gia tồn tại đã lâu, nhưng vẫn không ai biết gia chủ là ai. Mà cũng chẳng ai quan tâm vấn đề này. Thử thách của Tạp Văn Gia là đối đáp. Chu Bình thấy Tôn Kỳ thì mỉm cười đưa tay mời. Học đệ ngồi đi. Tôn Kỳ chấp tay hữu lễ, sau đó ngồi xuống tạp văn gia không biết là định thử thách học đệ cái gì. Ha, ha, không dám nói đến thử thách, học đệ đến là chúng ta vui mừng rồi. Chu Bình cười tươi, sau đó lấy ra một đống sách. Đây là những quyển tiểu thuyết mới nhất của bọn ta, Chu Bình nhân dịp này bắt đầu quảng cáo. Quyển này là anh hùng xảo điêu phần 5, còn đây là người trong ao hồ phần 3, đây là thần điêu tạo nghiệp, tất cả tặng học đệ, đảm bảo đọc vào rồi không rời mắt được. Tôn Kỳ cười khổ, chỉ có thể tiếp nhận lễ vật sau đó là mấy câu hỏi vớ vẩn về thường thức cuộc sống thứ gì nhanh nhất chu bình hỏi ánh sáng âm thanh tóc đạo tôn kỳ đưa ra một loạt đáp án không quá chú tâm thứ gì mạnh nhất chu bình tiếp tục lực đạo hỏa đạo hủy diệt đạo thứ gì bí nhất thứ gì khó nhất đạo tôn kỳ tự tin trả lời mọi người gật đầu đồng tình quảng cáo chu bình cũng không phản đối hắn lấy ra từ túi gấm một quyển sách nâng niu trân trọng đây là nhất niệm sinh thiên cái tên có phải nghe rất bá khí trong sách này tác giả sẽ trả lời các câu hỏi trên rất độc đáo chu bình nháy mắt cười tiếp tục quảng cáo cuốn sách này thế nhưng rất quý giá chỉ giới hạn xuất bản vài quyển chúc mừng học đệ trở thành bách gia cự tử ta tặng nó cho đệ tôn kỳ đưa tay tiếp nhận lật xem mấy trang đầu coi như là một sự tôn trọng với chu bình đúng lúc này hắn nghe tiếng rao nhất niệm sinh thiên sách gối đầu của cự tử phiên bản sách giới hạn mọi người mua ngay kẹo hết xin nhắc lại là chỉ còn vài quyển tôn kỳ lắc đầu cười tạp văn gia cũng quá biết làm ăn mở sách ra trang đầu tiên chính là những câu hỏi chu bình hỏi hắn trang cuối cùng là câu trả lời chỉ có một chữ ý tôn kỳ ngẩn ngơ ý là gì không hiểu nhưng hắn chợt như thấy ánh sáng chiếu qua màn đêm ý một ý niệm vạn vật sinh lại nhớ về câu chuyện sáng thế của thần tộc đấng tạo hóa phán có ánh sáng lập tức có ánh sáng có mặt trời mặt trăng và các vì sao tinh tú lập tức có mặt trăng mặt trời và các vì sao đấng tạo hóa mạnh không rất mạnh mạnh như thế nào một ý nghĩ liền có. Vậy thứ gì mạnh nhất trong trời đất này? Không phải vũ khí công pháp, nguyên tố, đại đạo. Thứ tạo ra trời đất này mới là thứ mạnh nhất. Ý. Một ý nghĩ vạn vật sinh, một ý nghĩ vạn đạo diệt. Ta nói có liền có, ta nói không liền không. Tôn Kỳ cảm thấy mình đã nắm bắt được cốt lõi, hắn đột nhiên đứng phát dậy, ánh mắt vô hồn nhìn trời, khí tức toàn bộ tản ra giống như một cơn gió càng quét, bàn sách bị lật tung. Chu Bình đứng dậy lùi lại. Những người tu vi yếu bị hắn ép cho ngọc thở. Mọi người khó hiểu, hắn đang làm gì? Chợt khí tức hắn mỏng manh như có như không, sau một khắc đã hóa phàm. Nhưng một giây sau khí tức của hắn kéo lên càng thêm cường đại. Hắn đang ngộ đạo, hồn du thiên địa, mọi người im lặng. Chu Bình lên tiếng nhắc. Chu Bình học huynh biết, một tên nhỏ giọng hỏi. Trong sách có ghi, đây cũng là lần đầu ta nhìn thấy chuyện này rất hiếm thấy. Nghe nói năm xưa đại đệ tử của hàng phu tử, tư chất bình thường, học mãi không thông, các sư đệ sư muội đều đã phong thần, nhưng hắn còn chưa thành nhất dực. Quảng cáo Hắn ngồi trên núi ngắm mây suốt 300 năm, vào một ngày, mọi sự thông suốt. Buổi sáng nhất dực, buổi tối phong thần. Trở thành một trong những vị phong thần đặc biệt nhất của thần tộc. Đệ cũng từng nghe qua, còn tưởng đó là câu chuyện giả tưởng, cổ vũ hậu bối kiên trì, không được bỏ cuộc không đâu theo ta được biết thì đây là chuyện có thật chu bình khẳng định vậy thẩm văn sẽ phong thần sao một tên bạo gan hỏi chu bình không thể trả lời mọi người cùng chung suy nghĩ có lẽ nào không đâu đúng lúc này có tiếng nói vang lên là tôn kỳ hắn từ trong trạng thái ngộ đạo thoát ra thời gian hắn ngộ đạo chỉ có vài phút thẩm văn ngươi thấy thế nào chu bình hỏi có chút cảm ngộ đối với tu hành có nhiều giúp ích tôn kỳ mỉm cười đáp vậy thì quá tuyệt chu bình ánh mắt sáng ngời phát hiện cơ hội làm ăn sau đó chu bình thay mặt gia chủ xác nhận tôn kỳ là cự tử của tạp văn gia vậy là tôn kỳ có chính nhà chấp nhận tôn kỳ ra về tạp văn gia bắt đầu tuyên truyền việc tôn kỳ tại sân nhỏ ngộ đạo nói đến thiên hoa loạn trụy tạp văn gia mở thêm dịch vụ cho thuê chỗ ngộ đạo tại trong sân nhỏ biệt phủ tôn kỳ nhìn trời nhìn đất ngẩn ngơ rốt cuộc ý là gì làm sao có thể đạt đến mức ý xuất đạo sinh một lời phán ra vạn vật sinh sôi điều này liên quan đến ý thức và vật chất ý thức có trước hay vật chất có trước ý thức quyết định vật chất hay vật chất quyết định ý thức hắn cho rằng là ý thức quyết định đến vật chất ý thức chính là thứ có trước vật chất bình thường ý quá yếu chẳng thể ảnh hưởng vật chất nhưng nếu tập trung vô số ý chí lại có thể ảnh hưởng lớn đến vật chất hắn hấp thụ ý chí con người tạo ra chiêu nhân thần hợp nhất có phần dựa trên quy tắc này vậy một ý niệm vạn đạo sinh cũng không phải là không thể nhưng mà phải mạnh đến bao nhiêu thì mới có thể làm được như vậy tôn kỳ như đã thấy được một điểm sáng đích nhưng để đến đó quá xa quá xa người có thể nghĩ ra điều này chắc chắn không tầm thường Tôn Kỳ liền mở sách ra đọc nội dung. Đọc xong, hắn lắc đầu cười, là hắn nghĩ nhiều rồi. Trong sách toàn những thứ vớ vẩn, giải thích lung tung chẳng giải quyết được vấn đề gì. Giống như đưa ra câu hỏi, đưa ra câu trả lời, nhưng vì sao ra câu trả lời đó thì chẳng giải thích được. Sau khi đã gây dựng được danh tiếng, Tôn Kỳ bắt đầu bước tiếp theo mà hắn vẫn làm với ma tộc và yêu tộc, mổ xẻ. Tất nhiên mổ xẻ thần tộc không đơn giản như hắn đã làm với hai tộc kia. Nếu đơn giản thì lúc trong rừng hắn đã sớm giết giả dạ tuyết, nguyên sa và một đống thần tộc khác. Bởi vậy hắn phải đi đường vòng quanh co, hắn thông qua Trần Dung, Trần Kỷ truyền tin cho bọn tu luyện nguyện lực là hắn muốn làm vài thử nghiệm với nguyện lực, cần người giúp đỡ, đi cùng với đó là những lời hứa hẹn hoa mỹ cùng một số tiền công mà bọn họ không thể từ chối. Những người tu nguyện lực khá trục trè, nhưng nhờ cái miệng liên thanh của Trần Kỷ, cuối cùng cũng có người chấp nhận là một tên thần tộc năm ngàn mới tu luyện tới liên tinh, tu nguyện lực được 300 năm. Trên bàn mổ, tên này tỏ ra lo lắng. Học huynh sẽ không sao chứ? Yên tâm. Ta có kinh nghiệm. Tôn kỳ an ủi. Lỡ như có chuyện. Yên tâm. Ta bao tiền đám ma. Hả? Vật lý gây mê. Bóp. Tên này nói quá nhiều, Tôn Kỳ đành phải dùng vật lý gây mê, đặt viên gạch xuống, hắn cầm lên dao mổ. Lần đầu tiên, hắn cũng không làm nhiều, chỉ mổ cánh tay kiểm tra cấu trúc. Công việc diễn ra rất nhanh, chỉ mất có một giờ, Tôn Kỳ đặt xuống kim khâu, sau đó lấy ra một bình nhỏ, bên trong chứa sinh mệnh chi thủy, hắn bỏ rất nhiều điểm để mua. Hắn nhỏ một giọt vào vết thương, vết cắt nhanh chóng khép miệng, mọi thứ hoàn hảo như chưa từng bị động dao kéo, thậm chí da tay còn trắng trẻo hồng hào. Một lúc sau, tên này tỉnh lại, kiểm tra cơ thể thì không thấy vấn đề gì, ngược lại cánh tay còn truyền đến một cổ sinh mệnh nồng đậm. Học huynh vừa rồi. Kiểm tra xong rồi, ngươi thấy nếu không có vấn đề thì lấy điểm rồi ra về. Tôn kỳ lạnh nhạt. Tên này vẫn còn lo sợ, kiểm tra cơ thể mấy lần, mới yên tâm ra về, sau đó Trần Kỷ trả điểm công cho hắn. Nhận 100 điểm và một tấm minh văn cấp một khiến hắn mừng quýnh, quá hơi. Nhờ có tên này tuyên truyền mà sau đó bọn tu luyện nguyện lực ít dè dặt hơn. Kết quả lần mổ thứ nhất cho thấy thần tộc và nhân tộc, cấu tạo tay giống nhau đến 9 phần 10. Nói thần tộc và nhân tộc cùng được tạo ra theo hình ảnh đấng sáng thế đúng là có cơ sở. Sau đó có nhiều hơn kẻ tìm đến, bọn họ cũng bớt đi đề phòng. Tôn kỳ đối với mỗi tên mổ một bộ phận khác nhau. Hắn đặc biệt chú ý đến đôi cánh. Cánh chính là biểu tượng của thần tộc là sự khác biệt rõ rệt nhất về mặt cấu tạo so với nhân tộc. Tôn Kỳ khi kiểm tra mấy tên nhất dực thì khẳng định đôi cánh không được tạo nên từ huyết nhục, mà là từ đại đạo thuộc tính, bình thường thì ở dạng ấn ký trên lưng. Hắn trước đó đã đưa ra kết luận này khi kiểm tra cánh của mình, đây chỉ là bước xác thực lại. Mổ sẽ được 50 tên, mới làm sáng tỏ được một phần bức tranh thì hắn đã hao hết tài nguyên. Quá tốn kém. Hắn muốn khóc. Thật nhớ ngày xưa mổ vết bừa bãi, không chút kiên kỵ e dè. Phải đi kiếm điểm thôi. Tôn Kỳ đến nhiệm vụ điện. Hắn phát hiện có nhiệm vụ khá thú vị, một băng chủng đổi lấy 3.000 điểm, nếu là băng chủng tự nhiên đổi 5.000 điểm. Quảng cáo. Hắn nhớ sau khi trở thành bách gia cự tử, hắn được chọn miễn phí một đạo chủng. Tôn Kỳ nhanh chóng đến vườn nuôi đạo chủng. Nói là vườn nhưng đúng hơn là một không gian rộng lớn có phân cách thành các khu vực. Có băng khu, hỏa khu, lôi khu phong khu mỗi khu dưỡng dục một loại đạo chủng hắn được một vị học huynh dẫn đường học đệ muốn chọn loại nào đạo chủng băng chủng nhưng mà lần đầu đến đây hy vọng có thể được xem hết một vòng tôn kỳ nho nhã đáp vị này gật đầu không có ý kiến học đệ tu luyện băng thuộc tính sao trước đó để đánh với từ thiếu nguyên ta nghĩ là đệ tinh thông hỏa thuộc tính học huynh đoán không sai nhưng mà có nhiệm vụ băng chủng với ba 000 điểm. Để dự định lấy băng chủng đổi. Còn bản thân sẽ săn hỏa chủng tự nhiên. Tôn Kỳ thành thật nói. Vị này nghe vậy liền phá lên cười, Tôn Kỳ nhíu mày không hiểu. Học đệ nói sai gì sao? Học đệ nói không sai, nhưng ta nghĩ đệ đã bị gài. Bị gài? Phải. Học đệ có lẽ còn chưa ý thức được mức độ quý hiếm của đạo chủng nên mới ý định này. Chắc đệ đã biết giá một đạo chủng nuôi là 2.000 điểm Nếu đệ lấy đi đổi nhiệm vụ thì lời thêm 1.000 điểm Tôn Kỳ gật đầu Kẻ này đặt 7 tinh vi là ở chỗ đó Học huynh nói cho đệ biết để có một đạo chủng ngoài 2.000 điểm Còn phải hoàn thành 1.000 nhiệm vụ cấp nhất dựt Hai điều này khiến cho nhiều kẻ rất lâu mới có được đạo chủng Thêm 1.000 điểm bớt được 1.000 nhiệm vụ Học đệ thấy có xứng đáng không? Nói đến đây, Tôn Kỳ thông suốt cái bẫy này xem ra chính là nhắm đến hắn cũng chỉ có hắn chưa biết giá trị đạo chủng lại được một đạo chủng miễn phí quan trọng là hắn thiên phú cường đại mà người có thiên phú cường đại sẽ chọn đạo chủng tự nhiên hợp đủ ba yếu tố này duy chỉ có hắn đa tạ thanh sơn học huynh chỉ bảo tôn kỳ chắp tay cung kính chuyện nhỏ mà thôi thanh sơn mỉm cười gật đầu nhận lễ bọn họ tiếp tục sánh vai tham quan đạo chủng làm sao sinh ra tôn kỳ thắc mắc cần một nơi có đại đạo nồng đậm đây là điều kiện cần điều kiện đủ là được điểm hóa điểm hóa làm sao điểm hóa để nhớ tên bốn vị tổng lãnh thiên thần sao tôn kỳ gật đầu tổng lãnh thiên thần thánh hóa chính là người phụ trách điểm hóa sinh vật sống nhưng mà tổng lãnh thiên thần của chúng ta là trật tự đúng vậy ngày xưa sáng tạo vạn vật sinh linh có một vị thiên thần làm phụ tá cho tổng lãnh thiên thần thánh hóa, vị ấy theo ngài tổng lãnh của chúng ta chinh chiến, cùng ở lại thế giới này. Bộ di truyền và vườn nuôi đạo chủng là do ngài ấy thiết kế. Dù vậy, muốn sinh ra một đạo chủng cũng không dễ dàng gì. Xác suất ngang với việc xét đánh liên tục 10 lần vào một điểm. Quảng cáo Mất bao lâu để có một đạo chủng? Tôn Kỳ hỏi Rất khó nói, may mắn có khi một năm sinh hai cái, có khi vạn năm chưa được một cái. Để nhìn, Thanh Sơn chỉ tay, kia là trọng lực khu, đã một trăm ngàn năm chưa sinh ra đạo chủng. Ở đây có sinh ra đạo chủng song thuộc tính sao? Theo đề biết đạo chủng song thuộc tính giá trị gấp nhiều lần đạo chủng đơn thuộc tính. Ở đây chỉ có thể nuôi ra đạo chủng đơn thuộc tính. Ồ! Chắc đề nghĩ vì sao không trộn hai loại đại đạo với nhau, biết đâu sinh ra đạo chủng song thuộc tính thanh sơn nhìn ra ý nghĩ của tôn kỳ nói tôn kỳ gật đầu thanh sơn mỉm cười nói đã từng thử kết quả là không những không có sông thuộc tính mà đơn thuộc tính cũng không sinh ra vì sao lại như vậy không ai biết nhưng ta nghe mấy vị quản lý nói có lẽ do đại đạo xung đột dùng hai đại đạo tương tự thì sao như băng và tuyết chẳng hạn đã từng thử cũng thất bại vì sao vẫn là câu cũ, không ai biết. Bọn họ đi một lúc, Thanh Sơn lên tiếng. Thời gian không còn sớm, để tránh đại đạo nơi đây bị ô nhiễm, chúng ta phải rời đi rồi. Học đệ đã quyết định chọn đạo chủng nào chưa? Tôn Kỳ tiếc núi, hắn muốn quan sát thêm, đáng tiếc không được. Học đệ chọn băng chủng. Tôn Kỳ đáp. Ồ, Thanh Sơn hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi nhiều. Thanh Sơn sau đó đi vào băng khu, bắt lấy một băng chủng cho nó ngủ say sau đó phong ấn trong một chiếc hộp đưa hộp cho tôn kỳ thanh sơn dạng một khi mở hộp phải nhanh chóng đánh ấn ký lên băng chủng không nên để bọn chúng sinh ra linh trí rồi mới đánh ấn ký sau này sẽ rất trắc rối tôn kỳ gật đầu tiếp nhận ngày hôm sau trong nhiệm vụ điện tôn kỳ treo giá băng chủng 5 ngàn điểm xem người có mua hay không sau đó có thể là sau rất nhiều đắn đo tên kia đã mua súng băng chủng. Tôn Kỳ đưa tay che mắt nhìn phương xa, sau đó lại nhìn bản đồ, ước chừng đích đến còn một ngày đi đường nữa. Hắn thúc dây cương, phi mã vỗ cánh lao đi. Mục tiêu của hắn là hỏa diệm sơn, một ngọn núi lửa đã phun trào được mấy trăm năm. Tôn Kỳ đến gần hỏa diệm sơn thì dừng chân nghỉ ngơi, ăn chơi và chẳng làm gì cả. Này! Ngươi không định đi bắt đạo chủng sao? Hỏa hỏa khó hiểu, hiện ra hỏi đạo chủng. Tìm đâu xa, không phải bên cạnh ta có hai cái rồi sao? Tôn Kỳ liếc mắt cười âm hiểm. Hỏa hỏa sau một giây đứng hình, thì chợt hét lên như tiểu nương tử bị ức hiếp. Quảng cáo. Á, à, ngươi vậy muốn bắt ta làm đạo chủng, sau đó lại ăn thịt ta. Thôi đi đừng giả ngây thơ. Ai mà ăn được ngươi chứ? Tôn Kỳ phủi tay xua đuổi, sau đó lại nói, nhưng mà đúng là có ý để người làm đạo chủng không phải ngươi nói muốn ra ngoài chơi sao? Nếu làm đạo chủng của ta thì ngươi có thể thoải mái xuất hiện mà không sợ nghi ngờ. Ừm, vậy cũng được. Để ta nói với tiểu thạch. Khoan đã. Có chuyện. Ngươi nghĩ tiểu thạch trong người quẩn dưỡng nhiều đại đạo sao? Tôn kỳ hỏi đồng thời nháy mắt. Hỏa hỏa ngay lập tức xua tay. Nghĩ cũng đừng nghĩ, tiểu thạch sau này thế nhưng còn nhiều hữu ích. Hữu ích gì chứ? tôn kỳ biểu môi rồi sau này ngươi sẽ biết hỏa hỏa trả lời mập mờ tôn kỳ nghe vậy thì đành thôi cũng không muốn tranh cãi tiếp vấn đề này hỏi sang chuyện khác chúng có thể hỗ trợ chủ tìm hiểu đại đạo nhưng mà ta thấy ngươi hình như chẳng giúp ta tìm hiểu hỏa đạo gì cả ai nói không có ta vẫn lấy linh khí của ngươi đó thôi cái đó là ta giúp người mà thì đúng rồi có ai quy định chúng không được nuốt chủ đâu ta thế nhưng là hỏa tổ cường đại. Hỏa hỏa vỗ vỗ đầu tôn kỳ, ngươi yên phận làm con sen đi. Bản hỏa tổ khôi phục sẽ giúp ngươi thành nhân tổ. Tôn kỳ hư lạnh, con hàng này lại dở trò. Hai bọn họ múa lưỡi cãi nhau một hồi mới chịu thôi. Thì ra ký ức giữa bọn họ là ký ức ngang bằng, bọn họ có quyền chia sẻ hoặc không. Còn ký ức kia là ký ức chủ tớ, những gì đạo chủng có được đều phải chia sẻ với chủ. Hỏa hỏa, ngươi có cách gì chia sẻ đại đạo với ta giống như đạo chủng không? tôn kỳ hỏi. đơn giản nhưng mà ta sợ ngươi không chịu được. hỏa hỏa nhún vai. gì chứ? ta bây giờ thế nhưng rất mạnh. tôn kỳ vỗ ngực tự tin. được thôi. hỏa hỏa búng tay. một sợi hỏa đạo trao cho tôn kỳ. a a a tôn kỳ đột nhiên hét lớn. toàn thân bốc cháy, quần áo bị thiêu rụi. hắn phóng lên trời, dang rộng đôi cánh sau đó lao ầm xuống đất liên tục dán nắm đấm vào đại địa hỏa lực quá mạnh hắn đang phát tiết cũng giống như năm xưa tu luyện bên đạo thạch đòn đánh của hắn rung động cả vùng hỏa diệm sơn khiến cho hỏa diệm sơn vốn đang phun trào bây giờ lại càng thêm ác liệt hành động của hắn đã đánh thức một tồn tại cổ xưa trong dung nham nóng bỏng một đôi mắt mở ra tiếp đó là hai ba chín đôi mắt lần lượt mở ra một tiếng rít chói tai vang lên Dung nham sôi ùng ục bắn tung tóe. Tôn Kỳ quay đầu nhìn núi lửa, trong lòng dâng lên một cổ bất an. Núi lửa bùng nổ, một con trùng lớn phóng ra ngoài, chính đôi mắt đảo quanh, khóa chặt Tôn Kỳ đang đứng gần đó. Con trùng này là sa nham địa long, nói là long nhưng không có chút họ hàng gì với long tộc, ngược lại có huyết mạch tương liên với dung đất. Con sa nham địa long này là yêu thú cấp 5, thực lực vượt xa Tôn Kỳ. Con sa nham địa long há miệng, dung nham nhiễu xuống, từng vòng răng lởm chởm, nếu bị nó nuốt chỉ sợ sẽ bị say nát. Tôn Kỳ không dám khinh thường, hét lên. Thiên hỏa thần giáp, biến hình. Hắn một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, chân trái co lên, tạo hình kỳ quặc trong trạng thái trần như nhộng. Một giây, hai giây qua đi, vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra. Hỏa hỏa, biến hình. Tôn Kỳ nhỏ giọng nhắc. Ừ. Ngươi biến hình đi, ta vẫn đang chờ xem đây. Hỏa hỏa đáp, xem cái rắm. Ngươi còn không cùng ta phối hợp? Hả? Liên quan gì đến ta? Sao không liên quan? Ngươi bây giờ là đạo chủng của ta, đây chính là phương thức chiến đấu của chủng và chủ. Thật sao? Thật. Ngươi làm ơn phối hợp chút đi, diễn tốt một chút để sau này không bị ai nhìn ra. Được thôi, nhưng mà tên chiêu thức phải do ta đặt. Cái này mà ngươi cũng tranh? tôn kỳ cười khổ vậy ngươi đặt tên đi được rồi bắt đầu biến hình hỏa tổ vô địch độc nhất vô nhị vạn cổ thiên tiên này ngươi con định đọc tới bao giờ chờ chút đi sắp xong rồi gào đúng lúc này sa nham địa long lao tới nó nãy giờ nhìn hai tên tiểu chút chíp thật chướng mắt nói chuyện với nhau như không có nó tồn tại cúc hỏa hỏa vung tay tát bay sa nham địa long ầm sa nham địa long in hình xuống đất, 18 dòng nước mắt chảy xuống, đau. Nó thật tội nghiệp a. À. Sa nham địa long cắm đầu muốn chui xuống đất chạy trốn. Đứng im đấy. Nếu không ta đập chết ngươi. Ta còn chưa biến hình xong thì ngươi không được đi đâu cả. Hỏa hỏa bực mình. Sa nham địa long ngoan ngoãn nằm cuộn mình. Ta đọc đến đâu rồi nhỉ? Hai tên các ngươi làm ta quên mất. Không sao. Đọc lại từ đầu hỏa hải vô biên duy ngã độc tôn thiêu đốt thương khung, hỏa hỏa bắt đầu lại lại nhảy độc tên. Tôn kỳ cười khổ, lấy ra y phục mặc vào, thêm một cái bàn nhỏ và một bộ ấm chén. Tôn kỳ nâng chén hút một ngụm, vỗ đầu sa nham địa long an ủi. Hỏa hỏa lâu lâu nổi hứng mới như vậy, còn bình thường nó cũng như vậy. Không cần để ý, ngươi để ý cũng không làm được gì nó. Sa nham địa long thúc thích như tiểu nữ hài bị ăn hiếp. Một lúc sau, hỏa hỏa mới đọc xong nó hét lớn biến hình ủa người đâu rồi hỏa hỏa đảo mắt tới lui thấy tôn kỳ đang cùng sa nham địa long tâm sự này hai ngươi đừng có thân thiết như vậy chúng ta còn đang đánh nhau đây thôi khỏi luôn đi ta và sa nham địa long trò chuyện hợp tính không cần đánh nhau nữa tôn kỳ lắc tay sa nham địa long cười híp mắt kêu ứ ứ gật đầu như vậy sao được? Mất công nãy giờ ta đặt tên. Hỏa hỏa bực mình. Lần sau ngươi có thể gói gọn trong ba chữ được không? Ngươi gọi tên lâu như vậy, ta đã sanh mộ. Nhưng mà ba chữ hơi ít, mười chữ đi. Hỏa hỏa xuề mười ngón tay trả giá. Không được. Tám cũng được. Không được. Năm. Không. Bốn chữ tối đa, ngươi không chịu, ta sau này sẽ chỉ dùng tiểu thạch, nó biết nghe lời hơn ngươi. Si. Bốn chữ thì bốn chữ. Hỏa hỏa đành chấp nhận. Vậy ngươi gọi tiểu thạch dậy đi. Từ bây giờ ta sẽ có hai đạo chủng là hỏa chủng và thạch chủng. Cũng nên tìm cho các ngươi một cái tên khác. Nghe đến đặt tên hỏa hỏa mắt sáng rực. Bốn chữ. Tôn kỳ đe trước. Hỏa hỏa tiêu nhiễu, nói nhỏ. Bốn chữ thì bốn chữ. Sau đó, nó đánh thức tiểu thạch tiểu thạch xuất hiện vương vai hít thở đưa mắt nhìn quanh mọi thứ thật lạ lẫm tôn kỳ giải thích sơ mọi chuyện cho nó tiểu thạch lấy ra một cái que tự khắc lên người đây là sở thích của nó ghi lại mọi chuyện mọi việc mình trải qua bọn nó sau đó chọn tên hỏa hỏa sẽ là hỏa chủng của tôn kỳ gọi là thiên nguyên dị hỏa tiểu thạch là thạch chủng gọi là bất diệt thần thạch sa nham địa long lúc này ứ ứ kêu hỏa hỏa không hiểu Tôn kỳ dịch nghĩa. Nó nói phía dưới ổ của nó cũng có vài đốm lửa biết nhảy giống ngươi, hỏi chúng ta có muốn xuống xem. Cái gì mà đốm lửa? Ta là hỏa tổ biết không? Hỏa hỏa nổi giận, sáng tay muốn đánh con trùng này một trận. Sa nham địa long co ro sợ hãi. Được rồi. Đừng ức hiếp nó. Chúng ta xuống xem đi. Hỏa hỏa hừ hừ, cất đi nắm đấm, Vậy là ba bọn họ cưỡi sa nham địa long chui xuống núi lửa. Trong dung nham nóng bỏng, sa nham địa long bơi như bơi trong nước, Tôn Kỳ dựng lên lòng bảo vệ, Hỏa Hỏa và Tiểu Thạch không gặp vấn đề gì. Dưới ngọn núi là hệ thống phức tạp các dòng chảy dung nham, ổ của sa nham địa long là một không gian rộng lớn giống như một cái hồ, ở giữa là một khối ngoan thạch. Sa nham địa long chính là nằm ngủ trên ngoan thạch, hấp thụ hỏa lực. Bọn Tôn Kỳ nhảy khỏi lưng con trùng đáp xuống khối ngoan thạch. Hỏa hỏa đưa mắt nhìn quanh, thấy không có hỏa chủng nào, nổi giận có cớ gây chuyện. Giỏi lắm dám lừa bổn đại gia, ta phải đập cho ngươi một trận. Sa nham địa long rút sau lưng tôn kỳ ngấn lệ kêu ư ử. Ngươi bình tĩnh đi, tiểu trùng nói khi núi lửa phun trào mấy đống lửa sẽ nhảy ra chơi. Chờ một chút đi. Tiểu trùng cơ đấy. Thân thiết quá cơ. Hỏa hỏa biểu môi mỉa mai. Tôn kỳ lắc đầu cười trừ. Một lúc sau, âm âm, cả không gian rung động, báo hiệu một đợt phun mới. Mấy đống lửa nhỏ xuất hiện tranh nhau hớp lấy địa hỏa phun lên. Tôn kỳ nhẩm đếm, có bảy hỏa chủng, lớn nhỏ khác nhau, trong đó có một con nhỏ ấu sinh, có thể bắt là đạo chủng. Những con còn lại đều đã sinh linh trí. Bắt lấy bọn chúng. Tôn kỳ ra lệnh. Sa nham địa long lắc đầu. Lũ tiểu hỏa này vô cùng nhanh nhẹn, linh hoạt, thoát biến một cái là nhập vào dung nham, bắt là không thể nào. Nó cũng đã từng thử bắt chơi, nhưng không được. Vô dụng. Hỏa hỏa liếc mắt khinh thường. Nó từng bước thông thả bay tới. Đám hỏa chủng thấy nó thì cảnh giác, mấy con lớn rít lên đe dọa. Hỏa hỏa hừ lạnh. Gặp tổ tông còn không quỳ. Ba con lớn nhất há miệng phun lửa. Hỏa hỏa đưa tay hút lấy tất cả hỏa lực, đám hỏa chủng biết gặp đối thủ, đồng loạt nhảy xuống dung nham trốn các ngươi trốn được sao? Hỏa hỏa đưa tay chụp vào dung nham, lôi ra một tên tiểu chút chít, nhóc con này vùng vẫy kêu chít chít ông sòm. Im miệng. Hỏa hỏa gõ đầu nó cái bớt, tiểu chút chít ông đầu ngoan ngoãn. Một lúc sau, hỏa hỏa bắt lại cả bảy tên nhóc. Nó đứng chống hông, hất mặt nhìn trời. Bảy tên nhóc không ngừng bái lạy. Từ khi đến thế giới này, nó lần đầu được hưởng thụ ưu đãi mà nó nên có, mọi sinh linh nên quỳ bái nó như vậy mới đúng. Tôn Kỳ xoa xoa tay, ánh mắt tham lam, nếu như có thể hấp thụ bọn chúng, hỏa đạo của hắn sẽ tăng một mảng lớn. Con ấu sinh chưa có hỏa đạo thì có thể đem đi bán, đảm bảo giá không dưới 6.000 điểm. Ngươi nghĩ cũng đừng có nghĩ. Bọn nó dù sao cũng là con cháu của ta. Không thể làm hại bọn chúng. Hỏa hỏa nhìn ra ý đồ của Tôn Kỳ nên chặn trước. Tôn Kỳ yếu xìu, vậy là miếng ăn trước mắt cũng không được ăn thật mất công đến đây này đừng có trưng bộ mặt đó ra ta thế nhưng đã thay ngươi thu bọn hắn làm hỏa chủng hỏa hỏa cười nói an ủi nhưng mà bọn nó đã có linh trí làm sao có thể làm hỏa chủng chúng sinh linh trí không thể làm đào chủng vì sợ bọn chúng phản phệ nhưng ngươi yên tâm có ta ở đây bọn chúng sẽ ngoan ngoãn nghe lời được không đó tôn kỳ nghi ngờ hỏa hỏa vỗ ngực đảm bảo tôn kỳ cúi đầu nhìn bảy tên tiểu hỏa cảm thấy không có vấn đề hỏa hỏa mỉm cười nháy mắt với bảy tên tiểu hỏa ta đã nói hắn nhất định sẽ nhận mà từ nay các ngươi ăn bao no bảy tên tiểu hỏa ánh mắt sáng ngời gật đầu lia lịa thì ra hỏa hỏa đã nói với bọn chúng tôn kỳ là con sen của nó mỗi ngày đều có linh khí ăn no mà linh khí tốt hơn nhiều lần địa hỏa vậy là tôn kỳ lại có thêm bảy tên ăn bám bên người tôn kỳ sau đó đến một nơi gọi là thạch uyên nghe nói thạch uyên dễ sinh ra thạch chủng hắn hy vọng bắt được mấy cái thạch chủng bán kiếm tiền đứng trên một tảng đá tôn kỳ đưa mắt nhìn bốn phương tám hướng khắp nơi đều là đá rất nhiều đá thỉnh thoảng mới thấy được vài ngọn cỏ tiểu thạch ngươi có cảm nhận được đồng loại không tiểu thạch lắc đầu thạch đạo thì sao tiểu thạch vẫn lắc đầu Xem ra muốn tìm thạch chủng cần tiến vào sâu trong thạch uyên. Đúng lúc này hắn nghe thấy tiếng nổ vang, giống như có đánh nhau, hắn giỏng tai lắng nghe. Dựa trên khí tức và âm thanh thì hình như là một trận hỗn chiến, trong đó có một cổ yêu khí rất mạnh, tương đương với yêu thú cấp 5, còn lại mà mấy cổ thần khí, thực lực có lẽ không yếu hơn hắn. Tôn Kỳ sau một thoáng suy nghĩ quyết định bỏ đi, không có ý định cháy nhà hôi của. Thứ nhất vì yêu thú này quá mạnh. Thứ hai vì ở thần tộc không thể giết người đoạt bảo. Không có lợi ích, lại có nguy hiểm, hắn có ngu mới cắm đầu vào. Mấy ngày sau, Tôn Kỳ đang tại dưới một cái khe đá, hắn thử xuống sâu xem có thể tìm được thạch chủng. Kết quả đào đất lắm lem mà một con dung cũng không thấy nói chi đạo chủng, hắn bực mình ném cái quốc chim cắm vào đá. Tôn Kỳ leo lên trên, khi sắp ra ngoài thì đột nhiên có bóng trắng rơi trúng đầu. Á! À, Tôn Kỳ kêu lên một tiếng, bị đè rất ngược xuống dưới. Trong bóng tối hắn bị hai cái bánh bao đèn ngọc thở, hắn dùng hết sức mình bật dậy. Búng tay một cái, một đống lửa soi sáng không gian. Bên cạnh hắn là một nữ thần mặc áo trắng, loang lỗ máu đỏ. Tôn kỳ lật người nàng lại, là một khuôn mặt lạ lẫm không quen. Kiểm tra sơ bên ngoài, có vẻ nàng bị thương rất nặng, là vết thương gây ra bởi yêu thú. Nhớ lại mấy ngày trước, thì mọi chuyện đều sáng tỏ. Tôn Kỳ đang nghĩ nên xử lý nàng ta thế nào? Giết người cướp của là không thể. Hay là nhân lúc này ta hôn mê không biết gì, nghĩ đến đây, Tôn Kỳ liếm mép, nở nụ cười độc ác, tay lọ mọ. Trong cơn mơ màng, nửa tỉnh nửa mê, nàng nghe thấy tiếng sột soạt, bịch bịch, bóp bóp, nàng cố hé đôi mắt, hình ảnh mơ hồ. Mãi một lúc sau, dưới ánh lửa nàng mới thấy rõ một chút, là một tên thiếu niên đang ngồi dưới bụng nàng thúc thúc, đẩy đẩy, kéo lên kéo xuống ngươi ngươi làm gì nàng thèo thào lên tiếng hỏi tôn kỳ quay đầu nụ cười kéo lên mang tai yên tâm ta đang trị thương cho ngươi nhìn khuôn mặt này sau một thoáng bất ngờ nàng kêu lên khó khăn cự tử ồ ngươi nhận ra ta sao tôn kỳ chăm chú khâu lại bao tử lờ đảng nói được xác nhận nàng ta vui mừng cố ngẩng đầu chống tay đứng dậy nhưng mà vô lực Toàn thân tê dại, cảm giác như cơ thể không thuộc về mình. Tôn Kỳ trước đó đã tiêm cho nàng thuốc gây tê loại nặng. Nên nhớ cơ thể thần tộc có thể tự động đào thải chất độc, thuốc tê cũng được tính là một loại độc. Bởi vậy hắn đã điều chế ra một loại thuốc cực mạnh, một giọt cũng đủ hạ gục 100 con voi lớn, tiêm cho nàng bốn mũi, vậy mà chỉ kéo dài được một tiếng. Tôn Kỳ cầm dây ruột kéo lên đặt sang một bên cho đỡ vướng tay. Vì thần nữ này thấy vậy thì trận mắt, cái gì vậy ruột già tự tử người làm gì vậy không phải đã nói đang trị thương cho ngươi sao cô gái cảm thấy không đúng nàng bị thương là thật nhưng mà đâu cần phải mổ bụng trước giờ thần tộc trị thương rất đơn giản hoặc là chờ cơ thể tự khôi phục hoặc là dựa vào ngoại vật tăng tốc trị thương chưa từng nghe thấy trị thương ngoài da phải mổ bụng nàng cố gắng vận chuyển thần khí trục xuất thuốc tê nhưng mà không được tại các điểm huyệt quan trọng đã bị hắn cắm kim phong tỏa. Nàng bất lực kêu lên: "Cự tử có chuyện quan trọng." "Chuyện gì?" "Nhanh đi cứu viện, bọn họ gặp nguy hiểm." "Không vội, để ta chữa thương cho ngươi đã." Mặc cho cô gái này năn nỉ, Tôn Kỳ vẫn từ tốn mổ xẻ, hắn còn đang mong có người chết đây này, như vậy thì hắn có thể mổ đầu ra xem, trước đó thực nghiệm đều chưa dám đụng đến phần đầu, sợ xảy ra hậu quả. Một lúc sau, hắn khâu lại vết thương, nhỏ một giọt sinh mệnh dịch. Nàng ta thấy mà trợn mắt, có sinh mệnh dịch, sao ngươi không dùng ngay ban đầu? Tôn Kỳ lau tay thu lại dụng cụ. Ngươi thử vận lực xem. Nàng ta vận chuyển thần khí, cảm giác vô cùng thông thuận, chất gây tê nhanh chóng bị tiêu trừ, các ngón tay có thể động. Cự tử nhanh đi cứu bọn họ, nàng ta nắm lấy tay Tôn Kỳ khẩn thiết nói. Được rồi, ta sẽ cứu. Mà ngươi tên gì? Tôn Kỳ vẫn bình thản. Học mùi gọi là Giang Hy. Các ngươi đến đây sang đạo chủng sao? Phải. Bọn mùi đi sang đạo chủng nhưng không phải ở đây. Bọn mùi là muốn đến băng nguyên, đi qua nơi này, bất ngờ bị cổng thạch thú tấn công. Bọn mùi bị đánh tan tác, cũng may gặp được cự tử. Nhanh đi cứu bọn họ. Ngươi trước tiên kiểm tra cơ thể, còn có chỗ nào đau không? Tôn Kỳ vẫn như thế từ tốn. Không cần, học mùi không sao cự tử nhanh đi cứu bọn họ giang hy tỏ ra sốt ruột vậy ngươi cũng nên mặc quần áo vào đã tôn kỳ câu giờ thì ra trước đó hắn đã lột sạch đồ của nàng để tiện cho việc mổ xẻ giang hy hơi đỏ mặt lấy từ trong túi gấm ra một bộ y phục vội mặc vào tiếp tục hối thúc tôn kỳ nhưng mà hắn vẫn cứ chậm chạp làm việc tôn kỳ nắm cổ áo nàng bay ra khỏi khe vực đường nào đây dẫn đường đi, hắn nói. Giang Hy đảo mắt trái phải, sau đó nhắm một hướng bay đi. Hướng này. Các ngươi có mấy người? Sáu người, nhưng đây chỉ là nhóm thứ nhất, còn một nhóm nữa năm người. Bọn mùi chia hai đường khác nhau, dự định tụ hợp tại băng nguyên. Bay được một lúc, Giang Hy bắt được liên lạc với một vị học huynh, nàng mừng rỡ. Cự tử, 30 dặm phía nam, một vị học huynh đang bị bầy cổn thạch thú bao vây, cần cứu gấp bầy thú thực lực thế nào? Một con cấp 4, 8 con cấp 3, còn lại là cấp 1, cấp 2. Rất khó. Tôn Kỳ nhíu mày nói. Cự tử, mùi tin với thực lực của cự tử có thể đánh đuổi bọn chúng. Muốn thắng thì phải dựa vào thực lực, không phải bằng niềm tin. Cự tử, ngươi định bỏ mặt không cứu sao? Từ nãy đến giờ ta thấy ngươi chậm chạp trì hoãn, ta không biết ngươi có ý đồ gì, nhưng nếu bọn họ xảy ra chuyện, ta sẽ báo chuyện này lên pháp gia, cho dù không kết tội được ngươi, cũng khiến ngươi bêu danh muôn đời. Giang Hy hai mắt long sòng sọc, vừa giận vừa dọa nói. Tôn Kỳ nhún vai, xem ra không cứu không được. Thần tộc luật pháp là tấm khiên cũng là dây trói hắn. Nếu là ở nơi khác, với những lời này, Giang Hy sớm đã bị hắn chém chết. Đến nơi, tên kia đang bị dồn vào vách đá, lợi dụng khe hẹp chống lại bầy thú nhưng chỉ sợ không trụ được lâu. Cự tử, nhanh cứu hắn. Giang Hy lo lắng vội vàng. Im lặng đi. Tôn Kỳ bực mình nói. Nhưng mà hắn. Cốc. Tôn Kỳ gõ đầu nàng. Bớt ôn ào. Để ta nghĩ cách. Hắn sắp không được rồi. Yên tâm. Hắn chưa chết được đâu. Tôn Kỳ mắng. Lúc này Giang Hy mới chịu im lặng một chút. Một thoáng sau, Tôn Kỳ kết ấn ký, triệu hồi. Bất diệt thần thạch, xuất. Tiểu thạch từ mi tâm tôn kỳ bay ra, tỏa sáng lấp lánh. Tiểu thạch lúc này đã biến thành viên đá hình giọt nước, không dám hình dạng thật. Giang Hiên ngạc nhiên, đây là thạch chủng. Cự tử, người có đạo chủng rồi sao? Mới sang được, ngạc nhiên lắm sao? Giang Hiên nghe vậy thì bình tĩnh lại, đúng nha. Có gì mà ngạc nhiên, đây chính là bách gia cự tử, các nhà cộng đồng bồi dưỡng, có được đạo chủng nhanh như vậy cũng là bình thường. Không giống như các nàng, vất vả mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm mới mua được đạo chủng biến hình tôn kỳ kết ấn đánh vào thạch chủng thạch chủng liền bao lấy tôn kỳ đồng thời đá xung quanh bị hút lấy một lúc sau biến hình giống như một con cổn thạch thú thấy có giống không tôn kỳ hỏi giang hy gật đầu liên tục không ngờ cự tử còn có chiêu này đúng là cự tử mà tôn kỳ lao vào bầy cổn thạch thú len lỏi tới chỗ tên thần tộc hắn đang điên cuồng chống trả bức tường phòng ngự minh văn liên tục bị công kích bức tường này mà sụp chỉ sợ hắn chết chắc răng rắc sau mỗi đợt công kích của cổng thạch thú tường phòng ngự lại xuất hiện vết nứt minh văn lại tiến hành chữa trị tên thần tộc đổ thần khí vào minh văn duy trì hoạt động nhưng chỉ sợ không được lâu đám cổng thạch thú đang không ngừng phun đá công kích đúng lúc này một con cổng thạch thú lao tới đâm đầu trực tiếp vào tường phòng ngự oanh con cổng thạch thú đâm xuyên đầu qua tường phòng ngự, tên thần tộc sợ chết khiếp, cầm kiếm chuẩn bị tấn công. Là ta. Cổng thạch thú há miệng, bên trong là mặt Tôn Kỳ. Tên thần tộc sửng sốt, nghi ngờ hỏi. Cự tử. Biết rồi thì nhanh chui vào. Tôn Kỳ ra lệnh. Tên này không còn nghi ngờ gì nữa, vội nhảy vào miệng cổng thạch thú. Vậy là xuất hiện một màn cổng thạch thú ăn thịt đám cổn thạch thú còn lại tỏ ra bất mãn khi không được chia miếng nào. Tôn Kỳ vẫn bình tĩnh như không, dùng ngôn ngữ của bọn chúng cãi nhau. Gào. Bầy thú rú lên, một con lao vào há miệng cắn lấy Tôn Kỳ. Tôn Kỳ cũng không vừa, quất đùi đánh con khác. Ngay sau đó trở thành trận hỗn chiến của bầy cổn thạch thú. Đánh nhau loạn xạ cho tới khi con cổn thạch thú cấp 4 gầm lên thì mới thôi. Giang Hy núp sau tảng đá lo lắng. Bỗng sau lưng nàng có tiếng nói, được rồi. Đi thôi. Giang Hy giật bắn mình, quay đầu thấy một con cổn thạch thú càng là sợ hãi, phải mất ba giây sau mới bình tâm lại được. Là tự tử sao? Không ta thì là ai? Học huynh, huynh ấy. Yên tâm. Đang nằm trong bụng ta. Người bên ngoài như vậy cũng không ổn hay là chui vào bụng ta luôn đi. Mấy ngày sau, bằng cách giả dạng cổn thạch thú, Tôn Kỳ đã cứu xong cả sáu tên tại bên ngoài thạch uyên, cũng thạch thú công đuôi nhả ra sáu tên, cái này hơi mất vệ sinh. Cả đám lông công bò dậy, phủi bỏ đất đá trên người, vẫn không tin mình được cứu sống. Bọn họ chấp tay kính cẩn cảm tạ Tôn Kỳ, vui mừng vì được cứu sống. Tôn Kỳ thì trong lòng không vui chút nào, không có ai chết, thật đáng tiếc. Các ngươi vì sao bị bầy thú truy sát không buông? Tôn Kỳ hỏi thẳng thắc mắc trong lòng. Đám này cúi đầu, đảo trong mắt, một tên đứng ra định nói thì tôn kỳ chặn hồng. Tốt nhất là nên nói thật. Các ngươi nên nhớ ta là cự tử, đừng trêu đùa với trí thông minh của ta. Nghe vậy, tên này lui xuống, bọn chúng nhìn nhau, cuối cùng Giang Hy đứng ra thành thật nói. Bọn mùi tại trong ổ của cổng thạch thú tìm thấy một viên đá nhỏ chứa đựng nồng đậm thạch thuộc tính. Sau đó thì chắc không cần nói nữa học huynh cũng hiểu. Tôn Kỳ gật đầu, chuyện này rất bình thường, hắn nếu gặp phải, hắn cũng cướp đưa ta xem bọn họ ngần ngại tôn kỳ hừ lạnh sau này không gặp lại tôn kỳ bỏ lại một câu đã biến mất tại chỗ đám giang hy nhìn nhau vì cự tử này cũng quá không theo lẽ thường nếu nói thêm vài câu biết đâu bọn chúng sẽ đưa ra cự tử đã cứu chúng ta nếu giao ra vật kia trả ơn cũng không quá đáng giang hy lên tiếng sao có thể nói như vậy vật kia thế nhưng vô cùng quý giá chúng ta đã đánh đổi cả mạng sống mới cướp được vả lại ta tin nếu không có hắn chúng ta vẫn có thể thoát được nếu muốn trả ơn vậy thì mỗi người tặng trăm điểm cho hắn là được vật kia là không thể cho hắn một tên xảo ngôn nói cả đám gật đầu vẫn là tiền tài che mắt bọn họ tiếp tục theo kế hoạch tiến về băng nguyên tại trên một ngọn núi tôn kỳ đưa mắt nhìn bọn họ làm mà không thu lợi không phải tính cách của ngươi ngươi đang mong cái gì hỏa hỏa đứng trên vai hỏi viên đá kia với ta không có nhiều giá trị bọn chúng có thứ tốt hơn tôn kỳ công khóe môi nói hỏa hỏa hiểu rõ mỗi lần công môi chính là có ý đồ xấu là gì hỏa hỏa hỏi tôn kỳ đưa mắt nhìn phương xa nói một câu không liên quan băng nguyên nguy hiểm trùng trùng nếu như có người bị chết vậy thì băng nguyên nằm tại cực bắc thần giới, cứ cách vài ngàn năm nơi đây sẽ có hiện tượng trời đất giao hội, cực quan như những dải lụa đầy màu sắc vắt ngang bầu trời. Các sinh vật trong băng nguyên sẽ ra ngoài hớp lấy cực quan, tăng trưởng tu vi. Đây cũng là cơ hội tốt để đạo chủng ra đời. Vậy nên băng nguyên gần đây khá sôi động, nhiều thần tộc đến đây tìm cơ duyên, lợi ích có nhưng nguy hiểm cũng không thiếu. Trong thời gian này sẽ có rất nhiều sinh vật bạo động, nếu không cẩn thận rất dễ bị giết chết trên trời phương bắc cực quan xuất hiện như những dải màu cực đẹp thanh thiên đứng tại lục đảo trùng thiên hướng mắt về phương bắc yên tĩnh quan sát nàng đôi mắt biến hóa âm dương nhìn thấy những thứ không ai thấy được cực quan vạn đạo khí vận hội tụ liên tinh xếp hàng đây là dấu hiệu tứ cực đạo chủng xuất sinh tứ cực đạo chủng sẽ mang bốn thuộc tính bản nguyên đất lửa khí nước đạo chủng mang bốn thuộc tính chính là truyền thuyết Thanh Thiên đã để giả Tuyết đi tranh, khí vận của giả Tuyết đang thịnh, cơ hội để có được tứ cực đạo chủng rất lớn. Chỉ cần giả Tuyết có được tứ cực đạo chủng, quãng đường tu hành còn lại không cần lo lắng, không cần kiếm thêm đạo chủng. Chợt bầu trời xuất hiện vết nứt, hắc khí thấm vào giống như là vết thương rỉ máu. Thanh Thiên giật mình, dâng lên một cổ dự cảm không lành, nàng hai mắt phóng xuất âm dương đồ. Đúng lúc này bên tai nàng vang lên tiếng nói. Thanh Thiên ta đã dặn ngươi không nên dùng thuật tiên tri thưa thầy bầu trời phương bắc sinh dị tượng là điềm không lành học trò chỉ sợ có chuyện ngươi lo cho đệ tử của mình sao phải thưa thầy nếu ngươi đã lo vậy vì sao còn để nó đến đó vì lần này có thể xuất hiện tứ cực đạo chủng tuyết nhi khí vận đang thịnh học trò tin nó có nhiều cơ hội nắm lấy siêu cấp đạo chủng này nếu nó khí vận đang thịnh thì ngươi còn sợ cái gì Học trò chỉ sợ vạn nhất. Thanh thiên a à, thanh thiên, ngươi quá lo lắng rồi. Ngươi không thể bảo vệ nó mãi, hãy để nó đối mặt với dông bảo. Với lại thẩm văn cũng đang ở đó, hắn sẽ bảo vệ giả tuyết. Ngươi yên tâm. Thưa thầy, thầy nhắc đến tên đó khiến học trò càng thêm lo lắng. Tại băng nguyên, dị tượng đã hiện, thời điểm mong chờ đã đến. Lúc này đã xuất hiện không ít thần tộc, nhưng bọn họ không có ở vào trung tâm trung tâm vẫn là đám sinh vật bản địa, không phải không muốn vào trung tâm mà vì đám sinh vật này có nhiều con rất đáng sợ. Thần tộc ở đây cũng không phải vì tranh cực quan với đám sinh vật bản địa, mục đích chính đạo chủng. Cực quan rủ xuống, đám sinh vật bắt đầu há miệng đớp giống như cá đớp môi. Có chim bay trên trời, có thú dưới mặt đất, có cá dưới nước, tất cả đều tranh nhau cực quan. Âm, âm, mặt đất trạng nước, một con cá cổ dài phóng lên há to cái miệng, mấy con yêu thú không tránh kịp đều bị nó nuốt vào bụng thì ra phía dưới mặt băng là hồ nước cùng lúc một con chim toàn thân trắng như tuyết hình dáng như bộ nông nó há rộng cái miệng hớp lấy cực quan rú một con thú vương cái cổ dài thân hình như thú ăn kiến toàn thân lông trắng há miệng hút lấy cực quan cực quan rơi xuống ngày càng nhiều như những dải màu đang xen rũ xuống nhìn một tên thần tộc chỉ tay tại một chỗ không đáng chú ý xuất hiện một con băng chủng đang bắt cực quan nhóm bốn tên thần tộc lập tức phóng tới truy bắt có thần tộc chú ý liền chạy tới tranh có người không thèm để ý đồ ngon vẫn còn nhiều không cần phải tranh chính điểm sự kiện cực quan sẽ xuất hiện càng nhiều đạo chủng thậm chí là có đạo chủng sẽ sinh ra tại dưới chân con băng chủ y thú cực quan không phải quá nhiều đột nhiên phát ra tiếng nổ lách tách cực quan bắt lửa không phải bình thường lửa mà là sinh mệnh chi hỏa một tiếng nhỏ một sinh mệnh sinh ra là quan chủng một loại cực hiếm đạo chủng có người đã phát hiện ra lập tức phóng tới quan chủng ta nhất định phải có được các ngươi đều tránh ra một tên hét lên dương lên ba đôi cánh mọi người có chút bất ngờ khi xuất hiện tam dực nhưng nghĩ kỹ cũng là bình thường có người tu luyện vài loại đại đạo lúc nhất giật không tìm được chủng phù hợp sau này lại bổ sung hư đừng phách lối một nhóm ba tên khác hừ lạnh xông lên tranh. Bọn hắn một tên tam dực, hai tên nhị dực. Chưa bắt được quan chủng, bọn chúng đã lao vào đánh nhau. Quan chủng thấy đánh nhau thì sợ hãi, bay lên chân băng chù y thú. Băng chù y thú thân to như một dãy núi, chân nó như cột trụ trời. Truy, thấy quan chủng bỏ chạy, bọn chúng liền đuổi theo. Vừa đuổi vừa đánh nhau, các loại pháp thuật nổ âm, âm. Băng chù y thú cảm thấy khó chịu, giống như có mấy con mũi bu quanh chân, nó theo bản năng quất đuôi. Oanh! Mấy tên thần tộc đang đánh sợ hãi chạy loạn, nhưng mà vẫn có một tên bị đánh trúng, cả người nát bét, sống chết không rõ. Mấy tên còn lại sợ hãi, đâu còn nhớ đến quan chủng, chỉ biết công đuôi bỏ chạy. Quan chủng ngây ngô ẩn sau lớp lông của băng chù y thú, thò đầu ra hớp lấy cực quan. Các nơi khác cũng đang phát sinh chiến đấu, đuổi bắt đạo chủng, có vài đạo chủng đã bị bắt được. Đúng lúc này cực quan hội tụ tại một điểm tạo thành một viên cầu thất sắc, đám yêu thú chồng lên kích động, bọn chúng cảm giác được một cổ năng lượng cực đại, nếu có thể nuốt lấy, đảm bảo tu vi tăng trưởng mạnh. Thần tộc cũng nín thở quan sát, vật này trân quý đối với bọn hắn cũng có thể có ích. Một con thái hoang điểu, đôi cánh che khuất bầu trời, há miệng thôn vệ thất sắc cầu. Nhưng ngay lúc này một con tuyết viên nhảy lên chọc lấy cánh thái hoang điểu kéo xuống. Trên nền tuyết trắng, hai con hung thú vật lộn đánh nhau, máu đỏ lắm tắm như hoa nở. Băng chù y thú vương cái cổ dài, nó là sinh vật lớn nhất ở đây, cũng có cơ hội nhất đạt được thất sắc cầu. Rắc! Mặt băng vỡ ra, một con đại xà đột ngột xuất hiện cuốn lấy thân lên đến cổ con băng chù y thú, cuộc ngã băng chù y thú. Băng chù y thú ầm ầm đổ xuống đè chết không biết bao nhiêu sinh vật. Đám yêu thú tranh nhau nhưng không con nào có thể tới gần thất sắc cầu đúng lúc này xung quanh thất sắc cầu phát ra tiếng nổ lách tách đám thần tộc kinh ngạc đến kinh hãi đây là dấu hiệu đạo chủng muốn sinh một đạo chủng tập hợp tất cả cực quan đây sẽ là thế nào đạo chủng nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ nhất định phải có được đạo chủng này đây là suy nghĩ của tất cả thần tộc tại trên một ngọn núi băng và dạ tuyết bình thản quan sát đây chính là tứ cực đạo chủng mà sư tôn nhắc đến nàng phải có được nó sư tôn đã chuẩn bị cho nàng một số thứ nên mặc dù chỉ là nhất dực nhưng mà nàng lại có cơ hội lớn nhất lấy được tứ cực đạo chủng thất sắc cầu phát ra hơi thở sự sống khiến đám yêu thú càng hung bạo điên cuồng nhưng đúng lúc này bầu trời xuất hiện khe nứt hắc khí rủ xuống tứ cực đạo chủng là chí cực chí tôn đạo chủng xuất hiện sẽ dẫn đến mất cân bằng sự sống bởi vậy thiên đạo rủ xuống hắc khí ngăn cản đây là kiếp của tứ cực đạo chủng nếu có thể vượt qua có thể thành tựu chí tôn nếu không vượt qua vậy thì trả lại cho thiên địa hắc khí xuất hiện có người chú ý nhưng sau đó ánh sáng cực quan che lấp lại không người để tâm dù sao tứ cực đạo chủng chưa từng ai chứng kiến nên càng không biết được hắc khí chính là kiếp của tứ cực đạo chủng mà cho dù có biết cũng khó làm gì được thời gian trôi qua thất sắc cầu khí tức sự sống càng rõ ràng nó bắt đầu thôn phệ đại đạo xung quanh làm chất dinh dưỡng cho mình chủ yếu là hai loại thuộc tính khí và nước vì nơi đây nhiều nhất chính là khí và thủy thuộc tính. Trải qua thời gian, mọi người hồi hộp chờ siêu cấp sinh mệnh ra đời nhưng mà mãi chưa thấy dấu sinh, ngược lại ánh sáng thất sắc cầu có dấu hiệu hỗn loạn, mất cân bằng giữa các loại thuộc tính. Ánh sáng dần ảm đạm, chỉ sợ sẽ là một trái trứng ung. Tất cả tiếc núi, Dạ Tuyết nhíu mày, vì sao lại vậy? Nàng bắt đầu vận chuyển các loại thuật pháp suy tính. Một lúc sau, mắt nàng tỏa sáng, nàng đã biết vì sao. Tứ cực đạo chủng gồm có khí, nước, đất và hỏa. Nơi này chỉ có khí và nước, thiếu trầm trọng đất và hỏa, khiến cho tứ cực đạo chủng không thể sinh ra, đồng thời hắc khí cũng đang ăn mòn thuộc tính ngăn không cho tứ cực đạo chủng tập hợp đủ bốn thuộc tính cơ bản. Giả dạ tuyết phóng lên trời, gian rộng đôi cánh, tinh quang rủ xuống gây chú ý cho tất cả thần tộc. Kia là ai? Đây là câu hỏi chung của bọn họ. Giả dạ tuyết gỡ xuống mũ lông trắng, để lộ dung nhan tuyệt mỹ đứng giữa trời tuyết càng khiến nàng đẹp không tì vết. Nàng lớn tiếng, nói Ta là giả tuyết của nữ thần điện, ta hy vọng mọi người có thể giúp đỡ một tay. Ồ, là giả tuyết học mùi. Quả nhiên lời đồn không sai, dung nhan kinh diễm. Nàng ta chính là đệ tử của điện chủ nữ thần điện. Bọn họ xì xăm bàn tán. Tôn Kỳ thấy được nàng đôi chút ngạc nhiên nhưng nhớ lại nàng mới vào nhất dực, chưa có đạo chủng, đến đây cũng là bình thường. Học muội cần gì giúp đỡ cứ nói, một vị học huynh tỏ ra hào sản nói. Đúng vậy, học muội xin cứ nói, đám học huynh nhau nhau lấy lòng. Dạ tuyết chấp tay cảm tạ trước, nhẹ nhàng nói. Ta cần thổ thuộc tính và hỏa thuộc tính của mọi người. Tất cả nhíu mày không hiểu. Yên tâm. Ta sẽ dùng cái giá gấp đôi trả cho mọi người. Ta có cái này, một vị học huynh dơ lên một viên hỏa châu có quý nhưng quá ít. Dạ tuyết muội đã lên tiếng, ta sẽ giúp hết mình, một tên khác lấy ra một khối đất. Đúng vậy. Sau đó lại có thêm vài người đưa đồ. Dạ tuyết nhíu mày, chưa đủ. Mọi người, ta thật sự rất cần, ta sẽ trả gấp năm. Dạ tuyết bắt đầu gấp. Dạ tuyết học mùi vì sao lại cần nhiều như vậy? Có thể nói ra, học huynh có thể giúp mùi giải quyết, một tên lọc lõi lên tiếng, hắn cảm thấy có bất thường trong chuyện này đúng vậy học mũi nói đi nhiều người nhiều ý tất có cách dùng được bọn họ nhiều người bơm lời khiến giả tuyết bối rối thật sự nàng quay nhìn thất sắc cầu lại càng thêm gấp cuối cùng nàng quyết định nói ra không thả ra mồi ngon là đám này tuyệt đối không chịu ra sức mọi người thấy thất sắc cầu sao nó đang thai ngén sinh mệnh nhưng phải có thêm hỏa và thổ thuộc tính nếu không nó sẽ chết yểu ồ thì ra là vậy một tên học huynh giả ngạc nhiên vội cắt đứt lời giả tuyết chỉ cần nghe vài chữ là hắn đã hiểu chuyện gì sinh mệnh này có thể là siêu cấp đạo chủng hắn sợ giả tuyết nói hết tất cả đều biết thì không tốt chuyện này biết càng ít càng tốt nếu giả tuyết mùi đã nói như vậy vậy chúng ta cùng giúp mùi ấy một tay đi một tên khác hiểu ra nói ngoài mặt là giúp đỡ nhưng tới lúc tranh đoạt vậy thì phải xem thực lực mỗi bên rồi giả tuyết mới nhất giựt không phải uy hiếp lớn nhất nàng nói ra thông tin này là nàng giá trị lớn nhất, sau đó đã không còn chuyện của nàng. Tất cả xuất ra đồ vật. dạ tuyết cũng bóp nát mấy món đồ. Hỏa thuộc tính và thổ thuộc tính xuất hiện, nhanh chóng bị thất sắc cầu cảm ứng, nó chính là đang cần hai loại này. Nó lập tức hút lấy. Khi hỏa và thổ thuộc tính xông tới chỗ thất sắc cầu liền bị một bức màn hắc khí chặn lại, phần lớn đều bị tiêu hủy, chỉ một chút mạnh mẽ mới có thể xông qua thất sắc cầu hấp thụ được hai thuộc tính này quan hoàng mới sáng lên một chút chậm lại quá trình phân rã nhưng mà như vậy vẫn là chưa đủ mọi người cố lên có cái gì bảo vật đều lấy ra đi thứ này mà sinh ra còn quý hơn bảo vật của các ngươi gấp ngàn lần bọn họ ý thức được thất sắc cầu tuyệt đối giá trị liên thành nên ra tay cũng mạnh hơn giả dạ tuyết trong mắt thì ra đám này còn giấu nhiều như vậy trước đó còn nói giúp nàng hết mình tất cả đều dối trá nàng cảm giác mình còn quá non để tứ cực đạo chủng ra đời mọi người đích xác bỏ ra vốn gốc nhất là già dạ tuyết nàng thế nhưng ném ra một đống bảo vật nàng hối hận nếu như biết trước chuyện này nàng đã xin sư tôn nhiều hơn có tên dùng thuật pháp bắn lửa có tên kích hoạt minh văn có tên sử dụng pháp khí với ý định nhanh chóng bổ sung hỏa và thổ thuộc tính cho thất sắc cầu nhưng đều bị màn đen ăn mòn chặn lại học huynh khối dị thạch của chúng ta, Giang Hy nhỏ giọng nói với học huynh bên cạnh. Tên này suy nghĩ một thoáng, cuối cùng lấy ra khối dị thạch, dù rất tiếc nhưng muốn câu cá lớn phải thả mồi ngon. Đã có quyết định vậy thì không chần chừ nữa, hắn cầm khối đá ném vào thất sắc câu. Đây là khối dị thạch mà bọn họ liều cả tính mạng mới có được, trước đó Tôn Kỳ cứu bọn họ đòi xem một cái, bọn họ cũng không cho. Bây giờ vì đạo chủng, bọn họ quyết đoán bỏ ra khối đá chạm vào màn đen liền phân giải, lớp vỏ ngoài tách ra, một cổ nồng đậm thổ thuộc tính thoát ra. Thất sắc cầu tham lam hấp thụ lấy, nó trở nên sinh động, sáng chói. Mọi người vui mừng, có hy vọng. Còn nữa không? Ném ra hết đi, một tên hét. Bọn Giang Hy cười khổ, kỳ thạch như vậy lấy đâu ra nhiều, có phải có đâu, vì một khối này bọn họ thế nhưng ngay cả cự tử cũng đắc tội. Bọn ta chỉ có một khối này, bọn Giang Hy cười khổ nói nếu không xuất lực, tí nữa cũng đừng có tranh, một tên tam dực lạnh lùng trách móc. Bọn Giang Hy giận dữ chỉ biết nghiến răng, bọn hắn bỏ ra thế nhưng là nhiều nhất lúc này, đây là muốn gạt bỏ bọn hắn ra khỏi tranh đoạt. Tôn Kỳ đứng trên một mỏm băng lạnh lùng quan sát, hỏi. Hỏa hỏa, ngươi thấy sao? Ta và Tiểu Thạch có thể giúp nó bổ sung năng lượng. Hỏa hỏa tự tin nói. Bản thân nó không cần nói, Tiểu Thạch cũng không phải bình thường xuất sinh, bởi vậy bọn nó dư sức giúp Tứ Cực Đạo Thạch ra đời. Ta không hỏi cái đấy." Tôn Kỳ lạnh nhạt. "Ta muốn biết sau khi giúp nó ra đời, chúng ta có đoạt được nó. Ta không muốn làm áo cưới cho người khác." "Cái đó không phải đơn giản sao?" Hỏa Hỏa biểu môi, nhún vai. "Ồ, ngươi có cách." Tôn Kỳ vui mừng. "Không có cách. Chủ ý xấu xưa nay đều không phải ngươi đưa ra sao? Ngươi hỏi ta có phải là ngốc rồi không?" không có cách còn dám mạnh miệng tôn kỳ khinh thường mắng nhưng mà ta cho ngươi một cái gợi ý nói ta giúp nó khai sinh có thể dẫn dắt nó hỏa hỏa tự tin nói tôn kỳ ánh mắt tỏa sáng nếu như vậy thì cơ hội đoạt được đạo chủng tăng thêm mấy phần thời gian trôi qua cực quan mỏng dần cơ hội tứ cực đạo chủng ra đời cũng theo đó trôi đi dạ tuyết gấp muốn chết ở đây không ai mong tứ cực đạo chủng như nàng bọn kia chỉ biết cực phẩm đạo chủng sẽ ra đời, còn cực phẩm đến mức nào thì bọn họ không biết. Giả dạ, tuyết biết nên càng sốt ruột. Một lũ vô dụng, đúng lúc này có tiếng mắng. Mọi người quay đầu, thấy một vị thiếu niên đứng tại thương khung bể nghệ kiêu ngạo, không coi ai ra gì, mắt không liếc xuống lấy một cái, vẫn dán tại thất sắc cầu. Ngươi là ai mà, một tên tam dực thấy tên này chỉ nhất dực định mở miệng mắng nhưng nhìn kỹ lại thì nuốt lại vào bụng. Cự tử, hắn bây giờ chỉ nhất giựt nhưng trên danh nghĩa hắn đứng trên tất cả học viên được chính nhà công nhận mở miệng mắng chửi sẽ bị trách phạt vô lễ cự tử người cũng đến góp vui sao một tên cười cười nói không quá coi trọng cự tử người đến thì tốt quá chỉ có người mới có thể giúp chủng này xuất sinh một tên khác nói ngoài mặt là khen nhưng bên trong dụng ý khó dò các ngươi không cần khích ta ta khinh thường tôn kỳ lạnh lùng nói không thèm nhìn bọn họ một cái đạo chủng này thuộc về ta các ngươi có thể lui cự tử không thể nói như vậy bọn ta thế nhưng cũng bỏ ra rất nhiều một tên không phục nói bỏ ra mấy thứ rác rưởi cũng muốn chia phần nếu các ngươi bỏ ra nhiều như lời các ngươi nói vậy thì đạo chủng đã sớm xuất sinh tôn kỳ miệng lưỡi sắc bén khiến đám này câm nín Dạ tuyết tròn mắt nàng lần đầu cảm thấy phục hắn tên này thế nhưng miệng lưỡi chưa từng thua ai Nàng thiếu khuyết chính là điểm này Một thoáng im lặng Cự tử cứ làm được đi rồi hẳn khinh thường bọn ta Một tên bẻ sang chuyện khác Bọn hắn muốn Tôn Kỳ ra tay Nếu thành công vậy thì cũng không do Tôn Kỳ quyết định Nếu thất bại vậy thì trước đó cùng ngôn Bọn hắn trả lại gấp bội Hư Ta đã cho các ngươi cơ hội lui Nếu sau đó bị giết vậy thì cũng đừng trách ta Tôn Kỳ cười nhạt Muốn lợi dụng ta Vậy thì chờ cái chết đến đón đi tôn kỳ không nói thêm lời nào một bước đạp không tám vòng chuyển luân từng cái dân lên trong đó bảy cái cháy hừng hừng một cái trầm trọng cứng rắn tất cả trố mắt ngạc nhiên bảy cái hỏa chủng một cái thạch chủng tổng cộng tám cái đạo chủng đây là chuyện cực kỳ dọa người tôn kỳ mới thành nhất dực có bao lâu đâu vậy mà đã săn được tám cái đạo chủng đây không chỉ đơn giản là thực lực trí tuệ mà còn liên quan đến khí vận cự tử đúng là cự tử không bao giờ có thể dùng lẽ thường phán xét. Mấy tên tam dực, nhị dực nhìn mà ghen tị, bọn chúng vất vả bao nhiêu năm mà cũng chỉ có hai ba cái đạo chủng, mà toàn là đạo chủng nuôi, đạo chủng tự nhiên có thể ngộ không thể cầu. Tôn Kỳ đưa tay, thạch thuộc tính và hỏa thuộc tính từ chuyển luân truyền đến tay, bắn xuyên qua màn đen, trực tiếp đổ vào thất sắc cầu. Hỏa thuộc tính này tất nhiên không phải từ bảy hỏa chủng mà hắn thu phục, đây là của hỏa hỏa dùng bảy hỏa chủng làm ngụy trang thất sắc cầu nhảy lên vui mừng, điên cuồng hấp thụ, những tiếng nổ lách tách không ngừng. Mọi người hồi hộp hy vọng, cự tử đúng là không nói ngoa, hắn có thể làm được. Khi tất cả đã đủ, thời cơ đã đến, thất sắc cầu cháy lên sinh mệnh chi hỏa, tất cả co rút vào một điểm. Một tiếng nổ vang, một tiểu sinh linh ra đời, ánh sáng muôn màu soi chiếu thiên địa. Tứ cực đạo chúng sinh. Cự tử ngươi là rất tốt, một tên cười lớn, mở ra tam dực lực lượng bành trướng cự tử ở đây nguy hiểm ngươi lui trước đi một tên khác cũng không kém cạnh không còn chuyện của ngươi nữa một tên khác không khách sáo nói trong mắt hắn cự tử cũng không là cái gì một tên ngu ngốc làm công không lương mà thôi tôn kỳ nhìn bọn chúng với ánh mắt lạnh nhạt người ngu đời nào cũng có giả dạ tuyết cũng muốn tiến lên tranh đoạn nàng thế nhưng có thủ đoạn nhưng khi thấy tôn kỳ vẫn bình chân tại chỗ nàng hay là nhìn xuống tên này tham lam, âm hiểm, tiểu nhân, bị ổi, hắn sẽ không làm việc không công, chỉ sợ hắn có kế hoạch khác. Nàng cứ ngồi chờ xem. Đám thần tộc tham lam xông lên, nhưng mà bọn chúng quên mất, chủ nơi đây không phải là bọn chúng mà là yêu thú. Gào. Một con hổ tuyết trăng dài nhảy lên táp lấy một tên thần tộc. Tên này đau đớn hét lên, nhưng mà không ai cứu hắn vì tất cả cũng đang bị yêu thú tấn công đám yêu thú vốn đang đánh nhau điên cuồng đồng loạt quay ra tấn công thần tộc. Khặt, khặt, một lũ có cánh ngu ngốc. Ai, một tên tam dực hét lên. Ha, ha, các ngươi hỏi ta là ai? Xem cho kỹ đây. Theo tiếng nói, tất cả nhìn lên, thì ra là băng chù y thú. Không phải nhìn lên đây này. Mọi người trố mắt nhìn, thì ra không phải con băng chù y thú nói, mà là một con sâu nhỏ ở trên đầu băng chù y thú, Thật ra con sâu này không nhỏ, tương đương kích thước một con chó nhưng do băng chủ y thú quá lớn khiến nó trở nên vô cùng nhỏ bé. Một con sâu, một tên nhíu mày nghi ngờ. "Sau cái đầu ngươi, ta là Vạn Thiên Băng Tầm, là cao quý chủng tộc con sâu mắng. Ngươi là cái gì cũng mặc kệ, nhanh giao ra đạo chủng rồi kêu tất cả yêu thú cút xéo. Nơi đây là thần giới, tất cả do bọn ta quản." Một tên thần tộc lớn tiếng đe dọa. "Ha, ha." trước mặt bổn hoàng còn dám như vậy to tiếng hôm nay các ngươi một người cũng không đi được vạn thiên băng tầm cười lớn nghe con tầm này xưng bổn hoàng đám thần tộc biết mình gặp phải hoàng trong bầy yêu nhưng chuyện này không thể nào mấy trăm năm trước bầy yêu làm loạn thần tộc đã tiến hành thanh trừ yêu thú không lý nào còn sót lại khả năng lớn là trong mấy trăm năm nay thành hoàng ngươi thật to gan quên mất nơi này là thần giới sao các ngươi làm bọn ta tổn thương một sợi lông. Thần tộc sẽ diệt sạch các ngươi. Khặt, khặt, vậy thì phải bắt được ta mới nói. Ta sau khi nuốt cực quan tinh hoa này, thực lực sẽ càng thêm cường đại, ta cũng không sợ đám các ngươi nữa, các ngươi đến bao nhiêu ta giết bấy nhiêu. Đám thần tộc cười khổ, con sâu này chắc là không biết thần tộc cường đại đến mức nào, đừng nói là nuốt một cái tinh hoa, cho dù có nuốt trăm cái cũng không thể so với thần tộc. Nhưng mà nói ra những thứ này nó cũng không tin, ít ngồi đáy giếng. Nói cũng vô dụng. Bọn hắn chỉ có thể âm thầm phát tín hiệu cầu cứu, chạy trốn kéo dài thời gian, là kế hoạch tốt nhất lúc này. Tất cả yêu thú đều là ngươi điều khiển, một tên hỏi câu giờ. Đúng vậy. Có phải diễn rất hay đúng không? Cũng phải cảm ơn các ngươi đã giúp ta luyện cực quan tinh hoa thành sinh mệnh. Vạn thiên băng tầm đắc ý để thưởng cho các ngươi. Ta sẽ biến các ngươi thành băng điêu, vĩnh viễn nằm lại nơi này. Nó sau đó ra lệnh cho bầy yêu tấn công, còn nó thì phun ra vô vàng sợi tơ bắt lấy tứ cực đạo chủng. Đây có lẽ là một chút may mắn với đám thần tộc, vạn thiên băng tầm mà ra tay một chút cơ hội thoát cũng không có, nhưng mà bọn chúng vẫn nhanh chóng lâm vào khổ sở. Tôn Kỳ đứng ngoài cùng nên tạm thời chưa sao, thấy cảnh này hắn không ngạc nhiên, yêu thú đã có linh trí, yêu hoàng càng là thông minh, nghĩ được kế hoạch này cũng là bình thường hắn sớm đã phát hiện được khí tức yêu hoàng, con tầm này sao có thể qua mắt được hắn. Tôn Kỳ nhìn tất cả lạnh nhạt, quay đầu bỏ đi. Cự tử, cứu với. Giang Hy trong cơn khổ chiến kêu cứu. Ta đã cứu các ngươi một lần, các ngươi đối xử với ta thế nào? Bây giờ còn muốn ta cứu? Tôn Kỳ lạnh nhạt. Giang Hy không lời phản bác, nàng tuyệt vọng. Các ngươi không ai có thể thoát được. Vạn thiên băng tầm lên tiếng. Nếu ngươi có gan thì cứ đuổi theo Tôn Kỳ khinh thường Thủ đoạn của hắn nhiều lắm Một con băng tầm mà thôi Thành hoàng mới được bao lâu Cũng dám hống hách Phải Các ngươi đuổi theo hắn đi Hắn là cự tự của bọn ta Trên người hắn có rất nhiều thứ quý giá Một tên tam dực hét lớn Tôn Kỳ liếc nhìn hắn Lạnh lùng phán Ngươi nếu không chết Trở về ta bảo đảm ngươi sẽ bị trọng phạt Tên này nghe mà tái xanh mặt thần tộc ghét nhất là bán đứng đồng đội tội này mà kết hình phạt sẽ rất nặng hắn liền chống chế ngươi là cự tử lại thấy chết không cứu ngươi càng là bị trọng phạt cứu không phải trước đó ta đã nói các ngươi lui ra rồi sao có ai nghe ta không các ngươi không phải cho rằng tam giật mạnh lắm sao ta mới nhất giật làm sao cứu được tam giật các ngươi kết tội ta buồn cười ta là cự tử pháp gia ngươi muốn nói luật với ta sao Tôn Kỳ cười lạnh. Tên này lòng như trâu ngồi, còn có thể nói gì? Tôn Kỳ bước đi, có một bầy yêu đuổi theo hắn. Giả dạ tuyết cũng âm thầm theo đuôi, nhờ đứng ngoài quan sát, nàng bây giờ có thể dễ dàng thoát thân, không như đám kia khốn đốn. Vạn thiên băng tầm không để tâm đám thần tộc, để đám tay chân xử lý là được, quan trọng với nó lúc này chính là tứ cực đạo chủng. Vô vàng sợi tơ của nó bệnh thành thiên võng chụp lấy tứ cực đạo chủng tứ cực đạo chủng mới sinh nhưng bản năng sống nhạy cảm gặp sợi tơ bay tới liền chạy trốn nhưng do linh trí thấp nó dễ dàng bị thiên võng bao vây thiên võng siết chặt nó bị bắt chỉ là chuyện sớm muộn tứ cực đạo chủng theo bản năng há miệng phun lửa đốt thủng thiên võng một lỗ vạn thiên băng tầm ngạc nhiên tơ của nó không phải bình thường tơ vậy mà bị đốt cháy nó sau đó càng vui mừng tứ cực đạo chủng càng mạnh nó nuốt xong sẽ càng tốt tứ cực đạo chủng còn ngu ngơ chỉ biết chạy loạn, sớm hay muộn cũng bị bắt lấy. Tôn Kỳ bay được một quãng thì dừng lại, lẩm bẩm. Chỗ này được rồi. Dạ Tuyết cũng dừng lại cách đó một quãng, núp sau tảng đá. Đuổi theo Tôn Kỳ có 10 con phi thú, một con cấp 4, còn lại cấp 1 đến cấp 3 có đủ, lực lượng này đủ bắt lại Tôn Kỳ. Nàng cũng muốn xem Tôn Kỳ có chiêu gì đối phó với bọn chúng. Tôn Kỳ quay đầu, mở miệng nói tiếng thú. Con đầu đàn ngạc nhiên, Bọn hắn sau đó trao đổi, đại ý là Tôn Kỳ thuyết phục bọn chúng rằng hắn chính là nội gián mà Vạn Thiên Băng tầm gài vào thần tộc, nếu không thì làm sao Vạn Thiên Băng tầm lại có thể thuận lợi lấy được đạo chủng. Hắn còn nói rõ các loại yêu thú sinh hoạt, tập tục mà không phải yêu thú thì không biết được. Bọn yêu thú này thế nhưng vẫn còn nghi ngờ. Nếu các ngươi không tin, có thể kiểm tra tảng đá kia, đằng sau núp một tên thần tộc. Tôn Kỳ Di Họa Bọn yêu thú nhìn nhau, Bay đến kiểm tra. Giả dạ Tuyết núp sau tảng đá nghi ngờ vì sao bọn họ không đánh nhau. Tôn Kỳ đang cùng bầy thú nói cái gì? Sau đó, thấy Tôn Kỳ chỉ tay, bầy thú chầm chầm nhìn về phía nàng. Giả dạ Tuyết giật thót mình, hình như bọn chúng đang đến đây. Nhưng sao có thể, nàng có bảo vật ẩn giấu khí tức. Có phải chỉ là tình cờ? Không. Không phải tình cờ, bọn chúng đúng là nhắm đến nàng. Bầy thú đang tỏa ra tạo thành thế bao vây bị động phòng thủ, chi bằng xuất chiêu đón địch. Dạ tuyết hét lên, phóng ra khỏi tảng đá, ném về phía con yêu thú cấp 4 một tấm minh văn, ném ra mấy bộ pháp bảo vào đám còn lại. Oanh, 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 liên tục những tiếng nổ vang, bầy yêu thú tan tác. Tôn kỳ lại gần chẹp lưỡi tiếc núi, toàn bảo vật tốt, đúng là nhà giàu có khác. Khói bụi tan đi, dạ tuyết thở dốc, nàng vừa trải qua căng thẳng tinh thần tột độ. Nhìn bầy thú tan sát rơi xuống, nàng mới có thể thả lỏng. Lần này mất hơi nhiều minh văn nhưng xứng đáng. Bột, bột. Tôn Kỳ vỗ tay. Là ngươi dẫn dụ bọn nó đến đây. giả dạ tuyết căm hận nhìn hắn. Tiểu tuyết tuyết, sao ngươi có thể nói như vậy, sư thúc vô tội. Ngươi và bọn nó vừa rồi trao đổi, còn dám chối. Bọn ta chỉ bàn chuyện nhân sinh cuộc sống thôi. Ngươi bị lộ là do tự ngươi bất cẩn. Hừ. giả dạ tuyết chỉ biết hừ lạnh, canh miệng lưỡi với tên này là không thể nào thắng được nàng đổi chủ đề ngươi có phải đã bắt được đạo chủng có bắt được tám cái tôn kỳ gật đầu nhận ta không nói cái đó ta nói là đạo chủng từ thất sắc cầu không có tôn kỳ nhún vai ngươi đừng có chối nếu không nắm chắc ngươi sẽ không xuất hiện giúp đạo chủng xuất sinh thì tại ta có đức hiếu sinh được không không Ngươi đâu phải lại người tốt đấy. Vậy chứ ngươi nghĩ ta là loại người nào? Vô sĩ, bị ổi, tự tư tự lợi, mặt dày, đê tiện. Dừng. Ngươi có thể nói xấu sư thúc của mình như vậy sao? Có thể, một trăm lần có thể. Dạ tuyết nét mặt nghiêm túc, tôn kỳ bó tay rồi, chỉ có thể cười khổ. Hắn phất tay lấy ra một bộ bàn ghế, ngồi xuống, đun nước, sau đó tự rót cho mình một chén nước, nhầm nhi thưởng thức, nói ngươi cũng ngồi xuống đi. Giả dạ, tuyết không nói gì ngồi xuống. Tôn kỳ ngạc nhiên. Ngươi không nóng vội sao? Không. Ngươi không vội ta không vội. Chỉ cần bắt lấy ngươi, ta tin sẽ có được đạo chủng. Giả dạ, tuyết thành thật đáp. Ngươi tin ta như vậy. Ta tin vào mắt nhìn người của mình. Người như ngươi chắc chắn không bao giờ chịu thiệt. Tôn Kỳ không biết nói gì, nhấp ngụm nước cho đỡ thẹn. Một lúc sau, vút vút mấy bóng người bay tới. Dạ tuyết vẫn tay, một người hạ xuống, những người khác tiếp tục bay đi. Tôn Kỳ mỉm cười, hắn chính là đang chờ thần tộc cứu viện đến. Tuyết nhi, con không sao chứ, người lên tiếng chính là băng tuyết nữ thần. Đây chính là nhóm thần tộc đến cứu viện bọn họ, chính xác là một nhóm thần đạo gia. Thần đạo gia vì muốn gây dựng danh tiếng, thời gian này đích xác tích cực làm việc. Tuyết nhi không sao. Dạ tuyết trả lời bắt được không băng tuyết nữ thần nhỏ giọng hỏi trước khi đi dạ tuyết đã nói chuyện này với nàng dạ tuyết lắc đầu rồi lại gật đầu băng tuyết nhíu mày không hiểu dạ tuyết nhỏ giọng bây giờ chưa tới tay nhưng vẫn trong tầm kiểm soát được rồi chúng ta đi thôi đúng lúc này tôn kỳ phủi áo đứng dậy đi đâu dạ tuyết hỏi thì đi xem bọn họ còn sống không tôn kỳ lạnh lùng nói Cùng lúc này, tứ cực đạo chủng đang chạy trong hoảng loạn, sợ hãi. Chợt có giọng nói vang vọng trong đầu. Muốn thoát thì nghe lời ta. Tứ cực đạo chủng cảm giác giọng nói này thân thiết đáng tin, nó lúc này vẫn chưa hiểu chuyện đời, chỉ dựa theo cảm giác làm việc. Nó liền gật đầu đồng ý. Thả lỏng cơ thể, tiếp nhận lực lượng của ta. Tứ cực đạo chủng ngoan ngoãn nghe lời. Đột nhiên một cổ hỏa đạo cực kỳ cường hoành tràn vào cơ thể, tứ cực đạo chủng gồng lên hét lớn cả người bốc cháy hừng hực vạn thiên băng tầm nhíu mày nó cảm giác có nguy hiểm không dám khinh thường nó há miệng phun ra băng tơ phải nhanh chóng bắt lấy đạo chủng băng tơ vô thiên cái địa bao trùng tới tứ cực đạo chủng phóng lên trời những sợi tơ chưa chạm vào người đã bị đốt cháy phá vỡ lưới tơ của nó vạn thiên băng tầm giật mình không tin được nó vội vàng phóng theo truy bắt không thể để đạo chủng trốn thoát nhưng mà nó suy nghĩ quá đơn giản rồi đạo chủng không có ý chạy khi vạn thiên băng tầm tiếp cận đạo chủng liền quay đầu ánh mắt hung ác không giống như một sinh linh mới ra đời đạo chủng tung nắm đấm vạn thiên băng tầm khinh thường đưa đầu ra đỡ oanh vạn thiên băng tầm bị bắn ngược lao xuống đất trên đầu cháy đen khóe miệng chảy máu chuyện gì thế này đột nhiên đạo chủng lại mạnh lên bất thường vượt qua mọi tính toán của nó nó lập tức phóng lên trời, tìm kiếm nhưng nào còn thấy bóng hình của đạo chủng. Nó tức đến nghiến răng, một chút chủ quan khiến cho miếng ăn dần lên tới miệng bị bay mất. Nó không tức giận sao được. Vạn thiên băng tầm trích lên, uy áp tràn lan, bầy thú quỳ gối phủ phục, đám thần tộc bị ép nằm bẹp thở không nổi. Tìm nó cho ta. Nếu không tìm được ta sẽ rút xương các ngươi. Vạn thiên băng tầm ra lệnh. Bầy thú lập tức tỏa đi khắp các hướng. Vạn thiên bằng cúi đầu nhìn đám thần tộc gằn từng chữ. Tất cả các ngươi đều phải chết. Đám thần tộc tuyệt vọng. Một tia cơ hội chạy trốn cũng không có. Vậy sao, đúng lúc này có tiếng nói vang lên, một vị trung niên thần tộc xuất hiện. Đám thần tộc nhìn thấy thì mừng như điên, được cứu rồi. Đây là Chung Sơn Thần, một vị phong thần hạng thật giá thật. Chung Sơn Thần xuất hiện, lập tức giải trừ áp chế của vạn thiên băng tầm, đám thần tộc nhau nhau đứng dậy, chạy về phía chung sơn thần. Vạn thiên băng tầm nhíu mày, cảm thấy đối thủ khó chơi, lực uy hiếp rất lớn nhưng nó vẫn mạnh miệng. Đến một tên chết thêm một tên. Con sâu nhỏ này, xem ra chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chung sơn thần lạnh nhạt, hắn đưa tay, xuất hiện một ngọn tiểu sơn, ném lên trời, ngọn tiểu sơn bành trướng che khuất bầu trời, trọng áp đè ép không gian. Vạn thiên băng tầm ngước nhìn mà toát mồ hôi, nó liệu có thể chống được? Chung Sơn Huynh, đừng giết nó, ngay lúc này, băng tuyết nữ thần xuất hiện, phía sau là giả tuyết và tôn kỳ. Ta đang cần dệt một bộ băng y, để nó cho ta. Chung Sơn thần nghĩ nghĩ một chút, rồi mỉm cười thu lại trọng Sơn. Vậy thì tặng lại cho muội. Vạn Thiên Băng tầm nghe bọn họ nói chuyện mà tức giận, đây cũng quá không coi tầm ra gì, coi nó là hàng hóa thích cho thì cho, thích bán thì bán sao nó chính là cao quý băng tầm làm sao có thể chịu được khuất nhục này vạn thiên băng tầm tức giận há miệng phun tơ tiết kiệm tơ đi đừng để lúc dệt áo cho ta lại thiếu lúc đó thì đừng trách băng tuyết nữ thần nhẹ nhàng điểm chỉ vạn thiên băng tầm thân thể đột nhiên đóng băng không thể cử động chỉ còn đôi mắt đảo trái phải chuyện này không thể nào nó sinh từ vùng băng giá ăn băng ngủ băng uống băng, không ngờ có một ngày nó bị băng phong. Nó tưởng băng thuật của mình đã rất lợi hại nhưng so với người trước mắt, nó quá nhỏ bé. Băng tuyết nữ thần phất tay, vàng thiên băng tầm nằm nhỏ gọn trong lòng bàn tay nàng. Nàng sau đó nhìn đám thần tộc, nói. Yêu thú băng nguyên gây loạn, ta ra nhiệm vụ tiêu diệt yêu thú, bình loạn băng nguyên. Nàng quay sang hỏi Trung Sơn Thần. Trung Sơn Huynh có ý kiến gì không? Không có. Cứ theo ý băng tuyết mùi, lấy danh nghĩa thần đạo gia ban bố nhiệm vụ. Trung Sơn thần mỉm cười. Đám thần tộc phía dưới vui mừng, đây có thể là cơ hội kiếm điểm cực tốt. Người ta nói không sai mà, gặp họa không chết, tất có phúc. Thưa tiền bối, học trò có chuyện muốn bẩm báo, lúc này một tên tam dực nhảy ra nói chuyện. Cứ nói. Trung Sơn thần tỏ ra thoải mái. Tên này lập tức chỉ tay tôn kỳ, nói học trò bạo gan vạch trần bách gia cự tử thẩm văn hắn có hai tội ác tày trời ồ nói nghe thử chung sơn thần cảm thấy hứng thú thẩm văn thân là bách gia cự tử thấy bảo vật thì muốn độc chiếm đây chính là bất nghĩa thấy đồng đội gặp nguy lại bỏ mặc một mình chạy trốn đây chính là bất nhân thẩm văn bất nhân bất nghĩa mọi người ở đây đều có thể làm chứng cho lời học trò mong tiền bối nhanh chóng bắt lại tra khảo Đám người đều gật đầu, bọn hắn ít nhiều đều hận Tôn Kỳ. Trung Sơn thần từ lâu đã chướng mắt Tôn Kỳ, nhất là từ sau vụ khiêu chiến thần đạo gia. Đây có thể là cơ hội tốt để bắt lấy Tôn Kỳ. Nhưng chưa chờ hắn lên tiếng thì Tôn Kỳ đã lên tiếng trước. "Ngươi chưa chết sao? Rất tốt. Có các tiền bối ở đây, ngươi đừng hồng xảo ngôn, tên Tam Dật này hừ lạnh nói." Tôn Kỳ nhìn hắn cười cười, chẳng thèm để ý Trung Sơn thần định lên tiếng. Tôn Kỳ chặn hồng. Tiền bối cẩn thận, nói ra rồi không nuốt lại được đâu. Đừng cho rằng phong thần thì không thể bị phạt. Tôn Kỳ hai câu khiến Trung Sơn cứng người, hắn nhớ lại ngày xưa, vì tên này mà tất cả phong thần đều bị phạt. Trung Sơn lập tức thay đổi thái độ, cười nói. Lời của ngươi, ta ghi nhận, nhưng chuyện phán xử, thưởng phạt thuộc về Pháp gia. Ngươi khi trở về có thể báo cáo với Pháp gia. Trung Sơn hắn không ngu vướng vào trắc trối này, mọi việc đẩy cho pháp gia. Tên tam dực này nghe xong lòng như trâu nguội, biết không thể làm gì được Tôn Kỳ, ngược lại bản thân còn có thể bị trọng phạt. Tôn Kỳ không nói lời nào, đạp bước bỏ đi. Hắn đi săn yêu thú. Dạ tuyết ngay lập tức bám theo. Băng tuyết nữ thần nhìn đám thần tộc hỏi. Đạo chúng thế nào? Một tên đứng ra thành thật đáp. Khả năng đã chạy mất con sâu này không bắt được đạo chủng sao không bắt được nên nó mới nổi điên với bọn học trò băng tuyết nữ thần liếc nhìn tiểu tầm ánh mắt khinh thường chán ghét như muốn nói đồ vô dụng vạn thiên băng tầm rơi nước mắt người ta thế nhưng cũng là bị hại chung sơn nghe vài câu nhưng đã đoán ra rất nhiều chuyện chỉ sợ băng tuyết nữ thần muốn băng tầm cũng vì đạo chủng kia xem ra đạo chủng này không tầm thường hắn lên tiếng hỏi đạo chúng kia đi hướng nào, các ngươi có biết? Đám học trò không biết, nhưng mà chắc chưa đi được xa. Trung Sơn thần phóng lên trời, thần ý tràn lan bao trùm thiên địa. Hắn không biết đạo chủng kia là thế nào nhưng hắn cảm giác đây có thể là thứ rất quan trọng. Băng tuyết nhìn hắn hừ lạnh. Các ngươi đi săn yêu thú đi, nàng cho giải tán bọn chúng. Bọn chúng chấp tay hành lễ rồi nhau nhào, nhào rút đi. Tôn Kỳ đưa tay rã băng một bức băng điêu. Ngươi đang làm gì? Dạ tuyết bên cạnh hỏi. Không thấy sao? Thu sát. Tôn kỳ trả lời. Không đi lấy đạo chủng sao? Ngươi hỏi gì kỳ vậy? Làm như ta giấu đạo chủng vậy. Tôn kỳ mệt mỏi, vốn định làm công việc thu sát, tiện thể mổ sẽ một chút nhưng dạ tuyết cứ lẻo đẻo theo hắn, chẳng làm được gì cả. Đi được một lúc, tôn kỳ thấy dưới chân là xác một con hải cẩu. Nhìn kìa. Cá sấu tôn kỳ đột nhiên chỉ trời nói hả dạ tuyết theo bản năng ngước nhìn đúng lúc này bụng con hải cẩu vỡ ra một điểm sáng chui vào trong mi tâm của hắn ngươi vừa làm cái gì dạ tuyết phát hiện bất thường liền hỏi không có tôn kỳ chối ngay không ngươi chắc chắn đã làm gì rồi đã nói không có mà có phải ngươi đã thu lấy đạo chủng ngươi nói gì cơ ta không hiểu Đúng. Ngươi đã thu lấy đạo chủng. Nhanh giao ra đây. Ta không có đạo chủng, mà có thì cũng không có nghĩa vụ đưa cho ngươi. Xoẹt. Dạ tuyết trút kiếm. Sao? Muốn cướp. Tôn kỳ lạnh lùng, sau lưng dân lên bảy vòng chuyển luân, lửa cháy hừng hực. Ngươi nghĩ kỹ chưa? Dạ tuyết ngưng trọng, không có nắm chắc phần thắng, mắt nàng đảo một vòng, nghĩ đến mẹ nàng. Ngươi thích thì cứ gọi. Tôn Kỳ đoán được ý của nàng, hắn giơ lên ấn ký hàng thuyên, nói bân quơ, lâu rồi không gặp thầy, thật là nhớ a. À. Dạ tuyết bất lực, đánh không lại, bối cảnh cũng không lại. Nàng đột nhiên trở nên dịu dàng. Ngươi có yêu cầu gì cứ nói. Yêu cầu gì cũng được sao? Tôn Kỳ liếm mép hỏi. Dạ tuyết thoáng suy nghĩ, sợ hắn yêu cầu quá đáng, liền sửa lại. Ngươi cứ nói, sư tôn ta sẽ không bạc đãi ngươi tôn kỳ biểu môi ngươi quên sư tôn của ngươi là sư tỷ của ta sư tôn của ta là sư tổ của ngươi giả dạ tuyết hết cách giận dỗi dậm chân vậy rốt cuộc ngươi muốn cái gì tuyết nhi gọi sư thúc đi giả dạ tuyết nghe yêu cầu của tôn kỳ mà giận run người nhưng vì đạo chủng nạn cắn răng chấp nhận sau một lúc tự gây mê bản thân nạn lý nhí cất tiếng sư thúc hả gì cơ Tôn Kỳ giỏng tai, giả bộ không nghe. Sư thúc. Được chưa? Giả dạ tuyết hét vào mặt hắn, khóe mắt long lanh. Tốt, tốt, tốt. Tôn Kỳ vỗ đầu nàng, cười sung sướng. Giả dạ tuyết hất tay, gằn giọng. Giao ra đây. Giao gì chứ? Tôn Kỳ làm vẻ ngạc nhiên. Ngươi muốn nuốt lời. Giả dạ tuyết nghiêm giọng. Ta cũng không nói ngươi gọi sư thúc ta sẽ giao cho ngươi vả lại ngươi gọi sư thúc là thiên kinh địa nghĩa còn cần phải điều kiện sao tôn kỳ nhún vai ngươi dám lừa ta dạ tuyết tức giận rút kiếm ta hôm nay nhất định phải giết ngươi tôn kỳ vừa chạy vừa la Bớ người ta giết người có người khi sư diệt thúc hai bọn họ chạy lòng vòng đám thần tộc nhìn thấy chỉ có lắc đầu tránh xa hai tiểu quái này tốt nhất không nên đụng vào mấy ngày sau bọn họ trở về lục đảo trùng thiên dạ tuyết vừa về tới thì đã có một nhóm người ra đón dẫn đầu là một vị thanh niên thư sinh nho nhã phong thái trát tuyệt nhìn thấy nàng hắn tiến lên lo lắng hỏi ta nghe nói băng nguyên xảy ra chuyện ta rất lo lắng thấy mùi an toàn trở về ta vui lắm mùi không sao dạ tuyết lạnh nhạt trả lời nếu không phải vì đang phải làm việc cho sư tôn ta đã ngay lập tức chạy tới chỗ mùi vị thanh niên này thở dài Tôn Kỳ thấy cảnh này thì đứng nép sang một bên, không cần thông minh cũng đoán ra lại một tên nữa muốn trồng hoa si. Tên này là Lý Tu, sư tôn của hắn là Vạn Pháp Chí Tôn, Điện Chủ Vạn Pháp Điện. Vạn Pháp Chí Tôn uy danh và quyền lực cực lớn, ông ấy khai sáng rất nhiều loại đạo Pháp, là người đóng góp nhiều nhất cho Vạn Pháp Điện. Ông ấy học thức uyên bác, tinh thông vạn đạo bởi vậy mới có danh xưng Vạn Pháp. Mọi người từng đặt Vạn Pháp và Hàng Thuyên nên cân đo, rất khó để nói ai giỏi hơn vậy nên thần tộc có lưu truyền câu nói trước hàng thuyên sau vạn pháp bởi vậy thân phận lý tu siêu nhân hắn có tư cách theo đuổi giả dạ tuyết nàng cũng không thể thẳng thừng từ chối hắn lý tu huyên thuyên khiến giả dạ tuyết khó chịu nàng chỉ ầm ừ cho qua chuyện chỉ mong nhanh kết thúc lý tu không để ý đến cảm xúc của giả dạ tuyết vẫn đang phô trương sự ưu việt của bản thân sau đó hắn phất tay thuộc hạ đưa lên một chiếc hộp Lý Tu tươi cười nói. Tuyết mùi không cần lo lắng, ta đã chuẩn bị cho mùi sẵn một cái tuyết chủng. Tôn Kỳ nhìn cái hộp này thì tròn mắt, hắn hiểu ra. Thì ra kẻ mua lại tuyết chủng chính là tên Lý Tu này. Lý Tu liếc mắt, để ý thấy cảm xúc của Tôn Kỳ, nhếch mép cười. Có vấn đề gì sao? Không có vấn đề. Tôn Kỳ nhún vai. Lý Tu cười khinh thường, mọi người có thể sợ Tôn Kỳ, ngại thân phận của hắn nhưng mà hắn thân phận cũng siêu nhiên, sư tôn của hắn so với hàng phu tử một chín một có thể nói là mỗi người một sắc, không phân hơn kém. Giả dạ, tuyết được tặng đồ thì từ chối khéo, nàng thế nhưng không thiếu tuyết chủng, nếu muốn nàng đã sớm có. Thứ nàng muốn là tứ cực đạo chủng. Một cái chủng nuôi cũng xứng với tuyết mùi sao? Người đánh giá mình quá cao, hay đánh giá tuyết mùi quá thấp, đúng lúc này đằng sau có tiếng nói vang lên. Mọi người quay nhìn, ngạc nhiên, kẻ lên tiếng không ngờ lại là nguyên sa hắn không phải theo lý bôn tướng quân lên chiến trường rèn luyện sao như để trả lời thắc mắc của mọi người nguyên sa lên tiếng ta trên chiến trường lập công được mấy ngày nghỉ phép vừa hay có món đồ tặng muội nguyên sa đơn giản vài câu lại khiến mọi người chấn động hắn mới lên chiến trường bao lâu vậy mà đã lập công nguyên sa đúng là không tầm thường nguyên sa ngươi cũng dám nói ta Đừng cho rằng ngươi là nhi tử của thần đạo gia chủ, kế thừa bắt ngạo tướng quân thì đã to. Sư tôn của ta thế nhưng là vạn pháp chí tôn. Lý Tu khinh miệt nói. Nguyên sa liếc hắn, lạnh nhạt nói. Ta dựa vào chính ta. Không như ngươi chỉ biết dựa vào sư tôn. Hừ. Lý Tu tức giận, một bước tiến lên, khí tức tràn lan, dựa trên khí tức có thể đoán hắn đã tam dực. Tất nhiên không phải bình thường tam dực. Mọi người đều nhao nhao bị ép lui, duy chỉ có giả tuyết, tôn kỳ và nguyên sa là vẫn đứng yên. Nhưng mọi người cũng không cho rằng ba bọn họ thực lực ngang nhau vì sức ép chủ yếu dồn lên nguyên sa. Nguyên sa bây giờ đã không phải là nguyên sa lúc trước, trải qua chiến trường rèn luyện, tầm mắt hắn mở rộng, đạo tâm thông thấu, ý chí kiên cường sắc bén. Lý tu cười nhạt không coi ra gì, nắm đấm liền bay ra, phá vỡ không khí. Đây là chấn không quyền, một trong những pháp mà vạn pháp chí tôn sáng tạo Oanh Không khí nổ bể Nắm đấm ngay sát mặt Nguyên Sa thì dừng lại Thổi bay tóc mái của hắn Nguyên Sa vẫn đứng tại chỗ Không sợ không hãi Không nháy mắt đến một cái Sau một thoáng tĩnh lặng Lý Tu thu đấm Cười cười Ngươi nên cảm ơn luật pháp Nó đã bảo vệ ngươi Ngươi cũng nên cảm ơn luật pháp Nó vừa bảo vệ ngươi Nguyên Sa trả lời Cường thế cứng trắng tôn kỳ khóe mắt nhảy lên lời này hình như là của ta mà các ngươi mượn dùng cải biến mà không xin phép gì cả lý tu cười cười thu lại khí thế hỏi ta muốn xem ngươi có đồ gì tặng cho tuyết mùi nguyên sa không để ý hắn đi đến trước mặt giả dạ tuyết nâng lên hộp gỗ ân cần nói tặng mùi ta không dám nhận giả dạ tuyết đẩy tay từ chối đừng từ chối vội xem đã nguyên sa mỉm cười mở ra hộp gỗ một cổ khí tức băng hàng lan tỏa mọi người ghé mắt xem ngạc nhiên là một cái băng chủng đang ngủ say đây là băng chủng ta bắt được trên chiến trường tặng mùi mọi người nghe lời này thì biết đây chính là băng chủng tự nhiên so với băng chủng nuôi của lý tu thì đúng là quý giá hơn trăm lần đồ ai cao ai thấp đã được chứng minh lý tu bực bội ra mặt ta không dám nhận dạ tuyết vẫn từ chối nghĩ do nàng ngại nguyên sa thêm lời cũng không có gì quý giá mùi đừng từ chối đây là ta bắt được nghĩ bản thân không dùng nhớ đến mùi tu luyện băng đạo liền bảo kiếm tặng anh hùng đa tạ nhưng ta không thể nhận được giả dạ tuyết từ chối từ khi biết đến tứ cực đạo chủng nàng chẳng còn tâm trí nào nghĩ đến thứ khác nhất là tứ cực đạo chủng lại đang rất gần tay các bên cứ như thế vùng văng tôn kỳ cảm thấy hết vui hắn bỏ đi dạ tuyết thấy hắn đi vội chạy theo lớn tiếng sư thúc đợi chút lý tu và nguyên sa ánh mắt sắc bén đây là bị từ chối rồi đã thế nàng còn chạy theo một tên không ra gì dạ tuyết đây là muốn di họa cho tôn kỳ tôn kỳ quay đầu tròn mắt từ bao giờ lại ngoan như vậy nhưng khi thấy ánh mắt mọi người hắn biết không ổn chạy mau ta có chuyện quan trọng phải đi trước sư thúc khoan đã Tuyết Nhi tu luyện có chỗ không hiểu cần sư thúc giải đáp, mời sư thúc đến đệ lục đảo. Dạ Tuyết bám theo không buông. Hỏi sư phụ ngươi đi, cái này ta kém. Tôn Kỳ toát mồ hôi, ngươi xưng hô như vậy mà muốn ta chết đây mà. Sư tổ đã dạy, học không bằng hành, chỉ có sư thúc mới có thể cùng Tuyết Nhi qua chiêu, sư phụ không thể. Không đi. Tôn Kỳ dứt khoát, đi là chết. Dạ Tuyết lúc này đã sánh vai, nói nhỏ. Ngươi không đi, ta, hôn ngươi. Tôn Kỳ trợn mắt, rùng mình, nàng còn có chiêu này, đây là muốn hắn bị đám kia vạn đau bầm thay sao? Ngươi từ bao giờ mặc dày như vậy? Không phải đều do ngươi sao? Dù sao cũng không phải lần đầu. Dạ tuyết nói đến đây mặt hơi đỏ. Được, đi thì đi. Tôn Kỳ bó tay rồi. Hai bọn họ bay lên để lục đảo trùng thiên trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Lý Tu hừ lạnh quay đầu bỏ đi. Nguyên Sa không cảm xúc, nhưng trong lòng như sóng đánh vỡ bờ. Trên đệ lục đảo, hai bọn họ vừa đặt chân liền được triệu kiến vào trong. Thế nào? Thanh Thiên nhìn dạ tuyết hỏi, cảm giác không ổn lắm, vì nếu ổn đã không cần dẫn tên này đến đây. Dạ tuyết lược sơ sự việc. Ngươi đã đánh ấn ký lên chưa? Thanh Thiên hỏi, nàng thế nhưng không hỏi hắn có hay không, vì nàng tin chắc hắn đang giữ đơn giản vì khí vận của giả dạ tuyết đang hưng thịnh nhưng không thể bắt được chứng tỏ có kẻ khí vận còn hưng thịnh hơn mà người đó chỉ có thể là tôn kỳ nàng ghét tôn kỳ là không sai nhưng nàng sẽ không nghi ngờ ánh mắt của thầy chưa tôn kỳ thành thật thanh thiên thở ra nhẹ nhõm giả dạ tuyết siết chặt tay quả nhiên đúng như nàng đoán ta muốn mua lại ngươi ra giá đi thanh thiên thẳng thắn nàng không quan tâm tôn kỳ vì sao có được là học trò của thầy, mỗi người đều có siêu phàm thủ đoạn. Sư tỷ, cái này quý giá, ta cũng cần. Tôn Kỳ làm ra vẻ khổ sở nói. Thanh Thiên thuyết phục. Người đã có mấy cái đạo chủng, thêm tứ cực đạo chủng sẽ tăng thêm gánh nặng lên tinh thần và chuyển luân, có thể dẫn đến sụp đổ, nếu ngươi không ngại thì. Không ngại. Tôn Kỳ dứt khoát từ chối. Hả? Sư đệ không ngại. Sư tỷ yên tâm, để hoàn toàn không ngại điểm tài nguyên công pháp vũ khí ta dư thừa Người có thể tùy ý ra điều kiện mấy cái đấy để có thể kiếm được còn tứ cực đạo chủng không gì có thể so sánh thanh thiên gầm gừ lấy ra một khối ấn ký nói với sư phụ nói nhỏ nhưng không nhỏ thầy con có thể bẻ cổ hắn sao thầy yên tâm con sẽ chữa trị cho hắn đảm bảo không chết tôn kỳ sờ lên cổ hồng khó khăn nuốt xuống một ngụm nước miếng đừng có trêu sư đệ ngươi, bên kia hàng thuyên cười nói. Tôn Kỳ thở phào, cũng may là hàng thuyên không đồng ý. Thanh Thiên nhìn Tôn Kỳ, hỏi. Ngươi có giao ra không? Ta rất hay mất bình tĩnh, nếu như trong lúc mất bình tĩnh làm ra những chuyện không hay, vậy thì xin lỗi ngươi rồi. Nhưng ngươi yên tâm, đảm bảo không chết, nhưng sống tiếp thế nào thì ta không đảm bảo được. Tôn Kỳ cười khang, hắn còn có thể nói không được sao? Sư tỷ, nếu vậy để xin một cái đạo chủng khác. Thanh thiên nghe vậy thì cười tươi, dạ tuyết thở phào. Đừng nói một cái, mười cái cũng được, ta có mấy cái song thuộc tính cũng có thể cho ngươi. Sư đệ chỉ cần một cái là được. Tôn kỳ cười nói. Hắn đưa tay ra, thanh thiên không ngần ngại vỗ, coi như thỏa thuận được lập. Nhanh cho ta xem. Thanh thiên hối thúc. Tôn kỳ một vòng chuyển luân dân lên, trong đó đang ngủ say một cái tiểu gia hỏa. Phốc, tôn kỳ chưa kịp phản ứng thì tứ cực đạo chủng đã nằm trong tay thanh thiên nâng niu trong tay ánh mắt nàng sáng tỏ tứ cực đạo chủng đúng là tứ cực đạo chủng tôn kỳ mỉm cười nếu sư tỷ đã xác nhận vậy thì đồ của đệ người đâu dẫn hắn vào kho tùy hắn lựa chọn thanh thiên phất tay muốn đuổi sớm tên này sư tỷ thứ này không có ở trong kho tôn kỳ đáp thanh thiên nhíu mày cảm giác không ổn đạo chủng đệ muốn là nhân chủng tôn kỳ trịnh trọng nói nhân chủng không có thứ này thanh thiên ngay lập tức kết luận nàng đã sống bao lâu kiến thức là cỡ nào phong phú nói không có tức là không có để biết biết còn đòi muốn làm khó ta phải không không có thì không phải có thể tạo sao tôn kỳ mỉm cười ngươi có biết tạo ra một chủng là cỡ nào khó khăn nhất là một chủng chưa từng biết tới. Thanh Thiên nghiêm trọng nói. Để biết, nên mới nhờ đến sư tỷ. Trên đời này để nhờ được, chỉ có sư tỷ. Khỏi nịnh. Việc này quá khó. Khó đến không tưởng. Thanh Thiên vẫn là lắc đầu. Nhưng chúng ta đã lập ước. Thanh Thiên lúc này nhìn xuống tứ cực đạo chủng, cảm thấy có hơi nặng tay. Ngươi ngay từ đầu đã nhắm vào ta. Không có nếu sư tỷ không muốn, chúng ta coi như không có giao ước này. Tôn Kỳ đưa tay chụp lấy tứ cực đạo chủng, nhưng thứ hắn chụp được chỉ có không khí. Thanh thiên hừ lạnh, vật đã trong tay há có thể để vụt mất. dạ tuyết cũng vô cùng căng thẳng. Thanh thiên hít một hơi sâu, nói. Được, ta hết sức giúp ngươi nhưng không đảm bảo tuyệt đối thành công. Ngươi nên biết một chủng sinh ra là cỡ nào khó khăn. Tôn Kỳ gật đầu cười tươi. Có lời này của tỷ, để yên tâm. Tên láo cá. Thanh thiên mắng. Tôn kỳ ngập ngừng một chút, nói. Để xin sư tỷ thêm ít điểm, công pháp, tài nguyên. Không phải ngươi nói chỉ có nhân chủng. Thì không phải sư tỷ nói, sư tỷ dư thừa mấy thứ kia sao? Dư thì cho đệ chút có sao, đệ thế nhưng rất thiếu thốn. Thanh thiên lấy ra khối ấn ký, hỏi. Thầy, thật sự không thể giết hắn sao? Bẻ tay, bẻ chân cũng được. Bình tĩnh trở lại, Thanh Thiên hỏi: "Trong miệng ngươi nhân chủng là cái gì?" Sư Tỷ chắc cũng biết để tu luyện nguyện lực, có thể hấp thụ ý chí nhân tộc tạo thành tuyệt chiêu. Thời gian này để liền suy nghĩ nâng cấp việc hấp thụ ý chí lên một tầng cao mới. Nhân chủng có thể chính là câu trả lời. Tôn Kỳ nói ra suy nghĩ: "Ngươi nên biết chủng chính là từ đạo mà sinh. Ngươi muốn tạo nhân chủng, thế nhưng lại không có nhân đạo." Tôn Kỳ gật đầu, nhưng để có nhân tộc ý chí vô cùng bất tận, để muốn dùng thứ này thay đại đạo, mô phỏng lại quá trình tạo chủng. Vẫn quá khó. Không nói nhân tộc ý chí có thể hay không thay cho đại đạo, cho dù có thể thì quá trình tạo chủng vẫn vô cùng khó đoán. Tôn Kỳ trầm mặt, hắn biết cái này khó, rất khó. Vậy ngươi đã chuẩn bị được những gì rồi? Thanh Thiên hỏi. Tôn Kỳ nhún vai, thản nhiên nói. Nhân tộc ý chí. Và chỉ có thứ này Hừ Thanh thiên tức giận Đây là có cũng như không Tên này lại muốn tay không bắt giặc Người đây là muốn ta bỏ ra hết Sư tỷ thông minh Tôn kỳ giơ ngón tay cái Thông minh cái đầu ngươi Thanh thiên gõ đầu hắn Tôn kỳ ông đầu rơi nước mắt Thanh thiên hít một hơi sâu Bình tĩnh lại, nói Việc này khó nhưng mà có thể thử một lần Tôn kỳ ánh mắt sáng rực chờ đợi Thanh Thiên tiếp tục. Liên quan đến việc tạo chủng, giỏi nhất tất nhiên là Tứ sư huynh Sĩ Nguyên, chủ của vườn nuôi chủng. Nhưng việc này cũng liên quan đến sự sống, ý chí và có thể là nhiều thứ không biết nữa, tốt nhất nên mời thêm đại sư huynh và cái tên bên bộ di truyền. Cũng phải tham khảo qua ý kiến của thầy. Nói đến đây Thanh Thiên đau đầu, việc phải chuẩn bị rất nhiều. Tứ sư huynh, đại sư huynh còn dễ nói chút nhưng cái tên bên bộ di truyền, hay, hắn là một tên điên không những điên mà còn biến thái đã thế thực lực lại còn rất mạnh nàng thật chẳng muốn nhìn mặt hắn chút nào nhưng vì tứ cực đạo chủng đành phải phát mặt đến gặp nghĩ đến tên đấy lại thấy mệt mỏi chợt thanh thiên ánh mắt tỏa sáng nhìn tôn kỳ hỏi ngươi đã nhất dực phải không tôn kỳ gật đầu chuyện này còn phải hỏi sao thanh thiên lẩm bẩm nhất dực vậy có nghĩa là ngươi đã trưởng thành mà trưởng thành thì có thể tiến về bộ di truyền xem thân thế bản thân tôn kỳ lắc đầu để không nghĩ cần biết cha mẹ là ai để dự định để bọn họ phong ấn thông tin ta muốn ngươi đến bộ di truyền thuyết phục cái tên điên hắc thủ kia giúp đỡ nếu như có hắn giúp sẽ có thêm một điểm hy vọng thanh thiên nói hắc thủ tôn kỳ nhíu mày thanh thiên vỗ tráng, sửa lại hắn gọi là trác tự xưng là trác bất phàm phong thần là hồng la chân quân tên rất hay đúng không nhưng ngươi đừng để tên của hắn lừa cẩn thận hắn mổ đầu ngươi bọn ta vẫn gọi hắn là trác đen trác điên cái này là bọn ta gọi thôi ngươi tốt nhất giữ miệng quảng cáo tôn kỳ nhíu mày người gọi trác hình như không tốt lắm thuở ban đầu thời đại cổ thần mỗi người đều là kỳ nhân dị sĩ tất cả bọn họ đều chỉ có hai kết cục hoặc là phong thần trường tồn hoặc là chết chết do tự độc chết chết do bạo thể chết do lên cơn điên bọn họ không phải lũ ngốc ngược lại bọn họ đều là trí giả bọn họ là đang thử nghiệm các loại hệ thống mặc dù thất bại nhưng bọn họ đã trở thành những viên gạch trợ giúp hàng thuyên hoàn thiện các hệ thống đó là thời kỳ trăm hoa đua nở vô cùng sôi nổi mặc dù rất nhiều đều sớm nở tối tàn nhưng bọn họ vẫn không hối tiếc ngoài hàng thuyên có thể kể đến bảy vị đệ tử của ông vạn pháp chí tôn trong biển hoa thời đại có một bông hoa hắc sắc, hắn không cần tỏa sáng rực rỡ nhưng ai cũng phải chú mục. Hắn gọi là Trác, Hàng Thuyên đã từng muốn nhận hắn làm đệ tử nhưng hắn từ chối, hắn là người duy nhất từ chối Hàng Thuyên. Khi nhắc đến Trác, mọi người thường có một trong bốn loại cảm xúc, lắc đầu bất lực, xa lánh tên điên, giận dữ trách mắng, cực kỳ thán phục. Năm sư thiên thần sau khi kiến tạo bộ di truyền thì đã không còn nhiều thời gian, buộc phải chìm vào trong ngủ say, bộ di truyền liền được giao cho Trác đến bây giờ bộ di truyền vẫn là một nơi bí ẩn với nhiều thần tộc thanh thiên biết là khó khăn thậm chí là nguy hiểm nhưng vẫn để tôn kỳ đi biết đâu hắn chết vậy thì nàng không cần phải thực hiện lời hứa cuối cùng nàng giao cho tôn kỳ một tờ giấy ghi những thứ cần làm được rồi ngươi có thể đi chừng nào làm xong thì đến tìm ta thanh thiên đuổi khách tôn kỳ cười khổ chắp tay hành lễ cáo từ bước đi tốt nhất ngươi không bao giờ hoàn thành Thanh Thiên nói nhỏ. Tôn Kỳ nghe mà muốn khuyệu ngã, cũng may hắn định lực tốt. Tại đệ tứ đảo Trùng Thiên, Tôn Kỳ đứng trước một hồ nước trọng mênh mông, sóng nước dạt dào giống như là nội hải, xa xa chính giữa hồ là một hòn đảo, gọi là Trường Quy Đảo, nơi ở của Trường Quy Lão Thần, đại đệ tử của Hàng Thuyên. Nói về Trường Quy Lão Thần, nổi bật nhất là hai chuyện. Thứ nhất hắn thiên phú bình thường, ngồi nhìn mây trời 300 năm, đến một ngày buổi sáng nhất dực, buổi chiều phong thần. Thứ hai hắn là người sáng lập Kim Nguyên Điện. Nghe nói vì bản thân thiên phú bình thường, hắn hiểu được sự khó khăn của những thần tộc giống hắn, từ đó sáng tạo Kim Nguyên Điện, giúp mọi người nhanh chóng tu thành nhất dực. Trường quy lão thần đối với thần giới cũng coi như có nhiều công lao. Nhưng mà rất dễ bị lãng quên. Tôn Kỳ đứng trên bờ hồ, chắp tay kính cẩn hô to. Sư đệ thẩm văn đến thăm sư huynh. Úc, 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 mặt nước nổi bọt, một cái đầu rùa nhô lên hỏi là ai sư đệ thẩm văn đến thăm sư huynh tôn kỳ lặp lại leo lên lưng ta ta trở qua hồ con rùa nói tôn kỳ ngạc nhiên không cần ta có thể đi qua hồ này là trọng thủy ngươi đạp trên mặt nước sẽ bị chìm con rùa giải thích nhưng ta có thể bay qua ngươi bay qua không thấy bất kính với sư huynh ngươi sao không thấy ta và sư huynh thế nhưng chưa gặp đã thân. Tôn Kỳ tự nhiên đáp. Con rùa. Chưa gặp làm sao đã thân. Quảng cáo. Được rồi. Sợ ngươi không có việc làm, sư huynh của ta sẽ cho rằng ngươi vô dụng, mang đi làm thịt. Ta là người có đức hiếu sinh, cứu ngươi một mạng vậy. Tôn Kỳ cười nói, đáp lên lưng rùa. Con rùa ngơ ngác, còn có thể diễn giải như vậy sao? Còn không cảm ơn. Tôn Kỳ trách mắng đa tạ con rùa bị mắng thì cảm ơn nhưng mà cảm thấy trong chuyện này hình như có gì đó sai sai bình thường mọi người lên đảo đều cảm ơn nó sao bây giờ ngược lại là nó cảm ơn nhưng mà nghĩ mãi vẫn không biết sai ở chỗ nào vậy mới phải tôn kỳ gật đầu hài lòng một lúc sau tôn kỳ đặt chân lên đảo trên đảo có một căn nhà nhỏ một con đường mòn tôn kỳ cất bước đi rất nhanh hắn thấy được một vị lão giả râu tóc bạc trắng da trắng hồng hào đang ngồi dưới gốc cây tĩnh tọa tôn kỳ chắp tay hành lễ xin hỏi có phải đại sư huynh trường quy vị lão giả này từ từ mở mắt mỉm cười tiểu sư đệ đến rồi hai bọn họ sau đó cùng nhau sánh vai bước đi tôn kỳ nhìn vị sư huynh này cảm giác hắn mới thật giống hình tượng phu tử nếu đặt hàng phu tử và trường quy cạnh nhau hỏi ai là hàng phu tử mọi người sẽ ngay lập tức nhận định là trường quy sư huynh hẳn là đã nghe sư tỷ nhắc về lý do để đến đây tôn kỳ vào vấn đề đã nghe trường quy mỉm cười gật đầu sư huynh thấy thế nào cùng ta uống chén nước đã bọn họ cùng nhau ngồi xuống bàn đá trước nhà thưởng thức nước mát trường quy không vào ngay chủ đề chính mà hỏi những chuyện trên trời dưới đất tôn kỳ cũng không nóng vội từ tốn đáp Thanh Thiên nói Tôn Kỳ đến gặp Trường Quy cũng không phải tự nhiên. Trường Quy có nghiên cứu rất sâu về thần hồn, hồn phách, quán linh, quán niệm, các dạng ý thức phi vật chất. Lần này chế tạo một chủng mới, kiến thức của Trường Quy có thể là giúp đỡ lớn. Một lúc sau, Tôn Kỳ liền hỏi một thắc mắc trong lòng. Sư Huynh sáng lập Kim Nguyên Điện, không biết hạt cải tại tầng thứ 10 có ý nghĩa gì? Không biết. Trường Quy dứt khoát. Tôn Kỳ tròn mắt là thần sứ đặt vào ta lúc đó cũng hỏi thần sứ vì sao ngài ấy cũng nói không biết trường quy nhanh gọn trả lời sư huynh không truy hỏi sao không có vì ta cảm thấy mình có thể phá giải bí mật hạt cải vậy hạt cải rốt cuộc có bí mật gì không biết ta còn chưa phá giải xong vị sư huynh này thật kỳ lạ có lẽ vì sinh mệnh sống quá dài nên kiếm thứ gì đó làm để giết thời gian trường quy rảnh rỗi dư thời gian nhưng hắn thì không trò chuyện đã đủ tôn kỳ vào thẳng vấn đề sư đệ mời sư huynh trợ giúp tạo chủng sư huynh thấy thế nào cũng không phải là không thể nhưng ta cần để làm một chuyện trường quy mỉm cười nói tôn kỳ không hỏi chờ trường quy nói tiếp quảng cáo trường quy lấy ra một cái hồ lô đưa cho tôn kỳ nói sư đệ cũng biết ta nhiều năm nghiên cứu về thần hồn oán niệm oán linh bây giờ ta đã hết nguyên liệu cần đệ bắt cho ta một trăm oán linh. Hoàn thành ta sẽ giúp đệ. Tôn Kỳ không vội tiếp nhận hồ lô, hỏi. Một trăm oán linh khó bắt sao? Yên tâm. Vừa sức đệ. Đệ biết kiếm oán linh ở đâu đây? Năm sư chúng ta thanh tẩy yêu thú, vứt xác tại bãi Ma Đình, hẳn là sẽ có đủ oán linh. Để cứ đi về phía Tây Nam, một tháng đi đường là tới. Trường Quy Ôn Tồn nói. Từ khi lão nhận được tin của Thanh Thiên thì lão đã nghĩ ra thử thách này, rất thú vị đúng không? Tôn Kỳ nhìn vị sư huynh này với ánh mắt khó hiểu, trường quy tỏ ra đắc ý, có phải sư đệ đang cảm thấy rất khó khăn? Ta mặc dù rất rảnh nhưng nếu không để đệ trải qua khó khăn thì làm sao cho thấy được giá trị của ta? Sư huynh thực lực phong thần, đi đi về về cũng chỉ trong ngày. Mấy cái oán linh phất tay là bắt được, cần gì phải để đệ làm? Tôn Kỳ lên tiếng. Ý ta là tôn kỳ chặn ngay chúng ta là trí giả không nên mất thời gian của nhau vào những việc vớ vẩn mấy cái chuyện đơn giản đó để người khác làm là được nhiệm vụ của chúng ta là nghiên cứu để nói cũng đúng nhưng mà đúng là được rồi tôn kỳ tiếp tục nói nghiên cứu tạo chủng lần này có thể rất quan trọng ảnh hưởng đến tương lai thần tộc để lại hỏi huynh huynh nghiên cứu oán linh bao nhiêu năm rồi bắt bao nhiêu oán linh rồi cái này cũng không nhớ rõ. Thành quả thu được lớn sao? Cũng có chút chút. Vậy thì đúng rồi. Sư huynh lần này tham gia có thể sẽ thu được lợi ích rất lớn, gấp trăm ngàn lần so với mấy cái oán linh. Bên nào trọng, bên nào khinh đã quá rõ ràng. Nói đến đây tôn kỳ trầm giọng. Sư huynh còn muốn đệ đi bắt oán linh sao? Hình như là không cần. Vậy mới đúng. Tôn kỳ cười dơ ngón cái đây mới là bậc trí giả nhà nghiên cứu nên làm tôn kỳ đứng dậy được rồi thời gian không còn sớm nữa để còn phải chuẩn bị một số thứ khác sư huynh đến chỗ sư tỷ thanh thiên trước để sau đó sẽ đến chúng ta cần phải bàn bạc kỹ lưỡng chuyện này tôn kỳ sau đó nhanh chóng rời đi để lại một mình trường quy ngẩn ngơ vào đầu tiểu sư đệ này thật không chịu theo sáo lộ tiểu quy ngươi thấy thế nào trường quy mở miệng hỏi một con rùa nổi lên mặt nước, nói Tên láo cá đó Ta chở hắn qua hồ, hắn còn bắt ta cảm ơn Hắn đến nhờ ta mà ta cảm giác ta đang mang ơn hắn vậy Trường Quy Đồng Tịnh nói Bình thường không phải đều là ngươi đến nhờ ta Ta ra thử thách, ngươi hoàn thành Mà ta ra thử thách cũng đâu có gì khó khăn Ngươi không chịu bình thường giống người ta một chút được sao Hết chương 680 Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha